Điện ở chỗ hồng trước thú nhân binh lính thân ảnh, đã càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Hạm, hưởng thụ tử vong đi, đạo nhân nhẹ giọng nói. Audio điện tử võ tấn bền. Ngọc Hư đạo quan làm phản, là làm người hoàn toàn không thể tưởng được, không ai có thể tìm được Ngọc Hư đạo quan làm phản lý do, lấy bọn họ ở nhân loại trong quân đội địa vị, loại này làm phản, căn bản là không cần phải. Bất quá hiện tại, cũng không phải cấp Lâm Thanh Hạm đi tìm nguyên nhân thời điểm mắt thấy kia một người danh chiến sĩ ở trước mắt ngã xuống, lâm thanh hạm tâm như kim đâm, này đó chiến sĩ, đều là vì gia viên liều mạng, bọn họ nếu thân tử chiến tràng, không lời nào để nói, đó là số mệnh. Nhưng hiện tại, chết ở này làm phản giữa. Ngọc hư đạo quan, ta lâm thanh hạm nếu có thể sống sót, tất nhiên sẽ đem các ngươi, rảo cái long trời lở đất. Lâm thanh hạm phát ra như vậy gào giống thanh. Chỉ bằng ngươi, một giới nữ lưu, ha ha, nếu không có kia họ trương, người tính cái gì? Người cho rằng người thật là này lâm tướng quân, đạo nhân hoàn toàn khinh thường. Một giới nữ lưu lại như thế nào? Lâm thanh hạm ném xuống trong tay đứt gãy trường thương. Lúc này, một người thú nhân cầm trong tay trọng hình khảm đao, một đao bổ về phía lâm thanh hạm, dục muốn đem lâm thanh hạm chém eo. Đã có thể ở kia khảm đao mũi nhọn sắp chạm vào lâm thanh hạm vòng eo khi, khảm đao không chút sứt mẻ. Tên kia cầm trong tay khảm đao thú nhân binh lính thủ đoạn, bị lâm thanh hạm gắt gao nắm, mặc cho kia thú nhân binh lính như thế nào dùng sức, cũng chưa biện pháp lại động mảy may. Cái gì, kia đạo nhân thấy như vậy một màn, khó có thể tiếp thu. Lâm thanh hạm hơi hơi mỉm cười, người cho rằng ta, thật sự cũng chỉ có thể sống ở ta lão công che chở dưới. Một giới nữ lưu lại như thế nào, người muốn giết ta, còn có chút khó. Lâm thanh hạm khi nói chuyện, thủ đoạn quay cuồng, trực tiếp đem này khảm đao đoạt được, theo sau múa may, chảm rất tên này thú nhân binh lính đầu. Ở lâm thanh hạm trên người, phiếm một loại quỷ dị quang hoa, này nhan sắc, như là ngày đó biên cực quang. Huyết mạch, đạo nhân cắn răng, nói ra này hai chữ, trương ức thanh nga không, ta hiện tại hẳn là xưng hắn vì trương huyền, hắn là cái lợi hại nhân vật, hắn nữ nhân, quả nhiên cũng không đơn giản, nhưng hôm nay, người cần thiết muốn chết. Một đạo thân ảnh từ thú nhân tộc bên kia chỗ hổng chỗ đi ra, hắn thân khoác kim giáp cầm trong tay màu đen trường đao, đúng là thú nhân tộc lãnh tụ cổ lực đan. Cổ lực đan nhìn kia bên ngoài thân phiếm cực quang chi sắc lâm thanh hạp, nữ sĩ, hai quân giao chiến, sinh tử không khỏi mình khống, cũng chớ có trách ta cổ lực đan, là thủ tồi hoa. Cổ lực đan trong tay hắc nhận trên mặt đất mang theo nhẹ nhẹ hỏa tinh. Lâm thanh hàm hít sâu một hơi, thân hình nhanh chóng chiều phía sau lóe đi, muốn rời đi. Đi không xong, cổ lực đan chỉ là thân hình chợt lóe, liền ngăn trở Lâm Thanh Hạm đường đi. Vài tên thú nhân binh lính từ phía sau để đao hướng Lâm Thanh Hạm bổ tới, Lâm Thanh Hạm phiên tay, huy đao chảm phiên vài tên thú nhân binh lính. Mà ở lúc này, cổ lực đan trường đao cũng hướng Lâm Thanh Hạm chém tới, thời khắc mấu chốt, Lâm Thanh Hạm bước chân triệt thoái phía sau, muốn tránh qua cổ lực đan trường đao, nhưng này trường đao, ở Lâm Thanh Hạm khôi giáp thượng, mang theo hỏa tinh, dây tiếp theo, kia khôi giáp vỡ ra. Cổ lực đan chiến lực, nhưng không ngừng là thú nhân binh lính đơn giản như vậy, hắn lực lượng cùng tốc độ, đều đạt tới một loại cực hạn, kia đã hoàn toàn siêu việt nhân loại, nếu là nói có thể cùng cổ lực đan dưới tình huống như vậy đối địch, chỉ có Trương Huyền, liền liền triệu cực cùng Lam Vân Tiêu đều không được, bởi vì bọn họ hai người, nhưng không có tu luyện quá diệt thế đổ lục loại này luyện thể phương pháp. Cổ lực đan trong tay trường đao, đối với Lâm Thanh Hạm mà nói, là uy hiếp lớn nhất, lúc này cổ lực đan, đã phong tỏa trụ Lâm Thanh Hạm đường lui, đó là đi thông nhân loại đại quân phương hướng. Lâm Thanh Hạm, đau khổ dẫy dụa đi, ta đảo muốn nhìn một chút, người có thể dẫy dụa tới khi nào. Đạo nhân cười lạnh, ta tưởng, người chết, nhất định sẽ làm cái kia họ trương điên cuồng, ha 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 ha, ha ta nhưng thật ra rất muốn biết, điên cuồng sau hắn, sẽ sao? Sao dạng? Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt cổ lực đan, người này mang cho nàng rất lớn áp lực. Đem trường đao hoành trong người trước, Lâm Thanh Hạm một đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chầm chầm cổ lực đan, đề phòng hắn. Cổ lực đan phủi tay, trường đao chỉ xéo mặt đất, theo sau, thân hình lại một lần chớp động, trong tay hắn màu đen trường đao, hướng Lâm Thanh Hạm đỉnh đầu bổ tới. Đối mặt cổ lực đan này một đao, Lâm Thanh Hạm trên người quang hoa lại một lần nở rộ, kia như là bốc cháy lên cực quang ngọn lửa, này quang hoa, mang cho Lâm Thanh Hạm, là càng cường đại hơn lực lượng. Lâm Thanh Hạm làm một cái yêu nhã quay người, nàng lấy đai lưng lực, đồng dạng một đao chém ra, đương hai đao tương chạm vào là lúc, cổ lực đan chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, hắn rất khó tin tưởng, cái này làm cho chính mình hổ khẩu tê dại uy lực, thế nhưng là từ một cái nữ. Nhân thân thượng phát ra, mà lâm thanh hạng, tắc bị này một cổ trọng lực oanh bay ra đi, rơi vào kia xương mù giữa. Lâm thanh hạng, hà tất tại đây chết căng đâu, người đã là một cái chết người. Đạo nhân ở cười nhạo, câm miệng, cổ lực đan quát lớn một tiếng mau đuổi theo người đi rồi đi rồi đạo nhân rõ ràng sửng sốt nàng truy cổ lực đan khẽ quát một tiếng đuổi theo ra kia chỗ hồng ở kia chỗ hồng phía sau là thú nhân đại quân lãnh địa đạo nhân đứng ở chỗ hồng chỗ nhìn lâm thanh hạm đào tẩu phương hướng lẩm bẩm nói lượng ngươi cũng sống không được người tới a à, đem này khôi giáp mặc vào theo ta đi đạo nhân nói xong ba người danh thú nhân binh lính đi ra Mặc vào kia nhân loại quân sĩ áo giáp, vào đầu khôi mang lên sau, căn bản nhìn không ra có cái gì khác nhau, đây cũng là vì sao phía trước đạo nhân muốn 30 danh thân hình cao lớn quân sĩ, hắn vốn chính là muốn treo đầu dê bán thịt chó. Nhìn 30 danh thú nhân chiến sĩ chuẩn bị xong, đạo nhân bàn tay vung lên, đi, cùng ta trở về. Liền ở đạo nhân mang theo này đó thú nhân chiến sĩ trên đường trở về, một đạo thân ảnh chắn bọn họ phía trước, đúng là cuồng si đứng lại, cuồng si ra tiếng. Đạo nhân theo bản năng liền đứng lại thân hình, hiện tại hắn trong lòng có quỷ. Cuồng si đi lên trước tới, ánh mắt ở đạo nhân cùng với kia 30 danh thân khoác nhân loại quân si áo giáp thú nhân trên người đánh giá. Đạo nhân có vẻ có chút khẩn trương, hắn biết người này, thực lực rất mạnh kính. Cuồng si ở nhìn quét một vòng lúc sau, ánh mắt đột nhiên một lăng, lâm tướng quân đâu. Đạo nhân lắc lắc đầu, phía trước xuất hiện chỗ hồng, lâm tướng quân đi dò xét nhưng chậm chạp không có trở về chúng ta hoài nghi có thú nhân mai phục muốn chạy trở về hội báo tình huống đánh giám cuồng si bỗng nhiên múa may cánh tay một cái tát chiều đến đạo nhân trên mặt đạo nhân bị này một cái tát chiều phát ngốc lâm tướng quân há là không biết đại thể người đừng cho là ta không biết các ngươi này đó lão đạo trong lòng tưởng cái gì lâm tướng quân nếu gặp được chuyện gì các ngươi này đó lão đạo một cái đều đừng nghĩ sống cuồng si sau khi nói xong nhanh chóng hướng phía trước phương chạy tới, hắn cũng không có ý thức được đạo nhân phía sau này đó binh lính dị thường, hắn trong lòng chỉ có Lâm Thanh hạm an nguy. Lão đạo thấy cuồng si đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sờ sờ chính mình sườn mặt, giọng căm hận nói, sớm muộn gì muốn ngươi mệnh, đi. Lão đạo mang theo 30 danh sĩ binh trở lại nhân loại phương trận giữa. Lúc này, Triệu Cực còn không có trở về, Lam Vân Tiêu lưu lại nơi này, chủ tính trung toàn cục làm chiến trước chuẩn bị. Đạo nhân trở về, trước tiên hội báo về kia chỗ hồng tình huống, theo sau đem 30 danh thú nhân binh lính, đưa tới một cái thống nhất phương trận bên trong. Ở tiền tuyến chủ tính Trung Lam Vân Tiêu, chỉ phải tới rồi tiền tuyến cái chắn xuất hiện chỗ hồng tin tức, đến nỗi lâm thanh hạm không có trở về chuyện này, hắn căn bản không có ý thức được, chiến trường nhiều người như vậy, không có người sẽ đem lực chú ý đặt ở một người trên người. Chuẩn bị sẵn sàng, Lam Vân Tiêu mở miệng, Cấp Mây Trắng Phi nói, "Làm hắn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi, kế tiếp liền phải xem chúng ta." Giờ phút này Mây Trắng Phi sớm đã tới rồi cực hạn, hắn hiện tại bất quá là bằng vào một cổ ý chí lực ở cường chống thôi. Nhân loại quân đội phương trận sắp hàng chỉnh tề, mỗi người đều làm tốt tùy thời chinh chiến chuẩn bị. Mà ở này phương trận phía sau, kia Ngọc Hư Đạo Quan đạo nhân đã mang theo 30 treo đầu dê bán thịt chó thú nhân binh lính, lẫn vào phương đội giữa. Chiến trường phía trên, không có tạp ngữ, không ai phát hiện này 30 danh sĩ binh dị thường. Âm vang tiếng vang giữa, kia cách trở nhân loại cùng thú nhân cái chắn đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Nếu cái chắn đã xuất hiện chỗ hồng, kia không bằng trực tiếp đem cái chắn triệt rớt, chính diện giao chiến, tổng hảo quá muốn tùy thời để phòng thú nhân đánh lén, như vậy đi xuống, còn chưa chiến, tâm trước mệt. Nhìn kia cái chắn độ cao một chút một chút hạ thấp, mỗi người đều gắt gao nắm trong tay vũ khí, đây là bọn họ trên người lớn nhất cảm giác an toàn nơi phát ra. Đường kia cái chắn hoàn toàn rơi xuống lúc sau, đen nhìn nhịp thú nhân đại quân, liền đều nhịp, đứng ở nhân tộc đại quân đối diện mặt. Trên chiến trường sương mù, đã dần dần đạm đi. Rời đi hồi lâu triệu cực, lại lần nữa đi vào chiến trường phía trước, hắn vừa đi, một bên sửa sang lại trên người khôi giáp. Hai quân rằng co, đại quân đều lâm vào trầm mặc. Triều cực nhìn trước mắt thú nhân quân đội, kia thống nhất thân hình cao lớn, diện mạo giữ tợn thú nhân đại quân, từ trong lòng thượng liền mang cho người cực đại áp lực. Triều cực quay đầu lại, mày bỗng nhiên vừa nhíu, lâm tướng quân đi đâu. Lam Vân Tiêu giờ phút này cũng mới ý thức được lâm thanh hạm không thấy, thấp giọng hướng triệu cực nói, Ngọc Hư đạo quan người dẫn người đi dò đường, đem lâm tướng quân kêu đi rồi, kia đạo nhân đã trở lại, lâm tướng quân hẳn là cũng đã trở lại mới là, người đừng lo lắng, cuồng si mặt sau cũng. Đi theo đi, triệu cực trong lòng, tức khắc sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, ngọc hư đạo quan hành vi, thật sự là quá khác thường. Nơi này người trước nhìn, ta đi tìm. Triệu cực mới ra thanh, liền nghe kia thú nhân đại quân truyền đến rung trời tiếng hô, ngay sau đó, kia đại quân sung phong, mặt đất đều đang run rẩy Triệu cực hít sâu một hơi, thu hồi lời nói mới rồi, giống to ra tiếng, sát. Sát, nhân loại quân đội, đồng dạng tiếng kêu rung trời, đại gia rút ra vũ khí, nhằm phía kia thú nhân đại quân. Xung phong là lúc, triệu cực quay đầu lại nhìn mắt, hắn nhìn đến, kia ngọc hư đạo quan mười mấy danh đạo nhân, đứng ở kia đại quân phía sau, trên mặt mang theo tươi cười, có vẻ quỷ dị. Hy vọng các ngươi không cần làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, kia hậu quả, là ai đều không muốn nhìn đến. Ở rời xa chiến trường chỗ, cổ lực đan cầm trong tay màu đen trường đao, ở hắn trường đao mặt trên, mang theo máu tươi. Chạy trốn rất sao, cổ lực đan giống như một cái con ngồi, ở bên cạnh hắn, đi theo một con hắc hổ, hắc hổ hình thể cùng bình thường lão hổ giống nhau lớn nhỏ, nhưng lại càng thêm hung mãnh, kia trong miệng răng nhọn, không biết có bao nhiêu sinh linh, chết thảm này răng nhọn dưới. Xương mù đã dần dần tan đi, cổ lực đan trước mặt trở nên càng ngày càng rõ ràng, sở hữu hết thảy đều ở hướng đối cổ lực đan có lợi phương hướng phát triển. Lâm Thanh Hạm tránh ở một cây đại thụ lúc sau, nàng nỗ lực đè thấp chính mình hô hấp, che lại cánh tay thượng miệng vết thương, nàng biết, chẳng sợ chỉ là máu tươi hạ xuống thanh âm, đều sẽ khiến cho cái kia thú nhân chú ý. Phương xa tận trời hét hò đã truyền tiến Lâm Thanh Hạm trong tai, nàng minh bạch, liền tính hiện tại trở lại trận doanh, cũng thời gian đã muộn, bảo mệnh mới là kế tiếp chuyện quan trọng nhất. Thiêu đốt huyết mạch, đối Lâm Thanh Hạm tạo thành cực đại phụ tải, thậm chí nàng ý thức đều tiếp cận mơ hồ nàng từ thú nhân binh lính kia đoạt tới thân đao thượng đã che kín lỗ thùng. Cổ lực đan bên cạnh hắc hổ, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, một đôi thú mắt siêu tầm con mồi dấu vết. Trong giây lát, hắc hổ một cái khởi nhảy, chạy về phía lâm thanh hạm sở trốn tránh thân cây lúc sau, này cây cao 10 mét nhiều đại thụ, ở hắc hổ lợi chảo hạ chia năm xẻ bảy mở ra, lâm thanh hạm trở tay chém ra một đao, thân hình nhanh chóng vào tới trước. Chúng ta có thể nói chuyện hợp tác, so với những người đó tới, ta còn càng nguyện ý cùng Trương Huyền hợp tác. Cổ lực đan đề đao, không nhanh không chậm đi theo phía sau, hắn ăn định rồi Lâm Thanh Hạm, bởi vì Lâm Thanh Hạm sở chạy phương hướng, là địa tâm phương hướng, ở nơi đó. Đã sớm biến thành thú nhân địa bàn. Lâm Thanh Hạm căn bản sẽ không quản cổ lực đan nói cái gì, nàng ánh mắt tỏa định phía trước, bước chân không ngừng. Đi, chào nàng trở về, cổ lực đan mệnh lệnh hắc hổ. Hắc hổ phát ra tiếng gầm gừ, tốc độ bay nhanh chiều lâm thanh hạm đuổi theo. Liền ở hắc hổ lao tới là lúc, một cây thật lớn thân cây hướng hắc hổ quét ngang mà đến, kia thân cây thế tới hung mãnh, trực tiếp đem hắc hổ quét ra mười mấy mét xa, trên mặt đất liên tục lăn lộn. Đường hắc hổ một lần nữa ổn định tứ chi sau, mở ra bồn máu mồm to, phát ra gầm rú tiếng động. Cuồng si tháp sát thân hình, chắn cổ lực đan trước người. Thấy cuồng si, cổ lực đan mày nhăn lại, hắn gặp qua người này, đối người này, phi thường kiêng kỵ. Cuồng si xuất hiện, một câu cũng chưa nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, hắn tại đây, cổ lực đan cùng hắc hổ, truy bất quá đi. Hắc hổ phát ra tiếng gầm gừ, chuẩn bị nhào hướng cuồng si, lại bị cổ lực đan ngăn lại. Cổ lực đan đem trong tay màu đen trường đao dơ lên, lao kia trường đao thượng sở lưu vết máu, bày ra chiến đấu tư thế, kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng không đại biểu, cổ lực đan sẽ sợ, hắn là thú nhân tộc vương. Cuồng si không có vũ khí, hắn song quyền, đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất binh khí. Hai bên chi gian, không có dư thừa vô nghĩa. Cổ lực đan cùng hắc hổ, cơ hồ là cùng thời gian chấp động thân hình, một tả một hữu chiều cuồng si công tới. Này hắc hổ, không riêng gì cổ lực đan tỏa kỵ, đồng dạng cũng là cổ lực đan đồng bọn, bọn họ đã sớm quen thuộc cùng nhau chiến đấu. Cổ lực đan màu đen trường đao cùng cuồng si làn ra tiếp xúc, hắc hổ bén nhọn răng nhọn cắn thượng cuồng si cánh tay. Cuồng si một đôi nắm tay, uy vũ sinh phong, cùng cổ lực đan cùng hắc hổ, đấu lực lượng ngang nhau. So với chính diện chiến trường, bên này chiến đấu, đồng dạng hung ác. Mà ở kia hai quân giao chiến chỗ, nhân loại quân đội cùng thú nhân quân đội, đồng dạng chém giết ở bên nhau. Mây trắng phi ở cái chắn triệt hạ là lúc, cũng đã hôn mê. Cơ thủ một cùng khương thần hai người, kiềm giữ tổ khí, đứng ở chiến trường trung tâm chỗ, bọn họ là nhân loại quân đội lớn nhất dựa vào, cũng là thú nhân nhất kiêng kỵ điểm. Hai vị tiền bối, muốn dựa các ngươi, một người phương trận đội trưởng ra tiếng, yên tâm, khương thần cùng cơ thủ gật đầu một cái, bọn họ bắt lấy phía sau tổ khí, cắt qua bàn tay, tế ra máu tươi. Tổ khí, tại đây phiến chiến trường phía trên, có được tuyệt đối thống trị lực. Chiến trường trung tâm, có người chuyên môn phụ trách bảo hộ cơ thủ một cùng khương thần hai người nương kia núi sông đồ giãn ra khai, kim sắc quang mãn bốn phía, thú nhân đại quân bên kia, tức khắc đã chịu ảnh hưởng. Đi, Khương thần tướng trong tay núi sông đồ dùng sức ném đi, kia núi sông đồ trôi nổi phía chân trời, kim sắc quang mang tưới xuống, sở bao phủ thú nhân, tức khắc hóa thành cho bụi. Núi sông đồ chung, một tòa núi lớn hư ảnh áp xuống, thượng bách thú người, đều bị áp thành thịt nát, này đó là tổ khí, chẳng sợ tại đây cổ chiến trường chung, cũng có được như thế uy lực. Ở tổ khí cường đại uy lực hạ, thú nhân tộc đại quân, tức khắc khuyết thiếu một khối, mà nhân loại quân đội, tắc về phía trước một mảng lớn, hiện tại hai bên phải làm, chính là đem đối phương từ này cổ chiến trường thượng đuổi đi, một khi mỗi một phương bị hoàn toàn đuổi ra này cổ chiến trường, liền không có phiên bản cơ hội. Cổ chiến trường lối vào rất nhỏ, căn bản là không cho phép ngăn cản lần thứ hai hữu lực phản kích. Ở tổ khí cường đại uy lực hạ, nhân loại quân đội từng bước về phía trước, ở chém giết chung, Năng lực tác chiến một mình hoàn toàn không bằng thú nhân, nhưng có tổ khí gia nhập, chỉnh thể thế cục thượng, nhân loại là nghiền áp thú nhân. Thú nhân phương trận giữa, xuất hiện một cái thật lớn chỗ hồng. Cơ thủ một, triệu cực hét lớn một tiếng. Cơ thủ một lập tức minh bạch triệu cực ý tứ, hắn vọt vào kia thú nhân phương trận chỗ hồng giữa, tế ra huyết diều, quét ngang dưới, thú nhân bộ đội, xuất hiện một cái hình quả thật lớn chỗ hồng, nhân loại quân đội lập tức xông lên phía trước, đem này thật lớn chỗ hồng bổ túc nếu nói, khắp chiến trường, chính là một cái thật lớn bàn cờ, như vậy hiện tại, nhân loại quân đội sở chiếm cứ bàn cờ diện tích, muốn so thú nhân lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn ở lấy thông thả tốc độ đẩy mạnh, bất quá đại gia cũng biết, loại tình huống này liên tục thời gian sẽ không rất dài, tổ khí vô pháp vận dụng quá dài thời gian, đương tổ khí quang mang tiêu tán lúc sau, hết thảy còn phải dựa chính bọn họ, nhưng tình huống hiện tại, không thể nghi ngờ là ở hướng tốt phương hướng phát triển. Ở hai đại tổ khí dưới tác dụng, nhân loại bộ đội tiên phong, chủ tướng sở xuất lĩnh tinh anh, giống như một phen đao nhọn, thẳng chọc thú nhân bộ đội trái tim, ở nơi đó sát cái tam tiến tam suất giết thú nhân quân tâm tán loạn. Tiếp tục, triệu cực hét lớn một tiếng. Khương thần gật gật đầu, không chung núi sông độ uy mang đại thịnh, này kim quang sở lan tràn chỗ, đều là thú nhân vùng cấm. Kia núi sông đồ trôi nổi hướng thú nhân quân đội, liền ở núi sông đồ tính toán lại một lần tưới xuống kim mang là lúc, kia đầy trời kim quang, đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Sao lại thế này, triệu cực mày nhân lại, quay người vừa thấy, liền thấy, kia bị người thật mạnh bảo hộ Khương Thần, ở này bụng, thế nhưng lộ ra một đoạn mũi đau, mà Khương Thần sau lưng sở chạm, chính là một người nhân tộc binh lính, hắn thân xuyên trọng khải, cả người đều bao trùm ở áo giáp dưới, nhìn không thấy khuôn mặt. Khương Thần một ngụm máu tươi phun ra, trên bầu trời núi sông đổ rơi xuống mặt đất, loại tình huống này Khương Thần, lại vô lực thúc giục núi sông đồ. Mà bên kia cơ thủ một, vừa muốn thúc giục huyết diều, đã bị người từ phía sau thật mạnh chém thượng một đao, này một đao từ cơ thủ một vai trái vẫn luôn hoa đến hữu sau eo chỗ, kia miệng vết thương ra chóc thịt bong, thâm có thể thấy được cốt, cơ thủ một còn không có tới kịp làm ra phản kháng, đã bị hai thanh cương đao đặt tại trên cổ, này giá trụ cơ thủ một, đồng dạng cũng là hai gã cả người giấu ở khôi giáp dưới binh lính. Các ngươi làm gì, điên rồi sao, ai binh, Triều cực hét lớn một tiếng. Ha ha, nhân loại lãnh tụ, không có hai người bọn họ, các người đem bất kham một kích. Thú nhân một người tướng quân cưỡi giã thú bôn tập mà đến. Mà lúc này, kia bị thương Khương Thần, giá trụ cơ thủ một binh lính, mở ra mũ giáp, lộ ra mũ giáp hạ thú nhân gương mặt, tức khắc khiến cho người minh bạch, này đã xảy ra cái gì? Thú nhân, sớm đã ẩn núp ở nhân loại quân đội giữa, mà đối với này hết thảy, nhân loại căn bản là cái gì cũng không biết tiếp tục đánh tiếp nói, hai người bọn họ mệnh đã có thể không có a. À. Thú nhân tướng quân cười lạnh. Triệu Cực sắc mặt âm trầm, cánh tay vung lên, một cây tinh kỳ múa may, đây là chỉ huy đại kỳ, đương tinh kỳ múa may lúc sau, tương đương với là phát ra ngưng chiến mệnh lệnh. Mà bởi vì tổ khí nguyên nhân, Triệu Cực sở dẫn dắt tiên phong bộ đội, đã vào tới thú nhân đại quân bụng, lúc này tổ khí chịu hạn, thú nhân đại quân xông tới, Triệu Cực nơi bộ đội tiên phong đã bị thú nhân bao quanh vây quanh. Nhân loại đại quân ưu thế, tại đây một khắc không còn sót lại chút gì, triệu cực như thế nào cũng tưởng không rõ, này thú nhân binh lính, là khi nào trà trộn vào tới. Đang lúc triệu cực vì thế cảm thấy vô cùng nghi hoặc khi, kia thú nhân tướng quân cười to ra tiếng. Ha ha ha, Ngọc Hư đạo quan bằng hiếu, lúc này đây, chúng ta hợp tác vui sướng. Thú nhân tướng quân nói, làm triệu cực đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Ngọc Hư đạo quan. Này cũng làm triệu cực nháy mắt liền minh bạch, ở khai chiến trước, Ngọc Hư đạo quan vì sao phải làm ra những cái đó đa dạng, lấy bọn họ hành vi, sao có thể chủ động muốn đi mang binh điều tra? Không đúng. Triệu Cực thân thể bỗng nhiên chấn động. Này Ngọc Hư đạo quan cùng thú nhân liên hợp, phía trước Lâm Thanh Hạm lại cùng Ngọc Hư đạo quan cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại. Nghĩ đến đây, Triệu Cực đột nhiên sinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn biết rõ, Lâm Thanh Hạm đối với Trương Huyền mà nói, đại biểu cho cái gì, nếu Lâm Thanh Hạm xảy ra chuyện như vậy hậu quả khó có thể tưởng tượng các người có người nhìn thấy quá lâm tướng quân sao triệu cực thanh âm có chút khàn khàn hỏi hướng bên người người lâm tướng quân vẫn luôn cũng chưa xuất hiện quá chưa thấy qua lâm tướng quân không có sở hữu hồi phục đều làm triệu cực cảm thấy vô cùng tâm lạnh ha ha nhân loại nguyên soái đến loại tình huống này người còn có tâm tình quan tâm còn lại người đây là căn bản không đem chúng ta để vào mắt a à bất quá cũng không cái gọi là, dù sao, các người thực mau liền phải trở thành ta thú nhân tộc tù binh, ngọc hư đạo quan bằng hiếu, không ra tâm sự sao. Thú nhân tộc bằng hiếu, chúng ta thực hiện chúng ta hứa hẹn, kế tiếp, nên đến các ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Hơn 10 người đạo nhân, từ nhân loại trận doanh giữa đi tới, trong đó lấy kia cung vân đạo nhân cầm đầu, bọn họ thân xuyên đạo bào, cầm trong tay phất trần, nhìn qua một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nhưng ở bọn họ đi tới khi, lại nghênh đón vô số thù hận ánh mắt, cùng với nước miếng. Xác rời, bại hoại tiếng động, không dứt bên tai. Này hơn 10 người đạo nhân, liền giống như không nghe được giống nhau, ở nhân loại quân đội cửu thị ánh mắt giữa, đi đến kia thú nhân đại quân giữa, cùng kia thú nhân, xương huynh gọi đệ. Triệu cực nhìn chằm chằm cung vân đạo nhân bọn họ, ra tiếng hỏi, các người có biết hay không, chính mình rốt cuộc làm cái gì? Không biết lễ nghĩa đồ vật. Cung vân đạo nhân quát lớn một tiếng, triệu cực, có ngươi như vậy cùng sư thúc nói chuyện sao? Sư thúc, ha ha, ta triệu cực có tài đức gì, có thể xứng với như vậy sư thúc? Triệu cực tự diếu cười cười, ngọc hư đạo quan, cùng thú nhân liên hợp, cỡ nào cường đại kết hợp, đúng không? Âm dương quái khí đồ vật, cung vân đạo nhân quát, hôm nay, ta liền thế sư phụ ngươi, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Cung vân đạo nhân đi nhanh đi vào triệu cực trước mặt, dơ lên cánh tay, chiều triệu cực trên mặt phiến đi. Đối mặt cung vân đạo nhân phiến tới một cái tát, triệu cực ánh mắt đột nhiên biến đổi, nâng lên một chân, trực tiếp đem cung vân đạo nhân đặng bay ra đi. Đây là triệu cực đối mặt ngọc hư đạo quan, chân chính ý nghĩa thượng, lần đầu tiên phản kích. Cung vân đạo nhân hiển nhiên không nghĩ tới triệu cực dám đối với chính mình động thủ, hắn che lại bụng, giấy dụa từ trên mặt đất bò lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm triệu cực, giọng căm hận nói, tiểu bối, người dám đánh ta đánh ngươi thì thế nào ta hận không thể giết ngươi triệu cực nhéo nhéo trong tay trường đao hảo ta ngọc hư đạo quan bằng hữu thú nhân tướng quân mở miệng không cần lại cùng này đó kẻ thất bại nhiều lời kế tiếp chính là nghinh đón chúng ta thắng lợi thời khắc chiến trường phía trên cuồng phong gào thét kia bao phủ khắp chiến trường sương mù đều vào lúc này bị hoàn toàn thổi tan chung quanh tầm nhìn rộng mở thông suốt lên tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào mỗi người trên người nhưng nhân loại quân đội, không có người sẽ cảm thấy này ánh mặt trời có thể mang đến ấm áp. Thú nhân đại quân đã hoàn toàn đem toàn bộ chiến trường phân cách mở ra. Quy tắc lại thay đổi a, à, Lam Vân Tiêu nhìn về phía không trung, sở hữu năng lượng đã trầm xuống xong, ngủ say anh linh sắp thức tỉnh, khí lại dần dần khôi phục, nhìn dáng vẻ, chúng ta chung quy muốn nghênh đón thất bại. Không ngừng là Lam Vân Tiêu, Triệu Cực cũng cảm nhận được, ở hắn bên người, quay chung quanh nhàn nhạt khí mang này khí mang có thể vận dụng, thuyết minh cổ chiến trường hạn chế, đã không có phía trước như vậy cường. Thú nhân tộc bên kia, sở hữu thú nhân chiến sĩ, thân hình đều ở dần dần biến đại, bọn họ xé rách trên người khôi giáp, mỗi một cái chiến sĩ thân cao, đều đạt tới 3 mét chi cự. Nhân loại, đem nghênh đón diệt phong, thú nhân tộc tướng quân hét lớn một tiếng. Chiến trường phía trên, tình thế đã hoàn toàn đảo hướng thú nhân bên này. Triệu cực nhìn này chiến trường phía trên biến hóa, đột nhiên hướng Khương Thần cùng với cơ thủ một thâm cúc một cung, hai vị tiền bối, xin lỗi. Khương Thần cùng cơ thủ một có thể nào không rõ triệu cực lời này chung ý tứ. Khương Thần cười lớn một tiếng, lại là khụ ra máu tươi. Ha ha, chúng ta đã sớm sống đủ, triệu cực, này chiến trường phía trên, người đã làm được tốt nhất, người không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Cơ thủ một đạo, người không cần cố kỵ đôi ta, ta hai người, cũng chưa từng nghĩ, muốn tồn tại từ này chiến trường rời đi. Cơ thủ một sứt lời, hắn thế nhưng chủ động đi tiếp cận kia hoành ở chỗ cổ cương đao, chỉ thấy tia máu phun, cơ thủ một đã ngã xuống đất, hắn khóe miệng, lại là mang theo tươi cười, cười. Sát, triệu cực đỏ đôi mắt, giống to ra tiếng. Tinh kỳ lại lần nữa múa may, nhân loại quân đội, lại một lần triển khai tiến công. Nhìn nát bọn họ, thú nhân tướng quân hai tay vung lên. Mà cung vân đạo nhân này hơn 10 người ngọc hư đạo quan người, tắc nhanh chóng tránh ở thú nhân đại quân lúc sau triệu cực cầm trong tay một phen cương đao hắn liên tục chém phiên vài tên thú nhân binh lính hắn một đôi mắt trước sau tỏa định ở cung vân đạo nhân trên người hắn hiện tại mục đích thực minh xác muốn chém cái này lão tạp mau triệu cực giết đỏ cả mắt rồi nhân loại tướng sĩ cũng đồng dạng giết đỏ cả mắt rồi nhưng sát đỏ mắt bọn họ nhưng không đại biểu là có thể cùng thú nhân chính diện giao phong cổ chiến trường năng lượng hoàn toàn lắng động lại thú nhân thể tích lớn hơn nữa, sức chiến đấu cũng càng cường. Đến nỗi khí có thể vận dụng một chút, nhưng nhân loại quân đội giữa, có bao nhiêu sẽ dùng khí. Tương phản, thú nhân binh lính, mỗi người đều sẽ ngự khí. Chiến cuộc, đã nghiêng về một bên. Kia Khương thần bụng trường đao bị rút ra, Khương thần quỳ dạp xuống đất, nhìn trước mắt, đã hoàn toàn mất đi hô hấp cơ thủ một, Khương thần cười thực thảm. Khương gia liệt tổ liệt tông, đệ tử bất hiếu, không có thể vì Khương gia chính danh A. Khương thần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Khương thần tướng chết người, bằng sau tinh huyết, gọi núi sông đồ, ta muốn này thế đạo, trả ta núi sông. Kia ảm đạm núi sông đồ, một lần nữa sáng lên quang mang, lại một lần hiện lên không chung, tưới xuống kim mang, núi lớn hư ảnh, con sông hư ảnh hạ xuống này cổ chiến trường phía trên, chỉ xéo cổ chiến trường mặt đất, đem kia thú nhân đại quân, bị áp với kia núi lớn dưới. Làm xong này hết thảy, Khương thần sắc mặt trắng bệch, trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất. Chiến trường bên cạnh chỗ. Cầm trong tay màu đen trường đao cổ lực đan cùng hắc hổ, cùng cuồng si đánh thượng trăm hiệp, thượng trăm hiệp xuống dưới, cổ lực đan thở hổn hển, kia hắc hổ cũng vươn đầu lưỡi. Cuồng si trên người, có chứa một ít vết máu, hắn nhìn chằm chằm cổ lực đan cùng hắc hổ, ra tiếng nói, không cần thử, các ngươi không qua được. Ngươi thật sự cho rằng, nữ nhân kia có thể sống sót sao? Ở ngươi mặt sau, là ta thú nhân mấy chục vạn đại quân. Cổ lực đan tin tưởng mười phần. Nàng nếu xảy ra chuyện, ngươi cũng sống không được. Cuồng si đè thấp thân hình. Ta đảo muốn nhìn một chút, ta như thế nào sống không được. Cổ lực đan hừ lạnh một tiếng, dù sao ta không nóng nảy, ta muốn làm sự, ta những cái đó nhi lang, tự nhiên sẽ giúp ta làm được. Mà ở thú nhân đại quân phương hướng, lâm thanh hạm một người, xuyên qua ở rừng rậm giữa, nàng tốc độ thực mau, ở nàng phía sau, đuổi theo không dưới trăm tên thú tộc binh lính, ở này đó truy đuổi thú tộc binh lính lúc sau, là một đường thú tộc binh lính thi thể. Lâm Thanh Hạm trên người kia giống như cực quang giống nhau quang hoa, đã ảm đạm rồi rất nhiều, huyết mạch thiêu đốt làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có được cực cường lực lượng, nhưng lại tại đây đồng thời cũng tiêu hao thật lớn. Thú nhân đại quân quá nhiều, chỉ dựa vào Lâm Thanh Hạm một người, chẳng sợ đôi tay tê dại, cũng chém giết bất tận. Này đó thú nhân tốc độ thực mau, bọn họ có nhanh nhạy khứu giác, truy ở lâm thanh hạm phía sau, giống như ung um nhọt trong xương, bỏ cũng không xong. Giống Ba con hung mãnh thú nhân dã thú từ lâm thanh hạm trước người phát ra, lâm thanh hạm phản ứng nhanh chóng, tốc độ cũng thực mau, phất tay một chảm, đem này ba con hung mãnh dã thú chém làm hai đoạn. Cũng tại đây đồng thời, hai chỉ loài chim bay từ kia trong rừng hướng lâm thanh hạm đánh úp lại, lâm thanh hạm chỉ tới kịp làm một cái xoay người, đem một con loài chim bay chảm phiên nhưng lại bị mặt khác một con chảo phá bả vai mang theo huyết nhục kia một đường đuổi theo thú nhân binh lính cũng đồng thời giết đến đem lâm thanh hạm bao quanh vây quanh nhìn chung quanh này thượng bách thú nhân sĩ binh lâm thanh hạm trong mắt cũng không có nhiều ít sợ sắc nàng ở bình tĩnh phân tích chính mình có thể chạy trốn khả năng làm thịt nàng thú nhân binh lính phát ra tiếng hô từ chung quanh hướng lâm thanh hạm đánh tới Lâm Thanh Hạm cầm trong tay một phen cương đao, trên người quang hoa nở rộ, chăn chọc xê dịch gian, hơn 10 người thú nhân, liền bị nàng chảm với đao hạ. Tại đây đồng thời, Lâm Thanh Hạm phần lưng, cũng ăn một đao, da chóc thịt bong. Bất quá như vậy đau xót, đối với Lâm Thanh Hạm mà nói, cũng tính không được cái gì, giờ phút này nàng đầu óc phá lệ thanh tỉnh, hiện tại thú nhân tộc truy binh đã không nhiều lắm, chỉ cần có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết này đó truy binh, chính mình liền có chạy trốn khả năng. Đang lúc Lâm Thanh Hạm chuẩn bị động thủ là lúc, một đạo tiếng cười, từ trong rừng vang lên. Ô ô ô, đây là cái kia trương huyền nữ nhân sao, lớn lên rất có vài phần tư sắc, thực lực cũng không tồi đâu, phó điện chủ có phải hay không nói, muốn làm thịt nàng, cũng coi như công lớn một kiện đâu. Liền thấy mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh, từ kia trong rừng đi ra, bọn họ tất cả đều ăn mặc thuộc về anh linh điện phục sức. Này đó thuộc về anh linh điện người trẻ tuổi, tất cả đều vẻ mặt nhìn ngẫm đánh giá Lâm Thanh Hạp, ở bọn họ trong mắt, đây là một cái đã tới tay chung con mồi. Lâm Thanh hạ mọi nơi quan vọng, nhéo trong tay binh khí, trên người nàng quang hoa, lại một lần nở rộ ra tới. Chủ chiến tràng chỗ, nhân loại quân đội đã hoàn toàn ở vào hạ phong, bị thú nhân nghiền áp, nhân loại phương trận bị phân cách mở ra, căn bản vô pháp làm được cho nhau chi viện. Nếu từ không chung quan sát, nhân loại bộ đội, đang ở bị thú nhân quân đội một chút như tầm ăn lên triệu cực đã giết đỏ cả mắt rồi nhưng hắn muốn giết cung vân đạo nhân lại như cố tránh ở kia thú nhân đại quân bên trong trên mặt lộ ra cuồng vọng tươi cười trước mặt thật mạnh thú nhân đại quân làm cung vân đạo nhân cùng triệu cực chi gian hình thành một cái khó có thể vượt qua hồng câu vô số thi thể trồng chất trên mặt đất phía trên máu thành hà chảy xuôi trên mặt đất phía trên một đạo thân ảnh quay cuồng té rớt ở triệu cực bên cạnh là lam vân tiêu lúc này lam vân tiêu trên người toàn là miệng vết thương trước ngực một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương cho hắn tạo thành thật lớn bị thương nặng làm vân tiêu đôi tay ở phát run đây là đã thoát lực biểu hiện nhìn dáng vẻ chúng ta muốn bại a à. làm vân tiêu gian nan từ trên mặt đất bò dậy hắn hiện tại cầm lấy binh khí đều có vẻ phá lệ gian nan liền tính bại cũng muốn làm thịt cái kia bại hoại triệu cực trong mắt như cũng chỉ có cung vân đạo nhân nói cũng là Lam Vân Tiêu đem trong tay lưỡi dao kẹp bên trái cánh tay cong chung, trà lau rớt lưỡi dao thượng máu, trưởng có thể thua, nhưng bại hoại, không thể không giết. Thượng, triệu cực phun ra hai chữ, theo sau cố nén trên người đau xót, lại một lần nhằm phía kia thú nhân đại quân bên trong. a à, không nghĩ tới, kết quả là, thế nhưng còn muốn như vậy liều mạng, việc này, nhưng ngàn vạn không thể truyền ra đi a à, bằng không này phản tổ minh chủ mặt mũi, cũng không biết muốn hướng nào thả. Làm Vân Tiêu tử diếu một tiếng, sách theo cương đao, đi theo triệu cực phía sau. Nhân loại phương trận, mọi người đều biết không có đường lui, mỗi người đã hoàn toàn ở vào liều mạng trạng thái. Ta đinh ra, tuy chết, nhưng hồn trường tồn, đinh kiến trung giống to ra tiếng, hắn chém rất một người thú nhân đầu, nhưng tại hạ một giây, đã bị mặt khác một người thú nhân, đem đầu tạp dập nát. Gia chủ, đinh ra người thấy thế, phát ra giống to thanh. Ta làm thịt các ngươi. Đinh Quý Hồng con mắt, liên tục chém giết, lại bị một con thú nhân một quyền đảo ở bụng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, xương sườn chặt đứt số căn. Vô số màu đen mặt quỷ mặt nạ rơi rụng trên mặt đất, này đó địa ngục hành giả, lui tới không tiếng động, ngay cả chết đi, cũng lặng yên không một tiếng động, bọn họ giống như chưa từng có trên thế giới này xuất hiện quá, bọn họ thật sự giống như đến từ địa ngục giống nhau, bọn họ mang lên mặt nạ, không ai biết bọn họ chân chính thân phận, bọn họ sở làm hết thảy đều hóa thành ba chữ quang minh đảo đông phương gia tần gia trúc gia cơ gia bạch gia khương gia này đó cổ võ thế gia thành viên đều ở lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt chiến tranh giữa cái gọi là thương vong bất quá là một con số mà thôi chịu đựng không nổi có người quát chịu đựng không nổi cũng muốn căng chúng ta sau lưng là nhà của chúng ta người chúng ta lão bà hải tử không thể làm này đó quái vật tiến vào chúng ta thế giới Đúng vậy, liều mạng. Chết lại như thế nào? Chống trận gõ vang, nhiệt huyết trào dâng, lúc này, sinh tử sớm đã không phải cái gì, bọn họ trong lòng suy nghĩ, không phải như thế nào sống sót, mà là ở chết phía trước, còn có thể múa may ra nhiều ít đau. Một người thú nhân, ở triệu cực trước mặt chậm rãi ngã xuống. Triệu cực trong tay đau, sớm đã cuốn nhận. Đường kia thú nhân ngã xuống lúc sau, lộ ra triệu cực thân ảnh, hắn nửa quỳ trên mặt đất, Mồm to thở hổn hển, sắc mặt của hắn trắng bệch, đứng dậy khi, thân thể không tự giác phát sinh lay động, nếu không phải Lam Vân Tiêu ở bên cạnh nâng một phen, Triệu Cực chỉ sợ liền đứng dậy đều đã làm không được. Mà Cung Vân đạo nhân, như cũ đứng ở nơi đó, cười lạnh nhìn hai người. "Có yên sao?" Triệu Cực ra tiếng. "Ngươi nói đi." Lam Vân Tiêu cười khổ một chút. Tưởng giết điếu thuốc, Triệu Cực sờ sờ trên người, chỉ lấy ra một cái đã không rất hộp thuốc, hắn đem hộp thuốc bắt được trước mũi trong mắt toàn là mê luyến hít sâu một hơi, theo sau thở dài, nhìn dáng vẻ, ta hôm nay chú định không thể nhắm mắt, muốn giết người sát không xong, liền giết điếu thuốc, đều chiều không thường. Không nhất định, làm Vân Tiêu lắc lắc đầu, lấy hai ta thực lực, hẳn là có thể biến thành anh Linh đi, nói không chừng có thể tại đây cổ chiến trường trọng sinh đâu. Kia cũng muốn kia lão tạp mau có thể sống đến lúc ấy mới được. Triệu cực đem trong tay hộp thuốc vì tay một ném, ánh mắt trầm xuống, bọn họ tới. Hai người bốn phương tám hướng, không dưới 10 tên thú nhân, ăn mặc hoàn mỹ khôi giáp, cầm trong tay sắc bén cương đao, hướng hai người mà đến. Một phen cương đao thẳng đến triệu cực đỉnh đầu mà đến, triệu cực suốt đao ngăn cản, nhưng trong tay hắn sớm đã cuốn nhận đao, lại có thể nào chống đỡ được này sắc bén cương đao, một tiếng vang lên vang lên, triệu cực trong tay đao, chém làm hai đoạn. Cùng lúc đó, lại là một cây đao thọc hướng triệu cực giữa lưng, làm vân tiêu rút ra một cái tiên chân. Đêm này đao chủ nhân trừ phi lại có hai gã thú nhân đồng thời đánh tới từ hai cái bất đồng phương hướng bổ về phía triệu cực cùng lam vân tiêu triệu cực muốn xoay người phản kích nhưng động tác lại chậm chạp đáng sợ hắn thật sự đã một chút kính đều không có lão tạp mao lão tử biến thành anh linh lại tể ngươi triệu cực cuối cùng liếc mắt một cái nhìn chằm chằm cung vân đạo nhân mắt thấy kia cương đao đã đi vào trước mắt triệu cực liền mắt cũng không có lại chớp một chút hắn muốn ở chết phía trước đem người này bộ dạng chặt chẽ ghi tạc trong lòng không làm anh linh làm lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn cung vân đạo nhân trên mặt cười lạnh càng ngày càng thịnh hắn đã thấy được triệu cực tử vong khi bộ dáng thú nhân tướng quân trên mặt cũng lộ ra tươi cười nhân loại chủ soái vừa chết này chiến tranh liền tuyên cáo thú nhân thắng lợi hết thảy phảng phất đã trần ai lạc định hết thảy đều đã rơi xuống màn tre hết thảy nên như vậy chấm dứt. Kim quang đột hiện, kia rơi trên mặt đất núi sông đồ, vào lúc này, phát ra kim sắc quang mang, kia hùng hổ thú nhân đại quân, tại đây kim quang sáng lên khi, thế nhưng đều theo bản năng ngừng tay chung động tác, phía trước chiến tranh đã nói cho bọn họ, này kim quang xuất hiện, cũng đã biểu thị bọn họ tử vong. Khương Tiền Bối, Triệu Cực bỗng nhiên quay đầu lại, lại nhìn không thấy Khương Thần thân ảnh, kia núi sông đồ, phảng phất có được tự chủ ý thức, phiêu phù ở không trung mà kia cơ ra huyết diều, cũng vào lúc này, trôi nổi với không trung bên trong, huyết diều chém xuống, mang theo huyết sắc quang mang, đem một tảng lớn thú nhân bộ đội hoàn toàn quét sạch, chết ở này huyết sắc quang mang dưới thú nhân, liền thi cốt đều bảo tồn không dưới. Bạch ra kia tấm chắn, lúc này cũng một lần nữa nở rộ quang mang. Ở nhân loại hoàn toàn xu với bại thế giới, này tam đại thế gia tổ khí, lại lần nữa phát ra thuộc về chúng nó quang huy. Tam kiện tổ khí, ở tất cả mọi người tâm sinh tuyệt vọng là lúc, lại lần nữa nở rộ quang mang, này quang mang, đối với thú nhân mà nói, như là tuyệt vọng, nhưng đối với nhân loại trận doanh, là tuyệt đối hy vọng. Hắn đã trở lại. Hắn đã trở lại sao? Là hắn đã trở lại. Rốt cuộc đã trở lại a à? Triệu cực trên mặt, lộ ra một mặt vui mừng thần sắc. Tại đây một khắc, mọi người trong óc giữa, đều xuất hiện cùng cá nhân danh. Lớn mật yêu nghiệt, xem ta đại la pháp chú, đại uy thiên long. Một đạo trung khí 10 phần A thanh, vang ở chiến trường bên trong. Ta hắn sao, triệu cực hít sâu một hơi, nhìn một đạo mập mạp thân hình, lăng không mà đến, ta mới vừa ấp ủ tốt cảm xúc. Thân xuyên áo cả sa toàn len keng, cầm trong tay một cây trường côn, hắn ngự không mà đến, trường côn quét ngang gian, trường côn lăng không bạo trướng, nháy mắt trở nên có 10 mét thô trắng đem trước mặt nhất chỉnh phiến thú nhân toàn bộ quét sạch, mà kia tam kiện một lần nữa bốc lên quang mang tổ khí, tắc phiêu phù ở toàn len keng phía sau, phát ra quang mang, làm chiều toàn len keng nhìn lại khi, đều mang theo vài phần chói mắt. Người này là, Lam Vân Tiêu nhìn về phía toàn len keng. Thần mặt trời, triệu cực ngữ khí kiên định phun ra này ba chữ, lúc này đây, hắn danh xứng với thật. Toàn len keng trôi nổi với không chung, đây là tổ khí mang cho năng lực của hắn, hắn nhìn về phía thú nhân tộc phương hướng, mở miệng nói, lớn mật yêu nghiệt, thật khi ta toàn người nào đó không tồn tại không thành. Hôm nay, có ta toàn người nào đó tại đây, các ngươi, mơ tưởng vượt lôi trì một bước. Toàn len keng nói chuyện, len keng hữu lực, trong giọng nói có rõ ràng tạm dừng. Triệu cực đứng trên mặt đất, nhìn nghi hoặc, này mập mạp nói chuyện khi nào biến thành này phó giọng. Toàn len keng sau khi nói xong, ánh mắt mịt mờ chiều phía dưới nhìn nhìn, đương nhìn đến một ít nữ chiến sĩ đầu tới ngưỡng mộ ánh mắt sau, hắn trong lòng nhạc nở hoa, ở tới trên đường, toàn len keng trừ bỏ tốc độ cao nhất lên đường ở ngoài, luyện được nhiều nhất, chính là câu này. Lời dạo đầu, dẫn động phía sau tam cái tổ khí, tam đại cổ võ thế gia người làm không được điểm này, nhưng toàn len keng lại có thể, bởi vì, hắn đã cụ bị, khống binh chi tư. Toàn len keng cánh tay vung lên, cao quát, toàn quân nghe lệnh. Tùy ta, sát, sát, nhân loại quân đội sĩ khí, lại một lần bị điều động lên thuộc về bạch gia thật lớn tấm chắn ở không trung đón gió mà trướng, hóa thành một đổ thật lớn tường thành, hướng phía dưới tạp lạc, đem thú nhân chiến trường phân cách mở ra. Núi sông đồ trôi nổi hướng không trung, kim sắc quang mang tưới xuống, núi sông hư ảnh với không trung hiện lên, đương kia núi sông hư ảnh áp xuống, giống như thực chất, làm tảng lớn thú nhân hóa thành thịt nát, tại đây núi sông hư ảnh dưới, vô pháp tồn tại. Màu đỏ huyết dìu lại một lần đánh xuống, trước mặt trăm mét phạm vi, hiện ra hình quạt chỗ trống, liền kia huyết nhục đều không còn sót lại chút gì. Toàn len keng trong tay côn bổng bạo trướng, giống như là kia thần thoại giữa đỉnh hải thần châm giống nhau, một đầu trụ mà, một khác đầu, này nối thẳng phía chân trời, toàn len keng liền đứng ở này điểm cao thượng, giống như vương giả giống nhau, bế nghĩa tứ phương, căn bản không cần hắn đi làm. Cái gì, núi sông đồ cùng huyết diều hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liền làm kia thú nhân đại quân như ngày mùa hè băng tuyết nhanh chóng tan rã. Thế cục thật lớn quay cuồng, làm nhân loại trận doanh vang lên một mảnh hoan hô tiếng động. Toàn len canh ngẩng đầu, một bộ đại hiệp tư thái. Thật lớn tường thành đem chiến trường chia liệt, tảng lớn thú nhân chết ở tổ khí uy mang dưới. Mà những cái đó cá lọt lưới, thì tại nhân loại chiến sĩ vây quanh đi lên dưới, toàn bộ bị tiêu diệt. Thần mặt trời có thể a, à, triệu cực cười to, tới triệt rất này tường thành, làm chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem này thú nhân, đánh ra cổ chiến trường. Này, toàn len keng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, hắn từ phía trên nhảy, rơi xuống trên mặt đất, đi vào triệu cực trước mặt, nhỏ giọng nói, không thể triệt, vừa rồi chỉ lo trang bức, không có suy xét kế tiếp vấn đề, hiện tại tác dụng chậm có điểm không đủ, không làm. Pháp lại thúc giục tổ khí. Triệu cực ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy kia núi sông đồ cùng huyết diều phía trên quang mang, đã trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Này, Triệu cực vẻ mặt vô ngữ nhìn toàn len keng, này đảo cũng không ngoài ý muốn, rất có người tác phong. Hắc hắc, toàn len keng gãi gãi đầu, không có việc gì, làm ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai ra tay, bọn họ tất cả đều đến chết. Đứng ở một bên Lam Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng giống như, đợi không được ngày mai buổi sáng. Ân, toàn len keng mặt mang nghi hoặc, bất quá chợt biến sắc liền thấy kia bạch ra tổ khí tấm chắn sở hình thành thật lớn tường thành phát sinh mãnh liệt run rẩy ngay sau đó tường thành vách tường phía trên xuất hiện vết rách kia vết rách xuất hiện càng ngày càng nhiều nơi nơi đều tràn ngập ra nẻ dấu vết theo một tiếng vang lớn tường thành bị phá khai một cái thật lớn lỗ thủng một trận bụi mù giữa một bóng người từ kia lỗ thủng giữa đi ra tổ khí đều thành các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi trưởng có tổ khí sao người này ở bụi mù giữa dần dần lộ ra gương mặt, đúng là đoạn cửu long. Lúc này đoạn cửu long, trong tay lấy đều không phải là phất trần, mà là một phen thật lớn bố tạ, vừa mới đó là trong tay hắn bố tạ, phá vỡ này tường thành, có thể phá vỡ tổ khí, cũng cũng chỉ có tổ khí. Toàn len keng thân hình chợt lóe lại lần nữa đứng ở kia côn bổng đỉnh, từ thượng mà xuống, nhìn xuống đoạn cửu long, ra tiếng nói, người tới người nào, báo thượng danh hào tới. Ha ha, đoạn cửu long cười lạnh một tiếng, kẻ hèn một cái tiểu bối, hiện tại cũng dám hỏi ta danh hào, hiện tại người trẻ tuổi, thật là một cái so một cái cuồng vọng a. À. Lão tạp mao, ngươi đừng cùng ngươi béo ra ta trang bức. Toàn len Ken trực tiếp mở miệng liền mắng, có loại liền đi lên, cùng ngươi béo ra ta đại chiến 300 hiệp. 300 hiệp, Đoạn Cửu Long ngẩng đầu nhìn thoáng qua Toàn len Ken, ngươi nếu có thể ở ta thủ hạ căng 30 hiệp, ta cũng coi như ngươi thiếu niên anh hùng. Đoạn Cửu Long khi nói chuyện, trong tay búa tạ vung lên, gõ ở sau người tường thành phía trên, một cái cái khe, từ đoạn cửu long bố tạ sở gõ địa phương, nháy mắt lan tràn khắp tường thành, ngay sau đó, liền thấy kia cái khe bỏ mãn tường thành, khắp tường thành, ở. Giờ khắc này, hoàn toàn sụp xuống, đứng ở kia côn bổng đỉnh phương toàn len ken, không tự giác nuốt khẩu nước bọt, hắn có thể cảm nhận được kia bố tạ phía trên truyền đến uy lực, nếu là toàn thịnh thời kỳ, toàn len ken còn dám mạnh miệng kêu gào hai câu, đã có thể ở vừa mới. Hắn mới chơi xong uy phong, hiện. Ở căn bản là không có dư lực lại thúc giục tổ khí, càng không cần đề cùng loại này cấp bậc đối thủ lại đại chiến. Nếu là ngày thường, toàn len keng sẽ trước khom lưng, lại xin lỗi, sau đó lặn mất. Nhưng giờ phút này, đại quân phía trước muốn cho toàn len keng chịu thua, so làm chịu cực mời khách đều khó. Toàn len keng ngực một đính, thái, người này lão đông tây, dám như vậy cùng ngươi béo ra nói chuyện, có loại ngươi liền đi lên, làm ngươi béo ra nói cho ngươi, nơi này ai mới là ra ra. Tiểu, ta sẽ xé lạn ngươi miệng, đoạn cửu long cười lạnh một tiếng, liền thấy hắn dùng sức nhảy, đồng dạng nhảy đến kia côn bổng đỉnh chót. Cầm trong tay tổ binh người, tại đây cổ chiến trường thượng, đã thoát ly một bộ phận quy tắc hạn chế. chương 1681 huyết mạch thức tỉnh toàn len Ken Tình huống hiện tại, có thể nói, có thể tả hữu này chiến trường, chính là tổ binh. Tổ binh quyết đấu, tác động mọi người, chiến trường phía trên, hết thảy đều ngừng lại, vô luận là nhân loại vẫn là thú nhân ánh mắt, đều ở kia côn bổng đỉnh chóp hai người trên người. Toàn len ken nhìn đứng ở chính mình đối diện đoạn cửu long, chỉ cảm thấy hai chân có chút nhũn ra, một là hắn có điểm sợ, đệ nhị, là vừa rồi thật sự dùng sức quá mãnh. Lão tạp mau, người lấy cái đồng trùy tính cái gì bản lĩnh. Toàn len ken đôi tay chống nạnh, có bản lĩnh cùng người béo ra giống nhau, tay không chiến đấu a. À miệng lưỡi sắc bén tiểu bối. Đoạn cửu long cánh tay vung lên, trong tay đại trùy liền hướng toàn len keng ném tới. Nha 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 nha, lão tạp mau chơi đánh lén. Toàn len keng kêu lên quái dị, thân thể từ này côn bổng đỉnh nhảy xuống. Ngay sau đó, này côn bổng thu nhỏ, như bình thường lớn nhỏ, bị toàn len keng nhiết ở trong tay, một bổng chiều đoạn cửu long đỉnh đầu múa may mà đi. Thiết trùy cùng côn bổng va chạm, đây là thuộc về hai đại tổ khí va chạm, Rõ ràng chỉ là phát ra bình thường trầm đục thanh, lại làm mọi người, đều cảm giác ngược bị đè nén vô cùng, phá lệ khó chịu. Một kích va chạm dưới, toàn len keng liền cảm nhận được đối phương kia thiết trùy thượng truyền đến cường đại uy lực, làm hắn hai tay đều có chút tê dại. Lão tập mau, người đánh cái cây búa đâu ngươi, xem ngươi cùng cái làm nghề ngụy dường như. Ăn người béo ra một bổng, toàn len keng ngoài miệng khẩu hải, trên tay động tác cũng không ít, dơ lên trong tay côn bổng lại một lần đối đoạn cửu long phát động công kích. Đoạn cửu long bị mắng sắc mặt xanh mét, luận khẩu hải, hắn sao có thể là toàn len keng đối thủ, hắn chỉ có thể đem trong lòng toàn bộ lửa giận, đều tập trung tới tay trung binh khí phía trên, không ngừng phát ra công kích. Hai đại tổ khí không ngừng lẫn nhau va chạm. Chiến trường phía trên, mọi người cảm giác giống như là có chống trận ở bọn họ ngực không ngừng đánh, theo này đánh thanh càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ đều có một loại trái tim muốn tùy theo nhảy lên ra tới cảm giác này đó là tổ khí, chẳng sợ tại đây áp chế lực cực cường của chiến trường, như cũng có thể đối người chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Toàn len keng cùng đoạn cửu long đảo mắt liền qua mười mấy chiêu, này mười mấy chiêu, toàn len keng hoàn toàn bị đè ở hạ phong, trái lại đoạn cửu long, giống như còn không có suất lực giống nhau, có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Ha ha, như thế thực lực, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Đoạn cửu long khẽ cười một tiếng, trưởng bối nhà ngươi không dạy qua ngươi, ra tới phải học được khiêm tốn sao không, toàn len keng vẻ mặt chính xác lắc lắc đầu, nhà ta đại nhân chỉ nói cho ta, ra tới sau làm ta ăn ít điểm. miệng lưỡi sắc bén, đoạn cửu long bạo a một tiếng, lại lần nữa đem binh áp thượng, muốn dùng trong tay bố tạ, đem toàn len keng tạp thành thịt nát. liên tục hai chiêu tiến công, toàn len keng liên tục lui về phía sau, đã là hoàn toàn không địch lại. người này rất mạnh, lam vân tiêu nhìn chằm chằm đoạn cửu long, ít nhất sau người ta hiếu thắng, này tiểu mập mạp căng không được bao lâu. Triệu cực nhìn đoạn cửu long ra tiếng nói, có thể tùy ý lấy ra tổ binh, có được cầm binh chi tư, người đối địa tâm hiểu biết nhiều ít, có thể đoán được thân phận của hắn sao? Đại khái có thể liên tưởng đến một ít, làm vân tiêu ra tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu bọn họ cũng đứng ở thú nhân kia một bên, vậy thuyết minh kia một ngày thật sự muốn tới, tới cũng hảo. Triệu cực đột nhiên lộ ra tươi cười, hiện tại này thế cục đã loạn đến loại trình độ này đến không bằng đem sở hữu sự đặt ở cùng nhau anh linh điện cái này địa phương bản thân liền tràn ngập quỷ dị từ bọn họ tồn tại bắt đầu chính là như thế anh linh điện cùng ngọc hư đạo quan liên thủ muốn đối phó nhưng không dễ dàng a à. làm vân tiêu lắc lắc đầu có dễ dàng hay không đều phải đánh triệu cực hít sâu một hơi ngọc hư đạo quan có một số người nhất định phải chết cũng nhất định sẽ chết chẳng sợ ta không làm trương huyền cũng sẽ làm. Ta vô pháp tưởng tượng, nếu Lâm Thanh Hạm thật ra chuyện gì, kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Liền ở triệu cực cùng Lam Vân Tiêu hai người khi nói chuyện, toàn len Ken cùng đoạn cửu long, lại là người tới chiêu qua đi, giờ phút này toàn len Ken sớm đã kế tiếp bại lui, trên người toàn là cho bụi, hoàn toàn không thấy vừa ra sân khấu khi kia phân anh tư tác sảng. Đoạn cửu long cầm cường điệu trùy, nhìn toàn len khen, chậm rãi chiều toàn len Ken đi đến. Sao, đánh người béo ra có thể, nhưng là tại như vậy nhiều người trước mặt, không cho người béo ra mặt mũi, ta nói cho ngươi, béo ra sinh khí. Toàn len keng trong tay côn bổng lập với này mặt đất phía trên, hắn lại khoanh chân mà ngồi, giống như cao tăng giảng thiền, trong miệng lẩm bẩm. Toàn len keng bên cạnh, đột nhiên cuồng phong gào thét, trên người hắn áo cả xa tại đây cuồng phong bên trong bay phất phới, kim mập mạp trên đầu, nguyên bản mới mọc ra tới không nhiều ít đầu tóc, tự nhiên bóc ra, lộ ra phía trước bị phá quân buộc năng ra tới giới sẹo. Toàn len keng bỗng nhiên trợn mắt, hắn hai tròng mắt, dường như nổi lên kim quang. Ta chọc, cũng cường. Toàn len keng một lần nữa duỗi tay, nắm phía trước côn bổng, liền ở hắn nắm côn bổng trong nháy mắt kia, một cổ vô hình khí lấy hắn vì trung tâm, hướng chung quanh tản ra, làm nguyên bản đi hướng hắn đoạn cửu long, đều theo bản năng dừng lại bước chân. Huyết mạch thức tỉnh sao? Đoạn cửu long nhìn toàn len keng, dù cho huyết mạch thức tỉnh lại như thế nào, có chút tranh lệch, là vô pháp đền bù. Đoạn cửu long thả người nhảy, múa may đại trùy, hướng toàn len keng ném tới. Toàn len keng chỉ là đem trong tay côn bổng nhẹ nhàng một trọn, liền đẩy ra đoạn cửu long tạp tới búa tạ, theo sau xoay người, mập mạp thân hình tại đây một khắc có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, côn bổng giá eo, dùng sức vừa kéo, này một bổng, liền thật mạnh trừ ở đoạn cửu long phía sau lưng phía trên đoạn cửu long thân hình một cái lảo đảo, mới đứng vững thân hình, vừa muốn phản kích, toàn len ken công kích lại một lần đánh lại đây, côn bổng trừ ở đoạn cửu long thủ đoạn phía trên, làm đoạn cửu long trong tay búa tạ thiếu chút nữa liền rời tay nhị phi. Mới chút thực lực ấy sao, bất kham một kích, đến đây đi, làm ngươi nhìn xem béo ra gần nhất mỗi ngày 200 cái hít đất huấn luyện kết quả. Toàn len ken trong tay côn bổng hình thể bạo trướng, đảo mắt liền có 10 mét trường, 2 mét thô toàn len keng đem này một cây côn bổng ôm vào trong ngực, dùng sức mãnh tạp dưới, trực tiếp đem đoạn cửu long tạp phiên tại đây mặt đất phía trên, đoạn cửu long cầm chùy phản kháng, lại một chút tác dụng đều khởi không đến, ở toàn len keng côn bổng liền tạp dưới, hắn cẳng chân, đều được khảm vào mặt đất bên trong. Ăn người béo ra cuối cùng một kích, toàn len keng nhằm phía trời cao, đem côn bổng dựng trong người trước, hắn mũi chân ở côn bổng sườn vách tường một chút, cả người phi thân dựng lên, đạp lên kia côn bổng đỉnh cho người béo ra chết. Toàn len keng bàn chân dùng sức một dậm, này côn bổng lấy cực kỳ mãnh liệt uy thế, hướng phía dưới thẳng cắm mà xuống. Oanh! Một trận trọng tiếng vang, đoạn cửu long hoàn toàn bị đè ở này côn bổng cái đáy, côn bổng cùng mặt đất tiếp xúc đã là nhìn không thấy đoạn cửu long. Toàn len keng đơn chân lập với côn bổng đỉnh chóp. kim kê độc lập, đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập. A di đà phật, thiện tai thiện tai, trời cao có đức hiếu sinh bần tăng bổn không nghĩ khai sát giới, nề hà lão tạp mau không biết tốt xấu, tội lỗi tội lỗi. Toàn len keng đầu chọc bộ dáng, trên người áo cà sa bay phất phới, nhìn qua, thật giống một cái đắc đạo cao tăng, hắn trong mắt kim mang tan đi, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện toàn len keng sau lưng áo cà sa sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, thiêu đốt huyết mạch loại sự tình này, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Toàn len keng đứng ở kia côn bổng đỉnh chóp, có gió thổi tới, có vẻ phá lệ xoái khí liền như vậy kết thúc sao? Triệu cực nhìn mắt Lam Vân Tiêu sẽ không đơn giản như vậy. Lam Vân Tiêu khẽ lắc đầu. Nếu cái này Thần Mặt Trời không còn có sao chiêu, chỉ sợ muốn nguy hiểm. người nghỉ ngươi thế nào? Miễn cưỡng đi. Triệu cực kết miệng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta giúp ngươi. Lam Vân Tiêu một bàn tay đặt ở Triệu cực trên vai. Ngươi đi cầm binh. Có lẽ còn có một trận chiến cơ hội. Triệu cực nhìn mắt Đoạn Cửu Long bị tạp tiến mặt đất phương hướng, hít sâu một hơi có lẽ cũng chỉ có thể như vậy. Ai, như vậy thực lực, bần tăng còn không có nhiệt thân, người cũng đã không được sao. Toàn len keng trong miệng còn ở kêu gào. Đột nhiên, toàn len keng dưới chân này thật lớn côn bổng vẫn là phát sinh run rẩy, đứng ở côn bổng đỉnh chóp toàn len keng sắc mặt biến đổi, hắn dẫm lên côn bổng, thân thể dùng sức ép xuống, nhưng lại căn bản vô pháp ngăn cản này côn bổng phía trên truyền lại tới run rẩy. Này côn bổng run rẩy càng ngày càng lợi hại, tại đây đồng thời, côn bổng cùng mặt đất sửa tiếp xúc địa phương, cũng ở bắt đầu phát sinh ra nẻ, thậm chí khắp đại địa, đều ở phát sinh run dày. Mau, triệu cực đồng dạng sắc mặt biến đổi, không còn kịp rồi. Liền ở triệu cực giọng nói rơi xuống nháy mắt, kia thật lớn côn bổng bắt đầu nghiêng. Toàn len keng thả người nhảy, cánh tay vung lên, côn bổng hóa thành tự nhiên lớn nhỏ, rơi vào trong tay hắn. Mặt đất hố sâu giữa, đoạn cửu long thân ảnh một lần nữa xuất hiện, Hắn thượng thân đạo bào đã hoàn toàn tan vỡ, lộ ra trên người cường tráng cơ bắp. Có thể nhìn đến, Đoạn Cửu Long trên người, che kín lớn lớn bé bé vết sẹo. Làm anh linh điện phó điện chủ, Đoạn Cửu Long có được tuyệt đối kinh nghiệm chiến đấu, hắn cả đời này sở trải qua chiến đấu, căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Đoạn Cửu Long trên người, cũng mang theo một tầng mỏng manh quang mang. Không biết đã bao nhiêu năm, còn không có tiểu bối có thể thương đến ta người thật sự ra ngoài ta đoán trước, bất quá, cũng dừng ở đây. Đoạn cửu long tay sách chân đề, đem búa tạ cầm khởi, hắn nhìn toàn len ken, ánh mắt giữa, tràn ngập lạnh nhạt. Toàn len ken có thể cảm nhận được đoạn cửu long trên người truyền đến khủng bố hơi thở, nhưng hắn ngoài miệng như cũ sẽ không nhận thua. Thái, lão tạp mau, người khẩu khí không nhỏ, chờ người béo ra. Có thể câm miệng, đoạn cửu long động, tại đây đã chịu hạn chế cổ chiến trường thượng, đoạn cửu long thân hình, Thế nhưng hóa thành một đạo ảo ảnh, dây lát chi gian liền xuất hiện ở toàn len keng trước mặt. Thật nhanh, ngay cả Lam Vân Tiêu cùng Triệu Cực đều phát ra như vậy tiếng kinh hô. Toàn len keng mặt béo phì cũng là nháy mắt trở nên trắng bệch, còn không có phản ứng lại đây, đoạn cửu long trong tay búa tạ cũng đã đánh trúng toàn len keng ngực. Toàn len keng cả người như đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài, theo sau tạc rơi trên mặt đất, làm mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu không đợi toàn len keng lại phản ứng, đoạn cửu long lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, trong tay búa tạ, bay thẳng đến toàn len keng trên đầu ném tới. Toàn len keng theo bản năng liền dơ lên trong tay côn bổng ngăn cản đoạn cửu long này một kích. Một kích dưới, toàn len keng trong tay côn bổng quẳng, mà đoạn cửu long đã lại một lần vung lên đại truy, lại lần nữa tạp hướng toàn len keng đầu. Nếu bị này tổ khí tạp đến đỉnh đầu, toàn len keng đầu tuyệt đối sẽ giống dưa hấu giống nhau nổ tung không còn kịp rồi triệu cực hét lớn một tiếng thân hình bỗng nhiên xông ra ngoài nhặt lên trên mặt đất huyết diều liền ở triệu cực lấy thượng huyết diều là lúc hắn bàn tay cùng huyết diều tiếp xúc địa phương bốc lên khói nhẹ này đều không phải là thuộc về cửu cục tổ khí hiện tại triệu cực muốn mạnh mẽ cầm binh sở trả giá đại giới là mỗi một giây đều phải đã chịu nghiêm trọng phản phệ thời điểm mấu chốt triệu cực đột nhiên đuổi tới lấy huyết diều ngăn cản trụ đoạn cửu long tiến công hai đại tổ khí chạm vào nhau, triệu cực đồng dạng bị băng bay ra đi, nhưng tại đây trong quá trình, triệu cực vừa lúc kéo toàn len keng một phen, làm toàn len keng thoát ly kết thúc cửu long công kích phạm vi. Hai cái con kiến mà thôi, đoạn cửu long nhìn cách đó không xa hai người, tưởng dẫy dụa, lại có thể dẫy dụa bao lâu. Bồn tòa hôm nay, liền phải hai người các ngươi, hồi phi yên diệt. Đoạn cửu long dẫn theo bố tạ, hướng hai người đi đến, kia bố tạ cùng mặt đất cọ sát, phát ra chói tai tiếng vang, đối với hiện tại hai người tới nói, giống như tử thần. Thần mặt trời, người còn có gì sát chiêu không? Triệu cực nhìn ngã ngồi ở một bên mập mạp. Có cái giám A, toàn len ken vẻ mặt ủy khuất, này lão tạp mau không ấn kịch bản ra bài, ta đều đánh xong, hắn mới ra tới, bằng không lộng chết hắn, đại ca, vẫn là người ra sát chiêu đi, để để hôm nay liền trước nhận túng. Ta giết người muội A, triệu cực mở ra bàn tay, liền hắn vừa mới cầm vài giây huyết diều, chịu cực lòng bàn tay, cũng đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Hại, này làm sao đâu, toàn len keng nhìn chằm chằm càng đi càng gần đoạn cửu long, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Gì biện pháp? Toàn len keng hít sâu một hơi, vẻ mặt chính xác, người có hay không nghe nói qua một bộ từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Ngươi, đang, liền ở đoạn cửu long còn kém mấy mét liền đi vào hai người trước người khi, một phen màu đen lưỡi hái, từ trên trời giáng xuống, theo sau, vững vàng dừng ở đoạn cửu long trước mặt. màu đen lưỡi hái thượng, tản ra màu đen tử khí chặn đoạn cửu long con đường. lại có con kiến xuất hiện sao? đoạn cửu long trên mặt lộ ra không ngừng, hắn huy động trong tay đại trùy, bỗng nhiên tạp hướng kia màu đen lưỡi hái. ba 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 ba, vô số đạo tiếng xé gió, liền tại đây một khắc vang lên. một cây trường mâu từ không mà đến, đồng dạng cắm trên mặt đất một phen bảo kiếm tản ra mũi nhọn cắm trên mặt đất một phen đại đao tràn ngập túc sát chi khí cắm trên mặt đất một thanh đại diều tràn ngập dày nặng cảm giác cắm trên mặt đất một phen lại một phen binh khí toàn bộ rừng ở đoạn cửu long bên cạnh hình thành một cái viên đem đoạn cửu long hoàn toàn vây quanh ở cái này viên trung đoạn cửu long vẫn luôn chưa từng biến quá sắc mặt vào giờ phút này rốt cuộc phát sinh thay đổi bởi vì hắn phát hiện này đó cắm tại thân thể bốn phương tám hướng binh khí, toàn bộ đều là tổ khí. Tổ khí, Triệu Cực thân thể chấn động, nhìn về phía không trung, kia hình bóng quen thuộc, ấn nhập Triệu Cực mi mắt. Rốt cuộc tới a, à, Lam Vân Tiêu nhìn trên bầu trời Trương Huyền, nhìn dáng vẻ, thu hoạch không tồi. Đoạn Cửu Long đồng dạng ngẩng đầu, hắn hai mắt nheo lại, là ngươi. Ta không tìm ngươi, ngươi dám chính mình tìm tới, dũng khí không tồi. Trương Huyền căn bản là không lấy con mắt đi xem kia mặt đất phía trên đoạn cửu long ở Trương Huyền trong tay có một sách thẻ tre hắn đem thẻ tre mở ra trong miệng nhẹ niệm ra tiếng tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng vang ở này cổ chiến trường phía trên cửu cục chi binh kháng long giản này binh ý ở giữ gìn quốc tri chính nghĩa chém hết thiên hạ gian tà cửu cục triệu cực tiến đến lãnh binh đường Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt mặt đất phía trên một cây màu đen trường giản trống rỗng bay lên, thẳng đến triệu cực mà đi. Triệu cực thả người nhảy, đôi tay tiếp giản, theo sau đem này kháng long giản đệ với tay phải phía trên, thuận tay vũ cái hoa. Triệu cực nhìn chằm chằm trong tay chi binh, ánh mắt lộ ra một mặt hưng phấn, kháng long giản, này đó là cửu cục tổ binh, có bài trừ thiên hạ yêu tà thẳng tác dụng. Đương triệu cực cầm binh lúc sau, kia kháng long giản phía trên, sáng lên kim sắc quang mang, này kim mang quấn quanh triệu cực thân thể một vòng, theo sau dung nhập triệu cực trong cơ thể này đại biểu triệu cực có được cầm binh chi tư phản tổ minh lam vân tiêu tiến đến lãnh binh trương huyền thanh âm lại một lần vang lên kia mặt đất phía trên một phen liền lưỡi dao đều cả ngày màu lam trường đao lăng không dựng lên thẳng đến lam vân tiêu mà đi lam vân tiêu duỗi tay nắm lấy chuôi đao thua thủy nhận lam vân tiêu nhìn trong tay chi binh phát ra một tiếng cảm khái ngươi lại về rồi a à phương đông hành vân, tiến đến lãnh binh. Trúc gia truyền nhân, tiến đến lãnh binh. Thôn chính gia, tiến đến lãnh binh. Cao ly kim gia, tiến đến lãnh binh. Tự do quốc khải đặc gia tộc, tiến đến lãnh binh. Trương huyền thanh âm thường xuyên vang lên, một kiện lại một kiện binh khí kiên quyết ngoi lên mà ra, rơi vào mỗ một người trong tay. Này chiến trường bên trong, quang hòa bốn phía, tổ binh liên tiếp thoáng hiện mà ra. Hắn kế thừa hắn sư phụ tổ binh, Lam Vân Tiêu nhìn trên bầu trời trương huyền, binh khí phổ, nhưng trưởng quản thiên hạ tổ binh, từ hắn kế thừa binh khí phổ giờ khắc này bắt đầu, hắn tại đây trên đời địa vị, cũng đã không người lại nhưng siêu, hắn tất nhiên sẽ trở thành lãnh tụ. Cầm trong tay búa tạ đoạn cửu long nhìn này hết thảy phát sinh, hắn trong mắt che kín ngưng trọng thần sắc, người một khi có được tổ binh, ở trên thực lực, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, không riêng gì tổ binh thật lớn uy lực, đương cầm binh nhân thủ cầm tổ binh là lúc, bản nhân cũng sẽ nhân tổ binh, mà trở nên càng cường đại hơn. Mà cầm trong tay binh khí phổ người, tuy rằng không có trực tiếp tổ binh sử dụng, nhưng lại có thể được đến binh khí phổ thượng sở hữu tổ binh năng lượng thêm vào, quan điểm này cũng đã cũng đủ đáng sợ. Những cái đó cắm ở đoạn cửu long bên cạnh tổ binh đã toàn bộ trở lại từng người chủ nhân trong tay, chỉ có một phen màu đen lưỡi hái, còn an tĩnh đứng ở nơi đó, trang rằm giống nhau lưỡi đao, đây là tử thần cười dữ tợt. Thú nhân bên kia thú nhân tướng quân nhìn đến như vậy một màn, trong lòng hô to không tốt, này tổ binh uy lực hắn sớm đã kiến thức đến, chỉ là tam đem tổ binh, đều không biết tàn sát nhiều ít thú nhân chiến sĩ, mà hiện tại, nhân loại bên kia sở có được tổ binh, ít nhất có 20 đem. Đây là cỡ nào đáng sợ một con số. Như vậy một màn làm thú nhân tướng quân rất rõ ràng, thú nhân tộc bại thế, liền phải tiến đến. Trương huyền phủ giữa không trung bên trong, nhìn quét phía dưới, lại lần nữa ra tiếng cầm binh người nghe lệnh. Ở, ờ, sở hữu cầm trong tay tổ binh người, sôi nổi đáp lại. Trương huyền vươn một lóng tay, chỉ hướng kia thú nhân đại quân phương hướng, quát, cầm các ngươi trong tay chi binh, chém hết tới khấu. Chiến trường phía trên, hơn 20 đem tổ binh, phát ra quang mang. Triệu cực nhéo trong tay kháng long giản, nhìn kia tránh ở thú nhân đại quân bên trong cung vân đạo nhân, lão tử đã sớm nhịn không được, muốn động thủ. Sát, theo một đạo tiếng kêu vang lên, hơn 20 đạo tổ binh, phát ra quang mang, toàn len keng cũng gia nhập này chiến đấu bên trong. Nhân tộc đại quân, tại đây hơn 20 đem tổ binh dẫn dắt hạ, hùng hổ, chiều thú nhân tộc nghiền áp mà đi. Đúng vậy, nghiền áp. Đương hơn 20 đem tổ binh đồng thời phát huy, tại đây cổ chiến trường phía trên, thú nhân tộc, đem không còn có phiên bản khả năng. Cầm trong tay búa tạ đoạn cửu long đứng ở tại chỗ, hắn cũng không có gia nhập đến trận chiến tranh này giữa, hắn thực minh bạch, tùy ý chính mình lại cường, tại đây cổ chiến trường thượng, đối mặt hơn 20 đem tổ binh, chính mình cũng không có một chút biện pháp, huống hồ hiện tại, chính mình còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Trương Huyền hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, ánh mắt liền nhìn phía dưới đoạn cửu long. Đoạn cửu long đồng dạng nhìn Trương Huyền. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, hắn duỗi tay, trên mặt đất kia đem màu đen lưỡi hái phát ra rất nhỏ run dày, theo sau bỗng nhiên lên không, rơi vào Trương Huyền trong tay. Liền ở Trương Huyền cầm Thượng Mệnh Liêm nháy mắt, màu đen hoa văn thổi quét cổ tay của hắn, hơn nữa hướng toàn thân trên dưới lan tràn mà đi, thẳng đến Trương Huyền cổ chỗ, kia màu đen hoa văn mới đình chỉ bất động, này hoa văn giống như là màu đen ngọn lửa giống nhau. Trương Huyền đồng tử biến thành quỷ dị màu đen, Trương Huyền cầm trong tay Mệnh Liêm, chỉ xéo ngầm, nhìn kia đoạn cửu long, ra tiếng, anh linh điện phó điện chủ. Cảm giác cũng bất quá như thế thôi. Ngươi cho rằng, bắt được tổ binh, chính là có thể cùng ta kêu gào tư bản sao. Đoạn cửu long siết chặt trong tay bố tạ, theo sau bỗng nhiên nhảy lên, thẳng đến trương huyền mà đi, hắn tốc độ thực mau, ở người khác trong mắt nhanh như ảo ảnh. Nhưng ở trương huyền trong mắt, quá chậm, đương đoạn cửu long xuất hiện ở trương huyền trước mặt khi, trương huyền nhẹ nhàng bâng quơ, nói ra này ba chữ. Cái gì, đoạn cửu long đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không biết khi nào, kia mệnh liêm mũi nhọn, đã tới rồi chính mình sau thắt lưng, uốn lượn lưỡi đao chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, liền có thể đem đoạn cửu long chém eo. Thời khắc mấu chốt, đoạn cửu long lợi dụng trong tay bố tạ, thân thể nhanh chóng trầm xuống, thoát ly lưỡi hái công kích phạm vi, đã có thể như thế, đoạn cửu long đỉnh đầu, như cũng bị cắt lấy một sợi toái phát. Phản ứng cũng không tệ lắm, Trương Huyền trong miệng nói ra khen ngợi chi ngôn, nhưng chợt lại lộ ra thất vọng chi sắc, chẳng qua, có chút quá yếu. Đường Trương Huyền giọng nói rơi xuống là lúc, hắn đã xuất hiện ở đoạn cửu long trước người. Chảm, Trương Huyền này nhất chiêu, chỉ có một chữ, màu đen trăng non khí mang ở đoạn cửu long dưới chân hình thành. Đoạn cửu long sắc mặt đại biến, tuy rằng chỉ là đơn giản khí mang, nhưng có thể ở cổ chiến trường làm được này hết thảy, này thuyết minh, hiện tại Trương Huyền. Đã cường đại đến, có thể làm lơ cổ chiến trường quy tắc Đoạn cửu long đem búa tạ vũ cái vòng tại thân thể chung quanh hình thành một vòng thổ hoàng sắc phòng ngự quang mang, nhưng ở bị kia màu đen trăng non khí mang đụng vào nháy mắt, này màn hào quang nháy mắt vỡ vụn mở ra, đoạn cửu long bản nhân cũng bị băng bay ra đi, nện ở mặt đất phía trên. Đang lúc đoạn cửu long muốn đứng dậy khi, bị trương huyền một chân đạp lên ngực chỗ, lưỡi hái uốn lượn lưỡi đao, liền đặt tại đoạn cửu long trên cổ. Các người anh linh điện muốn giết ta, trương huyền trên mặt, toàn là nghiền ngẫm. Trương Huyền, người đơn giản là chiếm cứ cổ chiến trường điện lợi cần gì như thế kiêu ngạo đoạn cửu long trên mặt toàn là không cam lòng trương huyền hừ lạnh một tiếng trên chân dùng sức dẫm đạp đoạn cửu long ngực đoạn cửu long một ngụm máu tươi phụt lên mà ra được làm vô thua làm giặc trương huyền cười lạnh người so với ta tu luyện nhiều năm hiện giờ lại bại với ta tay bất luận cái gì lý do thoái thác đều là lấy cớ a à, liền tính như thế trương huyền người dám giết ta sao đoạn cửu long ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, người nếu giết ta, người kia Mỹ kiều thê, cũng sống không được. Người nói cái gì? Trương huyền trên người, màu đen hoa văn, nháy mắt lan tràn nửa trương gương mặt. Đối với trương huyền mà nói, lâm thanh hạm chính là hắn trong lòng lớn nhất uy hiếp. Mà cầm trong tay mệnh liêm khi trương huyền, còn lại là nội tâm hắc ám mặt một cái phóng thích trạng thái. Liền ở trương huyền như vậy trạng thái hạ, có người lấy hắn nội tâm uy hiếp đối hắn tiến hành uy hiếp, chỉ kém một chút, Trương Huyền liền sẽ bị hắn hắc ám mặt hoàn toàn sở bao trùm. Lưỡi hái lưỡi đao đã đâm vào kết thúc cửu long cổ. Máu tươi từ đoạn cửu long cổ chỗ chảy ra. Ngươi nói cái gì, Trương Huyền thanh âm giữa, mang theo chút nghẹn ngào. Ta nói, đoạn cửu long liếc mắt này màu đen lưỡi hái, ngươi nếu không nghĩ làm lão bà ngươi mạng sống, vậy ngươi liền giết ta đi. Quỳ xuống, một bóng người, bị ném đến Trương Huyền bên cạnh. Trương Huyền liếc mắt vừa thấy, là Cung Vân Đạo Nhân. Đem Cung Vân Đạo Nhân ném tới người, đúng là triệu cực. Giờ phút này Cung Vân Đạo Nhân trên mặt, hoàn toàn không thấy phía trước kia cười lạnh bộ dáng, hắn thân hình đang ở không ngừng phát run. Triệu, triệu cực, người thật to gan, cũng dám đối ta bất kính. Thiếu hắn sao tại đây cho ta làm bộ làm tịch, triệu cực một cái tát chiều đến Cung Vân Đạo Nhân trên mặt, lão tử đã nhận người thật lâu, mau nói lâm tướng quân ở đâu trương huyền xoay người lại nhìn chăm chú cung vân đạo nhân ở nhìn đến trương huyền kia quỷ dị màu đen đồng tử khi cung vân đạo nhân thân thể run rẩy càng thêm lợi hại hắn sao nói triệu cực lại một cái tát chiều đến cung vân đạo nhân trên mặt hiện tại triệu cực phá lệ lo lắng hắn sợ dây tiếp theo trương huyền liền sẽ bảo tẩu hắn hiện tại bức thiết phải biết rằng lâm thanh hạm tin tức ta 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 không biết cung vân đạo nhân lắc đầu nàng chạy thú nhân tộc vương đuổi theo nàng ta cái gì cũng không biết triệu cực nghe được lời này trong lòng trầm xuống thú nhân tộc vương cổ lực đan sao trương huyền trong miệng lẩm bẩm này hai chữ màu đen đôi mắt giữa toàn là sát ý trương huynh đệ nhưng ngàn vạn không cần nghe bọn họ nói bậy một đạo ba mét thân ảnh từ không mà rơi thẳng hàng mặt đất tại đây ba mét thân ảnh bên cạnh còn đi theo một con hắc hổ không phải cổ lực đan lại là ai cổ lực đan đã đến trực tiếp mở miệng trương huynh đệ ta vẫn chưa đuổi giết thê tử của ngươi ta vẫn luôn cùng thủ hạ của ngươi ở giao chiến chân chính đuổi giết ngươi thê tử là kia anh linh điện người đương cổ lực đan sau khi xuất hiện cuồng si thân ảnh cũng đi theo xuất hiện đứng ở trương huyền phía sau cuồng si ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn nhìn trương huyền tựa hồ là để ý ngoại trương huyền hiện tại sở biểu hiện ra thực lực ha 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 Đoạn Cửu Long cười to hai tiếng, "Họ Trương, lão bà ngươi đã ở ta anh linh điện trong tay, ta sớm nói qua, ngươi nếu tưởng lão bà ngươi chết, ngươi liền giết ta hảo, một mạng đổi một mạng, ta Đoạn Cửu Long sống nhiều như vậy năm tháng, cũng không tính mệt." Ngươi câm miệng, Triệu Cực hướng Đoạn Cửu Long hô một tiếng, hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào lại kích thích Trương Huyền. Đoạn Cửu Long có thể nhìn đến, Trương Huyền cảm xúc đang ở theo chính mình nói mà phát sinh thay đổi, hắn hoàn toàn không màng, tiếp tục mở miệng họ trương, giết ta đi, giết ta, dù sao có lão bà ngươi cho ta chôn cùng. Trương huyền cánh tay ở phát sinh khẽ run, thuyết minh hắn vào lúc này, chính cực lực khắc chế cái gì. Trương huynh đệ, chúng ta vốn là không phải địch nhân, chỉ là lập trường bất đồng, hiện ta đã quyết định lui binh, người ái nhân sự, cùng ta không hề quan hệ, hy vọng chúng ta có cơ hội, còn có thể tiếp tục làm bằng hiếu. Cổ lực đan lưu lại như vậy một câu sau, cưỡi hắc hổ, nhanh chóng rời đi. Lúc này, thú nhân quân đội, sớm đã binh bại như núi đổ, ở hơn 20 đem tổ khí trước mặt, tiếp tục lưu tại trên chiến trường, đơn giản là tưởng cấp này của chiến trường thượng nhiều gia tăng thi thể thôi. Không, đại bộ phận chết ở tổ khí dưới thú nhân binh lính, thậm chí liền thi cốt đều tồn không xuống dưới. Trương huyền trên người, có màu đen khí ở quay cuồng, này màu đen khí lan tràn tới rồi triệu cực bên cạnh, triệu cực tức khắc liền sinh ra một loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Triệu cực vừa định phát tiết này của tâm phiền ý loạn, lại bỗng nhiên cảnh giác lại đây, chính mình thế nhưng đã chịu trương huyền trên người này hắc khí ảnh hưởng. Hắn vội vàng quát lớn đoạn cửu long, trương huyền vốn chính là anh linh điện người thừa kế, hiện tại đại thế như thế, người cần gì phải chấp mê bất ngộ. Anh linh điện người thừa kế, đoạn cửu long cười lạnh, hắn cũng xứng. Hắn là lục diễn duy nhất đệ tử. Ta phi, lục diễn, đoạn cửu long trong mắt toàn là khinh thường, nếu không phải hắn, anh linh điện lại như thế nào là hiện tại như vậy bộ dáng. Sở hữu hết thảy đều là hắn lục diễn tạo thành. Trương Huyền, người cho rằng người kế thừa chính là lục diễn y bát. Người kế thừa, bất quá là hắn yếu đuối mà thôi, giống như là hiện tại, ta liền ở ngươi đau hạ, ngươi lại không dám đối ta làm bất luận cái gì sự, là sợ cái gì. Sợ lão bà ngươi chết sao? Ha ha, lão bà ngươi, kỳ thật đã sớm đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy người cắt lấy nàng đầu, ta tự mình kia nguyên bản chỉ là lan tràn trương huyền nửa khuôn mặt màu đen hoa văn, giờ phút này đã là bao trùm trương huyền chỉnh trương gương mặt. Người có biết hay không người đang làm gì? Triệu cực hét lớn một tiếng. Trương huyền trên người màu đen hơi thở, càng ngày càng nồng đậm, hắn dơ lên trong tay lưỡi hái. Ta đương nhiên biết, đoạn cửu long vào lúc này, đôi tay đột nhiên phát lực, đẩy ra trương huyền đạp lên ngực hắn bản chân, theo sau thân thể nhanh chóng hướng kia thú nhân đại quân bên trong triệt hồi. Trương Huyền trong tay lưới hái trăng rằm, bỗng nhiên bạo trướng. "Đừng, Triệu Cực vội vàng ra tiếng, hắn có thể đoán được Trương Huyền muốn làm cái gì. Nhưng hiện tại Trương Huyền, nơi nào có thể nghe được đi vào Triệu Cực nói, lúc này màu đen hoa văn đã trải rộng toàn thân, đây là Trương Huyền hắc ám mặt hoàn toàn xuất hiện dấu hiệu." Sơ lên cao màu đen lưới hái, Trương Huyền nhìn đoạn Cửu Long sở trốn thân ảnh, theo sau, huy xuống tay cánh tay thật lớn màu đen trăng rằm quang mang hướng kia đã rút lui thú nhân đại quân quét ngang mà đi, này trăng rằm quang mang nguyên bản chỉ có 10 mét chiều dài, nhưng theo khoảng cách kéo dài, chờ đến thú nhân đại quân phía trước khi, kia chiều dài, đã đạt tới 300 mế. 300 mế màu đen trăng rằm, từ thú nhân đại quân giữa quét ngang qua đi, phàm là cùng này màu đen trăng rằm sở tiếp xúc thú nhân, tất cả đều lăng tại chỗ, bảo trì hiện có tư thế. Đương này màu đen trăng rằm hoàn toàn chém qua lúc sau, những cái đó yên lặng bất động thú nhân chiến sĩ, tự vòng eo chỗ, chỉnh đề tách ra, thượng thân cùng chi dưới chia lìa, máu tươi tại đây một khắc phun ra tới, chết ở này màu đen trang rằm hạ thú nhân chiến sĩ, có mấy ngàn. Mấy nghìn người đồng thời bị chém eo trường hợp, chẳng sợ đặt ở này chiến trường phía trên, cũng có vẻ phá lệ khủng bố. Ngay cả nhân tộc quân đội, đều vào lúc này, lâm vào trầm mặc. Đã rút lui cổ lực đan, đột nhiên dừng thân hình, hắn nhìn về phía phía sau này đồng thời ngã xuống tảng lớn chiến sĩ, như vậy một màn, làm cổ lực đan khóe mắt muốn nứt ra. Trương Huyền, cổ lực đan phát ra một tiếng giống to, này tiếng hô giữa, tràn ngập phẫn nộ. Mà đoạn cửu long, lúc này sớm đã trốn vào thú nhân đại quân giữa, vừa mới kia màu đen trăng rằm, căn bản là không thương đến hắn, hắn làm, đơn giản chính là chọc giận Trương Huyền cảm xúc, tìm cơ hội chạy trốn, lại hỏa thủy đông dẫn, hiện tại xem ra, này Trương Huyền, đến trước giải quyết thú nhân sự, Trương Huyền này một chảm, trực tiếp muốn mấy ngàn thú nhân binh lính mệnh, đồng thời, làm đã chuẩn bị rút lui cổ lực đan, lại lần nữa đứng ở nơi đó. Đối mặt này hết thảy, Trương Huyền lại một lần dơ lên lưỡi hái, làm múa may chạc. Trương Huyền, người bất nhân, chưa có trách ta bất nghĩa. Cổ lực đan hét lớn một tiếng. Làm bộ làm tịch, Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Đối lão bà của ta xuống tay, nơi này, có người một phần đi. Ta thừa nhận, Ta là tham dự trong đó, nhưng ta cũng không có hạ sát thủ." Cổ Lực Đan giải thích. Tham dự là đủ rồi." Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng, cùng việc này có quan hệ, một cái đều sống không được. Cổ Lực Đan hít sâu một hơi, "Trương Huyền, ta không nghĩ cùng ngươi chiến, đều không phải là sợ ngươi, trên người của ngươi có vực sâu hương vị, làm ta nghĩ tới một ít việc, ta từ ban đầu liền không nghĩ tới cùng ngươi là địch. Ngươi cách làm đã là cùng ta là địch." thật lớn màu đen trăng rằm ở trương huyền đỉnh đầu hình thành, đây là từ tử khí sở ngưng tụ mà thành công kích. Hảo, người muốn đánh, ta bồi ngươi, cổ lực đan hét lớn một tiếng, trên người hắn huyễn hóa ra một tầng kim sắc áo giáp, trong tay hắn hiện lên một phen đại diều. Thú nhân vương giả sở có được thực lực, khó có thể phỏng đoán, nhưng từ hiện tại tới xem, hắn cũng có thể ở trình độ nhất định thực, làm lơ này của chiến trường quy tắc, hơn nữa, là bằng vào tự thân. Trương Huyền cùng Cổ Lực Đan, tuyệt đối là này trên chiến trường tối cao chiến lực, hai người bọn họ nếu quyết đấu, tất nhiên sẽ phá lệ thảm thiết. Vẫn luôn cuộn tròn ở kia cung Vân đạo nhân, thấy thế tính toán trộm trốn đi. Ngươi cho rằng ngươi chạy rất sao? Trương Huyền bàn tay mở ra, truyền ra một cổ hấp lực. Đang chuẩn bị bỏ chạy cung Vân đạo nhân, tại đây cổ hấp lực dưới, không có bất luận cái gì sức phản kháng hoạt hướng Trương Huyền, bị Trương Huyền nắm đỉnh đầu. Trương Huyền khóe miệng treo lên một mặt mỉm cười, liền thấy cung vân đạo nhân trong mắt, bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, mà hắn cả khuôn mặt, thì tại lúc này lộ ra sợ hãi, hắn há to miệng, như là gặp được này cuộc đời nhất khủng bố sự giống nhau, thân thể hắn, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô khốc, vài giây qua đi, cung vân đạo nhân thân thể liền nằm liệt trên mặt đất, đã là không có sinh cơ, ở cung vân đạo nhân kia hãm sâu hốc mắt giữa, có thể nhìn đến hai luồng cho tàn, như là bị lửa lớn thiêu quá phế giấy. Nhìn cung vân đạo nhân thảm trạng, triệu cực mày nhân thực khẩn, hắn có thể nhìn ra, trương huyền nội tâm hắc ám mặt, đã bị hoàn toàn phóng xuất ra tới. Triệu cực hướng chiến trường một khác đầu giống to, thú nhân tộc phương, người cùng trương huyền hai người, bất quá đều là bị người lợi dụng, ta tưởng, trận này tranh đấu cũng không có cái gì tất yếu, trương huyền đã bị thù hận hướng hôn đầu óc. Triệu cực nói đã nói được thực minh bạch, hiện tại này anh linh điện người, đơn giản chính là tưởng tiếp tục đem này đoàn thủy quấy đục. Cổ lực đan nhìn Trương Huyền đỉnh đầu ngưng tụ kia thật lớn màu đen trăng rằm, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm thụ đến Trương Huyền trên người truyền lại ra kia không giống bình thường hơi thở. Hắn hít sâu một hơi, ra tiếng nói, người nếu có thể khuyên lại hắn, đến có thể ước cái thời gian, chúng ta hảo hảo lưu một chút. Trương Huyền, người có biết hay không, lão bà ngươi chết thời điểm, kia bộ dáng, chật chật chật. Đoạn cửu long thanh âm, vào lúc này lại đột nhiên vang lên, nhưng chỉ nghe hắn thanh âm, lại không thấy hắn thân ảnh, thanh âm này truyền ra địa phương, chính là ở thú nhân tộc đại quân bên trong. Đáng chết, triệu cực chửi ầm lên một tiếng. Cổ lực đan tắc nói, Trương Huyền, người ta giúp người tìm, người không cần lại ra tay. Nhưng lúc này Trương Huyền, cầm trong tay mệnh liêm, hắn nội tâm hắc ám mặt sớm đã bao trùm toàn thân, ở đoạn cửu long này phiên ngôn ngữ kích thích dưới, lại há là người khác xăm ba câu có thể khuyên lại. Trương Huyền trên người hắc khí không ngừng bốc lên, hắn đỉnh đầu trăng rằm càng thêm khoa trương uống nguyệt trương huyền trong miệng khẽ quát một tiếng tại đây cổ chiến trường bên trong thật lớn uống nguyệt lĩnh vực thế nhưng đột nhiên buông xuống này uống nguyệt xuất hiện ở thú nhân đại quân phía trên dần dần ép xuống tại đây uống nguyệt lĩnh vực dưới áp lực mỗi một người thú nhân binh lính đều cảm nhận được một cổ cường đại trọng lực đè ở trên người này cổ trọng lực cho dù là cổ lực đan đều không cấm nhíu mày đương uống nguyệt xuất hiện đệ tam dây cơ hồ sở hữu thú nhân binh lính, đều không chịu nổi áp lực như vậy, bắt đầu đè thấp thân thể, uống nguyệt lĩnh vực còn ở tiếp tục trầm xuống, có thể tưởng tượng, nếu này uống nguyệt lĩnh vực hoàn toàn trầm xuống lúc sau, này đó thú nhân đại quân, thậm chí sẽ bị này uống nguyệt lĩnh vực, áp thành thịt nát. Trương Huyền, người đủ rồi, cổ lực đan hét lớn một tiếng. Đủ sao, Trương Huyền hỏi một tiếng, lại chính mình trả lời chính mình, không, này còn xa xa không đủ, Trương huyền đem trong tay mệnh liêm dùng sức quẳng, kia mệnh liêm ở trương huyền đỉnh đầu vô hạn phóng đại, hắc sắc thái trải rộng trương huyền phía sau, tại đây lưỡi hái trăng rằm dưới, trương huyền liền giống như tử thần hóa thân, phát ra vô tận tử khí. Nhìn dáng vẻ, thị phi chiến không thể, cổ lực đan đem trong tay diều lớn dùng sức cắm trên mặt đất. Liền tại đây diều lớn cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt, cổ lực đan phía sau, không duyên cớ phát ra một tiếng giống to một cái thật lớn sư đầu ở cổ lực đan phía sau hiện lên sư đó là cổ lực đan bản thể cổ chiến trường thượng một bên là thuần túy màu đen lưỡi hái trăng rằm cao quải bên kia còn lại là thú ảnh hiện lên không trung hai bên đều là này cổ chiến trường thượng trí cường giả ở kia lưỡi hái trăng rằm dưới trương huyền cánh tay giơ lên cao cổ lực đan tắc bắt lấy rìu lớn cơ hồ ở cùng thời gian hai người động kia thật lớn lưới hái chăn rằm chém về phía cổ lực đan. Mà cổ lực đan phía sau sư đầu, tắc mở ra bồn máu mồm to, hướng Trương Huyền cắn nuốt mà đi. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Liền tại đây đại chiến tức khai hết sức, một đạo thanh thúy a thanh, ở hai người trung gian vang lên. Đoạn Cửu Long, mệt ngươi vẫn là kia anh linh điện phó điện chủ, cũng chỉ có như vậy một chút bản lĩnh sao? Ở nữ nhân trên người làm văn, ta đều thấy ngươi cảm thấy mất mặt một đạo mạn diệu thân hình xuất hiện ở trương huyền cùng cổ lực đan chi gian màu ngân bạch tóc dài khoác hạ đúng là chessia mà ở chessia trong lòng ngực còn ôm một người là đã lâm vào hôn mê lâm thanh hạng kia thật lớn lưỡi hái trăng rằm đột nhiên dừng lại mà cổ lực đan phía sau thật lớn sư đầu cũng bỗng nhiên biến mất trong thiên địa tại đây một khắc lại khôi phục một mảnh thanh minh chessia nhìn trương huyền lộ ra một mạt mỉm cười trương huyền ca ca nàng cũng không có sự. Trương Huyền ánh mắt chuyển rời đến Chessia trong lòng ngực kia đạo thân ảnh thược, nguyên bản trải rộng khuôn mặt màu đen hoa văn, tại đây một khắc hoàn toàn rút đi, Trương Huyền một cái lắc mình, liền đi vào Chessia trước người, tỉ mỉ đánh giá Chessia trong lòng ngực thân ảnh. Mà Triệu Cực thì tại lúc này, thở dài một hơi, hắn thật sự không dám tưởng tượng, Lâm Thanh Hạm thật muốn đã xảy ra chuyện, kia sẽ là như thế nào hậu quả. Nhìn dáng vẻ, nào đó người thủ đoạn cũng không có thành công. Cổ lực đan hừ lạnh một tiếng, minh kim, triệt binh. Thú nhân đại quân, hoàn toàn rút lui, mà cổ lực đan, còn lại là thân hình chợt lóe liền tới đến trong đại quân ương, chờ tái xuất hiện khi, hắn đã dẫn theo trọng thương đoạn cửu long. Trương huyền, người ta cho ngươi lưu tại này, người tự hành xử lý. Lên đường hai ngày một đêm, vừa mới dừng lại xe đến địa phương, ngày hôm qua thiếu hôm nay bổ, bất quá thời gian hội trưởng một chút, rất có thể ở 12 giờ về sau. Đem đoạn cửu long lưu lại lúc sau, cổ lực đan không có bất luận cái gì dừng lại, xoay người liền đi. Trương Huyền nhìn dưới mặt đất thượng đoạn cửu long, phát ra một tiếng cười lạnh. Đoạn cửu long trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, hoàn toàn không có phía trước ngạo khí, hắn ở sợ hãi. Đương Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía đoạn cửu long khi, đoạn cửu long lập tức phát ra xin tha tiếng động, hoàn toàn không có chút nào cái gọi là anh linh điện phó điện chủ tôn nghiêm đáng chết. Kia lưỡi hái múa may mà xuống, còn ở xin tha đoạn cửu long, thanh âm đột nhiên im bặt, hắn trong mắt mang theo sợ hãi, còn có như vậy một cổ không thể tin tưởng, hắn đầu, tại hạ một giây thoát ly thân thể, lăn xuống đến một bên. Đến tận đây, chiến trường phía trên, chỉ còn nhân loại đại quân thân ảnh, thú nhân đã hoàn toàn rời đi, anh linh điện đoạn cửu long, cùng với ngọc hư đạo quan cung vân đạo nhân, toàn bộ thân chết, mà còn thừa kia hơn 10 người ngọc hư đạo quan đạo nhân, cũng bị người bắt ra tới, toàn bộ loạn đao chém chết. Đương nhìn đến thú nhân toàn bộ rời đi, trên chiến trường các tướng sĩ, đều có chút tựa như ảo mộng cảm giác, bọn họ không thể tin được, chính mình, thật sự thắng. Tại như vậy nhiều ngày đại chiến giữa, bọn họ sớm đã đối tử vong sinh ra chết lặng, mỗi ngày người chết, đối bọn họ mà nói, đều chỉ là một đống con số mà thôi, bọn họ thậm chí sớm đã nghĩ kỹ rồi muốn vĩnh viễn lưu tại này phiến chiến trường phía trên, bọn họ đã tưởng hảo, muốn ở chỗ này, chém giết thật lâu thật lâu, nhưng lại không nghĩ tới, hết thảy liền như vậy kết thúc. Làm này trên chiến trường vẫn luôn tổng thống xoái, triệu cực trên mặt, lộ ra hưng phấn thần sắc. Tại đây một mảnh trầm mặc chiến trường phía trên, triệu cực phung tay hô to, các vị, chúng ta, thắng lợi. Đương triệu cực giống ra này một câu khi, trên chiến trường, một mảnh trầm mặc, mỗi người, đều sắc mặt mờ mịt nhìn về phía chung quanh, qua ước chừng mấy giây lúc sau, mới có người đáp lại triệu cực chúng ta thắng câu này đáp lại giữa tràn ngập nghi vấn thắng thú nhân hoàn toàn lui chúng ta thật sự thắng thắng chúng ta thế nhưng thắng thắng lợi đương từng tiếng nghi hoặc từng tiếng không thể tin tưởng qua đi rốt cuộc vang lên một đạo tiếng hoan hô mà này nói tiếng hoan hô giống như là mở ra đập nước miệng cống giống nhau làm sở hữu thanh âm lập tức bộc phát ra tới thắng 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 chúng ta thắng ngọa tào, nghiêu bức, lúc này đây, tiếng hoan hô, giống như rời non lấp biển giống nhau vang lên, có người quỳ trên mặt đất, lấy nước mắt rửa mặt, có người chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện, còn có người trực tiếp nằm ở nơi đó, cùng thi thể làm bạn, đã sớm đánh mất sở hữu sức lực, còn có thể. Đứng ở nơi đó, bất quá là dụng ý chí lực cường chống mà thôi, mỗi người, đối với này hưng phấn biểu hiện, đều hoàn toàn bất đồng. Trận này chiến dịch, này tổ binh sở bày ra cường đại, cố nhiên quan trọng, nhưng trong đó quan trọng nhất, vẫn là này đó tướng sĩ giao tranh cùng kiên trì, nếu không có bọn họ, dùng huyết nhục của chính mình đúc thành một đạo tường thành, lại như thế nào cấp trương huyền cơ hội, làm. Hắn đem này đó tổ binh tìm về, trận này chiến tranh thắng lợi, là thuộc về mọi người, cùng mỗi người, đều cùng một nhịp thở. Ha 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 ha, hắn sao, mở tiệc, mở tiệc, lão tử muốn uống hắn ba ngày ba đêm. Lần trước nói muốn uống nhiều ta cái kia, đều đừng chạy. Ai chạy ai hắn sao là ngươi nhi? Một cái phương trận giữa, binh lính cùng tướng lãnh đối với hô lên. Ở chiến trường phía trên, bọn họ là trên dưới cấp quan hệ, nhưng này chiến tranh vào sinh ra tử, làm cho bọn họ ở chiến trường dưới, sớm đã trở thành bạn tốt huynh đệ, bọn họ đều là có thể đem phía sau lưng, yên tâm giao cho đối phương người. Thắng lợi tin tức, truyền khắp các đại quốc gia. Châu Nam cực trên đại lục, liền tại đây băng thiên tuyết địa giữa, thế nhưng bãi nổi lên yến hội sở hữu mỹ thực, đều từ thế giới các nơi không vận lại đây, này sau lưng duy trì, đều là các quốc gia, căn bản không tồn tại bất luận vấn đề gì. Triệu cực ra lệnh một tiếng, trừ bỏ tất yếu phiên trực huynh đệ bên ngoài, mọi người, đại yến ba ngày, này ba ngày, không say không về. Lạnh băng châu Nam cực thượng, hôm nay trở nên một mảnh lửa nóng, cơm hương cùng rượu hương bốn phía mở ra. Ở cổ chiến trường tiếp cận địa tâm bên cạnh, Trương Huyền một người, một mình ngồi ở chỗ này, này ba ngày thời gian, hắn đem lưu lại nơi này, làm mọi người chạm canh gác cương. Ba ngày thời gian, thoảng qua, châu Nam cực người trên sơn biển người, cũng đã rời đi hơn phân nửa, mỗi một cái thế lực, lưu lại một bộ phận nhỏ người, tại đây châu Nam cực, thành lập tiền tuyến, ở về sau, này châu Nam cực, sẽ vĩnh viễn xuất hiện một cái pháo đài, tới chống đỡ đến từ cổ chiến trường đối. Mặt một cái khác trùng tộc, các thế lực lớn lãnh tụ, toàn bộ đều giữ lại, bọn họ nhận được tin tức, Trương Huyền có chuyện muốn thông chi. Lúc này đây chiến dịch, làm Trương Huyền tên, triệt triệt để để, ở sở hữu thế lực chi gian truyền lưu mở ra, liền ở nhân loại đại quân nhất bất lực là lúc, người này, lấy vương giả chi tư trở về, mang đến vô số tổ binh, chém giết địch quân cường giả. Châu Nam cực lâm thời liều lớn chung, ngồi chính là các thế lực lớn người phụ trách, cùng với những cái đó cầm trong tay tổ binh người, mỗi người, đều thành thành thật thật ngồi ngay ngắn ở kia, chờ đợi, đương trương huyền đi vào lều lớn kia một khắc ánh mắt mọi người đều tập trung ở trương huyền trên người ta nói ngắn gọn trương huyền vào cửa liền mở miệng đầu tiên thú nhân cũng không có bị tiêu diệt bọn họ chỉ là tạm thời rời đi mà ta có thể thực người phụ trách nói cho đại gia tại đây chiến trường bên kia không riêng có thú nhân còn có nhân loại bọn họ cùng chúng ta là đồng loại nhưng cùng chúng ta cũng không ở cùng một trận chiến tuyến ta tưởng điểm này đại gia cũng cảm nhận được cho nên, cổ chiến trường phòng vệ công tác tuyệt đối không thể lơi lỏng, ở chỗ này thiết lập trạm kiểm soát pháo đài, mỗi người đều phải trải qua nghiêm khắc. Thẩm tra, điểm này, yêu cầu thiên thuộc tôn chủ các người tới phối hợp, xác nhận thân phận không có lầm, thật là địa tâm bình thường cư dân sau mới có thể tiếp nhận, minh bạch sao? Thiên thuộc tôn chủ đám người lập tức cho đáp lại. Điểm thứ hai, Trương Huyền vươn hai ngón tay, hẳn ánh mắt xem qua ở đây hơn 20 người, theo sau ra tiếng lúc này đây, ta ban cho các vị cầm binh chi tư, cũng tùy thời có thể thu hồi, ta hy vọng các vị cầm binh người có thể phát huy ra tay chung chi. Binh công hiệu, cụ thể về tổ binh sử dụng lệnh cấm, ta tưởng triệu cực đã cho các ngươi, ai nếu trái với, ta tùy thời có thể thu hồi các ngươi cầm binh chi tư. Này đó cầm binh người, tất cả đều gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Liền này hai việc, Trương Huyền sau khi nói xong, chiều lều lớn ngoại đi đến. Ngươi muốn đi đâu, triệu cực nhìn trương huyền đi vội vàng mở miệng đặt câu hỏi chiến trường phía trên tư thông ngoại địch này hẳn là như thế nào xử phạt trương huyền một bên chiều trốn đi một bên hỏi đương nhiên là hỏi chảm triệu cực không hề nghĩ ngợi phải trả lời hỏi chảm không đủ nên sao chín tộc trương huyền lưu lại này bắt tự sau đi ra lều lớn mà liền tại đây một khắc tất cả mọi người minh bạch trương huyền đây là muốn đi làm cái gì diệt ngọc hư đạo quan Trương Huyền, người từ từ ta, triệu cực vội vàng đuổi theo. Đương triệu cực đuổi theo ra lều lớn, sớm đã không thấy Trương Huyền thân ảnh, ngược lại là Lam Vân Tiêu đứng ở chỗ này. Người muốn truy Trương Huyền, Lam Vân Tiêu nhìn động tác vội vội vàng vàng triệu cực. Vô nghĩa, triệu cực trắng Lam Vân Tiêu liếc mắt một cái. Người ngăn không được hắn, Lam Vân Tiêu lắc lắc đầu, lâm thanh hạm như cũ ở vào trọng thương hôn mê giữa, mấy ngày nay, Trương Huyền vẫn luôn đều ở đè nặng trong lòng lửa giận. Lúc này đây tìm Ngọc Hư đạo quan phiền toái, ai đều ngăn không được hắn. Ngươi không hiểu, Triệu Cực trở về như vậy một câu, theo sau một cái đứng dậy, biến mất ở chân trời. Lam Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ từ ta đi, ta cùng ngươi cùng đi. Lam Vân Tiêu nói xong, Triệu Triệu Cực biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Ở kia cổ chiến trường phía trên, hiện giờ, quy tắc đã hoàn toàn thành hình, có kia Anh Linh, bắt đầu dần dần thức tỉnh nơi này sẽ biến thành một mảnh khủng bố nơi. Tôn chủ cấp bậc thực lực, tiến vào cổ chiến trường trong vòng, đều sẽ đã chịu tuyệt đối áp chế, sở phát huy ra thực lực, cũng chính là bình thường ngự khí cấp bậc, căn bản vô pháp đem khí đại lượng ngưng tụ, mà ở dưới loại tình huống này, đụng tới kia thức tỉnh vô ý thức anh linh, tôn chủ đều phải nuốt hận tại đây, phải biết rằng, này đó anh linh tuy rằng không có ý thức, nhưng bởi vì cổ chiến trường đặc thù duyên cỡ, bọn họ đều sẽ vô cùng táo bạo, bọn họ bản năng, là cắn nuốt đồng loại, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Này cổ chiến trường, hiện tại cũng không phải là một người người nghĩ đến là có thể tới địa phương, phàm là muốn vào tới, đều đến ước lượng một chút, chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Mà liền tại đây nguy hiểm thật mạnh cổ chiến trường phía trên, một đạo thân ảnh, thản nhiên đi ở nơi này, hắn đi vào lúc trước hai quân cuối cùng đại chiến địa phương. Ba ngày thời gian, lưu lại nơi này Thì cốt, cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, chỉ là máu tươi đã khô cạn, Nơi này giống như nhân gian luyện ngục giống nhau, nơi nơi đều tràn ngập thi thể. Mà này một đạo thân ảnh, trực tiếp lướt qua này thành sơn thi cốt, đi tới kia bị chém rơi đầu đoạn cửu long trước người. Chật chật chật, nhìn bị chém rơi đầu đoạn cửu long, này đạo nhân ảnh trong miệng phát ra tiếc núi thanh âm, thật là quá mức A, à, thế nhưng đem đầu đều cấp chém, không biết đã bao nhiêu năm, trương huyền, người có biết hay không, đây chính là ta. Này đạo nhân ảnh khi nói chuyện một đạo ánh mặt trời chiếu vào hắn trên mặt, tại đây dưới ánh mặt trời, hắn có được, cùng đoạn cửu long, giống nhau như đúc gương mặt. Đây chính là ta, thích nhất một cái phân thân đâu. Này diện mạo cùng đoạn cửu long hoàn toàn tương đồng người, lẩm bẩm ra lời như vậy ra tới, trương huyền, ta sẽ tìm được ngươi. Thân ảnh ấy sau khi nói xong, vươn tay cánh tay. liền thấy, kia chết đi đoạn cửu long trên người, một đạo anh linh, dần dần hiện ra tới, theo sau, ngưng nhập người này thân thể giữa. Ai, một đạo anh linh phân ra đi mười mấy phân, muốn dần dần thu hồi, Lục Diễn, lúc trước ngươi cho rằng ta này tu hành pháp không thành, nhưng hiện tại xem ra, ta này tu hành pháp hiệu quả, so với ta đoán trước, còn muốn hảo quá nhiều quá nhiều đâu, đương anh linh tề tụ lúc sau, chẳng sợ ngươi trọng sinh, lại có thể như thế nào. Cổ chiến trường trên không, vang lên một trận sấm sét ầm ầm tiếng động, một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời, tại đây tia chớp dưới vô số tàn bạo anh linh thân ảnh xuất hiện tại đây cổ chiến trường nổi. Rất nhiều đồ bổ a à. đoạn cửu long trên mặt lộ ra một nụ cười, cũng thế, tới cũng tới rồi, ăn no nê lại đi cũng hảo. Đoạn cửu long trên người, truyền đến một cổ cường đại hấp lực, mà những cái đó anh linh, tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, muốn rời đi, nhưng thời gian đã muộn. Tia chấp không ngừng ở cổ chiến trường trên không xẹt qua, làm này cổ chiến trường thượng lúc sáng lúc tối. Minh mông vô bờ Thái Bình Dương Thượng, có như vậy một chỗ hải vực, bị gọi tử vong chi hải, ở tử vong chi trên biển, không có bất luận cái gì con thuyền có thể thành công tiến vào trong đó lại trở về địa điểm xuất phát, kia bị gọi biển rộng phía trên vùng cấm, ở nơi đó, quanh năm có sương mù bao phủ, làm người vô pháp thấy rõ sương mù giữa có được cái gì. Ở trên biển, vẫn luôn có cái nghe đồn, nói năm đó biến mất với biển rộng thánh nữ hào, liền ở tử vong chi trong nước bồi hồi, thánh nữ hào thượng có vô số tài bảo, nhưng đồng thời, tà ác u linh lưu tại này thánh nữ hào thượng chờ đợi người tham lam lên thuyền, những người này tham lam, sẽ làm bọn họ xưng là u linh đồ ăn. Mỗi năm, đều sẽ có rất nhiều con thuyền vào nhầm này tử vong chi hải, theo sau hoàn toàn biến mất ở chỗ này, nhưng liền tính như vậy, như cũng ngăn không được hàng hải nhà thám hiểm bước chân, có người muốn biết rõ ràng, ở tử vong chi hải một mảnh xương mù giữa rốt cuộc có cái gì, vì thế, bọn họ sẽ chuẩn bị đầy đủ hết, làm tốt đại lượng công lược, lấy đồ muốn công phá này một mảnh tử vong chi hải, ai nếu có thể công phá này phiến tử vong chi hải, ai liền sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành này Thái Bình Dương hải vực lớn nhất hàng hải gia. Đây là mỗi một thuyền trưởng đều muốn vinh dự. Lúc này, sắc trời đen nhánh, sương mù bao phủ ở mặt biển phía trên, cho dù là xa hoa cự luân, giờ phút này cũng không dám tùy ý chạy. Mà liền tại đây sương mù bao phủ, cuồng phong gào thét, sóng lớn ngập trời bên trong, một con thuyền thuyền nhỏ, lại là một đầu chui vào kia tử vong chi hải lĩnh vực giữa. Này con trên thuyền nhỏ, không có thuyền viên, chỉ có một tài công, đó là Trương Huyền. Trương Huyền chuyến này mục đích, đó là kia tử vong chi hải. Tử vong chi hải suốt ngày bị sương mù bao phủ, chưa bao giờ tản ra quá, chính là bởi vì nơi này tụ tập đại lượng linh khí. Đường thuyền sử nhập tử vong chi hải trong phạm vi, trước mắt 20 mét bên ngoài phạm vi, liền trở thành tầm mắt menh khu, căn bản thấy không rõ 20 mét ngoại có cái gì. Sóng lớn ngập trời dưới, này con thuyền như cũ vững vàng tại đây phiến hải vực giữa chạy. Trương Huyền cầm lái, ở hắn sau lưng, một phen màu đen lưới hái an tĩnh đứng ở nơi đó, trang rằm lưỡi đao thượng lập lòe hàn mang, tùy thời chuẩn bị hóa thân vì này đêm tối giữa thợ gạt. Sóng biển thật mạnh đánh vào thân thuyền phía trên, cuồng phong ở gào thét, có xoáy nước xuất hiện ở mặt biển phía trên, mang theo cường đại hấp thụ lực, Mỗi năm không biết có bao nhiêu con thuyền nhỏ đều sẽ biến mất tại đây xoáy nước bên trong, ở kia xoáy nước nội giấu giếm đá ngầm thượng đâm cháy, hóa thành từng mảnh vụn gỗ. Mà lúc này, Trương Huyền sở điều khiển thuyền nhỏ, căn bản không chịu này đó xoáy nước ảnh hưởng, vững vàng xử quá. Càng là thâm nhập này tử vong chi hải, trước mặt sương mù, càng là nồng đậm vô cùng. Đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, Trương Huyền đồng thời cảm nhận được, dưới thân con thuyền, truyền đến mãnh liệt chấn động đồng thời đình chỉ đi tới trước mắt bị sương mù sở che đậy đương trương huyền đi đến ván kẹp thượng lúc này mới thấy rõ đầu thuyền là đánh vào một cái thật lớn hòn đá phía trên mà ở này thật lớn hòn đá lúc sau này nồng đậm sương mù bên trong một tòa núi lớn từ này mặt biển phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng tủng trong mây sơn thể thành màu xanh lá tại đây sương mù giữa có vẻ vô cùng nguy nga này liền như là mặt biển phía trên người khổng lồ giống nhau mang cho người một loại khó có thể hình dung chấn động cảm giác. Ngọc hư đạo quan, Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn này tòa màu xanh lá núi lớn, trong miệng lẩm bẩm, thuộc về các ngươi thẩm phán, liền phải tới. Nguy nga màu xanh lá núi lớn, cao ngất trong mây. Không có người biết, tại đây tử vong chi hải trung gian, sở tồn tại, là như vậy một tòa núi lớn. Sơn thể suốt ngày bị nước biển sở chụp đánh, làm này sơn thể vách đá, phá lệ đầu tiếu thả quang hoa, liếc mắt một cái nhìn lại, tại đây sơn thể thượng lại là không có một chút có thể làm người lạc đủ trèo lên nơi. Những cái đó biến mất ở tử vong chi hải con thuyền, hoặc là, là đụng vào xoáy nước đá ngầm, hoàn toàn tổn hại, hoặc là, chính là đánh vào này thanh sơn phía trên, muốn trở về địa điểm xuất phát, mà khi quay đầu lại nhìn lên, mặt biển phía trên, nơi nơi đều tràn ngập xoáy nước, căn bản vô pháp trở về. Tại đây màu xanh lá núi lớn sơn thể thượng mơ hồ có thể thấy được ba chữ, ngọc hư sơn, giả thần giả quỷ nơi thôi. Trương Huyền duỗi tay, kia màu đen mệnh liêm tự nhiên rơi vào Trương Huyền trong tay, Trương Huyền thân hình, bỗng nhiên một cái khởi nhảy, thẳng đến này ngọc hư đỉnh núi mà đi. Ngọc hư sơn rất cao, dù cho là Trương Huyền, làm mấy cái khởi nhảy, cũng không thấy được đỉnh núi. Có điểm không thích hợp, Trương Huyền ánh mắt nheo lại, hắn đem trong tay mệnh liêm, dùng sức múa may đi ra ngoài, mệnh liêm xoay tròn, cùng sơn thể đụng vào, lại là bộc phát ra một trận hỏa tinh, mệnh liêm một lần nữa bắn trở về. Trận pháp sao, Trương Huyền tiếp được đạn hồi mệnh liêm. Trận pháp thứ này, là Trương Huyền sớm nhất tiếp xúc, thậm chí so tiếp xúc khí còn muốn sớm một ít, nhưng đối với trận pháp hiểu biết, Trương Huyền vẫn luôn đều không đủ thâm, thật sự là bởi vì hiện tại còn còn sót lại trận pháp thật sự là quá ít quá ít. Mà trước mắt ngọn núi này, vô luận Trương Huyền như thế nào, đều không thể đi vào này sơn thể đỉnh núi, này hiển nhiên là từ mê trận thành phần ở trong đó. Trương Huyền nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, nếu chính mình không hiểu này phá trận phương pháp, vậy dùng đơn giản nhất phương pháp hảo. Đem mệnh liêm bối với phía sau, Trương Huyền dơ lên cao đôi tay, màu tím thần kiếm ở trên tay hắn hình thành. Tổ binh mệnh liêm, này mệnh liêm lợi hại hơn, vẫn là ở chỗ đối tử khí thúc dục nếu luận lực sát thương mà nói, mạnh nhất, vẫn là này nhất chiêu, diệt thế ma kiếm màu tím kiếm mang biên cuồng ngưng tụ, trương huyền phía sau, uống nguyệt xuất hiện, bốn phía xương mù dày đặc, tại đây uống nguyệt xuất hiện lúc sau, đều biến phai nhạt rất nhiều, này xương mù dày đặc, chính là từ bàng bạc linh khí sở ngưng tụ mà thành, hiện giờ, thay đổi thành diệt thế ma kiếm năng lượng. Trương huyền đôi tay cầm kiếm, đối mặt trước mắt màu xanh lá núi lớn, dùng sức phách chém mà xuống. Liền tại đây màu tím thần kiếm cùng sơn thể tiếp xúc nháy mắt, cuồng phong gào thét, thổi đến trương huyền quần áo bay phất phới. Nồng đậm sương mù bị cuồng phong sở cuốn động sở hữu hết thảy, đều tại đây một khắc, phát sinh mãnh liệt biến hóa. Trương huyền chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng không ngừng ở làm ra thay đổi, mười mấy giây sau, trương huyền trước mắt, màu xanh lá núi lớn hoàn toàn biến mất, hiện ra ở trước mặt hắn, là kia mạn sơn xanh biếc, xanh biếc phía trên, là mây mù lượn lờ, xanh tươi núi lớn, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau, tại đây núi lớn chi gian, từng tòa đạo quan hiện ra ở trương huyền trước mắt, này, mới là chân chính Ngọc Hư Sơn. Thật đúng là sẽ hưởng thụ sinh hoạt đâu. Trương huyền nhìn đến, một tòa đạo quan trước, đạo đồng chính quét tước đình viện, có khói bếp mù mịt dâng lên, tại đây đại dương bên trong, đây là một chỗ thế ngoại đào nguyên, sẽ không bị người khác sở quấy dày. Trương huyền nhìn lướt qua, tại đây Ngọc Hư trên núi, có không dưới trăm tòa đạo quan, mỗi một tòa đạo quan, đều có tương đối ứng tên. Mà theo đạo quan lớn nhỏ bất đồng, sở tòa lập sơn thể độ cao bất đồng, này đó đạo quan địa vị cũng đều không giống nhau. Đan một đạo quan, Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới một tòa đạo quan phía trên. Này đan một đạo quan chủ nhân, chính là sớm đã chết ở Trương Huyền trong tay đan một đạo người, lúc này, này tòa đan một đạo quan có vẻ rách nát, cùng chung quanh đạo quan không hợp nhau, đạo quan trước cửa, cỏ dại mọc thành cụm, liền đạo đồng đều không có mà đan một đạo quan bên cạnh kia tòa đạo quan, tên là Cung Vân Đạo Quan. Trương Huyền như vậy một cái ngoại lai khách đột một xuất hiện tại đây Ngọc Hư trên núi, cũng không có bị người sở chú ý tới, mà lấy Trương Huyền thực lực, chỉ cần hắn không nghĩ, này đó đạo đồng, tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Trương Huyền thân hình, dần dần tiếp cận Cung Vân Đạo Quan. Lúc này đây, Trương Huyền mục đích là muốn này toàn bộ Ngọc Hư Đạo Quan, trả giá đại giới, mà ở này phía trước, Trương Huyền cần thiết làm rõ ràng, này Ngọc Hư đạo quan, rốt cuộc là cái như thế nào địa phương, có thể làm chịu cực cùng Lam Vân Tiêu hai người kia, đều ở mặt ngoài, đối này Ngọc Hư đạo quan chịu thua. Cung Vân đạo quan trước cửa, hai gã đạo đồng đang ở quét tước vệ sinh. Ai, đan một sư thúc đã chết lúc sau, đạo quan người liền chạy xong rồi, hiện tại không biết bao nhiêu người theo dõi cái này đạo quan vị trí, đều tưởng thế thân đan một sư thúc vị trí. Một người đạo đồng nói như vậy. Đan một sư thúc kia mấy cái đệ tử cũng đều không có trở về, bên ngoài thế giới thật sự như vậy khủng bố sao? Liền đan một sư thúc đều đã chết. Không biết, nghe nói nơi đó thực phồn hoa, đi ra ngoài người đều không muốn trở về, chúng ta sư phụ đã rời đi lâu như vậy, đến bây giờ cũng chưa trở về. Hắn không trở lại mới hảo đâu, một người đạo đồng vẻ mặt phẫn hận, hắn mỗi một lần trở về đều phải làm thật nhiều người đi cho hắn hiến máu, mỗi hiến một lần huyết đều phải khó chịu vài thiên ta mới không hy vọng hắn trở về đâu. Hư, ngươi nói nhỏ thôi, nhưng ngàn vạn đừng bị nghe được. Nghe được thì thế nào, chúng ta đạo quan, cái nào người không bị sư phụ uống qua huyết, ta nghe nói, có một lần sư phụ trở về thời điểm, thân thể đều làm, cùng cái người chết giống nhau, là uống lên rất nhiều huyết mới khôi phục lại đây, bọn họ đều sống nhiều năm như vậy, chính là dựa chúng ta huyết tục mệnh. Trương Huyền nghe hai gã đạo đồng đối thoại, trộm đi vào đạo quan trong vòng. Đạo quan cũng không lớn, bên trong đơn giản có tam gian phòng, trong đó hai gian ở đạo quan đệ tử, còn có một gian, tác chính là Cung Vân đạo nhân nơi. Trương Huyền đi vào Cung Vân đạo nhân nơi nội, phát hiện Cung Vân đạo nhân nơi phá lệ sạch sẽ, phòng nội tràn ngập một cổ đàn hương hương vị. Trương Huyền nhíu nhíu mày, bình thường tới nói, một người trên người hương vị sẽ cùng hắn thường xuyên cư trú địa phương có quan hệ, nhưng hiển nhiên, Cung Vân đạo nhân trên người cũng không loại này đàn hương hương vị này cũng đã nói lên, căn phòng này đều không phải là là cung vân đạo nhân thường chỗ ở. Trương huyền cơ hồ là phản xạ có điều kiện tại đây phòng nội tìm kiếm cái gì, một trận sờ xoáng lúc sau, Trương huyền phát hiện một miếng đất gạch vì rỗng ruột, nhiều năm kinh nghiệm, làm Trương huyền trong lòng tự nhiên mà vậy, liền sinh ra mật thất hai chữ tới, hắn đem này khối địa gạch sốc lên, trên mặt đất gạch phía dưới, có một cái giản dị cái nút, đường ấn xuống cái nút lúc sau, này trong phòng giường dưới, liền mở ra một cái đi thông ngầm thông đạo, mà ở này thông đạo mở ra nháy mắt, một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Dũng hướng phòng trong, Trương Huyền đi vào này địa đạo giữa, địa đạo thực hắc, hai bên cây đuốc sớm đã tắt, Trương Huyền theo này thông đạo chiều nội đi đến, trong bóng đêm, Trương Huyền mơ hồ có thể thấy được, tại đây thông đạo hai sườn, thế nhưng dù sao nằm rất nhiều bạch cốt, xem này cốt cách, toàn bộ đều là nhân loại. Thông đạo vẫn luôn thông hướng một cái đại sảnh, ở kia đại sảnh bên trong, thế nhưng có một cái thật lớn huyết trì. Trương Huyền nhìn trước mắt này thật lớn huyết trì, trong đầu lại vang lên phía trước hai gã đạo đồng đối thoại, này cái gọi là Ngọc Hư Đạo Quan, cái gọi là Trường Sinh Phương Pháp, đều có vẻ tràn ngập cổ quái cùng quỷ dị. Kết hợp đạo đồng nói, này Ngọc Hư Đạo Quan Trường Sinh Phương Pháp, hơn phân nửa là cái gì tà môn yêu Pháp. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ ngầm đại sảnh bên trong, ở kia huyết trì phía trước, bầy biện mấy cái đệm hương bồ, mà huyết trì chung quanh mặt đất, còn lại là che kín hoa văn, hình thành một loại cổ quái trận pháp. Ngọc hư đạo quan, ha ha, loại địa phương này, hủy hoại, cũng liền hủy. Trương huyền trong lòng, đối với sắp hủy diệt ngọc hư đạo quan chuyện này, lại vô đinh điểm áp lực. Đang lúc trương huyền chuẩn bị rời đi khi, kia bình tĩnh huyết trì, đột nhiên phát ra dị vang, huyết trì đỉnh chóp bắt đầu toát ra huyết phao, giống như là bị thiêu phí nước sôi giống nhau. Cung vân, người đã trở lại, công đạo ngươi làm sự, thế nào? Huyết trì giữa, vang lên khàn khàn thanh âm trương huyền bước chân đột nhiên một đốn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được này huyết trì giữa thế nhưng còn có người tồn tại một đạo thân ảnh từ kia huyết trì giữa lộ ra nửa cái thân mình người này đưa lưng về phía trương huyền phát ra âm thanh hiện tại vực sâu nhưng đã buông xuống kia thông đạo người liên tiếp sao trăm năm a à, ta đợi trăm năm suốt cuộc chờ đến vực sâu buông xuống giờ khắc này một khi huyết tế đại trận hoàn toàn hoàn thành sở hữu hết thảy đều đem ở trước mặt ta phủ phục, không bao giờ yêu cầu dựa kia chạy chăn nuôi, tới kéo dài hơi tàn. Cung vân, người lần này đã trở lại cũng hảo, đi lại cho ta mang chút nam nữ lại đây, lập tức liền phải đến giảng đạo ngày, ta cũng phải đi ra ngoài lộ một mặt, bằng không ngọc hư cái kia lão ra hỏa, chỉ sợ đều phải đã quên ta tồn tại, đi nhanh về nhanh đi. Thân ảnh ấy giọng nói rơi xuống sau, dưới mặt đất đại sảnh một cái trên vách đá, đột nhiên xuất hiện một đạo chỗ hồng, mà này đạo thân ảnh, cũng dần dần lẻn vào này huyết trì giữa. Trương Huyền đứng ở tại chỗ hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, chiều kia mới vừa mở ra chỗ hổng đi đến. Vừa mới kia huyết trì giữa bóng người, mang cho Trương Huyền bước tiểu nhân áp lực, lấy Trương Huyền góc độ tới xem, người kia thực lực, chỉ sợ không kém gì cuồng si. Tuy rằng hiện tại cuồng si còn không có hồi phục nguyên bản thực lực, nhưng cũng tuyệt đối là chuỗi đồ ăn thượng tầng tồn tại, này mặt đất giữa, có thể có này phiên thực lực người, sẽ là cái dạng gì nhân vật. Hơn nữa nghe người này nói, cái kia gọi là Ngọc Hư, hẳn là cùng hắn là cùng cấp bậc tồn tại, này Ngọc Hư đạo quan giữa, đều không phải là thuần túy một đám khẩu hải hạng người, hay là thực sự có tài thật liêu người tồn tại. Kia mở ra chỗ hổng, là một cái thông đạo, Trương Huyền dùng gần 40 phút, mới xuyên qua này thông đạo, mà thông đạo xuất khẩu, thế nhưng là mặt khác một tòa cô đảo, cũng là nói rõ, xa xa có thể thấy được kia màu xanh lá núi lớn đứng sừng sững ở mặt biển phía trên, Nối thẳng phía chân trời, đỉnh núi mây mù lượn lờ, lộ ra từng trận thần bí cảm giác. Mà ở này tòa cô đảo phía trên, Trương Huyền nhìn đến rất nhiều thân ảnh, những người này hiển nhiên sớm đã tại đây tòa cô đảo phía trên định cư, bọn họ có được bất đồng màu da, hiển nhiên đều đến từ thế giới bất đồng địa phương, mà này thông đạo xuất khẩu, thế nhưng là một tòa thần miếu, này thần miếu đứng ở toàn bộ cô đảo tối cao chỗ, có thể nhìn ra xa cả tòa cô đảo. Đường Trương Huyền xuất hiện ở thần miếu khẩu khi, trên đảo người, cơ hồ tất cả đều vào lúc này gian, ngừng tay chung sự tình, hướng Trương Huyền nơi địa phương bắt đầu quỳ lại, bọn họ trong miệng nhắc mãi cái gì, Trương Huyền nghe không thấy thanh âm, nhưng lại có thể nhìn ra, những người này thần sắc, phá lệ thành kính. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị đi xuống nhìn xem khi, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý từ thân thể phía sau đánh úp lại, cơ hồ là theo bản năng, Trương Huyền thân thể bỗng nhiên nhảy lên, mà liền ở Trương Huyền vừa mới sở đứng thẳng địa phương, một khúc xương trắng tay chảo, thình lình xuất hiện. nếu trương huyền không phản ứng lại đây, tất nhiên sẽ bị này bạch cốt tay chảo gây thương tích đến. giả mạo cung vân, thật cho rằng ta không phát hiện ngươi sao? nói đi, ngọc hư lão gia hỏa kia phái ngươi tới làm cái gì? khan khan thanh âm vang lên, đúng là trương huyền phía trước ở huyết chỉ chứng kiến đến người kia ảnh, chẳng qua đối phương cũng không có xuất hiện ở trương huyền trước mặt, chỉ là thanh âm từ kia thông đạo chỗ truyền đến. Trương Huyền nhìn về phía cửa động chỗ, cười cười, ta nhưng không nghĩ tới muốn giả mạo kia lão tạp mau, là chính ngươi nhận sai mà thôi, có ý tứ chính là, này Ngọc Hư đạo quan trường sinh pháp, thế nhưng cùng máu tươi có quan hệ. Nghe ngươi lời nói, đều không phải là là này Ngọc Hư sơn người, cũng thế, nơi này sự cùng ngươi không quan hệ, tốc tốc rời đi, ta không truy cứu ngươi lỗ máng. Đối phương ra tiếng, rời đi, ta làm gì phải rời khỏi, Trương Huyền hỏi lại, làm càn, Xa ách thanh âm chủ nhân hét lớn một tiếng, ta niệm ngươi tu hành không dễ, không nghĩ giết ngươi, nhưng này không đại biểu, ngươi có thể ở trước mặt ta, lộ ra này phiên cuồng vọng thái độ, này sẽ làm ngươi mất đi tính mạng. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, nếu ngươi có thể giết ta, cần gì còn phải chờ tới hiện tại làm đánh lén loại này siếc. Vậy ngươi đại nhưng thử một lần, bạch cốt tay trảo lại một lần hướng Trương Huyền chộp tới. Trương Huyền trong tay ngưng tụ màu tím thần kiếm, kiếm mang phách chém tới bạch cốt tay chảo phía trên, sở lưu lại, thế nhưng chỉ có một đạo nhợt nhạt dấu vết, cũng không có đối kia bạch cốt tay chảo tạo thành cái gì thực chất tính thương tồn. Chút tài mọn, bạch cốt tay chảo như tia chớp nhanh chóng, chụp vào trương huyền ngực, muốn đem trương huyền chảo một cái đối xuyên. Trương huyền lại lần nữa đối kia bạch cốt tay chảo liền công mọi nơi, như cố chỉ là ở kia bạch cốt phía trên lưu lại bốn đạo thiền ngân. Bạch cốt tay chảo kiên cố trình độ viễn siêu tưởng tượng, trương huyền minh bạch, muốn từ này ngoài động giải quyết bạch cốt tay chảo, căn bản là không có khả năng, muốn giải quyết địch nhân, chỉ có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Suy nghĩ liền làm, Trương Huyền rút kiếm, thẳng đến kia thông đạo nội mà đi. Hẹp dài thông đạo, đối với bạch cốt tay chảo tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương có lợi, ở chỗ này, bạch cốt tay chảo có thể tận tình công kích, mà cầm trong tay diệt thế ma kiếm Trương Huyền, chỉ có thể không ngừng làm ra phòng ngự. Nhưng vô luận lại nghiêm mật phòng ngự, cũng có sơ sẩy thời điểm, ở phía trước tiến quá trình giữa, Trương Huyền trên người quần áo, đã xuất hiện rất nhiều rách nát dấu vết, mà quần áo hạ làn ra, cũng bị kia bạch cốt tay chảo mang suốt đạo nói vết máu. Đường cấp tốc phát ra sau, Trương Huyền thực mau về tới này huyệt động bên trong, kia bạch cốt tay chảo, chính là từ này huyết trì giữa vươn, có vẻ âm trầm khủng bố. Nồng đậm mùi máu tươi ở không khí giữa lan tràn, Trương Huyền phất tay lưỡng đạo kiếm khí, chảm tiến kia huyết trì giữa quỷ dị một màn phát sinh, này đủ để chặt đứt sườn núi khủng bố kiếm khí, ở chém về phía kia huyết trì giữa khi, thế nhưng trực tiếp bị tan rã rớt. Muốn thương ta, chỉ sợ còn kém đến nhiều, khan khan thanh âm lại một lần vang lên. Cùng lúc đó, lại là một khúc xương trắng tay chảo từ này huyết trì giữa giỏ ra, hướng trương huyền chụp tới. Diệu nhật, uống nguyệt. Nhật nguyệt lĩnh vực nháy mắt buông xuống ở trương huyền phía sau, làm trương huyền trong tay màu tím thần kiếm càng thêm ngưng thật, Trương Huyền một lần nữa bổ ra nhất kiếm, này nhất kiếm, có thể nói ngưng tụ Trương Huyền hiện tại bảy thành lực sát thương, nhưng như cũ, bị này huyết chỉ toàn bộ tan giá, không có khởi đến một chút hiệu quả. Audio điện tử võ tấn bền Huyết trì quỷ dị trình độ, ra ngoài Trương Huyền đoán trước. Liền như vậy thực lực, cũng dám nhập ta động phủ, quả thực không biết trời cao đất dày. khan khan thanh âm lại một lần vang lên. Hai chỉ bạch cốt tay chảo, một trước một sau chiều Trương Huyền chộp tới, đây là muốn trảo ra Trương Huyền trái tim. Trương Huyền trong tay thần kiếm liền huy, vang ra này bạch cốt tay chảo. Nếu kiếm mang vô dụng, vậy thử xem cái này. Trương Huyền cầm trong tay màu tím thần kiếm, lúc này đây, không hề dùng kiếm mang tiến công, mà là trực tiếp cầm kiếm đâm vào này huyết trì giữa. Lúc này đây, huyết trì vô dụng lại đem Trương Huyền công kích hoàn toàn tan giã, đương thân kiếm đâm vào huyết trì kia một khắc, bốc lên khói nhẹ, mà Trương Huyền, tắc có thể cảm nhận được, này huyết trì giữa máu, thế nhưng ở nhảy lên. Này kiếm đâm vào huyết trì cảm giác, liền giống như đâm vào nhân thân thể thượng giống nhau. Lúc này, bạch cốt tay trảo lại một lần từ Trương Huyền phía sau đánh úp lại, cốt trảo bạo trướng, đem Trương Huyền bốn phương tám hướng toàn bộ phong kín. Cho ta khai. Trương Huyền phía sau, hắc ảnh xuất hiện, nhật nguyệt lĩnh vực vì mắt, trực tiếp đem thật lớn cốt trảo văng ra. Liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Trương Huyền đâm vào huyết trì màu tím thần kiếm, thế nhưng bị tan rã hơn phân nửa, này thần kiếm thượng sở ẩn chứa năng lượng, toàn bộ đều bị huyết trì hấp thu. Này huyết trì liền giống như một cái hắc động giống nhau, không ngừng từ chung quanh hấp thu năng lượng. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng dám với Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, nguyên bản gặp ngươi tu hành không dễ, không nghĩ giết ngươi, hiện tại là chính ngươi tìm chết. Xa Ách thanh âm lại một lần vang lên. Tại đây thanh âm rơi xuống nháy mắt, mười mấy căn bạch cốt tay chảo leo lên huyết trì bên cạnh, giống như là trong địa ngục ác quỷ sắp muốn bỏ ra giống nhau. Bạch cốt tay chảo có vẻ phi thường vặn vẹo phàn xuất huyết trì, theo sau hướng trương huyền nơi địa phương chụp tới. Trương Huyền thân hình bỗng nhiên nhảy, tránh thoát này đó bạch cốt tay chảo công kích, hắn đem sau lưng lưỡi hái gỡ xuống, bỗng nhiên cắm trên mặt đất phía trên. Oanh, màu đen khí mang lấy lưỡi hái sở kém địa phương vì trung tâm, chiều bốn phía phát ra mở ra. Màu đen tử khí lan tràn ở trương huyền dưới chân, mà những cái đó bạch cốt tay chảo, ở chạm vào tử khí là lúc, thế nhưng bốc lên khói nhẹ, toàn bộ đều về phía sau lui nửa thanh, phi thường sợ hãi này tử khí giống nhau. Tử khí, là các người này đó đem chết chi vật tuyệt đối khắc tinh. Trương huyền đứng ở này tử khí trung ương, hắn hai tay triển khai, màu tím thần kiếm lại một lần ở trong tay hắn hình thành. Diệt thế ma kiếm, có thể dung hợp trên thế giới này sở hữu năng lượng nguyên tố, bao gồm tử khí, nếu người này huyết trì giữa tràn ngập cổ quái, ta đây liền, hủy hoại ngươi này huyết trì hảo. Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm phía trên, quanh quần một vòng hắc khí. Những cái đó nguyên bản đã lùi bước bạch cốt tay chảo, giờ phút này đột nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái, chiều Trương Huyền nơi địa phương điên cuồng chụp tới, tùy ý kia bụi mù bốc lên, bạch cốt tay chảo như cũng có vẻ điên cuồng, hiển nhiên, Trương Huyền này muốn phá rất huyết trì cách làm, làm huyết trì trong vòng tồn tại, suốt ruột có cái gì nhưng cấp đâu, này hết thảy, căn bản là không phải ngươi có thể chủ đạo, không phải sao. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, trong tay diệt thế ma kiếm đã ngưng tụ tới rồi cực hạn. Đi, Trương Huyền tùy tay huy hạ, diệt thế ma kiếm bí mật mang theo nồng đậm tử khí, chiều kiêu huyết chỉ chém tới. Ca, đường kiếm mang cùng kiêu huyết chỉ chỉ vách tường đụng vào nháy mắt, xuất hiện như vậy một đạo thanh thúy tiếng vang. Thành, Trương Huyền phun ra này hai chữ tới mà những cái đó điên cuồng trạng thái bạch cốt tay chảo, giờ phút này lại đột nhiên dừng lại. Không, 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 không. Khàn khàn thanh âm, phát ra phẫn nộ thanh âm. Chỉ trên vách vết rách, càng ngày càng nhiều, những cái đó nguyên bản công hướng trương huyền bạch cốt tay chảo, tất cả đều bay nhanh rụt trở về, bạch cốt tay chảo mở ra, đổ hướng kia chỉ vách tường vỡ ra địa phương, nhưng vết dạn càng ngày càng nhiều, căn bản không phải này đó bạch cốt tay chảo có khả năng lấp kín. Có máu tươi, từ kia vết rách chỗ thẩm thấu ra tới. Không có khả năng, sẽ không, sẽ không như vậy, ta thực mau liền phải thành công, không nên như vậy, không nên như vậy, khan khan thanh âm phát ra không cam lòng lời nói, này đó huyết chỉ nội máu tươi, ở chảy tới trên mặt đất lúc sau, nháy mắt liền trở nên khô cạn, phát ra tanh hôi hương vị. Huyết chỉ nội máu tươi đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Thực mau, Trương Huyền phía trước chứng kiến kia nói thân hình xuất hiện ở chương huyền tầm mắt giữa, này nói thân hình, chỉ có nửa người trên, mà này nửa người dưới, thế nhưng toàn bộ đều là thịt thối, có vẻ phá lệ khủng bố ghê tởm. Mà những cái đó bạch cốt tay chảo, đều là cùng này đạo thân ảnh nửa người dưới thịt thối liên tiếp đến cùng nhau, này căn bản chính là một cái ngâm mình ở huyết trì giữa quái vật. Ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, huyết trì nội máu tươi, toàn bộ lưu quang, tới rồi mặt đất, biến thành một tầng nồng đậm huyết tương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, toàn bộ xử lý. Lần này, Liên Hảo giải quyết nhiều sao, Trương Huyền đem mệnh liêm cầm lấy, một lần nữa bối ở sau người, hắn rút kiếm, hướng kia trong ao thân ảnh đi đến. Thân ảnh ấy chủ nhân, thượng thân khô gầy như sai, một khuôn mặt, lại là có vẻ tai to mặt lớn, cùng Phật Di Lạc giống nhau, này hai loại cực đoan tổ hợp đặt ở cùng nhau, mang đến quỷ dị cảm, căn bản không thể miêu tả. Ta muốn, giết ngươi, quái vật phát ra gầm lên giận dữ, này đó bạch cốt tay chảo chống đỡ trên mặt đất, hắn liền giống như một con thật lớn con nhện, bị này đó bạch cốt tay chảo căng lên. Người không người quỷ không quỷ bộ dáng, sớm đáng chết rất hảo. Trương huyền phiên tay, thần kiếm phía trên có chứa hắc khí, trương huyền thân thể bỗng nhiên vào tới trước, trong tay thần kiếm múa may mà ra, chém về phía quái vật đầu. Quái vật trừng lớn đôi mắt, ở trương huyền tiếp cận hắn trước người khi, hắn ngực chỗ đột nhiên vỡ ra một trương miệng rộng, miệng rộng bên trong mọc đầy bén nhọn hàm răng, muốn đem Trương Huyền cắn nuốt. Thật là có đủ ghê tởm, Trương Huyền thân hình vừa chuyển, nghiêng người tránh ra, ở kia mở ra miệng rộng giữa, Trương Huyền thậm chí thấy một cái ghê tởm lưỡi dài. Quái vật hai tay chảo một tả một hữu chiều Trương Huyền bao kẹp mà đến. Trương Huyền cầm kiếm đem này tay chảo văng ra, màu đen tử khí lại một lần quấn quanh ở thân kiếm phía trên. Giống, quái vật phát ra một tiếng rít gào, như con nhện thân hình hóa thành ảo ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở Trương Huyền trước người, miệng rộng lại một lần vỡ ra, cắn hướng Trương Huyền. Trương Huyền múa may này có chứa tử khí thần kiếm, nhất kiếm thứ hướng này miệng rộng bên trong. Quái vật phát ra thống khổ giống lên một tiếng, sở hữu tay chảo đồng thời hướng Trương Huyền mà đến. Đang lúc Trương Huyền tính toán huy kiếm chảm lui này đó bạch cốt tay chảo khi, kêu huyết trì chung quanh phức tạp ký hiệu, đột nhiên phát ra ánh sáng, theo sát, huyết sắc tuyến mang bắn nhanh mà ra, quấn quanh trụ Trương Huyền tay chân, này màu đỏ tuyến mang phá lệ cứng cỏi, Trương Huyền trong lúc nhất thời, thế nhưng không có cách nào tránh thoát. Một con bạch cốt tay chảo đi vào Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền trước người hình thành một tầng hộ thể khí mang, nhưng này bạch cốt tay chảo, lại dễ dàng đâm thủng này hộ thể khí mang, chảo hạ Trương Huyền bên hông một khối huyết nhục, nếu không có Trương Huyền ở thời điểm mấu chốt quay người, này một chảo, chỉ sợ muốn ở Trương Huyền vòng eo thượng khai một cái lỗ thủng. Mà dư lại sở hữu bạch cốt tay chảo, cũng vào giờ phút này, tất cả đều công tới, tứ chi bị buộc chặt Trương Huyền, chờ mắt nhìn này đó tay chảo đi vào chính mình trước mặt. Này đó bạch cốt tay chảo, có thể so với thần binh lợi khí. Những cái đó màu đỏ tuyến mang, làm Trương Huyền khó có thể tránh thoát. Dưới tình huống như vậy, này đó bạch cốt tay chảo, có thể đem Trương Huyền xé dập nát. Nhưng mà, ở như thế trạng huống hạ, Trương Huyền như cũng không thấy hoảng loạn. Quái vật giống như con nhện thân ảnh, cùng Trương Huyền thân ảnh, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài bóng dáng, liền ở này đó tay chảo sắp chạm vào Trương Huyền Khi, một đạo lưỡi hái hư ảnh xẹt qua, quái vật khác ở trên mặt đất bóng dáng, đột nhiên vỡ ra, quái vật trong cơ thể, kia máu đã nồng đậm thành huyết tương, bạo đầy đất đều là. Đã gần ở Trương Huyền trước mắt bạch cốt tay chảo đột nhiên im bặt, theo sau giống như đánh mất sở hữu sức lực giống nhau, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, tứ tán mở ra. Quấn quanh trụ Trương Huyền màu đỏ tuyến mang hoàn toàn biến mất, kia bắn nơi nơi đều đúng vậy huyết tương, không có một chút lây dính đến Trương Huyền trên người. Trương Huyền nhìn chung quanh hết thảy, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi khi, kia trên mặt đất trận pháp lại một lần khởi sướng ánh sáng, mà lúc này đây quang mang không hề quấn quanh hướng Trương Huyền, mà là hướng kia bạo nơi nơi đều đúng vậy quái vật thân hình. Trận pháp sở hình thành màu đỏ quang mang, liền giống như từng cây sợi tơ giống nhau, đem quái vật rơi dụng nơi nơi đều đúng vậy thân hình từng điều liên tiếp lên, liền giống như kia rối gỗ. Bị tuyến mang sở xuyến liền, sở hữu lại tụ tập đến một khối. Trương Huyền liên tiếp mấy đạo kiếm mang hướng này tàn phá thân hình bổ tới, lại đều bị kia trận pháp quang mang sở triệt tiêu. Một cổ làm Trương Huyền đều cảm thấy có chút áp lực hơi thở, tại đây huyền động trong vòng chậm rãi ngưng tụ. Trương Huyền mày nhăn lại, trong miệng lẩm bẩm, loại này không thể ngăn cản lực lượng, là phá kén trọng sinh một loại sao, ngưng tụ máu tươi trung cường đại lực lượng, như thế nói, chỉ có thể trước đem này phòng ấn a. Nghĩ vậy, Trương Huyền rút ra sau lưng Mệnh Liêm, tùy tay ném đi, Nhật Nguyệt lĩnh vực hình thành, một đạo thật lớn hắc ảnh sở ngưng tụ, đây là Trương Huyền Anh Linh. Đương Quảng Mệnh Liêm rơi xuống lúc sau, rớt vào Anh Linh trong tay, đem kia Mệnh Liêm dùng sức cắm trên mặt đất, màu đen hơi thở tòng Mệnh Liêm trên người truyền lại mà ra, quanh quẩn tại đây huyệt động bên trong. Trương Huyền không hiểu trận pháp, cũng không sẽ cái gì phong ấn phương pháp, hắn sử dụng, này đây tuyệt đối mạnh mẽ thực lực, lấy tổ binh vì môi giới, đối này con quái vật, tiến hành phong ấn. Có thể nhìn đến, quái vật dung hợp tốc độ trở nên thong thả rất nhiều, nơi này màu đỏ khí mang cũng bắt đầu bị tử khí sợ áp chế, nhưng như cũ vô pháp ngăn cản kia cổ hơi thở dung hợp. Phong ấn thời gian sẽ không lâu lắm, bất quá, hẳn là đủ rồi, đến lúc đó, làm này ngọc hư sơn, cùng ngươi cùng nhau mai táng đi. Trương huyền xoay người, ra mật thất, mà hắn anh linh, liền lưu tại nơi này. Ngọc hư trên núi, mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc, cùng kia ngầm huyệt động nội tu la luyện ngục cảnh tượng hoàn toàn là hai cái cực đoan. Trương Huyền đứng ở cung vân đạo quan nội, ngẩng đầu nhìn xa tối cao kia một ngọn núi đầu, nơi đó có một tòa đạo quan, viết có ngọc hư hai chữ. Ngươi là ai? Một đạo tiếng kinh hô từ Trương Huyền phía sau vang lên, đúng là này cung vân đạo quan nội đạo đồng, thấy được Trương Huyền. Trương Huyền vốn là không nghĩ lại che giấu, hắn quay đầu lại nhìn này đạo đồng liếc mắt một cái, ra tiếng nói, các ngươi này, có chung sao? Đừng nói nhảm nữa, đạo đồng hét lớn một tiếng, ngươi là thứ gì, tốc tốc từ chúng ta đạo quan nội cút đi, bằng không lột da của ngươi ra, thả ngươi huyết, làm thành dược dẫn. Ha ha, thật đúng là một đám đáng yêu đạo nhân A. À. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, không chung nói, ta đưa các ngươi một ngụm. Trương Huyền vươn một ngón tay, hướng không chung một lóng tay, một ngụm thật lớn chuông lớn hư ảnh với trên bầu trời hiện lên, chuông lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem này đạo đồng gắn vào trung khẩu bên trong, đương này chuông lớn chụp xuống nháy mắt, này đạo đồng thân thể, nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Một cái nho nhỏ đạo đồng, đều biết lấy huyết vì thuốc dẫn biện pháp, này ngọc hư đạo quan, không lưu cũng thế. Trương huyền đi đến này chuông lớn hư ảnh bên, nâng lên bàn tay, theo sau dùng sức một trường, chụp tại đây chuông lớn phía trên. Không có nghe được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy, một cổ khí lãng, từ này chuông lớn nơi chỗ, chiều bốn phía tung hoành mà đi, khí lãng nơi đi qua, trên mặt đất phiến đá xanh gạch, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cung Vân đạo quan bên đan một đạo quan bị này khí lãng đảo qua, hóa thành một quán phế tích, theo sau, phế tích lại hóa thành bột mịn. Đường này hết thảy phát sinh lúc sau, kia nặng nề tiếng chuông mới truyền lại mà ra, kia khí lãng tốc độ, so thanh âm tốc độ, còn muốn mau. Khoảng cách Cung Vân đạo quan gần nhất mấy cái đỉnh núi tại đây một khắc toàn bộ nổ vang, đỉnh núi phía trên đạo quan, không có ngoại lệ, đều sụp xuống. Lớn như vậy động tính truyền ra, ngẩng đầu vừa thấy, mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ thân xuyên đạo bào, phiêu phù ở giữa không trung. Ai dám ở ta ngọc hư đạo quan lỗ máng, một người đạo nhân hét lớn một tiếng, không biết nơi này là địa phương nào sao. Trương huyền tận mắt nhìn thấy, một tòa đạo quan sập, một người đạo nhân quần áo bất chỉnh xuất hiện, ở đạo nhân xuất hiện địa phương, còn có hai nữ nhân, hiển nhiên mới là vội vàng mặc tốt quần áo. Ngọc hư đạo quan, liền này, cũng cân xứng vì đạo quan sao. Trương huyền cười lạnh một tiếng, hôm nay, cho các người tống chung. Trương huyền tiếng nói vừa dứt phía sau vô số thần kiếm hư ảnh xuất hiện. Đi! Trương huyền duỗi tay một lóng tay, này thần kiếm hư ảnh tứ tán mở ra, thẳng đến những cái đó đạo sĩ mà đi. Cuồng bạo kiếm khí năng lượng hướng bốn phía phát tiết ra ngoài, thần kiếm hư ảnh xỏ xuyên qua những cái đó đạo nhân thân thể, lăng không đạo nhân, sinh mệnh bị nhẹ nhàng thu hoạch, một đám ngã lộn nhào, chiều mặt đất rơi xuống. Trương huyền sở dĩ không có gần nhất liền động thủ, chỉ là không nghĩ bởi vì một cây tử, liền đánh chết một mảnh người, nhưng ngắn ngủn thời gian nội, hắn liền phát hiện, này ngọc hư đạo quan nội người, không có một cái, là vô tội. Kia huyệt động phía sau đi thông cô đảo phía trên, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Trương huyền đã là rõ ràng, những cái đó ở tại cô đảo người trên đều là đã từng biến mất tại đây phiến tử vong chi trong nước thuyền viên những người này không có bị biển rộng sở cắn nuốt mà là bị này ngọc hư đạo quan quyển dưỡng lên từ bọn họ trên người hấp thu máu tươi như vậy một cái đạo quan còn lưu hắn làm chi lấy cao ngạo chi tư muốn áp đảo mọi người phía trên ngọc hư đạo quan cùng đám kia tự xưng thần tộc người có gì khác nhau nếu một hai phải tìm ra nhất định khác nhau nói như vậy đó là những cái đó thần tộc người còn cụ bị nhất định thực lực mà này ngọc hư đạo quan tắc không có bọn họ chỉ là muốn áp đảo này chúng sinh phía trên bọn họ chỉ là lấy chính mình cách làm tới nhảy ra thế gian này quy tắc bọn họ vì bản thân tư dục làm lơ người khác tánh mạng bọn họ những người này nên sát cuồng bạo năng lượng tràn ngập ở trương huyền chung quanh mỗi một góc hôm nay trương huyền đã chuẩn bị sẵn sàng muốn ở chỗ này đại khai sát giới màu tím thần kiếm, ở Trương Huyền trong tay ngưng tụ, Trương Huyền cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn về phía kia ngọc hư sơn tối cao chỗ, tội ác căn nguyên, muốn ở ngọn nguồn, liền tiến hành chặt đứt. Này mười mấy tên đạo nhân tử vong, đó là lúc này đây tàn sát mở ra. Ngọc hư trên núi không, nguyên bản một mảnh sáng sủa, vạn dặm không mây, giờ phút này, lại có mây đen cuồn cuộn mà đến. Kia chuông lớn hư ảnh, liền ở Trương Huyền phía sau. Giờ phút này Trương Huyền, cầm trong tay thần kiếm, trong mắt toàn là sát ý. Trương Huyền, một đạo A tiếng vang lên, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, phát hiện triệu cực thân ảnh. Ở triệu cực phía sau, còn đi theo Lam Vân Tiêu. Này hai người đi vào Trương Huyền trước người. Trương Huyền ánh mắt ở triệu cực cùng Lam Vân Tiêu trên người nhìn quét một vòng, theo sau nói, lúc này đây, hai người ngăn không được ta. Không được ngươi, ngươi vòng, nói, đây, ngăn không được, ta. không được ngươi, ngươi đang nói đùa đi, triệu cực trên mặt lộ ra tươi cười, hắn lo chính mình móc ra một cây thuốc lá, ngậm ở trong miệng bật lửa, hít sâu một ngụm sau, nói, ta vì cái gì muốn cản ngươi. Lúc này đây, ta cùng ngươi cùng nhau. Ân, Lam Vân Tiêu nhìn triệu cực, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Như thế nào, không nghĩ tới, triệu cực ngạo kiều nhìn Lam Vân Tiêu lướt mắt một cái, kia trên chiến trường huynh đệ, mỗi một cái, đều là liều mạng ở chiến đấu, nhưng này đàn lão tạp mau, căn bản là không đem đám kia huynh đệ mệnh đương hồi sự bọn họ bán bạn cầu vinh, tự nhiên nên sát. Mà hết thảy này, xét đến cùng, đều là này ngọc hư đạo quan cho bọn hắn tự tin, nếu đem nơi này hủy hoại, về sau trên đời, cũng liền ít đi này đàn lão tạp mau. Triệu cực nói chuyện thời điểm, không ngừng hút trong miệng thuốc lá, có thể nhìn ra được tới, hắn ở nỗ lực bình phục chính mình nội tâm, những việc này, mỗi một lần nhớ tới, đều sẽ làm triệu cực trong lòng, bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Mọi người, đều là liều mạng ở chiến đấu, mà ngọc hư đạo quan người còn lại là lấy hộ gia chi danh lợi dụng này đó ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu dũng sĩ ở chiến trường phía trên tử vong không đáng sợ đáng sợ chính là ngọc hư đạo quan lợi dụng này đó dũng sĩ dũng khí đi đặt thành bọn họ tư dục chuyện này triệu cực nhịn không nổi làm vân tiêu nhìn mắt kia nhất nơi ra tiếng nói ngươi hẳn là biết nơi này là thế nào một cái tồn tại đi biết thì thế nào Triệu cực đem trong tay nửa thanh tàn thuốc ném tới trên mặt đất. Cái gì chó má tiên đảo, cái gì chó má hỏi lộ, cái gì chó má cổ võ khởi nguyên. Người đừng quên, người sư phụ cũng là này Ngọc Hư đạo quan một viên. Làm Vân Tiêu nhắc nhở một tiếng. Là lại sao? Triệu cực một chân đem tàn thuốc dấm diệt. Hôm nay lão tử chính là muốn làm này đó khi sư diệt tổ sự thế nào? Triệu cực trở tay vừa kéo, phía sau kháng long giản bị triệu cực cầm ở trong tay, kháng long giản phát ra một tiếng. Làm Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ, cho tới nay, là ta xem thường ngươi. Đó là, triệu cực đầu một ngẩng, lão tử hiện tại cả người huyết đều ở thiêu đốt, đến đây đi, hôm nay liền nhìn xem này cái gọi là cổ võ thánh địa, rốt cuộc có cái gì bất đồng địa phương. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, hắn bàn tay hư không thượng thác, phía sau kia chuông lớn hư ảnh, thẳng trời cao không mà đi, tiến tới trở nên chăm chú nhìn. Trương Huyền nhìn Triệu Cực liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, gõ chung. Triệu Cực gật gật đầu, theo sau vẻ mặt hưng phấn sông lên trời cao, nhắm ngay kia khẩu chuông lớn, dùng sức ném xuống trong tay kháng long giản. Ngọc Hư đạo quan tạp mau, hôm nay lão tử, tới cấp các ngươi, tống chung. Đông, hồn hậu thanh âm từ không trung phát ra mà ra, lại là một cổ vô hình khí lãng hướng bốn phía thổi quét mà ra lớn mật tiểu bối, này ngọc hư thánh địa, há là các ngươi dương oai chỗ. Kia chỗ cao đỉnh núi, xuất hiện ba đạo nhân ảnh, bọn họ phía sau mang theo anh Linh, anh Linh độ cao, có 50 mét. Chật chật chật, liền chút thực lực ấy sao, triệu cực nhìn xuất hiện ba người, đừng tiểu bối không nhỏ bối, có bản lĩnh liền đánh chết lão tử, bằng không từ từ, lão tử không đánh các ngươi kêu ra ra. Cửu cục triệu cực, dĩ hạ phạm thượng, không biết liêm sỉ một người nữ đạo nhân hét lớn ra tiếng, nàng nhìn qua 50 tuổi tả hữu, phía sau anh Linh cao tới 50 mét. Không biết liêm sỉ, triệu cực bĩu môi, người con mẹ nó đừng tưởng rằng lão tử không biết, người tuyển đồ đệ, quang muốn nam tính, còn cần thiết thân cường thể tráng, diện mạo tuấn lãng, đưa người đồ đệ một năm, cho dù là cường tráng tiểu hỏa, đều cốt xấu như xài, rốt cuộc là ai chẳng biết liêm sỉ. Làm càn, này nữ đạo nhân bị người chọc chúng uy hiếp, tức khắc tức giận, nàng huy động trong tay phất trần, phía sau anh Linh, chiều triệu cực phi phác mà đến. Lão tử hôm nay liền làm càn một hồi, người có thể đem ta làm thế nào chứ? Triệu cực một bộ lão tử cứ như vậy tư thái, đối mặt kia nữ đạo nhân anh Linh, triệu cực liền anh Linh cũng chưa triệu hoán, tùy tay một giản chém ra, này 50 mét anh Linh thực lực, như thế nào là triệu cực đối thủ? Tại đây một giản dưới, nữ đạo nhân anh Linh lại là bị đánh hư ảo vài phần, mà kia nữ đạo nhân cách xa nhau trăm mét, một ngụm máu tươi phun ra. Triệu cực, người sư tôn là ta ngọc hư đạo quan người, người hiện tại dĩ hạ phạm thượng, thật sự không sợ dưới chín suối, không có biện pháp hướng người sư tôn giải thích sao. Lại một người đạo nhân mở miệng. Thiết, kia chờ lão tử đã chết rồi nói sau. Triệu cực vẻ mặt khinh thường, bất quá tại đây phía trước, ta sẽ trước đưa các ngươi đi theo sư phụ ta đoàn tụ. Triệu cực, ta ngọc hư đạo quan, ngăn cách với thế nhân, không nghĩ tham dự thế tục việc, nhưng không đại biểu sợ phiền phức, hôm nay ngươi như vậy tiến đến, ta tưởng, này trong đó, nhưng có cái gì hiểu lầm. Đệ tam danh đạo nhân ra tiếng, hắn thấy triệu cực củi gạo không tiến. Hiểu lầm, triệu cực cười lạnh một tiếng, không có gì hiểu lầm, châu Nam cực cổ chiến trường phía trên, ngươi ngọc hư đạo quan đan vân đạo nhân chờ, tư thông thú nhân, tàn hại chiến sĩ trung lương, quang điểm này, liền đủ các ngươi ngọc hư đạo quan chịu được. Nga, còn có bực này sự, để tam danh đạo nhân lộ ra một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, triệu cực, ta ngọc hư đạo quan, luôn luôn theo lẽ công bằng làm việc, phát sinh như vậy sự, tự nhiên sẽ đi điều tra, nếu thật sự sự thật như thế, tất nhiên sẽ không nhẹ tha kia cung vân, điểm này, người có thể yên tâm. Không cần, trương huyền cầm trong tay màu tím thần kiếm, trôi nổi với không chung, kia cung vân đạo nhân, ta đã làm thịt. Làm thịt, kia nữ đạo nhân đồng tử nháy mắt phóng đại, người quả thực cả gan làm loạn, ta ngọc hư đạo quan người, dù cho có sai, cũng không tới phiên người khác tới thẩm phán. Khi nào, các người này đó hè oi bức phán bối, cũng dám đối trưởng bối động thủ. Chẳng lẽ, này hè oi bức trên dưới 5.000 năm lễ nghi, đến các ngươi này đồng lứa, liền tất cả đều đến cầu trên người đi sao? Một đám không biết lễ nghi tôn ti đồ vật, hiện tại tốc tốc quỳ xuống bị phạt. Lễ nghi, trương huyền ha hả cười, cái gọi là lễ nghi, là để lại cho đức cao vọng trọng trưởng bối, mà không phải để lại cho các người nhóm người này, cậy già lên mặt, luôn mồm lấy bối phận áp người rác rưởi kỳ thật đối mặt các người những người này. Quả thực cưỡng từ đoạt lý, nữ đạo nhân hét lớn một tiếng. Tùy ngươi nói như thế nào đi, trương huyền nhún vai, cưỡng từ đoạt lý cũng hảo, dù sao, chỉ cần đem các ngươi đều làm thịt, liền không có cái gọi là lễ nghi tôn ti, các ngươi nói, đúng không? Trương huyền trong tay, màu tím kiếm mang bạo trướng, ở trương huyền phía sau, vô số thần kiếm hư ảnh hiện lên. Đối mặt này đầy trời thần kiếm hư ảnh, ba gã ngọc hư đạo quan đạo nhân trong mắt, đều mang theo chút sợ sắc, bọn họ gậy già lên mặt, trượng bối khinh người, nhưng cũng không xuẩn, có thể cảm nhận được trương huyền phía sau những cái đó thần kiếm hư ảnh thượng sở mang theo mũi nhọn. Các ngươi này đàn dĩ hạ phạm thượng hạng người, ta ngọc hư đạo quan, cũng không phải là các ngươi có thể quát tháo địa phương. Nữ đạo nhân hét lớn một tiếng, Trương Huyền không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, hắn chỉ là duỗi tay một lóng tay, vô số thần kiếm hư ảnh, liền hướng kia nữ đạo nhân mà đi. Nữ đạo nhân anh Linh, không có nửa phần phản kháng, liền bị này đó thần kiếm hư ảnh. Ở thần kiếm anh Linh là lúc, nữ đạo nhân đồng dạng đã chịu thương tổn, nàng mồm to phun huyết, thần sắc trở nên ảm đạm lên, nàng anh Linh, cũng với này không chung, bắt đầu tiêu tán. Còn thừa hai gã đạo nhân thấy thế không ổn, căn bản không có một chút muốn chiến ý tứ, quay người liền chạy. Này hai cái tạp mau để lại cho ta, triệu cực kêu lên quái dị, chiều kia hai người đuổi theo. Trương huyền lăng không, đứng ở kia sớm đã ngưng thật chuông lớn bên, kia thần kiếm hư ảnh chiều bốn phía bắn nhanh mà đi, ngọc hư trên núi, vô số đỉnh núi tại đây một khắc tạc vỡ ra tới, đạo quan bị hủy, rất nhiều đạo nhân thân ảnh tứ tán tránh thoát. Một cái đều chạy không được. Trương huyền thanh âm giữa, tràn ngập sát ý, ở thủ hạ của hắn, kia thần kiếm hư ảnh sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người đạo nhân, liền thấy vô số đạo người thân ảnh từ trên không tài lạc, chết ở trên mặt đất. Ngọc hư đạo quan, cái này đứng sừng sững với biển rộng bên trong Thanh Sơn, cái này siêu thoát thế tục ở ngoài địa phương, ở hôm nay đem nghênh đón một hồi tàn sát. Lam Vân Tiêu nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn muốn nói gì, nhưng lại nghĩ đến còn ở hôn mê bên trong Lâm Thanh Hạ, lại lần nữa đem miệng nhắm lại. Ngọc hư đạo quan, cường thế thời gian lâu lắm, bọn họ tự nhận là siêu thoát hết thảy phía trên, mà hiện tại, địa tâm mặt đất đã hoàn toàn liên tiếp, mà kia một ngày, cũng sắp muốn tới tới, như vậy Ngọc hư đạo quan, cũng nên là thời điểm thay đổi, nếu không lựa chọn thay đổi, vậy chỉ có thể lựa chọn, diệt phong. Nhìn trên không trương huyền, Lam Vân Tiêu lại đem ánh mắt phóng hướng tối cao kia tòa sơn thể, hắn trong mắt mang theo một mặt lo lắng, thế giới này cao thủ rất nhiều, Ngọc hư đạo quan có thể làm người như vậy kiêng kỵ đều không phải là không có đạo lý, chỉ cần này đây bối phận tới bài, khẳng định là không đủ. Nguyên bản mưa bụi lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau ngọc hư sơn, giờ phút này sơn thể không ngừng sụp đổ, thật lớn hòn đá từ không trung tạp lạc, làm mặt đất đều phát sinh từng trận run rẩy. Máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, mà trương huyền thần sắc, từ đầu đến cuối, cũng chưa như thế nào biến quá, ở trương huyền trong mắt, này ngọc hư đạo quan, liền không nên tồn tại, nơi này người, đều là đáng chết người, bọn họ nô dịch người khác, lấy hấp thụ máu tươi phương thức bảo trì trường sinh, bọn họ loại này tồn tại, bản thân liền có vẻ phi thường dị dàng. Triệu cực kháng long giản trừ hạ, kia hai gã chạy trốn đạo nhân, cũng đều chết ở hắn giản hạ. Hô! Triệu cực thở phào một hơi. Đã sớm tưởng đối với các ngươi này đó lão tạp mau động thủ. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Hư trên núi đại bộ phận đỉnh núi đều đã hoàn toàn bị hủy, hiện tại, chỉ còn cuối cùng ba tòa đỉnh núi còn tồn tại, này ba tòa chính là này ngọc hư trên núi, tối cao ba tòa đỉnh núi. Trương Huyền nhìn kia ba tòa đỉnh núi, lăng không bán ra một bước. Đủ rồi, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, có vẻ phi thường linh hoạt kỳ ảo. Cùng lúc đó, một tôn thật lớn hư ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, ngăn trở Trương Huyền đường đi. Đây là một tôn anh linh, xem độ cao, ước chừng có 200m chi cao, thân xuyên áo giáp cùng một tòa núi lớn vô dị, đôi tay các cầm một phen đồng trùy, uy phong lẫm lẫm. Rốt cuộc tới điểm giống dạng nhân vật sao, Trương Huyền nhìn trước mặt hư ảnh, theo sau mở miệng, ngọc hư đạo quan, tàn hại trung lương, nên sát. Trung lương, như thế nào trung lương, bất quá là một đám phàm phu tục tử mà thôi, đều là con kiến, chết liền đã chết, chẳng lẽ ta ngọc hư đạo quan, còn phải vì một đám con kiến chuộc tội không thành. Này anh Linh chủ nhân ra tiếng, thanh âm như cũ linh hoạt kỳ ảo, nhưng có thể nghe ra là từ kia ba tòa đỉnh núi giữa một tòa truyền ra. Thật đúng là cao nhân nhất đẳng A, trương huyền rũi người, ở các ngươi trong mắt, còn lại người mệnh, đều như vậy tiện sao, vậy các ngươi mệnh lại như thế nào đâu. Trương huyền, người không cần làm ra như vậy một bức tư thái. Anh linh chủ nhân trực tiếp hô lên trương huyền tên, đừng nói là ngươi, chẳng sợ năm đó sư phó của ngươi lục diễn, cũng không có khả năng lấy như vậy phương thức cùng ta nói chuyện, người bất quá là lục diễn đồ đệ mà thôi này ngọc hư sơn còn không phải ngươi có thể làm càn địa phương trương huyền khẽ cười một tiếng chúng ta hè oi bức điển cố có một vị tướng quân tên là lữ bố lữ bố sinh thời chưa từng một bại mà lữ bố sau khi chết mỗi người đều nhưng chiến lữ bố hiện tại sư phụ ta lại không ở nơi này các ngươi là tưởng nói như thế nào là có thể nói như thế nào mạnh miệng trương huyền trước người thật lớn anh linh Ngúa may trong tay hai thanh đại truy bay thẳng đến trương huyền tạp tới tại đây đại trùy trước mặt trương huyền thân ảnh liền giống như một con con kiến giống nhau có vẻ nhỏ bé mà buồn cười một trận kim thiết vang lên tiếng động vang lên kia thật lớn anh linh xuống phía dưới múa may bố tạ ở không trung ngừng mà ngăn trở này hai thanh bố tạ là một phen phiếm màu tím quang mang trường kiếm trương huyền thân hình tuy nhỏ nhưng hắn trong tay thần kiếm bạo trướng mấy chục mét nhẹ nhàng ngăn cản ở này hai thanh bố tạ đánh sâu vào Vô luận này thật lớn anh linh như thế nào dùng sức, nhưng như cũng Vô Pháp công phá Trương Huyền trong tay này thanh trường kiếm. Thần Châu lực lượng, thật đúng là làm người mê muội a. À. Trương Huyền cảm thán một tiếng, bình thường tới giảng, nếu không bày ra hắc ám mặt, lấy hắn hiện tại thực lực, ngưng tụ hoàn chỉnh bản diệt thế ma kiếm, nhưng chém giết 120 mấy anh linh cao thủ, cùng 150 mấy anh linh cao thủ, có thể đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng hiện tại, có được thần châu lực lượng lúc sau, trương huyền các phương diện tăng lên, ít nhất đều phiên gấp đôi, đối mặt này 200 mễ thật lớn anh Linh, hắn như cũng có vẻ thành thạo. Này anh Linh chủ nhân, hiển nhiên không nghĩ tới trương huyền thế nhưng có như vậy mạnh mẽ, này 200 mễ anh Linh thối lui, theo sau, lại một lần phát động công kích, lúc này đây, anh Linh càng thêm dùng sức múa may trong tay búa tả. Liền tại đây anh Linh búa tả sắp nện xuống là lúc, trương huyền thanh âm vang lên. Tốc độ chậm, cầm trong tay thật lớn thần kiếm trương huyền, thân ảnh lặng yên xuất hiện ở anh linh thủ đoạn chỗ liền thấy màu tím quang mang chợt lóe rồi biến mất anh linh trong tay một phen búa tạ trực tiếp quẳng đi ra ngoài nện ở một chỗ đỉnh núi phía trên kia đỉnh núi tại đây búa tạ dưới bị san thành bình địa lớn mật tiểu nhi bạo a tiếng vang lên một người đạo nhân thân ảnh từ kia ba tòa đỉnh núi giữa nhất bên trái đỉnh núi bạo hướng mà đến trương huyền nhìn đến người này nhìn qua hơn 30 tuổi nam tính ở hắn trong tay, đồng dạng kiềm giữ hai thanh đồng trùy. Triệu cực, cái này quá yếu, giao cho ngươi đã khỏe. Trương Huyền đem ánh mắt rời đi, đối với người tới, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhược ngươi liền giao cho ta a. À, triệu cực phát ra bất mãn thanh âm, thân hình xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, đối mặt này cầm trong tay đồng trùy đạo nhân. Đối với triệu cực người này cụ thể là cái dạng gì thực lực, Trương Huyền trong lòng vẫn luôn đều không có một cái thực minh xác chỉ số, ở Trương Huyền còn chỉ dưới mặt đất thế giới tung hoành thời điểm, liền nghe nói quá này cửu cục nhất ca, nhưng lại chưa bao giờ có quá chân chính giao thủ. Rồi sau đó mặt cùng triệu cực quen thuộc, cũng là ở tiếp xúc đến khí lúc sau. Triệu cực người này, cũng ở lấy một loại cực nhanh tốc độ biến cường, tốc độ này, căn bản là không thể so Trương Huyền muốn chậm nhiều ít. Thậm chí Trương Huyền để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có chính mình càng cao, được đến tương trợ càng nhiều, chỉ từ cá nhân thiên phú đi lên giảng, đều là hoàn toàn không bằng triệu cực. Triệu cực bản thân liền thực lực mạnh mẽ, hiện giờ lại cầm trong tay tổ khí kháng long giản, hắn có khả năng phát huy ra thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, Trương Huyền cũng không biết. Kháng long giản, nhưng phá thế gian hết thảy kiên cố chi vật. Tại đây kháng long giản nắm đem phía trên, có một vòng tròn, đương triệu cực xoa động vòng tròn, toàn bộ giản thân, đều ở phát ra một loại bất quy tắc rất nhỏ đối mặt này cầm trong tay song chùy đánh tới đạo nhân, triệu cực một giản rút ra. Đồng trùy cùng kháng long giản tương chạm vào nháy mắt, phát ra chói tai thanh âm, mà này đạo nhân, chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận tê dại, trong tay song chùy thiếu chút nữa đã bị đánh bay. Trương huyền cùng triệu cực thực lực, đều ra ngoài này đạo nhân đoán trước bên trong, đạo nhân hét lớn một tiếng, một lần nữa nắm song chùy hắn cũng đều không phải là kẻ yếu, lại một lần cùng triệu cực chiến ở bên nhau. Mà Trương Huyền, còn lại là lăng không mà đứng, hắn ánh mắt, đặt ở mặt khác hai tòa đỉnh núi phía trên, ở kia hai tòa đỉnh núi thượng, truyền đến làm hắn tương đối kiêng kỵ hơi thở. Trương Huyền gọi ra một phen thần kiếm, chiều kia tối cao đỉnh núi dùng sức ném đi, này thần kiếm có được đem một tòa núi lớn hoàn toàn mất đi cường đại uy lực, nhưng lại ở phi hành trên đường, liền mạc danh tiêu tán, căn bản vô pháp tiếp cận kia tòa tên là Ngọc Hư Sơn Thể. Việc đã đến nước này, Hà Tất còn đóng cửa không ra đâu. Trương Huyền lớn tiếng đặt câu hỏi, lại lần nữa dương tay, lúc này đây, vô số thần kiếm hư ảnh xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, theo Trương Huyền một lóng tay chỉ ra, này đó thần kiếm hư ảnh, toàn bộ về phía trước chém tới. Này đó thần kiếm hư ảnh, lúc này đây cũng không có trên đường biến mất, mà là toàn bộ chảm nhập kia ngọc hư sơn nội, nhưng lại không có phát ra một chút tiếng vang, giống như tại đây sơn trong cơ thể biến mất giống nhau, hơn 10 giây sau, Trương Huyền sắc mặt hơi đổi, liền thấy kia ngọc hư sơn nội, Vô số màu tím thần kiếm hư ảnh bắn nhanh mà ra, hướng Trương Huyền mà đến, này đó thần kiếm hư ảnh, cùng Trương Huyền vừa mới đánh ra giống nhau như đúc, chẳng qua lúc này đây, sở nhầm vào đối tượng, biến thành Trương Huyền. Trương Huyền trước người, màu đỏ chiến linh xuất hiện, màu đỏ kiếm mang từ không trung đánh xuống, mang theo thẳng tiến không lùi, không gì chặn được chi thế, đem này từ Ngọc Hư Sơn mà đến thần kiếm hư ảnh hoàn toàn đánh tan. Chơi đủ rồi, liền trở về đi. Ngọc Hư trong núi có người đi ra, là một người thanh niên, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, lưu có một đầu tóc dài, diện mạo anh Tuấn vô cùng, tuyệt đối là có thể làm nữ nhân thét trói tai loại hình. Hắn làn da trắng nón, ngón tay tinh tế, thân xuyên áo tang, nhưng lại mang cho người một loại cao quý cảm giác. Ngươi là lục diễn đồ đệ, ta bán hắn một cái mặt mũi, không cùng ngươi so đo, này Ngọc Hư Sơn, không phải các ngươi này đó phạm nhân nên tới địa phương. Này thanh niên khi nói chuyện, vươn một lóng tay, chỉ là này một động tác, này thanh niên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Trương Huyền trước người, mà này một lóng tay cũng điểm ở Trương Huyền mi tâm. Như vậy một màn, liền giống như Trương Huyền mới vừa tiếp xúc khí thời điểm, lúc ấy, ở Quang Minh đảo, cái kia đến từ Thần Thánh Thiên Quốc người bịt mặt, cũng là nhẹ nhàng như vậy một lóng tay, làm Trương Huyền bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét. Hiện giờ, thật giống như cảnh tượng tái hiện giống nhau. Cảnh tượng vẫn là năm đó cái kia cảnh tượng nhưng Trương Huyền đã là không phải năm đó cái kia Trương Huyền. Đối mặt thanh niên một lóng tay, Trương Huyền thân thể hóa thành ảo ảnh, tái xuất hiện, đã là tới rồi thanh niên phía sau, trong tay hắn màu tím thần kiếm từ thượng đánh xuống, mang theo có thể đem núi lớn nhất kiếm triển khai cuồng bạo uy thế, thẳng đến thanh niên đỉnh đầu mà đến. Tốc độ không tồi, thanh niên trong miệng phát ra khen ngợi tiếng động, liền thấy hắn vươn hai ngón tay, liền đầu cũng chưa hồi, liền kẹp lấy Trương Huyền này nhất kiếm chi uy. Trương Huyền phía sau, năm đạo chiến linh cơ hồ đồng thời hiện ra, tại đây nháy mắt, năm đạo chiến linh toàn bộ phát ra thế công, thổi quét hướng thanh niên. Mà Trương Huyền còn lại là thân hình bạo lui, phía sau thần kiếm hư ảnh ngưng tụ, chiều kia thanh niên bắn nhanh mà đi. Mấy đạo cuồng bạo công kích với thanh niên nơi địa phương giao hòa, nơi đó phát sinh mãnh liệt nổ mạnh, nổ mạnh sở sinh ra dư uy, làm cả tòa sơn thể đều phát sinh mãnh liệt lay động, ngay cả này Thanh Sơn ở ngoài mặt biển đều bởi vì này nổ mạnh chi uy, mà sóng to ngập trời. Triệu cực cùng kia cầm trong tay đồng trùy đạo nhân, càng là vào lúc này dừng quyết đấu, tới chống đỡ này nổ mạnh chi uy. Mãnh liệt nổ mạnh, cuốn lên mãnh liệt dòng khí, đương hết thảy trần ai lạc định lúc sau, nổ mạnh nguyên điểm, xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, chẳng sợ này nổ mạnh là phát sinh ở trên trời, cũng là mặt đất đã chịu nghiêm trọng đả kích. Bội mù nổi lên bốn phía. Trương Huyền nhìn kia nổ mạnh trung tâm, trong giây lát, Trương Huyền đồng tử phát sinh một trận co rút lại, thanh niên thân ảnh từ nổ mạnh trung tâm bắn nhanh mà đến, tại đây mãnh liệt nổ mạnh hạ, hắn lại liền quần áo đều không có đã chịu một chút thương tổn. Phàm nhân trước sau là phàm nhân, đụng vào không đến tiên thần lĩnh vực, chẳng sợ thiên phú lại cao, đều chỉ là con kiến mà thôi. Thanh niên ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, ra tiếng gian, hắn đã đi vào Trương Huyền trước mặt, theo sau một quyền oanh ra. Này một quyền, tốc độ cực nhanh, làm Trương Huyền cũng chưa phản ứng lại đây, này một quyền, thẳng chung Trương Huyền bụng, làm Trương Huyền cả người giống như đạn pháo giống nhau bị oanh bay ra đi, Trương Huyền thân thể liên tục vài tòa sơn thể, mới khó khăn lắm ngừng lại, có thể thấy được này một quyền uy lực, có bao nhiêu đáng sợ. Trương Huyền lau khóe miệng vết máu, hắn chỉ cảm thấy bụng một trận sông cuộn biển gầm, nếu không có chính mình phản ứng kịp thời, lấy khí bảo vệ bụng, chỉ sợ vừa mới kia một quyền, là có thể đánh chính mình ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, nhưng tuy là như thế, hiện tại hắn cũng có thể cảm thấy mãnh liệt đau đớn từ bụng truyền ra, chiều toàn bộ thân thể lan tràn mà đi. Ngọc hư đạo nhân, Lam Vân Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn trên bầu trời kia thân xuyên áo tam thanh niên, trong miệng lẩm bẩm chấn thủ đại đạo trên đường người thủ hộ, được xưng là nhất tiếp cận thiên đạo người, rốt cuộc mạnh như thế nào đâu. Thanh niên đứng ở không trung, tùy ý cuồng phong gào thét, hắn lại liền góc áo đều chưa từng động một chút. Trương Huyền khụ ra một ngụm máu tươi, trong tay hắn lại một lần ngưng tụ thần kiếm, năm đạo chiến linh xuất hiện ở hắn phía sau, ngay sau đó hóa thành lưu quang, màu đỏ quang mang quấn quanh ở trong tay hắn màu tím thần kiếm phía trên, màu vàng tấm chắn bị Trương Huyền cầm ở trong tay, chiến cổ tay, chiến ủng đồng thời hình thành, tại đây năm đạo chiến linh thêm vào hạ, Trương Huyền thực lực cao hơn một phân. Phạm tục lực lượng là hữu hạn, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, đều có một đạo khó có thể vượt qua hồng câu, lục diễn đó là biết được đạo lý này, mới bán ra như vậy một bước. Ngọc hư đạo nhân thân hình chợt lóe lại lần nữa xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, hắn nhìn Trương Huyền, muốn khiêu chiến tiên thần, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ngọc hư đạo nhân, nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi tác, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, hắn trong miệng chi ngôn, vân đạm phong khinh, nhưng lại mang theo mãnh liệt tự tin, hắn giống như kia hạ đến phạm trần giống như trích tiên, mang cho người một loại thần bí linh hoạt kỳ ảo, hỗn loạn cường đại lực áp bách. Đối mặt giống như trích tiên ngọc hư đạo nhân. Trương huyền còn quải có máu tươi khóe miệng gợi lên một nụ cười, cái gọi là thần, ta lại không phải, không có giết quá. Kia hỗn loạn màu đỏ quang mang diệt thế ma kiếm, mang theo sát phạt trị ý, chém về phía ngọc hư đạo nhân. Ngọc hư đạo nhân trước mặt không khí xuất hiện một trận dao động, đủ để chứng minh, trương huyền này nhất kiếm uy lực. Ta đối với người dũng khí tỏ vẻ khen ngợi, nhưng, dũng khí cũng không đại biểu thực lực, người xác định muốn khiêu chiến tiên thần. Ngọc hư đạo nhân thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Trương Huyền phía sau. Trương Huyền không có ra tiếng, hắn dùng hành động trả lời Ngọc hư đạo nhân vấn đề, năm đạo chiến linh thêm vào dưới, Trương Huyền thân ảnh đồng dạng hóa thành hư mang, lại lần nữa công hướng Ngọc hư đạo nhân. Không chung bên trong, Trương Huyền cùng Ngọc hư đạo nhân không ngừng trần trọc xê dịch, biến hóa vị trí, hai người mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ cùng với một trận năng lượng trút xuống, cuồng bạo linh khí ở trong thiên địa không ngừng quay cuồng. ngắn ngủn thời gian nội, hai người đã qua mấy chục chiêu. phanh, ở một trận mãnh liệt năng lượng bạo phá bên trong, hai người thân hình tách ra, với không chung nhìn nhau mà đứng. trương huyền cầm trong tay thần kiếm, mồm to thở dốc, quần áo thượng đã có bao nhiêu chỗ rách nát. lại xem ngọc hư đạo nhân, như cũng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hô hấp cân xứng trên người hắn áo tang, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hai người chi gian, cao thấp lập phân. Triệu cực ở một bên xem mày nhăn lại, hắn có thể cảm nhận được này ngọc hư đạo nhân cường đại chỗ, nhưng trương huyền thực lực, hắn giống nhau gặp qua, trương huyền chẳng sợ không địch lại này ngọc hư đạo nhân, cũng không nên như vậy, liền đối phương góc áo đều thương không đến. Phạm nhân chi lực, ở tiên thần trước mặt, không bằng con kiến, người muốn thương tổn ta, chỉ sợ cuộc đời này vô cơ hội như vậy. Ngọc Hư đạo nhân phát ra âm thanh. Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn mắt phía sau, ngay sau đó, lại một lần chiều Ngọc Hư đạo nhân phóng đi. Này hai người chi gian đại chiến, không ai có thể thấy rõ, hai người bọn họ hóa thành lưu quang, không ngừng trần trọc xê dịch, trong thiên địa phong vân đều bị quấy, đây là thuộc về trí cường giả chi gian chiến đấu. Trương Huyền, đủ rồi, Ngọc Hư đạo nhân đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Ở Ngọc Hư đạo nhân này hét lớn một tiếng giữa, chung quanh không khí thế nhưng xuất hiện một loại pha lê vỡ vụn ra nẻ cảnh tượng, phàm là tại đây ra nẻ trong phạm vi sở hữu sự vật đều bị mất đi vì bụi mù, bao gồm một tòa núi lớn mà chưa nguyền cả người tắc bị tạp dừng ở mà làm mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. chơi đủ rồi nên đi trở về xem ở sư phó của ngươi mặt mũi thượng có thể không giết ngươi nhưng không đại biểu đây là ngươi có thể vẫn luôn ở trước mặt ta làm càn tư bản. Ngọc Hư đạo nhân giữa mày nhiều vài phần tức giận. Ha ha, Trương Huyền gian nan từ mặt đất bò lên, nhìn trên bầu trời Ngọc Hư đạo nhân, hét lớn một tiếng, "Cuồng Si." Cuồng Si tháp sát thân ảnh, giống như sao băng giống nhau bắn nhanh mà đến, thẳng đến Ngọc Hư đạo nhân mà đi. Kia lăng không mà đứng Ngọc Hư đạo nhân, lại là trực tiếp bị oanh bay ra đi, đồng dạng tạp rơi xuống đất mặt. Cuồng Si đứng ở không trung giữa, hắn xuất hiện, làm hiện trường hơi thở đều trở nên ngưng trọng rất nhiều u đây là khôi phục thực lực a lam vân tiêu nhìn cuồng si cổ chiến trường quy tắc thay đổi làm hắn ở kia khỏi hẳn thương thế mặt đất bụi mù tan đi ngọc hư đạo nhân thân ảnh liền đứng ở nơi đó lúc này đây rõ ràng thấy ở ngọc hư đạo nhân sườn mặt chỗ hiện lên bầm tím đây là bị vừa mới cuồng si sở công kích quá địa phương ngọc hư đạo nhân nhìn cuồng si ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc ra tiếng nói người không thuộc về nhân loại kỳ quái, trên người của ngươi năng lượng thực pha tạp. Cuồng si rơi xuống đất, đứng ở trương huyền trước người, nhìn sang ngọc hư đạo nhân, trong mắt xuất hiện ngưng trọng thần sắc, hắn có thể cảm nhận được người này mạnh mẽ chỗ. Có điểm ý tứ, người làm ta sinh ra chút hứng thú. Ngọc hư đạo nhân khóe miệng gợi lên một nụ cười, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, thân hình tả hữu di động, nhanh như tia chấp xuất hiện ở cuồng si trước mặt, một tay vươn, trực tiếp nắm cuồng si cổ, làm ta nhìn xem, người thân thể này, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngọc Hư đạo nhân xem cuồng si ánh mắt, giống như là đang xem một kiện làm hắn cảm thấy hứng thú hàng hóa giống nhau. Đối mặt Ngọc Hư đạo nhân như vậy tư thái, cuồng si một lóng tay chỉ ra, một cổ vô hình năng lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Ngọc Hư đạo nhân tạp xuống đất mặt bên trong, luồng năng lượng này liên tục đánh ra, một đợt tiếp theo một đợt, mặt đất rung động, mà Ngọc Hư đạo nhân còn lại là trực tiếp bị tạp xuống đất mặt hơn 10 mét chỗ sâu trong, này mặt đất xuất hiện cái một người khoan hố sâu. Một đạo công kích, bảy loại bất đồng năng lượng, có ý tứ, có ý tứ. Một cánh tay đột nhiên từ trong hố sâu chỗ sâu trong, cánh tay quỷ dị biến trường, lại một lần bắt lấy Cuồng Si cổ, trực tiếp đem Cuồng Si kéo vào kia hố sâu giữa. Mặt đất đột nhiên bắt đầu phát sinh mãnh liệt, nham thạch tung bay dựng lên, núi lớn không ngừng sập. Liền thấy khổng lồ năng lượng không ngừng dưới nền đất giữa nổ mạnh mà ra ước chừng mấy chục giây sau, cuồng si cùng Ngọc Hư đạo nhân hai người mới một lần nữa xuất hiện trên mặt đất phía trên. Ngọc Hư đạo nhân đầy mặt xanh tím, hắn tay trái thậm chí đều trở nên vặn vẹo, hiển nhiên bị hoàn toàn vặn gãy, nhưng hắn tay phải như cũng bắt lấy cuồng si cổ, một đôi mắt giữa mang theo chính là vô cùng cuồng nhiệt. Hơn 40 loại năng lượng, ha ha ha, loại này dung hợp, loại này dung hợp, chính là ta vẫn luôn muốn tìm, ha 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 ha, Trương Huyền, người cho ta tặng một phần đại lệ A. À. Lúc này Ngọc Hư Đạo Nhân hoàn toàn không có phía trước kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn giống như là một cái nổi cơn điên nhà khoa học, bất luận cái gì sự tình, đều không có hắn nghiên cứu quan trọng. Cuồng si múa may cánh tay, dùng sức một quyền, oanh ở Ngọc Hư Đạo Nhân trên mặt. Cuồng si vốn là thể tu, thân thể hắn, đó là hắn cường đại nhất vũ khí, như vậy một quyền oanh đi lên, chẳng sợ một tòa núi lớn, đều có thể bị oanh dập nát. Tại đây một quyền dưới, Ngọc Hư đạo nhân đầu, nghịch kim đồng hồ xoay tròn mười mấy vòng, hiện ra một loại cực độ quỷ dị vặn vẹo. "Này lực lượng, này lực lượng, là ta muốn tìm đồ vật, ta muốn đem ngươi biến thành ta thân thể một bộ phận, ta thích này một cổ lực lượng, ta thích, ha ha ha." Ngọc Hư đạo nhân này vặn vẹo đầu, đột nhiên hé miệng, hắn này một trương miệng trở nên vô cùng thật lớn, bay thẳng đến cuồng si cắn nuốt mà đi. Thật ghê tởm. Thấy như vậy một màn liền cuồng si đều nhịn không được phun tào một tiếng, cánh tay hắn nổi lên kim sắc quang mang, lại lần nữa một quyền oanh ra. Oanh! Này một quyền, làm cả tòa ngọc hư sơn, đều bị kim sắc quang mang hoàn toàn bao trùm, đương kim mang tiêu tán lúc sau, ngọc hư đạo nhân thân ảnh, đã là biến mất không thấy. Lại xem cuồng si dưới chân, kia phạm vi trăm mét thật lớn hố sâu, chính là hắn vừa mới kia một quyền chi uy sở tạo thành. Cuồng si mồm to thở hổn hển, Hắn cùng Ngọc Hư đạo nhân chi gian chiến đấu, tuy rằng nhìn qua nhẹ nhàng, là hắn vẫn luôn ở ra tay, nhưng này chiến đấu rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ có cuồng si chính mình trong lòng rõ ràng. Ngọc Hư đạo nhân cấp cuồng si cảm giác, giống như là một đoàn sương mù, vô luận chính mình dùng như thế nào lực, vô luận đánh ra đi công kích là cái dạng gì hiệu quả, nhưng ở đối phương trên người, đều cảm giác là không đau không ngứa, thậm chí cấp cuồng si một loại không biết như thế nào mới có thể đem đối phương đánh bại cảm giác, loại cảm giác này cuồng si chưa bao giờ từng có lúc này nhìn trước mặt hố sâu cuồng si phun ra một ngụm chọc khí nên kết thúc đi còn không có trương huyền khẽ lắc đầu cẩn thận hắn ở chung quanh chung quanh cuồng si sắc mặt bỗng nhiên biến đổi cảm nhận được trương huyền cùng cuồng si hai người nín thở ngưng thần ở cùng thời gian đột nhiên chiều cùng cái phương hướng phát ra thế công liền ở hai người sở công kích địa phương một bóng người chợt lóe rồi biến mất, chung quanh, lại trở nên yên tĩnh lên. Trương Huyền, nơi này có điểm không thích hợp, triệu cực phát ra một tiếng nhắc nhở. Đại ca, cái này hiện tại không cần phải nói ta cũng có thể đã nhìn ra hảo đi. Trương Huyền hướng triệu cực mắt trợn trắng. Tại đây Ngọc Hư Sơn trong phạm vi, sở hữu vật thể, lớn đến sơn thể, nhỏ đến những cái đó chết đi đạo nhân thi cốt, một cái cắt bụi, đều chậm rãi trôi nổi lên, lăng giữa không chung bên trong. Trương Huyền mãi động cước bộ, lại phát hiện chính mình động tác chậm chạp đáng sợ. Trước rời đi này, triệu cực hô một tiếng, thúc giục linh khí, nhưng hắn tốc độ cũng không có được đến cái gì tăng lên. Nơi này mất đi dẫn lực, cuồng si nói ra nguyên nhân, đây là người kia lĩnh vực, ở cái này lĩnh vực giữa, chúng ta đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng hắn sẽ không. Đáp đúng lạc, Ngọc Hư đạo nhân thanh âm vang lên, hắn tốc độ thực mau, xuất hiện ở cuồng si trước mặt, hắn mở miệng ở ngọc hư đạo nhân trong miệng thế nhưng mọc đầy một loạt bén nhọn răng nanh ngọc hư đạo nhân mọc đầy răng nanh miệng thật mạnh cắn ở cuồng si cổ phía trên theo sau dùng sức liếm mút cuồng si kim sắc máu tươi từ ngọc hư đạo nhân khóe miệng chảy ra ngọc hư đạo nhân trong mắt toàn là tham lam thần sắc cuồng si duỗi tay nắm ngọc hư đạo nhân cổ muốn dùng sức nhưng ở ngọc hư đạo nhân không trọng lĩnh vực dưới cuồng si căn bản sử không ra bất luận cái gì lực lượng ra tới Trương Huyền gọi xuất thần kiếm hư ảnh, đã có thể liền loại này linh khí công kích đều bị lĩnh vực sở ảnh hưởng, căn bản vô pháp đối Ngọc Hư đạo nhân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ngọc Hư đạo nhân trong miệng liếm mút tốc độ càng lúc càng nhanh, cuồng si trên mặt, lộ ra thống khổ thần sắc, thân thể hắn hơi hơi phát ra run rẩy. Mỗi người ở Ngọc Hư đạo nhân lĩnh vực giữa đều như là bị khai chậm động tác, Ngọc Hư đạo nhân không chịu ảnh hưởng, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để cho Ngọc Hư Đạo Nhân lập với bất bại chi địa. Theo ngoài miệng liếm mút, Ngọc Hư Đạo Nhân bụng ở dần dần chướng đại, hắn tham lam trong mắt, đồng thời tràn ngập điên cuồng. Uống nguyệt, Trương Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng. Liền ở cách đó không xa một tòa sớm đã sụp xuống sơn thể hạ, hoàn chỉnh vô khuyết uống nguyệt từ kia dưới nền đất dâng lên, phiêu phù ở không trung. Diệu nhật, đồng dạng, một phòng diệu nhật hiện lên với kia uống nguyệt bên cạnh. Trương huyền nhật nguyệt âm dương lĩnh vực, cũng vào lúc này mở ra. Đường lĩnh vực mở ra lúc sau, trương huyền tại đây không trọng lĩnh vực giữa đã chịu ảnh hưởng, đại đại giảm nhỏ. Mở ra lĩnh vực trương huyền, mới là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu, sở dĩ vẫn luôn lấy phía trước trạng thái cùng ngọc hư đạo nhân chiến đấu, chỉ là bởi vì trương huyền lĩnh vực cùng với anh Linh, ở chân áp một cái khác ma đầu. Nhật nguyệt lĩnh vực trôi nổi với trương huyền phía sau. Trương huyền dơ lên cánh tay, mệnh liêm, màu đen lưỡi hái, đồng dạng từ kia dưới nền đất chỗ phóng lên cao, mang theo từng trận màu đen tử khí, xoay tròn tin tức nhập trương huyền trong tay. Tại đây đồng thời, thật lớn anh linh hư ảnh, ở trương huyền phía sau hiện lên, mà những cái đó phụ thuộc vào trương huyền trên người chiến linh áo giáp, thì tại này nhất thời khắc, toàn bộ dựa vào đến trương huyền phía sau anh linh trên người. Màu đen hoa văn, từ trương huyền chân bộ lan tràn, mãi cho đến trương huyền cổ chỗ mới dừng lại, Trương Huyền hai tròng mắt biến thành quỷ dị đen nhánh, trên người có tử khí bốc lên. Giờ khắc này Trương Huyền mới là hắn mạnh nhất trạng thái. Kia bò ở cuồng si trên cổ không ngừng liếm mút ngọc hư đạo nhân đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt chiều Trương Huyền nhìn lại. Trương Huyền cầm trong tay mệnh liêm, hướng ngọc hư đạo nhân nơi địa phương nhẹ nhàng một lóng tay. Liền ở Trương Huyền này một lóng tay dưới, chung quanh cảnh tượng, bắt đầu biến hóa. Nguyên bản đã hủy diệt ngọc hư sơn, vào lúc này thế nhưng lại khôi phục nguyên dạng, ngọc hư trên núi, mây mù lượn lờ, có đạo đồng chạy vội ở trong núi, trên mặt lộ ra tươi cười. Đột nhiên, một con tuấn mã chạy như bay mà đến, tuấn mã bên cạnh, thế nhưng chiều dài hai cánh. Mà thấy như vậy một màn ngọc hư đạo nhân, trong mắt hắn, sở lộ ra, thế nhưng là vô cùng sợ hãi, hắn kêu lên quái dị, quay người liền chạy, căn bản rốt cuộc không rảnh bận tâm trương huyền cùng cuồng si. Nho nhỏ đạo đồng, muốn chạy nào đi? Một đạo thân ảnh che ở Ngọc Hư đạo nhân trước mặt, này đạo thân ảnh có vẻ phi thường hư ảo, căn bản thấy không rõ trông như thế nào. Mà Ngọc Hư đạo nhân lại là đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu. "Tiên tôn tha mạng, tiên tôn tha mạng." Ngọc Hư đạo nhân trong miệng kêu xin tha nói. "Tha mạng?" Chê cười, "Phàm tục nào có mệnh vừa nói, cho ngươi đi làm sự tình, ngươi làm không tốt, cũng liền không cần thiết sống thêm đi xuống, chết đi." Kia hư ảnh vươn một ngón tay, Ngọc Hư đạo nhân kêu lên quái dị, thay đổi phương hướng, lại lần nữa chạy trốn. Như vậy một màn, xem Trương Huyền trao mày, mệnh liêm có thể đem người nội tâm giữa nhất sợ hãi một màn bày ra ra tới, hiện tại xuất hiện, chính là Ngọc Hư đạo nhân sợ sợ hãi một màn. Này bị gọi tiên tôn, rốt cuộc là người phương nào, này lại là khi nào Ngọc Hư Sơn. Chạy trốn rất sao, kia hư ảnh lại lần nữa ra tiếng. Không, ta không muốn chết, tiên tôn, ta cầu ngươi, ta không muốn chết a. À. Tiên tôn, Ngọc Hư đạo nhân điên cuồng gầm rú. Mà kia Hư ảnh đã đi tới Ngọc Hư đạo nhân phía sau. Hư ảnh ngưng tụ chỉ mang, chiều Ngọc Hư đạo nhân đỉnh đầu điểm đi. Mệnh liêm công hiệu, khả đại khả tiểu, đối mặt nội tâm không sợ người. Mệnh liêm có thể nói không có một chút huy lực, nhưng nếu đối mặt nội tâm tràn ngập sợ hãi người, Mệnh liêm thậm chí có thể làm đối phương chết vào chính mình sợ hãi bên trong. Ngọc Hư đạo nhân rất mạnh nhưng hắn nội tâm giữa sợ hãi, càng cường. Liền ở kia hư ảnh công kích sắp đi vào ngọc hư đạo nhân trên người là lúc. Ha ha ha, trầm thấp tiếng cười vang lên, một con bạch cốt cánh tay, đột nhiên xuất hiện ở ngọc hư đạo nhân trước người, vì ngọc hư đạo nhân ngăn cản kia hư ảnh công kích, đồng thời, vô số màu trắng cánh tay chiều chung quanh xé rách mà đi, lúc này mới xuất hiện ngọc hư sơn cảnh tượng, bị này màu trắng cốt chảo xé dập nát. chung quanh hết thảy, lại khôi phục thành phía trước cảnh tượng. Ngọc Hư đạo nhân đã đầy đầu là hắn ở trước mặt hắn kia giống như con nhện giống nhau bạch cốt ma vật hiện lên với không chung lúc này bạch cốt ma vật trên người quấn quanh tiêm máu bạch cốt ma vật thân thể giống như thật lớn bạch cốt con nhện trường một chương người mặt lúc này hắn này chương người trên mặt tràn ngập hài hước Ngọc Hư thế nhưng bị một cái tiểu bối làm đến như thế chật vật sao thiếu chút nữa chết ở chính mình trong đầu ảo giác thật đúng là buồn cười a. À bạch cốt ma vật cười ra tiếng tới ngọc hư đạo nhân như cú một bộ lòng còn sợ hãi biểu tình hắn nhìn tròng trắng mắt cốt ma vật thanh âm có vẻ có chút khàn khàn cốt ma người thế nhưng còn sống như thế nào người muốn ta chết sao ta nếu đã chết vừa mới cũng sẽ không có người cứu ngươi bạch cốt ma vật cười lạnh một tiếng cứu ta cũng là cứu chính ngươi đi ngọc hư đạo nhân nhìn mắt cốt ma rốt cuộc ta đã chết người cũng sống không được đó là Cốt ma trên mặt lộ ra hài hước tươi cười, cười, ai làm ta là ngươi Ngọc Hư cởi ra một tầng cốt đâu. Ngọc Hư cùng cốt ma chi gian đối thoại, rơi vào trương huyền đám người trong tai. Triệu cực dùng mình một cái, hắn sao, người này quả nhiên không thích hợp, âm trầm trầm. Ngọc Hư đạo nhân ánh mắt nháy mắt tỏa định tới rồi triệu cực trên người, thanh âm bình tĩnh, phàm tục làm sao có thể lý giải tiên thần cách làm, rút đi phàm căn, mới cùng này đại đạo càng thêm phù hợp. Tính, ta không thế nào tưởng lý giải các ngươi loại này vặn vẹo đồ vật, cái kia gì, chúng ta còn có việc, liền đi trước, hai người trước ôn chuyện A. Triệu cực nói, liền lấy hoa động tư thái, Triều Ngọc Hư Sơn ngoại phương hướng ở không trung bơi lội. Đi, tới, cũng đừng đi rồi đi, Ngọc Hư đạo nhân vươn tay cánh tay. Triệu cực liền giống như điện giật giống nhau, thân thể một run, định ở giữa không trung. Ngọc Hư đạo nhân nhìn quét chung quanh, mở miệng nói, đem ta này ngọc hư sơn làm đến một mảnh hỗn độn các ngươi nếu đi này ngọc hư đạo quan còn có tồn tại tất yếu sao nếu không cần thiết vậy không cần tồn tại trương huyền vung tay lên chung lưỡi hái nga ngọc hư đạo nhân một bộ rất có hứng thú biểu tình nhìn trương huyền ngươi thật cho rằng bằng vào ngươi hiện tại dáng vẻ này có thể hủy hoại ta ngọc hư sơn có thể thử xem trương huyền thanh âm giữa không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái rốt cuộc này tiên thần cũng không phải không thể giết. uy uy uy, bị định ở không chung triệu cực quái kêu vài tiếng. trương huyền, chính ngươi khoác lác, nhưng ngàn vạn đừng mang lên ta a, à, cái kia, cởi cốt đại. không không không, cốt mà đại ca, này cùng ta không quan hệ, các ngươi cùng hắn đánh là được, thả ta đi, được không? triệu cực đầy mặt nịnh nọt. ha ha, thật là ba hoa tiểu bối a. À. ngọc hư đạo nhân há to miệng, cổ hắn phát ra khoa trương kéo dài, kia trương mọc đầy răng nhanh miệng rộng triệu cực cắn nuốt mà đi. Ngoà tào, lộ phi, triệu cực la lên một tiếng, hắn ngón tay xoa động kháng long giản thượng vòng tròn, trong tay kháng long giản phát ra một trận tiếng động, kia cổ chói buộc triệu cực vô hình lực lượng nháy mắt biến mất vô tung, triệu cực cơ hồ không hề do dự, nhanh chân liền chạy. Triệu cực chạy như bay, ngọc hư đạo nhân cổ giống như có thể vô hạn kéo dài giống nhau, giống như một cái cự máng, triệu triệu cực quấn quanh mà đi. Triệu cực xem chuẩn tên kia cầm trong tay xong chùy đạo nhân, thân hình chiều kia đạo nhân phóng đi, ở kia đạo nhân trước mặt đột nhiên biến hóa phương hướng. Kia đạo nhân chỉ nhìn đến triệu cực chiều chính mình vào tới, hắn vừa muốn sách chùy chặn lại, trước mắt triệu cực lại đột nhiên biến mất, ngọc hư đạo nhân bồn máu mồm to nghênh diện mà đến, này đạo nhân căn bản không kịp phản ứng, đã bị này mồm to nháy mắt cắn nuốt xuống bụng, không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Ngoà tao, lộ phi biến tham ăn xa triệu cực trốn chạy trên đường, trong miệng cũng căn bản không ngừng. Mà Trương Huyền Tắc vẫn luôn đứng ở tại chỗ, hắn nhìn cốt ma, cốt ma cũng nhìn chầm chầm hắn. Ngọc Hư đạo nhân kiêng kỵ Trương Huyền trong tay mệnh liêm, nhưng cốt ma lại không loại này kiêng kỵ, duy nhất có thể làm cốt ma kiêng kỵ, cũng chính là Trương Huyền trên người màu đen tử khí, nhưng trải qua trận pháp dung hợp lúc sau, tử khí đối cốt ma sở tạo thành ảnh hưởng, cũng không phía trước như vậy đại. Trương Huyền cùng cốt ma hai người đứng ở không trung thật lâu sau, Trương Huyền đột nhiên nhướng mày, xem ngươi ánh mắt, giống như phi thường hận ta. Hận không thể đem ngươi lột ra rút gân, cốt ma dùng sức cắn ra như vậy mấy chữ tới. Là bởi vì phá hủy ngươi cái gì kế hoạch sao? Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, nghe ngươi phía trước theo như lời, giống như chuẩn bị thời gian thật lâu, là trăm năm. Ta giết ngươi, cốt ma phía sau, bốn con bạch cốt cánh tay chiều Trương Huyền chộp tới, dục muốn đem Trương Huyền xé nát. Trương Huyền thân hình hóa thành ảo ảnh biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi đã ở càng cao không trung, hắn đem trong tay lưỡi hái dùng sức vung lên. Đi! Một đạo thật lớn trăng non hình hắc khí, từ Trương Huyền lưỡi hái phía trên sở chém ra, chạy về phía cốt ma mà đi, đường xá chung đánh lui cốt ma bốn con bạch cốt tay chảo. Hai chỉ bạch cốt cánh tay xé mở này nói trăng non, thật lớn bạch cốt tay chảo từ trên trời giáng xuống. Trương Huyền dơ lên lưỡi hái, chống lại từ không trung đánh úp lại bạch cốt cánh tay. Cùng lúc đó, Trương Huyền tay trái nặn ra kiếm chỉ, hắn phía sau vô số thần kiếm hư ảnh xuất hiện, màu tím thần kiếm thượng quấn quanh màu đen tử khí. Vô số thần kiếm hư ảnh che ra mang mọc chiều cốt ma bắn nhanh mà đi, toàn bộ đập ở cốt ma trên người, cốt ma bạch cốt thân thể thượng xuất hiện đạo đạo thiền ngân, này đó thần kiếm hư ảnh không có đối hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng này mặt trên sở bí mật mang theo uy lực, làm cốt ma phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Từ trên trời giáng xuống thật lớn bạch cốt tay chảo ở mệnh liêm lưỡi đao dưới xuất hiện vết rách. Theo trương huyền cánh tay dùng sức, này bạch cốt tay chảo vỡ vụn mở ra. Ngọa tào, trương huyền, giúp ta một tay a. À. Triệu cực xem trương huyền nơi đó lấy được thượng phong, vội vàng mở miệng. Yên tâm, hắn không giúp được ngươi. Ngọc hư đạo nhân kia trương đại miệng phát ra âm thanh, trong miệng hắn nước miếng chảy xuôi, thật lớn lưỡi dài vươn miệng ngoại chẳng sợ chỉ là ta rút đi một bộ cốt cũng không phải các ngươi này đó phàm tục có thể chống cự triệu cực nhìn ngọc hư đạo nhân này ghê tởm bộ dáng không cấm một trận ác hàn tiền bối hai ta đánh cái thương lượng người giết ta có thể nhưng có thể hay không không cần dùng ngươi kia ghê tởm đầu lưỡi đụng tới ta a à. miệng lưỡi sắc bén ta sẽ nhổ ngươi đầu lưỡi ngọc hư đạo nhân đầu đột nhiên đình chỉ bất động hắn há to miệng có thể nhìn đến khoảng cách vài trăm thước ngoại ngọc hư đạo nhân thân thể bỗng nhiên phồng lên, theo sau dùng sức co rút lại. Một trận cường đại hấp lực từ ngọc hư đạo nhân kia trương đại trong miệng truyền ra, đang ở dùng hết toàn lực chạy trốn triệu cực chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may, bị này cổ hấp lực lôi kéo về phía sau chậm rãi di động đi. Mắt thấy chính mình khoảng cách kia trương đại miệng càng ngày càng gần, triệu cực xoay qua đầu, nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng kêu to, không cần. Không cần, đừng làm ta đụng tới cái này ngoạn ý. Hoa 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 hoa. Cuồng si, đang ở cùng cốt ma đại chiến Trương Huyền khẽ quát một tiếng. Còn có vẻ có chút suy yếu cuồng si lập tức minh bạch Trương Huyền ý tứ, thẳng đến ngọc hư đạo nhân đứng ở nơi đó thân thể mà đi. Cuồng si nắm tay phía trên nổi lên kim sắc quang mang, một quyền oanh ở ngọc hư đạo nhân bụng, này một quyền, trực tiếp đem ngọc hư đạo nhân thân thể đánh cái đối xuyên. Bị cuồng si một quyền đem thân thể đánh cái đối xuyên, Ngọc Hư đạo nhân trên mặt thế nhưng không có lộ ra nửa phần thống khổ thần sắc, xem hắn ánh mắt giữa còn tràn ngập một loại khác thường hưng phấn. Cuồng Si đốn giác có chút không ổn, vừa muốn trừ quyền, liền phát hiện Ngọc Hư đạo nhân bị đánh xuyên qua thân thể đã nhanh chóng khép lại lên, hơn nữa chính mình nắm tay còn bị đối phương khóa ở trong cơ thể, khó có thể rút ra. Một loại giống như kim đâm đau đớn đột nhiên từ Cuồng Si bị khóa ở Ngọc Hư đạo nhân trong cơ thể cánh tay thượng truyền đến. Ngay sau đó, có thể rõ ràng nhìn đến cuồng si này cánh tay phía trên gân xanh bạo khởi thả này đó gân xanh đang ở không ngừng hướng thủ đoạn chỗ mất máy ngọc hư đạo nhân đang ở từ cuồng si này cánh tay phía trên hấp thu máu tươi chính mình cường hữu lực một kích thế nhưng làm đối phương hoàn toàn làm lơ hơn nữa còn ở lấy như vậy phương thức hấp thu máu tươi đối với cuồng si mà nói ở hắn tâm lý mặt thượng đều đã chịu bị thương nặng cuồng si bản thân là một cái đặc biệt tồn tại Hắn ra đời với cổ chiến trường, là cắn nuốt vô số anh linh lúc sau, sở diễn sinh ra tới khủng bố tồn tại, lấy thực lực của hắn, không nói có thể hoàn toàn vô địch với giữa trời đất này, nhưng cũng có thể tung hoành tứ hải, nhưng ở cổ chiến trường giữa, Cuồng Si sở gặp được đối thủ, liền phá lệ đáng sợ, đem hắn đuổi giết ra cổ chiến trường ngoại, đánh thành trọng thương. Mà ở kia lúc sau, Cuồng Si thật vất vả khôi phục thực lực, nhưng hiện tại gặp được đối thủ, cũng là như vậy dọa người đem chính mình coi như là con mồi giống nhau đối đãi. Loại này hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, bị vô cùng coi khinh cảm giác, làm cuồng si nội tâm giữa phá lệ phẫn nộ. Cuồng si toàn thân trên dưới, tại đây một khắc lóng lánh kim sắc quang mang, này kim sắc quang mang, hóa thành ngọn lửa hình dạng, lại là trực tiếp thiêu xuyên ngọc hư đạo nhân bụng. Cuồng si đây là thiêu đốt huyết mạch. Cuồng si vốn chính là một cái dung hợp vô số anh linh sở ra đời cường đại sản vật, hắn huyết mạch pha tạp căn bản vô pháp phân tích, đủ loại năng lượng ở cuồng si máu giữa thiêu đốt, lẫn nhau giao hòa, va chạm, có khả năng sinh ra như thế nào uy lực, ngay cả cuồng si chính mình, đều không rõ ràng lắm, hắn rõ ràng chỉ là, hiện tại chính mình, so với phía trước, cường đại quá nhiều. Cuồng si mở ra hai tay, bắt lấy Ngọc Hư đạo nhân hai vai, dùng sức một xé. Ngọc Hư đạo nhân hai điều cánh tay liền như vậy bị cuồng si cuồng bạo xé xuống, lại bị kia kim sắc ngọn lửa đốt thành cho bụi, Máu tươi từ Ngọc Hư đạo nhân hai vai phun tung tóe mà ra. Cuồng Si bắt lấy Ngọc Hư đạo nhân cổ, lại lần nữa xé rách, lúc này đây, Ngọc Hư đạo nhân giống như cự mãng ở không trung xoay quanh trường cổ bị Cuồng Si xé rách thành hai đoạn. Ngọc Hư đạo nhân miệng rộng trung truyền lại ra thật lớn hấp lực, cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt. Lúc này Triệu Cực, khoảng cách Ngọc Hư đạo nhân kia trương khủng bố miệng rộng chỉ có không đến 5 mét khoảng cách, ở hấp lực dừng lại nháy mắt, Triệu Cực hóa thành một đạo lưu quang lập tức chạy đi thượng trăm mét, mồm to thở hổn hển, lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ngọa tào, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền phải bị kia căn lưỡi dài xâm phạm. chạy nhanh giết điếu thuốc bình tĩnh một chút. triệu cực nói, lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở ngoài miệng bậc lửa. ha 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 ngọc hư đạo nhân tiếng cười to vang lên, không nghĩ tới a, à, không nghĩ tới a, à, này máu hương vị còn có thể như vậy mỹ vị. Ta muốn ăn các ngươi, ta muốn ăn các ngươi a." À. Ngọc Hư đạo nhân đầu hóa thành lưu quang, xuất hiện ở cuồng si trước mặt. Cuồng si một quyền chém ra, lại bị Ngọc Hư đạo nhân cắn thủ đoạn. Kia kim sắc ngọn lửa, hiển nhiên đã từ Ngọc Hư đạo nhân trong miệng thiêu đi vào, thậm chí liền Ngọc Hư đạo nhân đôi mắt giữa, đều nổi lên kim sắc ngọn lửa, nhưng Ngọc Hư đạo nhân như cũ không có một chút muốn nhả ra ý tứ, hắn giống như ở nhấm nháp một loại mỹ vị. Cuồng si mặt khác một bàn tay nắm ngọc hư đạo nhân đầu, cánh tay dùng sức gian, ngọc hư đạo nhân đầu lâu đều bị nhiết biến hình, kia một đôi tròng mắt nhô lên, phảng phất tùy thời đều có thể nổ mạnh mở ra. Cuồng si hét lớn một tiếng, cả người cơ bắp bạo khởi, liền ở hắn chuẩn bị nhiết bạo ngọc hư đạo nhân đầu khi, hắn ánh mắt, đột nhiên trở nên ngây dại ra, kim sắc máu tươi, từ hắn trong miệng phụt lên mà ra, nhéo ngọc hư đạo nhân đầu cánh tay, cũng dần dần có vẻ vô lực. Ở cuồng si ngược chỗ, hai căn trắng tinh cánh tay, từ ngực hắn chỗ xuyên ra, ngọc hư đạo nhân thân thể không biết khi nào một lần nữa hình thành, kia trắng nón như nữ nhân tay, nhẹ nhàng xuyên thấu cuồng si thân thể. Chật chật chật, như vậy nguyên liệu nấu ăn, càng ngày càng làm ta hưng phấn A. Ngọc hư đạo nhân buông ra cuồng si bị cắn toàn là huyết lỗ thủng thủ đoạn, vươn đầu lưỡi, liếm láp môi, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ngoà tào, triệu cực vội vàng đem trong tay thuốc lá tắt, dẫn theo kháng long giản liền chiều ngọc hư đạo nhân sát đi. Cút ngay, Ngọc Hư đạo nhân đem cánh tay từ cuồng si trong cơ thể rút ra, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn tùy tay vung lên, lúc này mới đánh tới triệu cực liền bay ngược đi ra ngoài, nện ở mặt đất phía trên. Trưởng bối nhà ngươi không dậy qua ngươi, người khác dùng cơm thời điểm, không cần đi quấy dày sao. Huống chi, là một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn đâu. Ngọc Hư đạo nhân không kiên nhẫn thần sắc ở nhìn đến cuồng si lúc sau, lại lần nữa trở nên tham lam lên. Oa nha nha, tức chết ta. Triệu cực từ trên mặt đất bò dậy, Ngọc Hư lão đạo, lão tử kính ngươi là tiền bối, cho nên mới vẫn luôn nơi trốn đối với ngươi lưu thủ, nếu hiện tại ngươi như vậy không biết tốt xấu, kia đã có thể không nên trách lão tử thủ hạ không lưu tình. Nga, Ngọc Hư đạo nhân quay đầu, nhìn triệu cực, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ là muốn gặp triệu cực như thế nào cái không lưu tình pháp. Lão đạo, người hắn sao không tin đúng không, hành, lão tử khiến cho người kiến thức kiến thức. Triều cực dơ lên trong tay kháng long giản, liền thấy hắn nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm hắn tay trái vươn kiếm chỉ, theo trong miệng hắn thanh âm, hắn tay trái hai ngón tay phía trên bốc lên quang mang, triều cực tay trái ở kháng long giản thượng dùng sức một hoa, có máu tươi chậm rãi chảy ra, dừng ở kháng long giản thượng. Triều cực thủ đoạn quay cuồng, kháng long giản ở hắn đỉnh đầu cắt một cái hình cung, chuyển động kháng long giản thượng vòng tròn, lúc này đây, không phải kia kim thiết tiếng động, mà là một đạo sắc sắc thật thật rồng ngâm tiếng vang lên, liền từ kia kháng long giản thượng truyền ra. Triệu Cực bỗng nhiên mở hai mắt, hắn hai tròng mắt bên trong có tinh quang lập loè. Triệu Cực trong miệng lẩm bẩm: "Tại đây thề, ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tẫn thế gian hết thảy chi ác hành." Cầm giản mình thân, lấy long minh vì hào, lấy long minh vì mệnh. Ta tức tay cầm này xiềng xích người, cho ta khai Cuối cùng một câu, Triệu Cực Bảo a ra tiếng, liền thấy một cái hắc long hư ảnh, từ kia kháng long giản thượng xoay quanh, theo sau phóng lên cao, trong thiên địa hết thảy, vào giờ phút này, đều trở nên hắc ám lên. Tại đây trong bóng tối, mây đen ở không trung lăn lộn, thật lớn hắc ảnh, ở kia mây đen giữa không ngừng quay cuồng, như là có cự xương mù muốn xuyên phá kia mây đen, hiện ra với thế gian này. Khủng bố uy áp từ kia mây đen bên trong phát ra, Triệu cực liền đứng ở này cuồn cuộn mây đen dưới, nhìn Ngọc Hư đạo nhân. Ngọc Hư, người ngày chết, tới rồi. Giờ phút này triệu cực, hoàn toàn không thấy phía trước kia phó đáng khinh bộ dáng, tại đây mây đen dưới, triệu cực trên người, mang theo một loại uy nghiêm. Kia thuộc về cửu cục nhất ca nên có khí phách, rốt cuộc ở triệu cực trên người hiển lộ ra tới. Ngọc Hư đạo nhân trong mắt, cuối cùng là xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, kia mây đen quay cuồng bên trong truyền lại đưa ra tới năng lượng làm hắn cảm nhận được một loại áp lực. Ngọc hư, hôm nay, người tưởng hảo muốn chết như thế nào sao? Triệu cực thanh âm trầm thấp, có gió thổi tới, làm trên người hắn quần áo bay phất phới. Tiểu bối, có chút thực lực, nhưng này đều không phải là người bừa bãi tư bản. Ngọc hư đôi tay đặt ở trước người. Ngọc hư lão nhân, ta có hay không này tư bản, cũng không phải là ngươi nói tính, hôm nay, ta khiến cho ngươi biết, tại đây Ngọc hư sơn, ai mới là ba ba. Triệu cực thả ra tàn nhẫn lời nói, liền thấy hắn đem trong tay kháng long giản hướng thiên một lóng tay. Không trung mây đen quay cuồng càng thêm hung mãnh, một cái hắc long từ kia mây mù giữa dò ra thật lớn đầu, hắc long từ linh khí hình thành trên người vảy, sinh động như thật, kia một đôi mắt giữa mang cho người cực đại ác bách tính. Màu đen long chảo phá vỡ mây mù, cho ta phá. Triệu cực trong tay kháng long giản dùng sức múa may mà xuống ở kháng long giản dưới sự chỉ dẫn, thật lớn hắc long thân hình hoàn toàn hiện lên ở phía chân trời, này chừng vài trăm thước lớn lên hắc long thân ảnh, cùng kia truyền thuyết giữa thánh thú vô dị. Chiều này cổ quái, ta trợ ngươi, cốt ma thân hình xuất hiện ở Ngọc Hư đạo nhân phía sau, bốn con cốt trảo bắt được Ngọc Hư đạo nhân bả vai, Ngọc Hư đạo nhân giống như trên lưng một khối bạch cốt giống nhau. Này bạch cốt thân thể hoàn toàn bao phủ ở Ngọc Hư đạo nhân thân thể ở ngoài, làm Ngọc Hư đạo nhân mặc vào một tầng bạch cốt áo giáp ta há yêu cầu một khối cởi cốt tương trợ. Ngọc hư đạo nhân thân thể chấn động, vang ra cốt ma, ở trong tay hắn, biến ảo một cây phất trần, một cái tiểu bối mà thôi, thật đúng là có thể thương ta không thành. Cốt ma bị vang ra, cũng không tức giận, hắn ha hả cười, nếu ngươi như vậy có tin tưởng, hy vọng ngươi từ từ không cần hướng ta xin giúp đỡ. Ngọc hư, chịu chết đi. Triệu cực lại lần nữa phát ra hét lớn một tiếng, kia ở không trung xoay quanh hắc long thân hình bỗng nhiên xuống phía dưới vào tới. Ngọc hư đạo nhân trong tay phất trần huy động, có mỏng manh dòng khí ở hắn trước người hình thành, này dòng khí nhìn qua cũng không thấy được, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cát sỏi cuốn vào kia dòng khí bên trong, đều sẽ ở nháy mắt hóa thành cho bụi. Thật lớn hắc long thân hình, mang cho người cực cường áp bách tính. Kia hắc long dây lát liền đi vào mọi người trước mặt, nhưng ngoài dự đoán chính là, này hắc long, cũng không có hướng kia ngọc hư đạo nhân mà đi, mà là trực tiếp tạp hướng về phía vẫn luôn đứng ở một bên xem diễn Lam Vân Tiêu. Mặt đất tại đây một khắc điên cuồng run rẩy lên, có thật lớn vết sách từ Lam Vân Tiêu sở trạm địa phương chiều bốn phía kéo dài ra tới, bụi mù nổi lên bốn phía gian, kia đầy trời hắc ám, lại lần nữa khôi phục thanh minh, còn dư lại, chỉ có bụi mù nổi lên bốn phía. Ngọc hư đạo nhân còn hảo hảo đứng ở nơi đó, trước mặt hắn sở ngưng tụ khí xoáy tụ, có vẻ phá lệ xấu hổ, mà triệu cực bản nhân còn uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó hắn thanh âm vang lên ngọc hư khoảng cách ngươi ngày chết còn thừa cuối cùng 10 giây nói như vậy từ ngươi trong miệng đã nói vài lần ngọc hư đạo nhân tan đi trước người ngưng tụ khí xoáy tụ đôi tay lưng đeo với phía sau thiết triệu cực mắt trợn trắng ta đây là nhắc nhở ngươi ngươi hẳn là trước nhắc nhở ta một chút tại hạ phương bụi mù giữa làm vân tiêu thanh âm vang lên nói Ngươi vừa mới trong miệng niệm là một cái manga anime khẩu quyết đi, lấy người đầu óc hẳn là nghĩ không ra cái gì khí phách khẩu quyết mới đúng. Triệu cực vẻ mặt không cho là đúng, không cần để ý những cái đó chi tiết sao? Dù sao trang bức hiệu quả đạt tới là được, người nói đúng không? Một đạo màu lam nhạt quang mang hiện lên với kia bụi mù trung tâm, đương bụi mù tan đi lúc sau, lam vân tiêu thân ảnh xuất hiện, hắn thượng thân quần áo đã biến mất, lộ ra cường tráng cơ bắp kia màu lam nhạt quang mang, liền quấn quanh ở Lam Vân Tiêu quanh thân. Lam Vân Tiêu nhìn mắt triệu cực, ra tiếng nói, người muốn trang bức, người liền chính mình đi lên đánh, làm gì đem ta trên người phong ấn cấp phá. Ha ha ha, lão Lam, đừng nói như vậy sao. Triệu cực khó được lộ ra một bộ ngượng ngùng, vừa rồi cái loại này công kích, ta chỉ có thể thi triển một lần, khẳng định làm bất tử này ngọc hư lão nhân, còn không bằng cởi bỏ ngươi phong ấn đâu, đi, ngươi đi lộng hắn. Lam Vân Tiêu trợn trắng mắt, hợp lại ngươi vừa mới thổi đến những cái đó nghiêu bức, đều là đem ta mang lên. "Thiết, kia Trương Huyền vừa mới khoác lác còn mang ta, ngươi thấy ta nói gì sao? Mau thượng đi, chúng ta đều là một cái chiến tuyến, ngươi tổng không có khả năng làm ta đi tìm chết đi. Nói đến cùng, người trước kia cũng là cái tuyệt đỉnh cao thủ đâu, vẫn luôn đều phong ấn thực sự lực." Lam Vân Tiêu nhún vai, tuyệt đỉnh chưa nói tới, nhưng hẳn là cũng coi như cái cao thủ đi, ngươi có biết hay không? này phong ấn ta hạ bao lớn công phu. Dừa, triệu cực dựng ngón giữa, các người này đó hóa, tất cả đều nghĩ cách phong ấn chính mình, đơn giản chính là tưởng khóa trụ thọ mệnh, lưu đến kia một ngày sau, hiện giờ kia một ngày lập tức liền phải đã đến, này phong ấn như thế nào đều phải tại đây một đời giải khai, còn không bằng hiện tại lấy ra tới tấu tấu này ngọc hư lão đạo, người xem cuồng si nhiều đáng thương a à, đều bị hút thành thây khô mau. Lam Vân Tiêu nhún vai, Hành đi, cũng coi như ở đại chiến phía trước luyện luyện tập đi, Ngọc Hư trên núi Ngọc Hư Phong, nghe đồn ở này thiên hạ gian nhất tiếp cận đại đạo tồn tại, không biết ta cùng với này đại đạo so sánh với, muốn kém nhiều ít. Lam Vân tiêu ánh mắt, chuyển hướng Ngọc Hư đạo nhân trên người. Ha ha, ta liền nói như thế nào vẫn luôn đều cảm giác có chút không thích hợp. Ngọc Hư đạo nhân ánh mắt, đồng thời cũng phóng tới hắn vẫn luôn cũng chưa như thế nào chú ý Lam Vân tiêu trên người, nguyên lai like nơi này vẫn luôn đều tồn tại một cái viễn cổ. Nhưng đừng nói như vậy, làm Vân Tiêu chậm rãi đi hướng Ngọc Hư, ta loại này cấp bậc, còn không thể xưng là là viễn cổ, đối với chúng ta loại người này, cũng chỉ xứng dùng sống tạm bỡ tới hình dung đi. Có ý tứ, Ngọc Hư đạo nhân cười lạnh một tiếng, cho tới nay, mọi người đều ở nghiên cứu trường sinh phương pháp, mỗi người lựa chọn con đường đều bất đồng, chúng ta ý tưởng cũng đều không giống nhau, cho tới nay, kỳ thật đều có một vấn đề muốn xác minh, Rốt cuộc là như thế nào trường sinh phương pháp, mới chính xác nhất, hôm nay hẳn là có thể được đến một đáp án. "Hảo a." À, lam Vân Tiêu duỗi tay, kia thu thủy trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, khiến cho đôi ta trước tới thử xem hảo. Lam Vân Tiêu vừa dứt lời, trong tay hắn thu thủy trường đao mang theo một đạo màu lam nhạt quang mang, này màu lam nhạt quang mang, nhưng tại đây cực mỹ giữa sở che giấu, lại là lạnh băng đến mức tận cùng sát ý. Rõ ràng chỉ là này một đạo màu lam nhạt quang mang, nhưng Ngọc Hư đạo nhân trong mắt sở lộ ra, lại là vô cùng ngưng trọng, ở hắn trước người, kia khí xoáy tụ lại lần nữa hình thành, đương màu lam nhạt đao mang cùng khí xoáy tụ va chạm khi, ở Ngọc Hư đạo nhân trước người, thế nhưng đã xảy ra tảng lớn vạn vẹo, đây là hai cổ trí cường lực lượng va chạm. Lam Vân Tiêu, phản tổ minh chủ, đã từng có thể nói nhường lại huyền thiên bọn người muốn ở trước mặt hắn phủ phục tàn nhẫn lời nói, bọn họ nghiên cứu tà thần thân thể đưa huyền thiên đám người đi cổ chiến trường, cùng các thế lực lớn là địch, như vậy một cái thế lực lãnh thụ, nếu nói hắn là kẻ yếu, như vậy này thiên hạ gian, còn có mấy cường giả. Cho tới nay, Lam Vân Tiêu tồn tại cảm đều không phải rất cao, đặc biệt đương trương huyền từ địa tâm trở về lúc sau, Lam Vân Tiêu hành vi, liền trở nên càng thêm cổ quái lên, hắn cùng trương huyền vốn là sinh tử chi địch nhân, nhưng rồi lại bởi vì rất nhiều sự tình, đứng ở cùng một trận chiến tuyến mặt trên. Lam Vân Tiêu ra tay số lần rất ít, mỗi một lần, cũng đều sẽ không cho người ta bất luận cái gì kinh diễm cảm giác. Lam Vân Tiêu rốt cuộc có được cái dạng gì át chủ bài, không có người rõ ràng, hắn cũng chưa bao giờ triển lộ quá, mà lúc này đây, là Lam Vân Tiêu chân chính ý nghĩa thượng, lấy ra nên thuộc về thực lực của hắn. Người này chiêu thức, có điểm ý tứ. Lam Vân Tiêu rất có hứng thú nhìn Ngọc Hư Đạo Nhân trước người khí xoáy tụ, thông qua đối năng lượng phân giải, do đó hóa giải ta công kích, lại yêu cầu người đối nhiều loại năng lượng có cũng đủ hiểu biết khó trách người đối cuồng si như vậy cảm thấy hứng thú trên người hắn pha tạp năng lượng thể đúng là người nhất yêu cầu đồ vật đúng không nếu có thể nắm giữ cũng đủ số lượng năng lượng này thiên hạ gian hết thảy người đều có thể làm đến phân giải thậm chí một lần nữa tổ hợp đây là muốn bắt trước sáng thế thủ đoạn a nhìn dáng vẻ người dã tâm cũng không nhỏ ngọc hư đạo nhân hừ lạnh một tiếng nhìn ra thủ đoạn của ta lại có thể như thế nào Lam Vân Tiêu gật gật đầu, theo lý mà nói, người này thủ đoạn, sẽ làm người lập với bất bại chi địa, người thậm chí đã có thể một lần nữa tổ hợp thân thể của mình, nhưng vô luận phân giải năng lượng vẫn là một lần nữa tổ hợp, cũng đều yêu cầu lời dẫn, cũng chính là trên người của ngươi linh khí, nếu năng lượng cũng đủ khổng lồ, người còn có thể dễ dàng như vậy phân giải sao? Đường Lam Vân Tiêu thanh âm rơi xuống lúc sau, cùng vừa mới kia màu lam nhạt đao mang tương đồng quang mang, rậm rạp, tràn ngập ở Lam Vân Tiêu phía sau. Ngươi xem này đó, đủ sao? Ngọc hư đạo nhân sắc mặt mãnh biến, hắn vừa muốn làm ra phản ứng, Lam Vân Tiêu phía sau kia rậm rạp màu lam đao mang, toàn bộ chém về phía Ngọc hư đạo nhân. Ngọc hư đạo nhân trước người khí xoáy tụ vào lúc này căn bản là không đủ xem, một đạo đao mang chém tới Ngọc hư đạo nhân đầu gối dưới địa phương, mặt khác một đạo đao mang, chảm rất Ngọc hư đạo nhân bả vai, kia rậm rạp đao mang, đã đem Ngọc hư đạo nhân, hoàn toàn vùi lấp. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, nghiêu bức, triệu cực ở trên bầu trời quỷ kêu, ngọc hư lão nhân, lão tử liền nói đi, hôm nay là ngươi ngày chết, ngươi cấp lão tử hào hào chết. Triệu cực trên mặt, lộ ra phá lệ kiêu ngạo bừa bãi biểu tình. Trương huyền cùng cốt ma chiến đấu, cũng tại đây khắc đình chỉ xuống dưới, Lam Vân Tiêu sở chém ra màu lam đao mang, đã đối chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Mà Lam Vân Tiêu bản nhân, tắc xem đều không hề xem Ngọc Hư Đạo Nhân liếc mắt một cái, hắn xoay người, gia tiếng nói đi thôi ngòa tào tự tin quay đầu lại triệu cực ra tiếng này giết không được hắn lam vân tiêu trả lời đây là ở ngọc hư trên núi này đứng sừng sững ở biển rộng thượng thanh sơn có tồn tại sự tất yếu dựa ngươi sớm nói a à. triệu cực trợn trắng mắt lão tử mới vừa cùng này tiểu lão nhân thả ra tàn nhẫn lời nói hiện tại ngươi không giết hắn sớm muộn gì có một ngày này tiểu lão nhân đến tìm ta phiền toái ngươi thật sự sợ hắn sao? Lam Vân Tiêu đột nhiên cười, người người này, hẳn là biết tất cả đồ vật đi. Ta biết cái cây búa a, triệu cực kêu lên quái dị, được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta về nhà đâu. Triệu cực nói, một cái lắc mình rời đi. Lam Vân Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn mắt cốt ma, trên người của ngươi huyết khí quá nặng, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Đầy trời màu lam khí mang hoàn toàn biến mất. Ngọc Hư Sơn, hoàn toàn bình tĩnh trở lại triệu cực đã hóa thành một đạo lưu quang, đi trước khai lưu. Liền ở triệu cực sắp rời đi này Ngọc Hư Sơn phạm vi khi, ở trước mặt hắn, một đạo lưu quang từ trên mặt đất dâng lên, sông thẳng phía chân trời, ngăn trở triệu cực đường đi. Lại xem một cái, này lưu quang trải rộng ở bốn phía, nơi nơi đều là, hoàn toàn xuống lại cả tòa Ngọc Hư Sơn. Ngọa tàu, này lão tạp mau đem bãi phong. Triệu cực bỗng nhiên ngừng thân hình, ở trước mắt lưu quang phía trên, hắn cảm nhận được dấu ở bên trong sát khí. Kia vẫn luôn chưa từng đi ra hơn người đệ nhị tòa sơn đầu, giờ phút này phát sinh run rẩy sơn thể tảng lớn bóc ra. Lam Vân Tiêu sắc mặt biến đổi, giống to ra tiếng, ngọc hư, người có biết hay không người đang làm cái gì? Ta đương nhiên rõ ràng ta làm chính là cái gì, đạo của ta, sớm đã đi đến cuối, cũng là thời điểm tìm kiếm tân đột phá, chỉ là cho tới nay, đợi không được cơ hội này, nói mặt trên, yêu cầu một cái tốt đá mải dao, mà ngươi, chính là ta đá mài dao. Sơn thể điên cuồng bóc ra, cả tòa núi lớn, đang ở chậm rãi thu nhỏ lại. Trong giây lát, màu trắng quang mang từ kia sơn thể giữa nở rộ ra tới, theo một trận nứt toạc, sơn thể hoàn toàn nổ tung, đó là một cây màu trắng quyền trượng, đứng sừng sướng ở sơn thể bên trong, quyền trượng cắm trên mặt đất, nối thẳng phía chân trời. Ngọa tào, này lão tạp mau chơi không nổi, triệu cực trong miệng hô to. Trương huyền ánh mắt, cũng rơi xuống kia quyền trượng phía trên. Giờ này khắc này, ở một tòa kim bích huy hoàng bảo điện trước. Một thân hắc y huyền thiên, cùng mang màu trắng mặt nạ thánh chủ, cơ hồ đồng thời chiều đối phương nhìn lại. Đây là... cửa mở, thánh chủ lầm bẩm đây là có chuyện gì, như thế nào sẽ cái dạng này, kia tòa sơn, có người kia thủ. Quyền trượng như thế nào sẽ bị lấy ra? Có một cái khả năng, huyền thiên nhìn về phía dưới chân, chính hắn lấy ra quyền trượng. Hắn lấy ra quyền trưởng, tình huống như thế nào có thể làm hắn lấy ra quyền trưởng? Thánh chủ thanh âm giữa mang theo nghi hoặc ngăn địch, lý dung tài từ phía sau đi tới, có hắn vô pháp đối phó địch nhân, hắn liền sẽ lấy ra quyền trưởng, cái này phương, làm hắn đụng tới hắn không có biện pháp đối phó người. Lam Vân Tiêu, thánh chủ bột miệng thốt ra tên này, chỉ có Lam Vân Tiêu mới có thể bước cho hắn lấy ra quyền trưởng, nhưng Lam Vân Tiêu lại như thế nào sẽ bước lên kia tòa sơn, trừ phi? trương huyền huyền thiên cùng lý dung tài hai người cơ hồ đồng thời hô lên tên này thánh chủ trên người một đạo khí mang phóng lên cao làm lý dung tài đều theo bản năng lui về phía sau một bước huyền thiên nhíu nhíu mày thánh chủ giấu ở màu trắng mặt nạ hạ gương mặt bài trừ mấy chữ hắn nếu dám thương trương huyền ta chắc chắn hắn lột ra rút gân lý dung tài thở dài nếu đã muốn chạy tới này cũng không cần thiết tiếp tục đi xuống đi chúng ta muốn làm rõ ràng sự tình, cũng không sai biệt lắm, đáp án liền bãi ở trước mắt. Đao nơ đức ngẩng đầu, nhìn trước mắt to lớn cung miệng lẩm bẩm ra tiếng, chẳng lẽ nói, truyền thuyết thật sự vì thật, chúng ta thần ẩn hội, thế nhưng vẫn luôn đều sống ở như vậy ảo tưởng bên trong, nhiều năm như vậy, thế nhưng đều chỉ là một cái ván cờ. Ngọc hư trên núi, làm Vân Tiêu ra tiếng, lấy ra quyền trưởng, ý nghĩa mở ra đại môn, người muốn cho kia một ngày, trước tiên đã đến sao. Cả tòa ngọc hư trên núi, tiếng vọng khởi ngọc hư đạo nhân thanh âm. Đã đến lại như thế nào, người ta sống nhiều năm như vậy, đơn giản đều là đang chờ đợi kia một ngày đã đến. Hiện giờ, thời cơ đã thành thục, cùng với tiếp tục chờ đi xuống, không bằng làm này hết thảy sớm một chút kết thúc. Kia quyền trượng bên, dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, đúng là ngọc hư đạo nhân, vẫn là kia hơn 20 tuổi bộ dáng, mặt như quan ngọc, nhưng hắn trên người quần áo, đã không phải áo tang, mà là thay một thân áo gấm, đương Ngọc Hư bắt được quyền trượng trong nháy mắt kia, quyền trượng nháy mắt biến thành chỉ có 1m2 chiều dài, bị hắn nhẹ nhàng niết ở trong tay. Ngọc Hư nhìn trong tay quyền trượng, trong mắt toàn là si mê chi sắc, ta chấn thủ tại đây vô số tuế nguyệt, này quyền trượng, đó là có thể thay đổi hết thảy cách cuộc thần vật, đồng thời, ta tuyệt đại bộ phận lực lượng, cũng đều dùng cho áp chế quyền trượng mặt trên, hiện tại, thuộc về lực lượng của ta, nên một lần nữa đã trở lại. Ngọc Hư hít sâu một hơi, trong nháy mắt này, Trắng tinh quang mang, từ Ngọc Hư trong cơ thể phát ra mà ra, lan tràn hướng chung quanh mà đi. Ngọc Hư, đem quyền trượng thả lại đi, làm vân tiêu hét lớn một tiếng, cầm trong tay thu thủy, thẳng đến Ngọc Hư đạo nhân mà đi. Hai ta đối phó cái kia, Triệu Cực cũng biết một trận vô pháp tránh cho, hướng Trương Huyền hét lớn một tiếng, theo sau chiều Cốt Ma phóng đi, về quyền trượng sự, mặt sau ta từ từ cùng ngươi giải thích. Trương Huyền gật gật đầu, sát hướng Cốt Ma kia từ ngọc hư trong cơ thể sở phát ra màu trắng quang mang cũng đồng dạng lan tràn tới rồi cốt ma trên người màu trắng cùng huyết sắc hai loại quang mang đồng thời xuất hiện ở cốt ma trên người có vẻ phá lệ quỷ gì ngọc hư người sớm nên làm như vậy cốt ma kia trương người mặt phía trên lộ ra hưởng thụ biểu tình hắn hít sâu một hơi đến đây đi hảo hảo đánh một hồi màu xanh lá ngọc hư trên núi như cú mây mù lượn lờ không ai biết được này mây mù nổi phát sinh cái gì Liên tại đây Tử Vong chi Hải trung tâm khu vực, vô số thật lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống, tạp lọt vào này mặt biển giữa. Mà liên ở đồng thời, Tử Vong chi Hải hải vực nội, này tràn ngập tại đây, hàng năm không tiêu tan sương mù dày đặc, thế nhưng ở dần dần pha loãng. Ngày nay, có thủy thủ nhìn thấy, mặt biển thượng sinh ra rất nhiều dị tượng, có nói ở mặt biển nhìn thấy sóng gió động trời, có nói nhìn thấy cuồng phong long cuốn, cũng có người nhìn thấy, kia mây đen từ phía chân trời cuồn cuộn mà xuống cùng mặt biển giao hòa quay cuồng. Đủ loại cách nói, đều tại đây một ngày xuất hiện. Mà, không ngừng tử vong chi trong nước, kỳ thật tại đây một ngày, toàn bộ thế giới trong phạm vi, đều có khác thường sự tình phát sinh, thế giới các quốc gia tổ chức, đều phái người đi trước dị tượng phát sinh nơi, ở cổ chiến trường đại chiến lúc sau, này đó tổ chức đều minh bạch, thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Người thường, như cũ còn quá bình thường sinh hoạt, cổ chiến trường tin tức là có chuyển ra, nhưng thực mau liền hoàn toàn biến mất, sở hữu hết thảy, đối đại gia tới nói, giống như cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, chẳng qua, những cái đó võ thuật đại sư poster, đích xác thay thế được minh tinh poster. Ngọc Hư Sơn nội, thiên địa dị tượng thường xuyên xuất hiện, sấm sét điện thiểm, cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen kích động, xương mù dày đặc tràn ngập, màu tím kiếm mang, màu đen tử khí, màu trắng quang mang, huyết sắc quang mang, còn có kia màu lam nhà thu thủy đau ảnh, đều tại đây thiên địa dị tượng bên trong thường xuyên xuất hiện, mơ hồ bên trong, còn có kia một cái hắc long thân hình, hiện lên với trời đất này dị tượng bên trong. Vô tận biển rộng bên trong, kia cuồng phong long cuốn mang cho người mãnh liệt sợ hãi cảm giác, không ai dám tại đây một ngày ra biển, chẳng sợ lại vì thật lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngừng ở bên bờ, chờ đợi này mặt biển thượng cuồng bạo bình ổn. Như vậy dị tượng, ước chừng rằng có một suốt đêm thời gian, đương ngày hôm sau bình minh, có người nhìn đến, ở kia mặt biển phía trên, vô số con cá phiên cái bụng, phiêu phù ở trên cùng, trừ bỏ này đó cá chết bên ngoài, mặt biển một mảnh bình tĩnh, có ấm áp ánh mặt trời từ trên bầu trời tưới xuống, an tĩnh mà tường hòa, phảng phất đêm qua phát sinh sự, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cảng thượng, những cái đó bởi vì dị tượng mà chậm trễ hành trình con thuyền đã một lần nữa xuất phát. Bong tàu thượng, thủy thủ cùng đại phó còn đang nói chuyện tối hôm qua phát sinh sự tình. Tối hôm qua kia đáng chết thời tiết, thiếu chút nữa làm ta vĩnh viễn lưu tại này phiến trên biển, may mắn rời đi mau. Ngô, lạnh băng thiên nên uống một chén ấm áp thân mình, bất quá nói trở về, cái loại này muốn chạy trốn ly biển rộng cảm giác thật đúng là kích thích ha. Lại đi phía trước chính là tử vong chi hải phạm vi, ta tin tưởng, người nếu như đi tử vong chi hải, sẽ cảm giác càng kích thích. Thủy thủ uống lên khẩu hồ chung rượu. Tử vong chi hải, đại phó sừng sốt một chút, như thế nào chiều tử vong chi hải khai mới tới tài công đầu óc tối hôm qua ném ở nữ nhân cái bụng thượng sao mau chuyển đà đại phó nói liền chiều khoang thuyền nội chạy tới đương đại phó đi vào khoang thuyền nội khi tài công đang ở kia chuyên tâm đỡ bánh lái mau thay đổi hướng đi phía trước là tử vong chi hải đại phó trong miệng kêu tử vong chi hải tài công nghi hoặc phía trước cái gì đều không có a à? không có đại phó cầm lấy kính viễn vọng, nhìn phía trước, ở trước mặt hắn mênh mông vô bờ trên mặt biển, một mảnh sáng sủa, liếc mắt một cái nhưng nhìn đến phía chân trời. Đại phó sừng sốt, bởi vì, kia đã tồn tại vô số tuế nguyệt tử vong chi hải, kia từ hắn ra biển ngày đầu tiên liền nghe các tiền bối nói, kiên kỳ, kia làm hắn vô số lần ở mấy chục trong biển ngoại liền phải thay đổi đường hàng không tử vong lĩnh vực, thế nhưng, biến mất. Đại phó phản ứng đầu tiên là chính mình nhận sai phương hướng, nhưng thực mau hắn liền phủ định ý nghĩ của chính mình, này phiến hải vực, hắn đã đi rồi quá nhiều quá nhiều biến, sớm đã rõ ràng quen thuộc nơi này mỗi một chỗ hải vực, kia Tử vong chi hải ở kia, hắn càng là nhắm mắt lại cầm lái đều có thể tìm được, căn bản không có khả năng quên, chính là ở chỗ này. Nhưng hiện tại, Tử vong chi hải đâu? Tử vong chi hải, trong một đêm biến mất. Tin tức này, cơ hồ ở nửa giờ nội liền truyền khắp trên biển, hai cái giờ sau, tại đây con thuyền bên cạnh đình đầy con thuyền có lớn có bé nhỏ đến thuyền đánh cá lớn đến dài đến thượng trăm mét tàu biển chở khách chạy định kỳ đều ngừng ở nơi này này đó con thuyền đều là tới gặp chứng này biến mất tử vong chi hải không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng tử vong chi hải không có này đó là tử vong chi trong nước cảnh tượng sao không biết có bao nhiêu người chết ở này phiến hải vực nhưng hiện tại xem nơi này hảo mỹ a à. ánh mặt trời chiếu vào mặt biển thượng Nổi lên sóng nước lóng lánh, hết thảy đều có vẻ như vậy an tĩnh, rất khó tưởng tượng, cái này địa phương đã từng cắn nuốt vô số con thuyền, làm vô số người bỏ mạng, làm sở hữu thủy thủ đều phải vòng hành tử vong hải vực. Chẳng lẽ, này tối hôm qua gió lốc cùng Tử Vong chi hải có quan hệ? Thượng đế mới có thể trả lời vấn đề này, này đối chúng ta tới nói, chính là chuyện tốt ha, à, không có đáng chết Tử Vong chi hải, liền phương tiện nhiều. Tử Vong chi hải biến mất, mỗi người ý nghĩ trong lòng đều hoàn toàn bất đồng. Liền ở này đó con thuyền sở tạm dừng mặt biển phía dưới, cuồng si tháp sắt thân ảnh, liền an tĩnh nằm ở đáy biển chỗ sâu trong. Cả người ướt dầm dề trương huyền, từ một chỗ cảng đi ra, trên người hắn quần áo lạn thành một sợi một sợi, đi đường cũng lung lay. Đi đến một nhà cảng khách sạn trước, trương huyền nhìn kia ở lên lầu mở ra cửa sổ, liều mạng cuối cùng một chút sức lực, từ lâu ngoại leo lên đi vào, theo sau một đầu ngã quỵ trên giường. Mỏi mệt cảm tại đây nháy mắt đánh úp lại, Trương Huyền mắt nhắm lại, liền ngủ say qua đi. Giờ này khắc này, Trương Huyền trên người tuy rằng nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng nếu chính mình quan sát, sẽ phát hiện ở hắn làn da thượng có dày đặc, rất nhỏ vết thương, này đó miệng vết thương, giống như bị tiểu đao tua nhỏ giống nhau, chỉ cần Trương Huyền cơ bắp hơi chút dùng sức, này đó miệng vết thương liền sẽ tràn ra, đương hắn cơ bắp thả lỏng thời điểm, này đó miệng vết thương có dán sát ở bên nhau, nhìn qua, phá lệ thấm người liền giống như toàn thân trên dưới đều mọc đầy mang cá giống nhau. Ngọc hư sơn đại chiến, trong đó hung hiểm trình độ, bình thường khống linh, chỉ sợ sẽ ở nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Một trận chiến này, làm cả tòa ngọc hư sơn hư không tiêu thất, chẳng sợ có uống nguyệt lĩnh vực chống đỡ, Trương Huyền cũng rơi vào như thế bộ dáng. Trong lúc ngủ mơ, Trương Huyền như cũng có thể mơ thấy kia đại chiến khi cảnh tượng, vô số hình ảnh từ hắn trong đầu thoáng hiện mà qua, Trương Huyền bỗng nhiên mở hai mắt, hắn đã đầy người mồ hôi, kia mồ hôi chảy tới trên người rậm rạp miệng vết thương giữa, làm hắn bên ngoài thân bốc lên. Trương Huyền dưới thân trắng tinh khăn trải giường thược, che kín nhàn nhạt, nhạt máu tươi, đều là từ Trương Huyền trên người bài trừ tới. Trương Huyền hít sâu một hơi, nếm thử ngưng tụ một ít khí tới, lại phát hiện, chính mình căn bản là làm không được điểm này, kia đại chiến, không riêng gì làm hắn dùng hết toàn lực, càng là liền tiềm lực, đều hoàn toàn áp bước ra tới, đến nỗi Lam Vân Tiêu cùng triệu cực lúc này ở nơi nào, Trương Huyền hoàn toàn không biết. Ngọc Hư cùng Cốt Ma, hẳn là, đã chết đi. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Trương Huyền nhìn mắt ngoài cửa sổ, đương nhìn đến những cái đó kiểu Trung Quốc phong cách kiến trúc khi, hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng may chính mình dừng ở hè oi bức trong phạm vi, nếu là lưu là cái nào không biết tên quốc gia, vậy càng phiền toái. Căn cứ Thái Dương phương vị, Trương Huyền đại khái làm rõ ràng chính mình hiện tại ở đâu. Tân cảng, hè oi bước lớn nhất vùng duyên hải mậu dịch cảng, nơi này nổi tiếng nhất, cũng là nhất bị người thường sở biết rõ, chính là song song nhập khẩu xe, cơ hồ sở hữu chiếc xe đều sẽ ở tân cảng dừng lại, sau đó phát hướng các khu vực. Tân cảng lượng người, tuyệt đối có thể nói thật lớn, mỗi ngày có không biết nhiều ít thương nhân du khách xuyên qua tân cảng. Trương Huyền ở trong đầu hơi chút suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị đứng dậy, hiện tại hắn mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được trên người truyền đến đau đớn, bất quá cũng may thân thể hắn viễn siêu thường nhân, khép lại lực cũng càng tốt, trên người này đó dày đặc lại rất nhỏ miệng vết thương, căn cứ trương huyền chính mình tính ra, đại khái hai ngày thời gian là có thể tốt không sai biệt lắm, này vẫn là ở hắn hiện tại trọng thương dưới tình huống, nếu không có như thế nói, trên người thương, chỉ nửa ngày là có thể khỏi hẳn. Đang lúc trương huyền phải rời khỏi khi, hắn nơi phòng đại môn, lại bị người một chân đá văng ra. Phanh, Cửa phòng chỗ truyền đến một tiếng trọng vang, liền thấy một người hơn 30 tuổi nam tính xuất hiện ở phòng cửa. Cửa phòng nam nhân thấy trong phòng Trương Huyền, hiển nhiên sửng sốt một chút, theo sau lập tức xoay người, hướng một bên quát, lão tử hắn sao liền biết, người tiện nhân này ra tới trộm người đúng không? Theo sau nam nhân vươn tay, một tay đem một bên người kéo qua tới. Đây là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, diện mạo cũng không thể tính cái loại này cực phẩm mỹ nữ nhưng cũng có thể xưng được với là xinh đẹp, kia một đôi sáng người mắt to giống như có thể nói, lúc này cũng tràn ngập kinh ngạc, nhìn trong phòng trương huyền. Nữ nhân bị nam nhân bắt lấy tóc, nam nhân không nói hai lời, đem nữ nhân xô đẩy khai, duỗi tay vung lên, quát, cho ta đánh. Ở nam nhân phía sau, lập tức đi ra ba gã dáng người tinh tráng nam nhân, nhằm phía trương huyền, không nói hai lời liền động khởi tay tới. Trương huyền động tác theo bản năng liền muốn đánh trả, nhưng hắn lúc này sở thi triển ra tốc độ, thế nhưng còn không bằng này ba cái tinh tráng nam nhân, ngay cả lực lượng, đều so với người bình thường muốn tiểu, Trương Huyền ngúa may ra nắm tay, bị người nhẹ nhàng ngăn lại. Thảo, còn dám đánh trả, đánh chết hắn. Ba người đem Trương Huyền ấn ở nơi đó, một đốn tay đấm chân đá, rơi xuống tàn nhẫn tay, này đó nắm tay đánh vào Trương Huyền thân thể miệng vết thương thược, kia máu tươi không ngừng hướng ra ngoài chảy ra, mà Trương Huyền cũng biết được chính mình lúc này trạng thái cũng không có trả lại tay, chỉ là dùng đôi tay bảo vệ phần đầu, tránh cho chính mình đã chịu bị thương nặng. Trương Huyền trên người chảy ra máu tươi bị này ba người xem ở trong mắt, ba người tuy rằng xuống tay tàn nhẫn, nhưng nhìn đến Trương Huyền đầy người máu tươi sau, hiển nhiên cố kỵ rất nhiều, đều dừng tay tới, như thế nào cũng không nghĩ tới người này lại là như vậy không trải qua đánh. Ngoài cửa nam nhân nhìn toàn thân là huyết Trương Huyền, vung tay lên, "Hành, chúng ta đi." Đang nói xong những lời này sau nam nhân lại giơ tay chỉ vào nữ nhân, tiện nhân, việc này ta sẽ chậm rãi tìm nhà ngươi tính sổ, ngươi cho ta chờ. Tàn nhẫn lời nói lược hạ lúc sau, mấy người nghênh ngang mà đi. Mà ngoài cửa nữ nhân, tắc lập tức chạy vào phòng nội, nhìn nửa nằm ở nơi đó, cả người là huyết trương huyền, vẻ mặt nôn nóng cùng hoảng loạn, ngươi. Ngươi, ngươi không quan trọng đi, ta giúp ngươi kêu xe cứu thương. Nữ nhân nói, liền lấy ra di động. Không cần, Trương Huyền áp xuống nữ nhân thủ đoạn, Gian Nan đứng dậy. Nữ nhân vội vàng đem Trương Huyền nâng lên, không được, người bị thương. Nữ nhân như cố kiên trì, đánh ra điện thoại. Trương Huyền thấy thế, cũng không nói cái gì nữa, nếu có dược vật phụ trợ, chính mình thương sẽ mau rất nhiều. Thực mau, xe cứu thương đi vào khách sạn dưới lầu, nhân viên y tế dùng cáng đem Trương Huyền nâng đi, tiêu độc nước thuốc ngã vào Trương Huyền trên người, kia xuyên tim đau đớn đủ để cho người giống to ra tiếng nhưng trương huyền lại chính là một tiếng không cổ họng đường đau đau cảm hơi chút yếu bớt một ít khi trương huyền nhắm mắt lại lại lần nữa lâm vào ngủ say giữa hiện tại hắn thật sự là quá mỏi mệt chờ trương huyền trợn mắt khi chính mình đã nằm ở phòng bệnh giữa cánh tay cùng trên đùi đều quấn quanh băng gạc băng gạc hạ ra thịt truyền đến ngứa cảm giác này chứng minh miệng vết thương đang ở khép lại trương huyền hành động thử thử đau đớn trên người đã không giống phía trước như vậy rõ ràng hắn đi xuống giường bệnh rời đi phòng, vừa đến bệnh viện hành lang, hắn liền nghe được nơi đó chuyển đến khắc khẩu thanh âm. Ngươi nói một chút ngươi, làm này đều gọi là gì sự, nhân gia trần sư phó, hiện tại là muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, người khen ngược, đi ra ngoài tìm nam nhân bị người trần sư phó bắt tại trận, ta trước kia sao không phát hiện ngươi như vậy tiện đâu. Đây là một đạo giọng nam, trương huyền đi qua đi, liền xem hôm nay cái kia mắt to nữ nhân, đang cúi đầu đứng ở một bên, một cái nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi thanh niên, đang ở nữ nhân này trước mặt hô to gọi nhỏ. Mà nữ nhân tắc như là cái làm sai sự hài tử giống nhau, không rên một tiếng, liền như vậy dựa gần gian dậy. Trương Huyền đem những lời này nghe vào trong tai, hiện tại hắn, căn bản lười đến quản này đó chuyện nhà, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị người gọi lại. Người tỉnh, ai làm ngươi đi rồi, cho ta lại đây, tên này đang ở gian dậy nữ nhân thanh niên, vừa thấy đến Trương Huyền, lập tức ra tiếng chiều trương huyền bước nhanh đi tới mà mắt to nữ nhân thấy trương huyền tỉnh kia sáng ngời ánh mắt lộ ra một tia vui sướng cũng chạy nhanh đã đi tới tiểu tử tưởng liền như vậy tính a nói một chút đi tính toán làm sao bây giờ thanh niên đi vào trương huyền trước mặt một đôi mắt từ trên xuống dưới đem trương huyền đánh giá cái biến chơi không nên chơi nữ nhân tổng nên trả giá điểm đại giới đi bành kiệt người đừng ở chỗ này nói bừa mắt to nữ nhân lập tức ra tiếng. Ta nói bừa, bành kiệt cười lạnh một tiếng, ta nói bành tím, người đều bị nhân gia trần sư phó bắt tại trận, sự tình đều thọc về đến nhà đi, hiện tại cả nhà đều đi theo ngươi hổ thẹn, người nói ta nói bừa. Ngươi nhưng thật ra trộm nam nhân đừng bị người ta phát hiện a. À. Sự tình căn bản là không phải hắn nói như vậy, bành tím cấp dậm chân, ta căn bản cái gì cũng chưa làm, hắn cũng là bị hiểu lầm. Ha ha, bành kiệt vẻ mặt âm dương quái khí, làm không có làm, chỉ có chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ta lười đến cùng ngươi tại đây nói này đó. Bành Kiệt lại đem ánh mắt nhắm ngay Trương Huyền, tiểu tử, cho ta một cái biện pháp giải quyết đi. Lúc này Trương Huyền, căn bản không có tâm tư cùng những người này dây dưa, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đi làm rõ ràng vài món sự, đệ nhất, triệu cực cùng Lam Vân Tiêu hai người hiện tại là tình huống như thế nào, đệ nhị, ngày đó Ngọc Hư Sơn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia một cổ từ trên trời giáng xuống năng lượng, là từ đâu tới. Đệ tam, Ngọc Hư rốt cuộc chết không chết, đệ tứ, Lâm Thanh Hàm hiện tại thế nào? Tới với những người này chi gian ân oán tình thù rốt cuộc thế nào, căn bản không phải Trương Huyền hiện tại muốn đi quan tâm sự. Nhìn bành kiệt này phó không thuận theo không buông tha bộ dáng Trương Huyền ra tiếng, người cái gọi là giải quyết phương pháp, đơn giản chính là đòi tiền đúng không? Vô nghĩa, bành kiệt hư lạnh một tiếng, bằng không đâu còn có thể làm ngươi cùng bành tím này đồ đê tiện hảo đi xuống nàng tuy rằng tiện nhưng cũng không phải ngươi loại người này cưới đến khởi bành kiệt ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút bành tím ra tiếng còn có ta nói việc này cùng hắn không có quan hệ đây là một hồi hiểu lầm ta chú ý cái gì chẳng lẽ ngươi không phải đồ đê tiện sao nếu không phải ngươi nhà của chúng ta hiện tại có thể ném lớn như vậy ngươi bành kiệt vẻ mặt khinh thường còn có, ngươi. Trương Huyền mở miệng, đem bành kiệt thanh âm đánh gãy. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? a à, bành kiệt cười lạnh, tiểu tử, có điểm tự tin a à, ta nói cho ngươi, bởi vì ngươi sự, nhà của chúng ta tổn thất là tiểu, mất mặt là đại, ít nhất muốn một ngàn vạn. Một ngàn vạn, bành kiệt, ngươi điên rồi, bành tím la lên một tiếng. Bành tím, ngươi đừng cho là ta không biết, tiểu tử này của cải hẳn là rất giàu có đi, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, Ngươi không thích cái kia họ trần, cũng không có khả năng tìm cái nghèo bức, liền một ngàn vạn, nếu lấy không ra, chúng ta liền tại đây háo, đến lúc đó nhìn xem là ai mất mặt, hắn đây là đính hôn đi. Bành tím đôi mắt, ngắm đến trương huyền tay trái ngón trỏ thượng, ở nơi đó có một đạo nhợt nhạt giới ngân. Chẳng qua, trương huyền này trên tay dấu vết, đều không phải là mang đính hôn nhẫn mang ra tới, mà là đã từng mang thánh giới mang. Trương huyền mở miệng, hảo, một ngàn vạn ta cho ngươi, người cùng ta đi lấy tiền. Trương huyền này sảng khoái đáp ứng tốc độ, làm bành kiệt sửng sốt. Đi thôi, nơi này hẳn là có lâm thị chi nhánh công ty, ta có thể cho ngươi khai chi phiếu. Trương huyền lại lần nữa ra tiếng. Tiểu tử, người hắn sao cùng ta chơi đa dạng. Bành kiệt bắt lấy trương huyền bả vai, còn lâm thị, người đi lâm thị cho ta khai phá phiếu, ngươi cho rằng ngươi là ai. Lâm thị lâm thanh hạm. Hiện giờ, Lâm Thị Thanh Danh sớm đã ở hè oi bước cả nước mở ra, mà Lâm Thanh Hạm tên cũng đã sớm bị rất nhiều người sở biết rõ. Ta là hắn trượng phu, Trương Huyền đúng sự thật đáp, người đòi tiền, ta cho người tiền, nhưng chuyện này, cùng ta không quan hệ, tùy tiện các người nói như thế nào, ta thanh giả tự thanh. Ha 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 ha, bành kiệt phát ra tiếng cười to, người vẫn là Lâm Thanh Hạm trượng phu, nhìn không ra tới A, à, người hắn sao nếu là Lâm Thanh Hạm trượng phu, lão tử vẫn là thế giới nhà giàu số một đâu. hắn sao đi Lâm Thị Chi nhánh công ty người chơi lão tử đòi tiền liền theo ta đi. Trương Huyền Lưu lại như vậy một câu, vất tay ném ra bành Kiệt tay, chiều hành lang cuối đi đến. Hành, lão tử hôm nay liền phải nhìn xem. Bành Kiệt, người đủ rồi. Chính ngươi trong lòng rõ ràng đây là có chuyện gì. Nếu ngươi tưởng đối phó ta, vậy ngươi nhằm vào ta là được, không cần thiết liên lụy thượng người khác bành tím hô to một tiếng lộ ra giận trạng chiều trương huyền bước nhanh đuổi theo trương huyền căn bản không để ý tới bành kiệt hay không theo đi lên cái kia thật sự là xin lỗi a à. bành tím chạy chậm đến trương huyền bên cạnh đi theo trương huyền cùng nhau hướng phía trước đi đến ta biết ngươi trong lòng ủy khuất ngươi yên tâm ta sẽ bồi thường ngươi không cần trương huyền lắc lắc đầu người bản thân cũng chỉ là người bị hại chi nhất chuyện này cùng ngươi không có quan hệ không cần ngươi bồi thường không không không, bành tím vội vàng xua tay, nếu không phải ta, người cũng sẽ không thương thành cái dạng này, người nói cái yêu cầu đi, nếu có thể làm được, ta tận lực làm được. Không phiền ta là được, lúc này Trương Huyền đứng ở thang máy trước, hắn đã ấn xuống thang máy kiện, đường hắn đem câu này nói xong sau, cửa thang máy vừa vặn ở trước mặt hắn mở ra, hắn đi vào thang máy, lưu bành tím một người lăng ở nơi đó. Trương Huyền rời đi bệnh viện, đánh chiếc xe, thẳng đến Lâm Thị ở chỗ này chi nhánh công ty, đương đến chi nhánh công ty trước nghiệm minh thân phận sau, chi nhánh công ty người phụ trách lập tức xuống dưới nghênh đón, đương nhìn đến Trương Huyền cả người đều bọc băng gạc lúc sau, tên này người phụ trách hiển nhiên sửng sốt một chút, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết, Lâm Tổng lão công có phi thường không bình thường thân phận, Lâm Thị có thể làm được như bây giờ cả nước đệ nhất nông nỗi. Cùng người nam nhân này, có phân không khai quan hệ. Giúp Trương Huyền kết tiền xe sau, Người phụ trách sửa theo Trương Huyền yêu cầu, đem Trương Huyền đưa tới phòng nghỉ, hơn nữa tìm tới một bộ vệ tinh điện thoại giao cho Trương Huyền. Tác tô tư phất lôi sa mạc, quang minh đảo thượng, liền ở lâu đài cổ nội xa hoa trong đại sảnh, một đài cũ xưa điện thoại đột nhiên vang lên chói tai tiếng chuông, đang ở một bên đùa nghịch hoa cỏ PiS đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau bước nhanh đi tới, tiếp khởi điện thoại. Này điện thoại, đã lâu không vang qua, lão PiS dẫn đầu mở miệng mọi người đều rời đi lâu lắm. Trương Huyền Thanh Âm, ở trong điện thoại vang lên, người gần nhất thế nào? Ta đều hảo đâu, người yên tâm. Lão Pis khóe miệng không tự giác lộ ra tươi cười, nhưng thật ra ngươi, gần nhất mấy ngày nay, đã xảy ra không ít đại sự, hẳn là cùng ngươi có chút quan hệ đi. Ta muốn biết một ít tin tức, Trương Huyền mở miệng nói. Chờ một lát, ta sửa sang lại hảo. Trương Huyền nghe Lão Pis ở trong điện thoại thanh âm đốn vài giây, theo sau lại vang lên. Đầu tiên chuyện thứ nhất, Cửu cục nhất ca, Triệu Cực mất tích, vẫn luôn liên hệ không thường, có tin tức truyền ra tới nói, hắn giống như phá hủy cái gì quy củ, phải bị cách chức. Cách chức? Trương Huyền nghe trong điện thoại thanh âm, tiếp tục đi. "Ân, tin tức truyền ra tới, Triệu Cực lần này cách chức, hẳn là đã là ván đã đóng thuyền sự, cứ nghe không riêng gì Triệu Cực, ngay cả phản tổ Minh cũng bị liệt đến danh sách giữa, nơi này cụ thể là chuyện như thế nào, lấy chúng ta hiện tại mạng lưới tình báo?" còn tìm hiểu không đến. Ngươi nói liệt vào danh sách, là ai ở làm chuyện này? Trương Huyền hỏi, nghe nói là thần ẩn hội tìm được rồi hè oi bức cửu cục. Lão Pis đáp, thần ẩn hội sao? Trương Huyền trầm ngâm một phen, nói nói khác đi. Tử vong chi hải biến mất, nghe đồn ngày đó ở trên mặt biển đã xảy ra rất nhiều chuyện cổ quái. Nghe được trên biển, Trương Huyền tinh thần hơi chút tập trung một ít, đây là hắn hiện tại rất muốn làm rõ ràng một sự kiện chính là ngày đó đại chiến thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia năng lượng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Peace tiếp tục nói, căn cứ dò xét số liệu biết được, ngày đó mặt biển thượng xuất hiện một cổ chưa bao giờ từng có năng lượng thể, bên trong năng lượng phần tử cấu thành có 70% là chưa từng có xuất hiện quá, điểm này, hiện tại các thế lực lớn cũng đều ở điều tra. Kia năng lượng thể là từ đâu cái địa phương xuất hiện? Đây cũng là làm mọi người nghi hoặc một chút, kia năng lượng cũng không có cái gì phóng ra nguyên, thật giống như là đột nhiên xuất hiện dung hợp thể giống nhau. Đột nhiên dung hợp thể. Trương Huyền nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra lúc ấy đại chiến hình ảnh. Cầm trong tay quyền trượng Ngọc Hư đạo nhân, trên người vẫn luôn đều tản ra trắng tinh quang mang, Lam Vân Tiêu sở hữu đánh hướng Ngọc Hư công kích, đều sẽ bị những cái đó màu trắng quang mang sở dung hợp. Mà không riêng gì Ngọc Hư trên người màu trắng quang mang có loại này hiệu quả, ngay cả cốt ma trên người quang mang cũng là như thế, có thể dung hợp sở hữu công kích, này bạch quang xuất hiện, làm ngọc hư cùng cốt ma, tương đương đứng ở bất bại chi địa, nhưng kia từ trên trời giáng xuống thần bí năng lượng, lại nhẹ nhàng phá vỡ hai người bọn họ bên ngoài thân màu trắng quang mang, trương huyền ký ức là, ngọc hư hẳn là trước hết giải thể, mà ở ngọc hư giải thể lúc sau, cốt ma kia một thân bạch cốt cũng hoàn toàn vỡ vụn. Ngọc Hư trong mắt sai biệt thần sắc Trương Huyền đến bây giờ còn có thể nhớ rõ danh mạch. Mà ở kia lúc sau, Trương Huyền liền cái gì cũng không biết, chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm, chính mình đã đi tới khoảng cách cảng cách đó không xa, nằm ở một khối phù mộc phía trên. Kia cổ thần bí năng lượng, trực tiếp làm cả tòa Ngọc Hư Sơn biến mất, cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể làm Ngọc Hư Sơn tan rã, làm Ngọc Hư đạo nhân giải thể năng lượng, hư ảo, cường đại, làm người bất lực. Trương Huyền trầm ngâm thật lâu sau, cắt đứt điện thoại, hắn hít sâu một hơi, chuyện này, chỉ sợ còn phải chính mình đến kia lại đi nhìn xem, trước mặt, về trước một chuyến Ngân Châu đi. Đang ở lúc này, Trương Huyền sở đãi phòng nghỉ, cửa phòng bị gõ vang, là có người chuyên môn đưa quần áo lại đây. Trương Huyền cởi trên người bệnh nhân phục, thay đổi một thân mới tinh quần áo, làm người thông chi chuẩn bị phi cơ sau, liền muốn đi trước Ngân Châu. Một chiếc may bách đã ngừng ở chi nhánh công ty trước cửa, đương Trương Huyền xuống lầu sau, công ty người phụ trách chủ động đem cửa xe mở ra, cùng tiễn Trương Huyền lên xe trương huyền vừa mới ngồi vào bên trong xe một đạo kêu to thanh liền từ phía sau vang lên ngươi muốn đi nào a à? đáp ứng bồi cho chúng ta ra tiền đâu có phải hay không để thượng quần liền không nhận chứng a à? trương huyền khẽ cao mày hắn nghe ra tới đây đúng là cái kia bành kiệt thanh âm quay đầu nhìn lại liền thấy kia bành kiệt bị che ở công ty cổng lớn duỗi tay chiều phía chính mình chỉ vào trong miệng kêu to ta biết ngươi thấy ta thiếu cho ta làm bộ làm tịch người hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, ta liền mỗi ngày lại đây nháo, nhìn xem là chúng ta ai trước chịu không nổi, ta tưởng, truyền thông hẳn là rất muốn biết ở lâm thị, rốt cuộc có cái cái dạng gì nhân cha. Bành kiệt tiếp tục gào thét, bảo an, mau đuổi đi đi, công ty người phụ trách thấy Trương Huyền nhíu mày, vội vàng phân phó bảo an. Làm hắn lại đây đi, Trương Huyền ra tiếng, minh bạch, Trương Tiên Sinh, người phụ trách lập tức cung kính lên tiếng, vội vàng phân phó bảo an thả người. Bành kiệt vẻ mặt đắc ý đi vào công ty đại môn, đi vào xa tiền, nhìn ngồi ở ghế sau, ăn mặc khéo léo trương huyền, ra tiếng nói, ngươi chạy nhưng thật ra rất nhanh a, à, nếu không phải ta một đường đuổi theo ngươi, về sau lại muốn tìm ngươi nhưng không dễ dàng. Tới bắt tiền đúng không? Trương huyền hướng công ty người phụ trách phất phất tay, cho hắn khai một ngàn vạn chi phiếu. Minh Bạch, công ty người phụ trách lập tức gật đầu, một ngàn vạn chi phiếu, đối với này chi nhánh công ty tới nói cũng không tính cái gì, huống chi đây là lâm thị quyền lợi lớn nhất người mở miệng. Từ từ, bành kiệt vội vàng duỗi tay, ta nói, này một ngàn vạn, nhưng không đủ. Hiện tại việc này, nháo thật sự đại, nhà ta đã đem người ném hết, việc này nhưng không riêng gì tiền có thể giải quyết, ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi cần thiết đem việc này cho ta giải quyết. Giải quyết, ngươi tưởng như thế nào giải quyết, Trương Huyền biểu hiện có chút không kiên nhẫn. Rất đơn giản, Bành kiệt đôi tay ôm ngực, ngươi cho ta ra một công đạo, bởi vì ngươi, Trần Sư Phó đã cùng tỷ của ta giải trừ hôn ước, đối với nhà ta tới nói, tổn thất nhưng không riêng gì tiền, ngươi hiện tại lập tức cùng ta đi nhà ta. Bằng không, Trần Kỳ võ quán người tìm tới môn tới, chẳng sợ ngươi là lâm thị người, ngươi cũng không chịu nổi. Trần Kỳ võ quán, Trương Huyền nhìn mắt công ty người phụ trách, có nghe nói qua sao? Ân, công ty người phụ trách gật gật đầu, Trần Kỳ võ quán là này một mảnh nhất hỏa võ quán chi nhất, nghe nói quán chủ là từ cổ chiến trường lần trước tới, thực lực rất mạnh, Trương Tiên Sinh ngươi cũng biết, hiện tại võ quán địa vị rất cao, ngay cả phía chính phủ cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Hảo, ta đã biết, vậy đi trước một chuyến cái kia Trần Kỳ võ quán đi, việc này ta tới giải quyết. Trương Huyền mở miệng nói, lại đối Bành Kiệt nói, ngươi lên xe đi, cùng ta cùng đi võ quán. Đi võ quán, ha ha, người đều bị đánh thành gì dạng, Ta nhưng không đi theo người võ quán Bành Kiệt đầu diêu cùng chống bỏi dường như Có thể nhìn ra được tới Hắn là thật sự không nghĩ đi Hơn nữa, hiện tại trần kỳ võ quán người Đã tìm được nhà ta đi Vậy đi trước nhà ngươi Hảo, Bành Kiệt không hề nghĩ ngợi liền gật đầu Có thể nhìn ra được tới Mục đích của hắn chính là cái này Mang theo Bành Kiệt Một đường đi vào Bành ra Bành ra ra cảnh không tồi Tại đây tòa thành thị Cũng có được một cái hoạt động không tồi công ty bành ra ở tại trung tâm thành phố không xa một cái xa hoa tiểu khu giữa. Đập vào mắt này tiểu khu xe vị thượng tất cả đều là xa hoa siêu xe, có thể nhìn ra được tới ở nơi này người, phi phú tức quý. Ở bành kiệt dưới sự chỉ dẫn, bọn họ ngồi xe, ở một đống liên bài biệt thự trước ngừng lại, biệt thự trước cửa, ngừng mấy chiếc siêu xe, đồng thời vây quanh rất nhiều người, trương huyền nhìn đến, cái kia bành tím, liền ở đám người giữa, lúc này thấp đầu, không rên một tiếng, đầy mặt ủy khuất vây quanh ở bành tím bên cạnh người, mỗi một cái trên mặt đều mang theo cuồng vọng, một cái trung niên nữ nhân, chính không ngừng ra tiếng gian dậy bành tím. Audio điện tử võ tấn bền Ta nói bành tím, lớn như vậy người, làm việc hoặc nhiều hoặc ít mang chút đầu óc, tưởng trộm nam nhân, kia cũng đến tìm cái giống dạng đi, người đại biểu, chính là chúng ta bành ra a. Trung niên nữ nhân trong miệng phát ra như vậy thanh âm. Đang ở lúc này, một chiếc may bách ở bọn họ trước mặt chậm rãi dừng lại cửa xe mở ra bành kiệt từ ghế sau nhảy xuống tới hô lớn tam thẩm người ta đã tìm tới chính là hắn ở bành kiệt tay phải sở chỉ phương hướng tài xế vì trương huyền mở cửa xe trương huyền thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt chính là hắn kia bị bành kiệt xưng là tam thẩm trung niên nữ nhân đánh giá liếc mắt một cái trương huyền nhìn qua nhân mô cầu giảng như thế nào làm đều là chút hạ ba đường sự tam thẩm, ta đều nói, việc này thật sự không phải các người tưởng như vậy. Bành tím vội vàng ra tiếng, ta chỉ là có cái khuê mật ở khách sạn ở, ta đi tìm nàng, mới vừa đem khuê mật tiến đi, họ trần liền ra tới nói ta trộm người. Ta cùng hắn đều là vô tội. Vô tội, ngươi nói vô tội liền vô tội, tam thẩm vẻ mặt không thuận theo không buông tha, việc này, ngươi cần thiết làm hắn cho chúng ta ra một công đạo. Đòi tiền, nói cái số liền hảo, trương huyền ra tiếng, đến nỗi trần kỳ võ quán sự ta tới giải quyết u tiểu tử khẩu khí không nhỏ a à, kia vây quanh ở chung quanh vài tên nam tính đôi tay ôm ngực đi rồi đi lên chúng ta trần kỳ võ quán sự người nói giải quyết liền giải quyết trương huyền đánh giá những người này mở miệng nói các người quán chủ là từ cổ chiến trường trở về kêu hắn lại đây hắn hẳn là nhận thức ta a à, thật lớn khẩu khí một người cười lạnh ra tiếng muốn tìm chúng ta quán chủ chả chúng ta quán chủ nhận thức ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cổ chiến trường tổng chỉ huy. Bành Kiệt đi đến kia trung niên nữ nhân bên cạnh thấp giọng nói cái gì? Ở Bành Kiệt nói mấy câu sau, trung niên nữ nhân đối Trương Huyền coi khinh sắc mặt hơi chút đổi đổi. Ở cái này khu biệt thự, Trương Huyền sở gọi này chiếc chạy băng băng may bách, cũng không tính thực đặc biệt, cho nên này cũng không có làm Tam Thẩm đối Trương Huyền xem trọng liếc mắt một cái, nhưng theo Bành Kiệt giải thích, người này thế nhưng ở Lâm thị chi nhánh công ty có cực cao địa vị này đã có thể không giống nhau, Lâm Thị A. À. Cả nước long đầu xí nghiệp, cho dù là chi nhánh công ty, kia cũng là cực cường, ít nhất tại đây tòa thành thị, cũng có thể bài tiến lên vài tên. Tam thầm thấp giọng thở dài, nếu là dĩ vãng, bành tím cùng người này làm đến một khối, đối nhà của chúng ta tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt, nhưng hiện tại, này võ quán địa vị càng ngày càng cao, đã không phải tập đoàn tài chính một tay che trời thế đạo, lâm thị chi nhánh công ty, không bằng trần kỳ võ quán A. Tam thẩm sự tình hiện tại đã như vậy kia đến kịp thời làm ra lựa chọn muốn ta nói võ quán hiện tại tuy rằng như mặt trời ban trưa nhưng tình huống như vậy có thể duy trì bao lâu ai đều nói không tốt vẫn là tiền tới nhất thật sự nếu có thể cùng lâm thị đáp thượng tuyến đối chúng ta tới nói cũng là một rất tốt sự a à. muốn ta nói chúng ta hiện tại liền biểu cái thái nếu trần kỳ võ quán thật muốn đối hắn làm cái gì chúng ta liền đứng ở hắn bên này dù sao sự tình cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta trên người chờ bọn họ đem việc này giải quyết, người này tình chúng ta không phải kiếm lời. Trần Kỳ võ quán liền tính lại uy phong, chẳng sợ có thể áp Lâm Thị một đầu, kia cũng không dám đem Lâm Thị người thế nào đi, ta nghe nói, Lâm Thị sau lưng kia đại lão bản, nhưng khó lường đâu. Bành Kiệt bình tĩnh làm ra một phen phân tích. Tam thẩm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không được, y theo ta nói, vẫn là đến cùng Trần Kỳ võ quán giao hảo, người xem tiểu tử này, hắn tuổi trẻ, cũng có diện mạo, bành tím tuy rằng cũng coi như cái mỹ nữ, nhưng còn chưa tới cái loại này khuynh quốc khuynh thành nông nỗi, căn bản buộc không được hắn loại người này. Nhưng thật ra Trần Kỳ võ quán bên trong cái kia họ Trần Đại Đệ Tử, vẫn luôn đối bành tím nhớ mãi không quên, cùng với đánh cuộc một cái không ổn định nhân tố, chỉ bằng trực tiếp liền lựa chọn Trần Kỳ võ quán. Dù sao loại này lựa chọn, nhất định sẽ không sai. Bành kiệt nhún vai, ta đều có thể, hiện tại đem hắn kêu tới, chính là muốn cho tam thẩm ngươi làm quyết định, người muốn quyết định không cùng Lâm Thị giao hảo, ta đây khẳng định cũng không cho tiểu tử này hảo quá. Từ trên người hắn hung hăng xảo trá một bút. Tam Thẩm gật gật đầu, hành, việc này ngươi đi làm đi. Bành Kiệt lên tiếng, Triều Trương Huyền đi đến. Tam Thẩm nhìn Bành Kiệt rời đi bóng dáng, đi đến một bên không người địa phương, lấy ra di động, bát thông một cái dãy số. Uy, sự tình đã làm tốt, hiện tại cái kia người chịu tội thay cũng tới, ngươi chuẩn bị dẫn người lại đây đi, yên tâm. Bành tím tuyệt đối là của ngươi, chạy không được, nếu ngươi làm đủ hảo, nàng hôm nay buổi tối phải rửa sạch sẽ nằm ở ngươi trên giường. Bên kia, Trương Huyền bị mấy cái trần kỳ võ quán người vây quanh, những người này trong miệng, còn ở đối Trương Huyền phát ra trào phúng. Bành kiệt bước nhanh đi tới, ra tiếng nói, tiểu tử, sự tình ngươi cũng thấy rồi, việc này không riêng gì cùng nhà của chúng ta có quan hệ, cũng đến cấp trần kỳ võ quán một lời giải thích, hiện tại đem ngươi đưa tới này tới, nhà của chúng ta sự hảo thuyết hai ngàn vạn, tạm tha ngươi lúc này đây, đến nỗi trần kỳ võ quán bên này, chính ngươi nhìn làm. Trương Huyền khẽ nhíu mày, hắn không để bụng một ngàn vạn vẫn là hai ngàn vạn, nhưng bành kiệt này xảo trá thái độ, đích xác làm hắn phi thường phản cảm. Trương Huyền từ nhỏ, làm đều không phải cái gì bình thường hoạt động, muốn xảo trá, cũng đều là hắn trước kia xảo trá người khác phân, hiện tại thu sơn, ngược lại bị người khác xảo trá đến trên người tới. Chỉ có một ngàn vạn, hoặc là... Trương Huyền trả lời. Bành Kiệt sắc mặt biến đổi, tiểu tử, ngươi chơi ta. Nói cho ngươi, hai ngàn vạn, một phân đều không thể thiếu. Đúng vậy, hai ngàn vạn, một phân không thể thiếu. Ở Bành Kiệt thanh âm rơi xuống nháy mắt, lại có một đạo thanh âm vang lên, liền thấy một người nhìn qua 27 đến 28 tuổi nam nhân, trên người còn ăn mặc luyện võ phục, bước đi tới, ở hắn luyện võ phục thượng viết có một cái trần tự, đại biểu này thế lực phía sau, đây là trần kỳ võ quán người đường này nam nhân sau khi xuất hiện những cái đó nguyên bản vây quanh ở trương huyền bên cạnh trần kỳ võ quán thành viên tất cả đều lộ ra cung kính thần sắc trần đài đại sư huynh đại sư huynh hảo đại sư huynh mọi người ra tiếng nói ra này nam nhân thân phận trần đài chính là hiện tại trần kỳ võ quán đại đệ tử hắn đã sớm tại đây chung quanh chờ đương nhận được bành kiệt tam thẩm đánh tới điện thoại sau lập tức liền xuất hiện ở nơi này Trần Đài trước hướng bành tử vi hơi cười, tiểu tím, ta biết, việc này ngươi là vô tội, nhưng ngươi vô tội, không đại biểu người này cũng là vô tội, chẳng lẽ ngươi cho rằng sự tình có như vậy xảo sao, sao, nơi này có người từ giữa làm khó dễ, đến nỗi là cái gì mục đích ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm loại người này thực hiện được, hắn sẽ trả giá đại giới. Trần Đài khi nói chuyện, trực tiếp liền cấp trương huyền tại đây sự kiện thượng an bài một thân phận đi lên. Trần Đài giọng nói rơi xuống sau, lại nhìn về phía Trương Huyền, ra tiếng nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, cũng mặc kệ ngươi là cái gì mục đích, nhưng chuyện này, ngươi yêu cầu trả giá đại giới, hai ngàn vạn, là ngươi cho chúng ta trần kỳ võ quán bồi thường. Nga, Bành Kiệt đột nhiên nhướng mày, nghe Trần Sư Huynh ý tứ trong lời nói, lúc này đây sự, chẳng những cùng tiểu tử này có quan hệ, này trong đó quan hệ, còn không cạn lạc. Ha ha, ta tự nhiên là có nắm chắc, mới có thể nói như vậy trần đài đôi tay bối ở sau người bành kiệt hướng bành tím cười lạnh một tiếng nhìn dáng vẻ Người luôn mồm kêu vô tội người kết quả là cũng không vô tội a à. bành tím cũng là rõ ràng sửng sốt một chút tam thẩm tránh ở đám người phía sau ánh mắt lộ ra thực hiện được thần sắc trương huyền nhìn mắt di động thượng thời gian ra tiếng nói thời gian không còn sớm ta không có thời gian cùng các ngươi tại đây chơi loại trò chơi này kêu các ngươi quán chủ lại đây đi kêu quán chủ, ha ha, Trần Đài cười lạnh một tiếng, thực sự có ý tứ, người cảm thấy, đây là có thể làm chúng ta biết khó mà lui biện pháp. Luôn mồm kêu muốn kêu chúng ta quán chủ, là cho rằng chúng ta quán chủ căn bản sẽ không xuất hiện đúng không? Bất quá, người tưởng sai rồi, sư phụ ta, vừa vặn liền ở thành phố, ta tưởng chúng ta võ quán phát sinh như vậy sự, sư phụ ta hắn rất vui lòng ra mặt, rốt cuộc. Người đây là cố ý ở đánh chúng ta Trần Kỳ võ quán mặt. Trần Đài nói, lấy ra di động, bát thông cái dãy số đi ra ngoài, nói nói mấy câu sau, liền đem điện thoại cắt đứt. Tiểu tử, sư phụ ta thực mau liền tới rồi, ta đảo muốn nhìn một chút, chờ hắn tới, người còn có cái gì nói. Trần Đài hướng Trương Huyền cười nói, ở Trần Đài tươi cười giữa, mang theo rất nhiều khinh miệt. Muốn ta nói, cũng đừng cho tiểu tử này mặt, dù sao hắn liền loại sự tình này đều làm được, cũng không biết xấu hổ. Một người võ quán thành viên nói, không tôi, còn làm hắn thấy chúng ta sư phụ, hắn có cái gì tư cách thấy chúng ta sư phụ? Bành Kiệt Âm Dương quái khí nói, tiểu tử nhìn không ra tới a, à, ỷ vào chính mình là Lâm Thị người, liền dám cùng Trần Kỳ võ quán gọi nhịp, có can đảm. Bất quá ta muốn biết, từ từ Trần quán chủ tới, người còn có hay không hiện tại này phó đạm nhiên bộ dáng. Từng đạo châm chọc tiếng vang lên, Trương Huyền không rên một tiếng, hắn đang chờ đợi tên này quán chủ đã đến. Nửa giờ sau. Trần Đài nhận được một chiếc điện thoại, chạy chậm rời đi nơi này, hiển nhiên là tiếp người đi, mà ở này nửa giờ thời gian nội, kia châm chọc thanh liền không đoạn quá. Tiểu tử, nhân gia Trần Quán chủ đều tới, người còn tại đây trang đâu? Bành kiệt vòng quanh Trương Huyền xoay một vòng, ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn nhận sai, đem tiền đào, hết thảy sự tình, cũng liền kết thúc, ngàn vạn ngàn vạn, cũng không nên cho chính mình tự tìm phiền phức a. ta tại đây, còn cùng ngươi hảo ngôn khuyên bảo, từ từ trần quán chủ tới rồi, nhưng không ai giữ được ngươi. Bành Kiệt đang nói, liền thấy những cái đó võ quán thành viên, tại đây một khắc, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía cùng cái phương hướng, nguyên bản đều một bộ bá đạo bộ dáng bọn họ, lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, một đám chạm thẳng tắp. Cách đó không xa, trần đài bồi một nam nhân trung niên, chậm rãi chiều bên này đi tới, trung niên nam nhân thân xuyên màu đen luyện võ phục, đi đường, tự thân liền tản ra một loại uy thế, hắn đôi mắt đảo qua, có thể làm người không tự giác sinh ra sợ hãi chi tâm, hiển nhiên, người này, là trải qua quá lớn trường hợp. Quán chủ, quán chủ, mọi người vấn an, sư phụ, chính là người này, Trần Đài mang theo Trần quán chủ đi đến Trương Huyền trước mặt, chính là hắn, liên hợp người khác, tính kế bành tím, mới làm chúng ta võ quán cùng bành ra đều mất hết mặt, người này ỉ vào chính mình là lâm thị người, liền làm sằng làm bậy, quả thực là không đem chúng ta để vào mắt. Trần Quán Chủ nhìn về phía Trương Huyền, ở nhìn đến Trương Huyền này trong nháy mắt, Trần Quán Chủ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, hắn đôi mắt bên trong, hơi hơi lộ ra một mặt nghi hoặc. Không cần suy nghĩ, chính là ta, Trương Huyền ra tiếng. Trương Huyền vô cùng đơn giản bảy chữ, làm Trần Quán Chủ hít hà một hơi. Ở kia cổ chiến trường thượng, Trương Huyền tuy rằng xuất hiện thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn xuất hiện là có thể quyết định toàn bộ chiến trường thế cục. Trương Huyền không ở thời điểm, triệu cực đảm nhiệm kia chiến trường phía trên tổng chỉ huy, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, chân chính tổng chỉ huy là cái kia chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Trần Quán chủ thượng quá cổ chiến trường, nhưng ở cổ chiến trường thượng, hắn chỉ là một cái không chấp mắt tiểu binh, thậm chí ngày thường thấy Trương Huyền, đều chỉ là cách xa nhau rất xa mới có thể quan vọng, cũng không có thấy rõ quá. Mà liên ở vừa mới, Trần Quán chủ nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, liền cùng cổ chiến trường thượng kia nói đối với nhân loại mà nói, giống như thần linh thân ảnh trùng hợp ở bên nhau, cái này làm cho hắn sững sờ, nhưng hắn không dám tin tưởng, bởi vì hắn nghe chính mình đồ đệ nói, trước mặt người này, rốt cuộc làm chuyện gì, mà tên kia giống như thần linh mang cho toàn nhân loại hy vọng thanh niên, lại như thế nào làm như vậy sự, cho nên hắn không xác định. Nhưng đương trương huyền mở miệng trong lúc nói chuyện, Trần Quán Chủ trong lòng liền đã trăm phần trăm xác định, đây là Trương Huyền, chính là vị kia, dẫn dắt nhân loại đại quân, đánh lui thú nhân tổng chỉ huy. Bị mọi người lấy cung kính thần sắc đối đãi trần quán chủ, đối mặt trương huyền, quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền, thanh âm to lớn vang dội mở miệng, thuộc hạ, trần hưng, gặp qua tổng chỉ huy đại nhân. Trần hưng quán chủ đột nhiên làm ra động tác, cùng với trong miệng theo như lời ra thanh âm, làm mọi người, đều hoàn toàn lăng ở chỗ này, gặp qua tổng chỉ huy. Này có ý tứ gì? Trần Hưng thượng quá cổ chiến trường, kia hắn trong miệng tổng chỉ huy, chẳng phải là nói, chính là vị kia trong truyền thuyết. Tại đây một khắc, tất cả mọi người đem không thể tưởng tượng ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Bành Kiệt trong lòng bỗng nhiên cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ đến, người này phía trước cho chính mình nói qua, hắn là lâm thanh hạm trượng phu, hắn căn bản là không phải ở lừa chính mình. Đứng lên đi, Trương Huyền hướng Trần Hưng mở miệng. Trần Hưng đứng dậy, trong mắt hắn, sợ toát ra, là kích động thần sắc. Trương Huyền tiếp tục ra tiếng, nơi này sự, có người từ giữa làm khó dễ, ngươi nên từ các ngươi bên trong hảo hảo cha một cha, ra cổ chiến trường sự, toàn thế giới võ giả địa vị đều ở đề cao, loại này thân phận đột nhiên đề cao cảm giác, sẽ làm người bành trướng, thả làm ra một ít vô pháp thuyết phục sự, ta hy vọng các ngươi khai võ quán tự giải quyết cho tốt, người thượng qua chiến trường. Biết võ quán địa vị đề cao là vì cái gì, không phải làm đại gia tác oai tác phúc, minh bạch sao? Trương Huyền nói, thực bình tĩnh, ngữ khí cơ hồ không có gì dao động. Nhưng Trần Hưng thần kinh, đã hoàn toàn căng thẳng, hắn đãi qua chiến trường, cũng nghe nói qua vị này tổng chỉ huy thủ đoạn, chẳng sợ một cái đơn giản mệnh lệnh, đối với các thế lực lớn thủ lĩnh tới nói, cũng là muốn nhất định đi dụng tâm hoàn thành không thể. Tổng chỉ huy yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ tra rõ. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, vừa rồi cho ngươi lời nói, hy vọng ngươi cũng có thể đưa tới cho người khác, ta không hy vọng lại nhìn đến võ quán xuất hiện dáng vẻ này. Minh Bạch, Trần Hưng đứng thẳng thân mình. Trương Huyền không có nói cái gì nữa, hắn đi đến xe bên, ngồi vào bên trong xe, đi sân bay. Này chiếc may bách ở mọi người trong mắt khai đi, lưu lại còn đang ngẩn người mọi người. Các ngươi thực không tồi, hôm nay tại đây, nếu không phải tổng chỉ huy, chỉ sợ, sự tình liền dựa theo các ngươi tưởng phương hướng phát triển đi. Trần Hưng ánh mắt, từng cái từ mọi người trên người đảo qua, trong mắt sở lộ ra là phẫn nộ thần sắc. Nhìn sinh khí phát hỏa Trần Hưng, Trần Đài đám người trong lòng đều là hoảng loạn không thôi. "Sư phụ, người đừng nóng giận, chuyện này ta sẽ." Trần Đài mới vừa mở miệng, liền bị Trần Hưng đánh gãy. "Trần Đài, người cảm thấy ta là ngốc tử sao? Ngươi lời thề son sát bôi nhỏ tổng chỉ huy, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ sao? Ta sẽ ở hoàn toàn điều tra rõ chuyện này sau, cùng ngươi chậm rãi tính sổ." Đến nỗi Trương Huyền, nơi này sự tình, đối hắn mà nói, bất quá là một kiện nhạc đệm, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở hắn, về võ quán hiện tại xã hội địa vị vấn đề, đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất, phát hiện kịp thời. Mấy cái giờ sau, Trương Huyền ngồi tư nhân phi cơ ở Lâm Thị Sân bay rất xuống, sớm đã có người tại đây chờ, chờ đợi Trương Huyền đã đến. Bất quá, nguyên bản chờ đợi Trương Huyền, là Lâm Thị phái tới người, nhưng hiện tại, Lâm Thị người, đã toàn bộ bị chắn sân bay ngoại, mà ở sân bay nội, là thống nhất thân xuyên cửa cục chế phục thành viên. Trương Tiên Sinh, tự giới thiệu một chút, ta kêu Tưởng Đào, vị này chính là ta đồng sự Lâm Chân, có một số việc yêu cầu ngươi phối hợp một chút. Hai gã thân xuyên cửa cục cao tầng chế phục thành viên, đi vào Trương Huyền trước mặt, một nam một nữ, đều hơn 30 tuổi. Trương Huyền nhìn mắt hai người, ra tiếng nói, khi nào ta Trương Huyền cũng đáng đến làm cửa cục bãi lớn như vậy phô trương. Tại đây một nam một nữ phía sau là rậm rạp cửu cục thành viên, đứng đầy toàn bộ sân bay, nhân số tuyệt đối hơn một ngàn, mà trừ bỏ này hai gã thân xuyên cao tầng chế phục người bên ngoài, còn lại người, tất cả đều súng vác vai, đạn lên nòng, toàn bộ võ trang, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tưởng đào cười cười, trương tiên sinh, người biết đến, đối mặt ngươi loại người này, chẳng sợ chúng ta trường hợp như vậy, cũng quá tiểu nhi khoa, sở dĩ như vậy, chỉ là tưởng cấp trương tiên sinh thuyết minh một chút chúng ta cửa cục quyết tâm. Trương huyền nhún vai, phi mang đi ta không thể quyết tâm đúng không? Tưởng đào không nói gì. Trương huyền vươn đôi tay, yêu cầu khảo thượng sao. Lâm chân lấy ra một bộ màu bạc còng tay ra tới. Tưởng đào mở miệng, trương tiên sinh, tuy rằng biết thứ này đối với người cũng không có cái gì dùng, nhưng nên đi lưu trình vẫn là phải đi. Răng rắc tiếng vang, lạnh lẽo còng tay đã khảo ở trương huyền trên cổ tay. Trương Tiên Sinh, thỉnh đi. Lâm Chân làm ra một cái thỉnh thủ thế. Trương Huyền ánh mắt ở hai người trên mặt đảo qua, ra tiếng nói, ta chỉ nghĩ xác định một sự kiện, lão bà của ta tình huống hiện tại thế nào. Yên tâm, phu nhân hết thảy an toàn, có người sẽ tỉ mỉ chiếu cố. Tưởng Đào đáp, "OK." Trương Huyền gật gật đầu, "Kia đi thôi." Những cái đó súng vác vai, đạn lên nòng cửu cục thành viên, chủ động nhường ra một cái thẳng tắp con đường, Tưởng Đào cùng Lâm Chân hai người một tả một hữu đứng ở trương huyền bên cạnh, chiều sân bay ngoại đi đến. Ở sân bay cửa, đỗ rậm rạp xe thiết giáp, kia xe thiết giáp thượng tất cả đều trang bị trọng hình công kích thiết bị, có thể thấy được cửa cục đối đãi lúc này đây hành động, có bao nhiêu trịnh trọng. Mà ở này đỗ chỉnh tề xe thiết giáp trung ương, còn lại là một chiếc dài hơn hồng kỳ xe hơi. Toàn xe chống đạn, loại này cấp bậc xe đều ra tới sao, ta đều phân không rõ chính mình rốt cuộc là phiền nhân vẫn là cao tầng trương huyền đánh giá này chiếc hồng kỳ xe hơi trương tiên sinh thân phận đặc thù lúc này đây chỉ là tưởng trương tiên sinh phối hợp một ít việc mà thôi tưởng đào mở cửa xe trương huyền ngồi xuống mà lâm chân tắc từ bên kia ngồi trên xe tưởng đào cùng lâm chân ở bên trong xe cũng là một tả một hữu ở trương huyền bên cạnh tưởng đào cầm lấy một bộ màu đen mặt nạ bảo hộ trương tiên sinh người biết quy củ đương nhiên trương huyền gật gật đầu cầm lấy mặt nạ bảo hộ chủ động mang ở trên đầu. Chiếc xe chậm rãi phát động, tuy rằng Trương Huyền giống nhau có thể suy tính ra chiếc xe sở đi vị trí cùng phương hướng, nhưng hắn lúc này đây cũng không có đi tính toán này đó. Ước chừng nửa giờ sau, Trương Tiên Sinh hiện tại khăn trùm đầu có thể hái xuống. Tưởng đào thanh âm vang lên, Trương Huyền tháo xuống khăn trùm đầu, phát hiện cửa xe đã mở ra, lúc này chiếc xe chính ngừng ở một cái sáng ngời đại sảnh bên trong, đại sảnh chung quanh, một mảnh trống trải, chỉ có một chương ghế dựa đặt ở nơi đó. Trương Huyền xuống xe, chủ động đi đến kia chương ghế dựa ngồi hảo. Tưởng đào cùng Lâm chân hai người đứng ở Trương Huyền trước mặt. Lâm chân lấy ra một cái folder, ra tiếng nói, Trương Tiên Sinh, xin hỏi một ngày trước, ngươi ở nơi nào? Tử vong chi hải, Trương Huyền như vậy mở miệng. Tử vong chi hải biến mất, cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm chân hỏi lại. Nhiều ít có một ít đi, Trương Huyền trả lời. Người đi tìm chết Phong Chi Hải là làm cái gì? Trương Huyền không hề nghĩ ngợi liền trả lời, giết người. Lâm Trân gật gật đầu, nhìn mắt đứng ở một bên xào sạc. Xào sạc đi lên trước tới, ra tiếng hỏi, Trương Tiên Sinh, ở người từ tử vong Chi Hải giết người trở về lúc sau, có hay không gặp qua triệu cực triệu đại nhân? Trương Huyền lắc lắc đầu, không có nhìn thấy. Sao sạc nói, có thể được đến tin tức biết được, ngươi là cùng triệu cực đại nhân cùng nhau rời đi tử vong chi hải, ngày hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trương Huyền nhún vai, kia hẳn là các ngươi được đến tin tức có lầm. Trương Tiên Sinh, chuyện này, sự tình quan trọng đại. Tưởng đào vẻ mặt trịnh trọng, ta biết, các ngươi vài vị ở tử vong chi hải làm những cái đó sự, là ta không thể lý giải trình độ, thậm chí đối với chúng ta mà nói, các ngươi thậm chí sớm đã đạt tới cái gọi là thần tiên thủ đoạt, nhưng chúng ta cử cục muốn bảo đảm, là nhân dân an toàn, hiện tại phát sinh sự đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi cư dân bình thường sinh hoạt, hiện tại còn chỉ là ở nảy sinh trạng thái, một khi chuyện này hoàn toàn lên men lên, toàn bộ thế giới đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, loại này ảnh hưởng đáng sợ trình độ. Khó có thể tưởng tượng. Trương Huyền không nói gì, lặng lặng nhìn Tưởng Đào, hắn biết Tưởng Đào còn có khác sự tình muốn nói. Liền thấy Tưởng Đào từ phía sau lấy ra một cái folder, mở ra nói, "Trương tiên sinh, đây là một phần tuyệt mật tình báo, ngày hôm qua ban đêm, toàn bộ thế giới, tổng cộng có 1694 cái địa phương, phát sinh kỳ quái biến hóa, xuất hiện dị tượng, tại đây đồng thời, tổng cộng có 4 vạn 8732 người, bởi vì đêm qua dị tượng, lâm vào hôn mê trạng thái, này trong đó, chúng ta hè oi bức cùng sở hữu 2433 người, những người này, trong đó có ba cái, ở hôm nay buổi sáng, thân thể xuất hiện biến hóa, bọn họ thân thể, ra đời một ít kỳ dị năng lực, đối với loại năng lực này, có một cái từ có thể giải thích, gọi là dị năng. Tưởng đào hít sâu một hơi, tiếp tục nói, này ba người, bọn họ thân thể tố chất đã xảy ra đại biên độ tăng trưởng, trong đó một người hai mắt, thậm chí có thể thấy rõ vài trăm thước bên ngoài ruồi bọ, mà loại chuyện này, còn lại hai người, cũng từng người thức tỉnh rồi năng lực, đến nỗi còn lại còn ở hôn mê 2.400 người, bọn họ ở ngủ say chung, thân thể đang ở dần dần phát sinh biến hóa, cụ thể sẽ hiện ra cái dạng gì trạng thái, ai cũng không biết, chúng ta tin tưởng, này đó dị tưởng phát sinh, cùng đêm qua tử vong chi hải biến mất có quan hệ. Cho nên, tưởng đào đi đến Trương Huyền trước mặt, nhìn Trương Huyền đôi mắt, Trương Tiên Sinh, thì ngươi nói cho ta, ở tử vong chi trong nước, rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì, này đó đã phát sinh sự, sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Ta cũng không rõ ràng, Trương Huyền lắc lắc đầu, Tưởng đào liền như vậy nhìn chằm chằm Trương Huyền ước chừng 10 giây, theo sau mới xoay người, ra tiếng nói, Trương Tiên Sinh, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có các ngươi rõ ràng, chúng ta cần thiết muốn từ ngươi này được đến đáp án. Nếu từ ta này không chiếm được đáp án đâu, Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Trương Tiên Sinh, thỉnh ngươi chú ý, chúng ta nói, là cần thiết. Đứng ở một bên lâm chân cường điệu một tiếng, hơn nữa, chúng ta rất rõ ràng ngươi suy nghĩ cái gì, này gian phòng ốc là đặc chế, không, nói đúng ra, toàn bộ ngầm căn cứ, đều là đặc chế, là ở luyện khí giả đại biên độ xuất hiện lúc sau, cử cục áp dụng khẩn cấp thi thố, trương tiên sinh, ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua một loại có thể ngăn cách khí tài chất, tại đây loại hoàn cảnh hạ, cho dù là ngươi, muốn rời đi, hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đương Lâm chân nói âm rơi xuống lúc sau, này sáng ngời đại sảnh, đột nhiên phát sinh máy móc chuyển động thanh âm, liền thấy chung quanh vách tường, toàn bộ kéo dài ra kia đường kính có thể so với cánh tay pháo quản tại đây một khắc toàn bộ nhắm ngay trương huyền mà lâm chân cũng kéo ra áo ngoài ở nàng trên người trói đầy thuốc nổ ta cùng với tưởng đào cũng làm hảo tùy thời hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị cho nên ta tưởng trương tiên sinh chúng ta có lẽ có thể hảo hảo tâm sự trương huyền đánh giá chung quanh pháo quản nhìn dáng vẻ các người đây là muốn uy hiếp ta tưởng đào ra tiếng trương tiên sinh trên thực tế chúng ta cũng không nghĩ cái dạng này, nhưng hiện tại tình huống, đích xác đã phá lệ nguy cơ, một khi những người này toàn bộ thức tỉnh, xử lý như thế nào bọn họ, sẽ là một cái rất lớn nan đề, hơn nữa, này chỉ là chúng ta đã biết xuất hiện vấn đề người, không biết còn có bao nhiêu người, cũng không ở chúng ta quản khống trong phạm vi, lần này dị biến, làm cho bọn họ có được viễn siêu thường nhân năng lực, người hẳn là rõ ràng, một khi một người đột nhiên cường đại lên lúc sau. Hắn đều sẽ làm ra như thế nào hành vi? ha ha, siêu có thể mất khống chế sao? Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta đích xác rất muốn hỗ trợ, nhưng lần này rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự, ta đích xác không rõ ràng lắm, ta tưởng các ngươi vẫn là tìm người khác hỏi một chút đi. Trương Tiên Sinh, thì ngươi đúng sự thật nói cho chúng ta biết. Lâm Trân ra tiếng, triệu cực triệu đại nhân đã làm phản, phản tổ Minh Lam Vân Tiêu cũng đã bị chúng ta cử cục liệt vào chiến đấu đối tượng, mà Trương Tiên Sinh ngươi, ta tưởng người hẳn là không hy vọng quý phu nhân bị chuyện này liên lụy thượng đi. Trương Huyền nheo lại hai mắt, các người rất có ý tứ, lấy lão bà của ta uy hiếp ta, các người thật sự sẽ không sợ chết sao. Thật ra mà nói, chúng ta sợ, tưởng đào mở miệng, nhưng chúng ta càng sợ chuyện này hoàn toàn lên men, Trương Tiên Sinh, lúc này đây, thật sự xin lỗi. Trương Huyền lắc lắc đầu, ra tiếng nói, về cái gọi là triệu cực làm phản sự, có thể cho ta nói một chút sao. Triệu cực triệu đại nhân hôm nay buổi sáng đi đến quá cửu cục tổng bộ, hắn cầm đi một thứ, đó là không cho phép mang ra cửu cục, bất luận kẻ nào đều không được, triệu đại nhân phá hư quy củ, đã bị coi là làm phản. Tưởng đào ra tiếng, trương tiên sinh, ta biết ngươi cùng triệu đại nhân quan hệ cá nhân thực hảo, nhưng ở nhân dân trước mặt, ta hy vọng trương tiên sinh ngươi có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi đã từng đứng ở quá cổ chiến trường hàng đầu, vì toàn nhân loại phấn đấu, ta tin tưởng, ngươi ở trong lòng, có thuộc về chính mình một cây cân. Triệu cực giống nhau có, Trương Huyền nhắm mắt lại, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, này trong đó, rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì, Triệu cực, ngươi lại gạt ta cái gì. Trương Tiên Sinh, thì ngươi làm ra lựa chọn đi, Lâm chân mở miệng, Trương Huyền hít sâu một hơi, ta đã nói, ta cũng không rõ ràng trong đó đã xảy ra cái gì, đồng dạng, ta cũng rất muốn biết này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta có thể cùng các ngươi cùng đi một chuyến sự phát địa phương. Tưởng đào cùng lâm chân hai người liếc nhau. Trương tiên sinh, người chờ một lát, tưởng đào cấp trương huyền một cái hồi phục lúc sau, hướng lâm chân đưa mắt ra hiệu, hai người chiều một bên vách tường đi đến. Tại đây hai người đi đến vách tường phía trước khi, vách tường xuất hiện một đạo cùng vách tường nhan sắc hòa hợp nhất thể cửa nhỏ, đường hai người đi ra sau, tường môn một lần nữa khép lại, lưu lại trương huyền một người ngồi ở này trong đại sảnh mà chung quanh pháo quản, như cũng nhắm ngay Trương Huyền, kia tối om pháo quản giữa, tản ra lạnh băng hơi thở. Trương Huyền trong đầu, lại lần nữa tiếng vọng khởi cùng ngày tình hình. Đường kia thần bí năng lượng xuất hiện, Ngọc hư cùng Cốt Ma đồng thời giải thể, mà chính mình trên người diệt thế thần kiếm khí mang, cùng hắc ám mặt sở mang theo tử khí, hoàn toàn biến mất, thậm chí liền trong cơ thể thần châu, đều ở kia một khắc dừng lại vận hành, giống như là ở e ngại cái gì giống nhau, kia cổ năng lượng giống như hoàn toàn không thuộc về cái này duy độ, có thể nhẹ nhàng tiêu hủy hết thảy, phá hủy hết thảy, kia năng lượng xuất hiện tùy ý, biến mất tùy ý, cả tòa ngọc hư sơn, liền nhẹ nhàng như vậy bị hủy diệt. Là kia cổ năng lượng sao? Không, kia cổ năng lượng chỉ là cường đại, nhưng này cường đại năng lượng phi thường thuần túy, không có khả năng khiến cho này đó dị động, chẳng lẽ cùng kia quyền trưởng có quan hệ? Đương Ngọc Hư đạo nhân lấy ra quyền trưởng lúc sau, Mặc kệ là Lam Vân Tiêu vẫn là triệu cực đều có vẻ phi thường kích động, giống như kia quyền trượng là ở chấn thủ cái gì. Trương Huyền càng muốn, càng cảm thấy này cùng kia quyền trượng có cực đại quan hệ. Ngọc Hư giải thể, kia quyền trượng khả năng còn ở kia phiến hải vực, nếu phạm vi lớn tìm tòi, không nhất định tìm không thấy, có lẽ tìm được kia quyền trượng là có thể biết được một ít nguyên nhân. Vừa định đến này, tường môn mở ra, tưởng đào cùng lâm chân hai người một lần nữa đi đến. Trương Tiên Sinh, hy vọng lúc này đây, chúng ta có thể đạt thành phối hợp, rốt cuộc, chúng ta làm này đó, đều không phải vì chính mình. Tưởng đào một bên nói chuyện, một bên giúp Trương Huyền đem còng tay mở ra. Trương Huyền gật gật đầu, đương nhiên, trực tiếp xuất phát đi. Hảo, trở lại Ngân Châu Trương Huyền, lúc này đây, còn không có chân chính ý nghĩa thượng bước ra Ngân Châu thổ địa, liền lại lần nữa rời đi, lần này không có chờ tưởng đào mở miệng, Trương Huyền ngồi vào trong xe sau, chủ động đem vừa mới hái xuống khăn trùm đầu mang lên, cảm thụ chiếc xe phát động. Chờ Trương Huyền tháo xuống khăn trùm đầu lúc sau, hắn đã xuất hiện ở một trận phi cơ trực thăng trước, trước người tất cả đều đứng võ trang hoàn mỹ cử cục thành viên. Xuất phát đi, tưởng đào bước lên phi cơ sau, hướng người điều khiển phân phó nói. Phi cơ trực thăng cánh quạt mang theo một cổ mãnh liệt dòng khí thanh, thẳng lên cao không, chiều kia tử vong chi hải phương hướng mà đi. Mà giờ này khắc này, ở tử vong chi hải lĩnh vực phụ cận, một con thuyền xa hoa du thuyền thượng, này vốn là một hồi xa hoa lữ hành, du thuyền thượng có được xa hoa hoa lệ phương tiện, có khách sạn năm sao chủ bếp, có mê người xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân cùng với soái khí thanh niên, nhưng giờ phút này, trận này nguyên bản xa hoa lữ hành, lại giống như luyện ngục, du thuyền phía trên, toàn là máu tươi. Thật lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ liền như vậy phiêu phù ở tử vong chi trên biển, máu tươi chảy xuôi quá ván kẹp, từ thân thuyền chảy xuống, theo sau chảy vào mặt biển chung, lại bị nước biển sở dung hợp. Đoạn cửu long đứng ở ván kẹp thượng, ở hắn phía sau, là tràn đầy thi thể, dù sao nằm ở nơi đó, mỗi người trên mặt, đều tràn ngập sợ hãi. Đoạn cửu long giấu tại bên người cánh tay, còn có máu tươi ở nhỏ giọt. Thông thiên phong, đổ sao, đoạn cửu long nhìn trước mắt bình tĩnh hải vực, phong tỏa đại môn nhiều năm thông thiên phong A, ha 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 ha, có ý tứ, thật là càng ngày càng có ý tứ đoạn cửu long cười lớn một tiếng, phóng lên cao, theo sau bỗng nhiên rơi vào mặt nước bên trong, mà vừa mới đoạn cửu long nơi này con tàu biển chở khách chạy định kỳ, tắc phát ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, thân tàu từ trung gian một phân hai nửa, chìm vào biển rộng giữa. Ánh lửa tận trời, làm đã bị đêm tối sở bao phủ mặt biển trên không, chiếu dọi ra tảng lớn lửa đỏ. Cùng ngày sắc hơi hơi sáng ngời lúc sau, một trận ồn ào tạp âm vang lên, liền thấy mặt biển trên không, dậm dạp phi cơ trực thăng che trời lấp đất mà đến này đó phi cơ trực thăng thân máy thượng toàn bộ đều là cửu cục tiêu chí phóng nhãn nhìn lại này phi cơ trực thăng số lượng ít nhất có thượng trăm mà ở này đó phi cơ trực thăng phía dưới đó là dậm dạp quân hạng từ một phương hướng có tự xử tới minh mông cuồn cuộn trương huyền đứng ở dẫn đầu chiến hạm ván kẹp thượng mắt nhìn phía trước trong lòng có chút cảm khái hắn hôm trước tới nơi này thời điểm vẫn là cuồng phong gào thét xương mù dày đặc tràn ngập nguy cơ thật mạnh, mà giờ này khắc này, nơi này một mảnh bình tĩnh, Thái Dương lộ ra ửng đỏ quang mang, từ trên mặt biển dâng lên, mang đến quang minh hy vọng. Trương Huyền trên người ăn mặc trọn bộ lặn xuống nước thiết bị. Tưởng đào cùng Lâm chân đứng ở Trương Huyền bên cạnh. Trương Tiên Sinh đã đến tử vong chi hải hải vực phạm vi. Tưởng đào ra tiếng. Trương Huyền gật gật đầu, sửa sang lại hạ thân thượng lặn xuống nước thiết bị. Nếu là trước kia, hắn tất nhiên không cần mấy thứ này, nhưng hiện tại, hắn không thể không trước hướng hiện thực cúi đầu, nhìn mắt ở mới sinh dưới ánh mặt trời còn phiếm hồng mặt biển, Trương Huyền thả người nhảy, nhảy vào này biển rộng bên trong, trên người hắn máy theo dõi, đem hắn chỗ đã thấy hết thảy, đều phản hồi đến khoang thuyền nội phòng điều khiển chung. Một lần đồng thời, mỗi trên một chiếc quân hạm đều có hơn trăm người đồng thời vào nước, chiều phía dưới thiển đi, quân hạm phía dưới sinh ra thăm chiếu khí, vì bọn họ chiếu sáng lên đáy biển, trên bầu trời, số lượng đông đảo phi cơ trực thăng không ngừng xoay quanh tại đây. Vào nước sau Trương Huyền, thẳng đến đáy biển chỗ sâu trong mà đi, kia quyền trượng bản thân liền không phải phàm vật, hẳn là sẽ không tùy nước biển nước chảy bèo trôi. Đây cũng là Trương Huyền vì sao quyết định muốn tới này tìm tới một chút nguyên nhân, bằng không này to như vậy mặt biển, thật chính là biển rộng tìm kim. Theo lặn xuống chiều sâu dần dần gia tăng, mặt biển hạ tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được làn da bởi vì nước biển sở đã chịu đè ép, trên người lặn xuống nước thiết bị cũng đủ Trương Huyền tiếp tục lặn xuống, Trương Huyền yên lặng tính toán lặn xuống khoảng cách, qua trăm mét, hai trăm mế, ba trăm mế. Đường đến ba trăm mế chiều sâu khi, chẳng sợ có được thiết bị, Trương Huyền cũng cảm giác được thân thể có chút không khỏe, rốt cuộc hắn tình huống hiện tại, cũng chính là một người bình thường. Mà nguyên bản đi theo Trương Huyền cùng nhau lẻn vào đáy biển cửu cục thành viên, lúc này nhân số đã dần dần giảm bớt, 300 mễ chiều sâu, đã sắp đạt tới thế giới lặn xuống ký lục cực hạt, mà xuống tiềm ký lục, còn lại là ở đo lường thủy ôn, thủy áp, thậm chí làm nhân thể ở mấy cái nguyệt trước liền bảo trì một cái nhiệt độ ổn định trạng thái mới sáng lập, nhưng này đó cử cục thành viên, chỉ là lâm thời nhận được nhiệm vụ, là có thể lặn xuống đến cái này chiều sâu, có thể thấy được bọn họ thân thể tố chất có bao nhiêu cường. Đến 330 mễ thời điểm, Trương Huyền lại xem chung quanh, đã không ai, đường hắn lại lặn xuống 4 mét khoảng cách, cũng đã hoàn toàn phá rất thế giới lặn xuống nước ký lục. Lúc này Trương Huyền đã có thể cảm nhận được thân thể truyền đến mãnh liệt không khỏe, hắn như cú hoa động xuống tay cánh tay, hướng phía dưới mà đi. Đến nỗi cửu cục người, hiện tại chỉ có thể thông qua camera theo dõi, tới nhìn đến Trương Huyền có khả năng nhìn đến hết thảy. Có thể rõ ràng nhìn đến, dòng nước từ Trương Huyền bên cạnh xẹt qua, mặt biển hạ thế giới, là tuyệt đối thần bí, nhưng lại xa hoa lộng lẫy, phiếm ngũ thải quang mang sinh vật biển tràn ngập ở biển sâu giữa. Theo Trương Huyền lặn xuống chiều sâu dần dần gia tăng, Trương Huyền đã cảm giác được ngực buồn vô cùng, hô hấp đều trở nên phá lệ khó khăn lên, chung quanh sinh vật số lượng đều giảm bớt rất nhiều, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Báo cáo một chút ta phương vị, Trương Huyền tạm thời ngừng lại, điều chỉnh thân thể trạng thái. Góc độ lệch khỏi quỹ đạo 14 độ, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, chung quanh không có quá lớn năng lượng dao động tưởng đào thanh âm ở tai nghe trung vang lên, cũng có vẻ ồn ào thực. Trương Huyền hít sâu một hơi, đường hô hấp thuận lợi lúc sau, tiếp tục lặn xuống, như vậy lặn xuống, Trương Huyền cũng không biết rằng có bao lâu thời gian, hắn ở cảm thấy không khỏe thời điểm sẽ dừng lại, lại chậm rãi thích ứng chung quanh, này cũng chính là Trương Huyền, nếu đổi một người tới, tuyệt đối không có khả năng làm được giống hắn như vậy. Trương Huyền phía sau đặc chế dưỡng khí bình, cũng ở chậm rãi tiêu hao, đường dưỡng khí bình tiêu hao lập tức liền sắp kết thúc khi tưởng đào kích động thanh âm đứt quãng từ trương huyền tai nghe trung vang lên phía dưới 160m, cường lượng có hiện trên cơ thể người có khả năng mang theo thiết bị thường tín hiệu đã chịu trong mắt ảnh hưởng nhưng này cũng không gây trở ngại trương huyền có thể lý giải tưởng đào ý tứ hắn nhìn mắt dưỡng khí còn thừa lượng chỉ là hơi làm tự hỏi liền hít sâu một hơi hướng phía dưới bơi đi Ước chừng 20 phút sau, một đạo quang điểm xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt. Không đến trăm mét khoảng cách, cường đại năng lượng dao động. Tưởng đào thanh âm, lúc này đây rõ ràng vang lên. Trương Huyền hít sâu một hơi, dùng sức hoa động thủ cánh tay, cả người như du ngư nhảy đi ra ngoài, trước mắt ánh sáng khoảng cách Trương Huyền càng ngày càng tiến, tuy rằng phía trước tầm nhìn cực thấp, nhưng Trương Huyền cũng có thể xác định, kia cũng không phải cái gì sẽ sáng lên biển sâu cá, kia quang mang thật sự là quá sáng, cụ bị rất mạnh xuyên thấu tính, nếu là một con cá, kia kia cá trong cơ thể, tất nhiên cùng với cường đại năng lượng hệ thống. Trăm mét khoảng cách, không đến 10 phút thời gian, Trương Huyền cũng đi tới cái này điểm, đây là một chỗ đáy biển nham thạch, sáng lên, đúng là trên nham thạch một viên viên châu. Viên châu có đại khái một cái thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ, Trương Huyền bắt lấy thạch châu, muốn cầm lấy, nhưng này thạch châu, liền cùng được khảm ở trên nham thạch giống nhau, mặc cho Trương Huyền như thế nào dùng sức, đều không chút sức mẻ. Ký lục ta vị trí, Trương Huyền truyền lại tin tức này trở về, theo sau thả người nhảy, hắn dưỡng khí đã không duy trì hắn tiếp tục đãi ở chỗ này. Chờ Trương Huyền lại lần nữa khi trở về, hắn phía sau sở đi theo, là rất nhiều lặn xuống nước máy móc thiết bị, này đó thiết bị ở sức quan sát thượng kém rất nhiều, nhưng lại có thể ở đáy biển tiến hành nào đó đại hình công tác. Theo này đó thiết bị ở trước mặt này viên sáng lên hạt châu thượng dùng sức, Trương Huyền đột nhiên cảm giác chung quanh đều run rẩy lên, mặt biển cũng tại đây một khắc bắt đầu quay cuồng, đáy biển bùn sa nổi lên bốn phía, tảng lớn quang hoa bắt đầu nở rộ ra tới, trước mắt hết thảy, làm Trương Huyền trừng lớn hai mắt. Ở Trương Huyền trước mắt, xanh lam sắc quang mang tràn ngập ở nước biển giữa, này lóa mắt màu lam tràn ngập đến Trương Huyền trên người, bao gồm ở máy theo dõi trước tưởng đào đám người, giống nhau bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động đến, đương phản ứng lại đây trước tiên, tưởng đào lập tức phân phó đi xuống hạ lệnh, phong tỏa phụ cận hải vực, bất luận cái gì con thuyền, đều không được tới gần. Ai nếu dám càng hải tuyến một bước, khai chiến. Lập tức đạt mệnh lệnh lúc sau, tưởng đào một đôi mắt, lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt theo dõi màn hình, có thể phát hiện, hắn hô hấp, đều bắt đầu trở nên rồn rập. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, thật sự là quá làm người chấn động. Một tòa thật lớn đáy biển cung điện, hiện lên ở trương huyền trước mắt, kia xanh làm ánh sáng màu hoa, Đúng là đáy biển cung điện phát ra, mà hắn phía trước sở trảo kia viên có thể tỏa ánh sáng minh châu, đúng là này cung điện đỉnh chóp một viên dạ minh châu mà thôi. Này cung điện liền tồn tại với đáy biển, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cung điện trước có một tầng thủy mạc, thủy mạc chặn nước biển, toàn bộ cung điện nội đều là cùng nước biển hoàn toàn ngăn cách. Trương Huyền chậm rãi duỗi tay, đi đụng vào trước mặt tầng này thủy mạc, thủy mạc nổi lên sóng gợn, mà hắn tay chỉ là hơi chút cảm nhận được một chút trở ngại liền xuyên qua tầng này thủy mạc, hắn cả người, cũng đi vào, đường trương huyền xuyên qua thủy mạc nháy mắt, hắn cả người liền chiều phía dưới trụy đi, cung điện nơi trong phạm vi, căn bản là không có dòng nước, đồng thời cũng không có sức nổi. Ở trương huyền sắp té rớt đến mặt đất khi, hắn bỗng nhiên ngưng tụ một cổ khí, lúc này mới không đến mức làm chính mình thật mạnh nện ở trên mặt đất, đương nhiên, nhắc tới này một cổ khí, đã là hắn hiện tại có khả năng làm được cực hạn. Thân thể thượng thương đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng trong cơ thể linh khí vẫn là thiếu đáng thương, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ còn cần ít nhất một ngày, thậm chí càng dài thời gian, bởi vì Trương Huyền có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể thần châu. Cũng ở không ngừng từ chính mình trong cơ thể hấp thu linh khí. Lúc trước kia thần bí năng lượng xuất hiện thời điểm, thần châu cấp Trương Huyền cung cấp một ít bảo hộ, lúc sau liền yên lặng xuống dưới, kia bảo hộ tuy rằng không rõ ràng, nhưng Trương Huyền rất rõ ràng, trong đó sợ ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối sẽ không tiểu, rốt cuộc đó là có thể làm Ngọc Hư đều nháy mắt giải thể cường đại công kích, thần châu có thể bảo chính mình không việc gì, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Trương Huyền đạp trên mặt đất, phía trước ở trong nước sở cảm nhận được cảm giác áp bách cũng hoàn toàn biến mất, hắn nếm thử tháo xuống dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, ở chỗ này có thể tự do hô hấp. Trương Huyền lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi trước mặt cung điện tới, này màu tím cung điện, hoàn toàn là từ thiên nhiên thủy tinh sở hình thành, mỗi một chỗ địa phương đều là hồn nhiên thiên thành vì nhất thể, Trương Huyền lại xem dưới chân mặt đất, giống nhau là từ tím thủy tinh sở hình thành, chính mình trên người bọt nước rơi xuống trên mặt đất, giống như có linh tính giống nhau, chiều thủy mạc ngoại lăn lộn, theo sau hoàn toàn biến mất tại đây cung điện nội. Mau mau mau, máy theo dõi trước, tưởng đào cầm lấy bộ đàm, làm thiết bị dẫn người đi xuống, mọi người, lập tức tiến vào cung điện trong vòng. Một con thuyền lại một con thuyền dò xét tàu ngầm, tòng quân hạm thượng buông, chiều biển sâu mà đi. Trương Huyền chậm rãi vượt mức quy định đi tới, ở cung điện trước có thật lớn sảnh ngoài, này sảnh ngoài chỗ có mấy tôn pho tượng, đều là hình người, sinh động như thật, cầm trong tay tam xoa kích, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Trương Huyền nơi vị trí, vô pháp nhìn đến này cung điện toàn cảnh, nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ hắn phỏng đoán này cung điện diện tích, ít nhất đạt tới 7 vạn mét vuông, cũng chính là chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Trong truyền thuyết Atlantis sao? Trương Huyền trong miệng nhắc mãi một tiếng đi vào kia đại sảnh giữa, đương trương huyền đi vào đại sảnh nháy mắt, này cung điện sở tản mát ra xanh làm ánh sáng màu mang, lại một lần trở nên càng thêm lóa mắt. Cùng lúc đó, cách xa nơi này mấy chục trong biển đáy biển chỗ sâu trong, đoạn cửu long bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phía sau, hắn nhếch môi, chút nào không chịu này nước biển ảnh hưởng, ha ha, rốt cuộc xuất hiện sao, phương Tây lực lượng của chúng thần. Cổ lai hy quốc, chúng thần sơn. Anna công chúa ngồi ngay ngắn ở 12 tòa thần tượng trung tâm vị trí, đột nhiên, trong đó một tòa thần tượng, sáng lên quang mang, này thần tượng cầm trong tay tam xoa kích, thượng thân cường tráng, lưu có dâu dài, thần tượng sở phát ra, cũng là xanh lam sắc quang mang. Ngồi ngay ngắn ở kia Anna công chúa bỗng nhiên đứng dậy, nhìn kia phát ra xanh lam quang mang thần tượng, ở nàng ánh mắt giữa, tràn ngập một cổ cuồng nhiệt. Nhìn dáng vẻ, chúng thần chi lực muốn sống lại a. À. Một đạo thân ảnh, đi vào Anna phía sau, vuốt ve Anna công chúa đầu. Cái này cổ lai hy quốc đẹp nhất nữ nhân, tựa như tinh linh rơi vào nhân gian nữ tử, ở cảm nhận được phía sau người khi, thân thể đột nhiên phát run, trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng nàng môi đều ở phát ra run rẩy này run rẩy tuyệt đối không phải bởi vì sợ hãi, chủ. Chủ nhân, nhìn dáng vẻ, làm vân tiêu bọn họ, thật đúng là làm đại sự đâu, Anna, này trong đó, cũng có người công lao, nếu không có người tìm được thiên quốc chi môn, lực lượng của chúng thần còn không có dễ dàng như vậy được đến, đến đây đi, làm chủ nhân khen thưởng khen thưởng ngươi. Đa tạ chủ nhân, Anna ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, nàng xoay người, nhìn trước mặt nam nhân, theo sau chậm rãi ngồi xổm xuống, đem vùi đầu qua đi. Mà này xuất hiện bóng người, còn lại là xem cũng chưa xem này Mỹ lệ Anna công chúa liếc mắt một cái, hắn ánh mắt, trước sau dừng lại ở kia nổi lên xanh làm ánh sáng màu mang tượng đá thược, trong miệng lẩm bẩm hải thần Poseidon, trong giữ đại môn chìa khóa nền, hiện giờ chìa khóa bị rút ra, cũng đem nghênh đón thức tỉnh, đại thế, cuối cùng cũng đến, toàn bộ thế giới, đều phải nghênh đón tân tẩy bài, phản tổ minh tồn tại lâu như vậy thời gian, cũng nên có tác dụng A, cổ hầu. Ờ, thân xuyên hắc y cổ hầu, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đây, cổ hầu trong mắt, là vô cùng cung kính, loại này cung kính, là hắn đang xem làm Vân Tiêu ánh mắt giữa, sở không có. Bóng người ra tiếng, "Lam Vân Tiêu, hay không đem đồ vật cầm đi?" "Là, hắn ở ngày hôm qua đã từng lẻn vào trở về một lần, cầm đi đồ vật." Cổ Hầu trả lời. "Ha ha, bóng người phát ra một trận tiếng cười, thật là đều sốt ruột a, à, đại môn trước tiên mở ra, làm tất cả mọi người luống cuống, chẳng sợ Lam Vân Tiêu, đều không tiếc phạm hiểm, chỉ tiếc, hắn bất quá là chuyện này chung một viên quân cờ, không, sở hữu phản tổ minh chủ, bao gồm thần ẩn hội, đều bất quá là này trong đó một viên quân cờ thôi, nhìn này đó con kiến hành vi, thật là buồn cười đâu, phàm nhân, như thế nào có thể chân chính ngăn cản chúng thần buông xuống, chân chính có thể ngăn cản chúng thần người. Đã không ở nơi này. Đại nhân, ngài là nói. Lục Diễn, bóng người đang nói ra này hai chữ thời điểm, thanh âm đã xảy ra một ít biến hóa, toàn thế giới, chỉ có hắn có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng hắn trong lòng biết, lấy bản thân chi lực, vô pháp thay đổi hết thảy cho nên hắn lựa chọn một cái khác con đường, hắn tưởng một mình cắt đứt chư thần chi lộ, nhưng con đường này, há là hắn một người có thể cắt đứt. Nếu trong thiên hạ lại đi ra vài tên như hắn giống nhau thiên kiêu, có lẽ việc này còn sẽ hoãn lại mấy trăm năm, nhưng như hắn như vậy thiên kiêu, thiên hạ lại có bao nhiêu. Biển sâu cung điện nội, Trương Huyền đẩy ra một phiến đại môn, màu tím thủy tinh tràn ngập một loại cao quý hơi thở, chỉ là từ thị giác đi lên giảng, này so với kia kim bích huy hoàng cung điện muốn xa hoa không biết nhiều ít. Cung điện hai bên cũng đều có pho tượng, toàn bộ là từ kia tím thủy tinh điêu khắc mà thành, sinh động như thật, này đó pho tượng, toàn bộ đều là mình người đuôi cá, tay cầm binh khí. Ở cung điện ngay trung tâm, có một tòa bảo tỏa, bảo tỏa rất lớn, lấy mục nhìn lại, ít nhất là vì thú nhân thân hình sở chuẩn bị. Bảo tỏa quang hoa cùng này cung điện bất đồng, vì xanh lam sắc. Ở kia bảo tỏa bên, một phen quang mang ảm đạm tam xoa kích liền đứng sừng sững ở kia mơ hồ gian có thể thấy được xanh lam quang mang từ kia tam xoa kích thượng để lộ ra tới, đứng sừng sững ở kia tam xoa kích, phảng phất con nào đó ma lực giống nhau, hấp dẫn Trương Huyền đi qua đi. Trương Huyền dạo bước tại đây cung điện nội, đi hướng kia bảo tỏa nơi, hắn hướng kia tam xoa kích duỗi tay, này tam xoa kích, tuy rằng giờ phút này quang mang ảm đạm, nhưng Trương Huyền khẳng định, này tuyệt đối là một phen tổ khí cấp bậc. Đang lúc Trương Huyền tay muốn nắm lấy này tam xoa kích khi, một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trương huyền trước mặt. Tiểu bằng hữu người có thể lăn, thân ảnh ấy nhẹ thở ra tiếng, theo sau một chân đá vào trương huyền bụng. Trương huyền toàn bộ thân thể hoàn toàn cung khởi, cả người bay ngược đi ra ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bụng truyền đến đau nhức. Tại đây đồng thời, trương huyền cũng thấy rõ xuất hiện ở chính mình trước người này đạo nhân ảnh, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đoạn cửu long. Này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đúng là đoạn cửu long thực ngoài ý muốn sao? Đoạn cửu long đứng ở bảo tọa bên, nhìn Trương Huyền, hay là, người thật sự cho rằng, ta đã chết ở người kia đem lưỡi hái dưới. Trương Huyền hít sâu một hơi, bình phục giờ phút này tâm tình, hắn bảo đảm lúc ấy đoạn cửu long đã chết, nhưng trước mắt xuất hiện người này, không riêng gì tướng mạo, ngay cả trên người hơi thở, thanh âm, thậm chí một cái đơn giản thần thái, đều cùng đoạn cửu long tương đồng. Đoạn cửu long khóe miệng gợi lên một nụ cười, Trương Huyền, người có biết hay không, anh linh điện, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại. Tung hoành thế gian vô số tuế nguyệt, khống chế thế gian này mạnh nhất vũ lực địa phương, ta vì phó điện chủ, người thật cho rằng, bằng vào một phen mệnh liêm, có thể muốn ta mệnh. Chảm ta một phân thân mà thôi, kia vốn chính là tàn khuyết tồn tại, chết ở mệnh liêm dưới, cũng bình thường. Đoạn cửu long duỗi tay, bắt lấy kia một bên tam xoa kích, liền ở đoạn cửu long tay chạm vào tam xoa kích nháy mắt, tam xoa kích truyền đến mãnh liệt sức chống cự, kia mặt trên phát ra khổng lồ năng lượng, muốn đẩy ra đoạn cửu long. Lớn mật, đoạn cửu long bạo a một tiếng, bất quá một kiện binh khí mà thôi, hải thần chi lực lại như thế nào, chẳng sợ chân chính hải thần sống lại, ta đoạn cửu long, làm sao sợ chi có, cho ta phá. Đoạn cửu long trên người, màu vàng hơi thở thổi quét hướng trong tay tam xoa kích. Tam xoa kích nguyên bản muốn nở rộ ra xanh làm ánh sáng màu mang, ngạnh sinh sinh bị này thổ hoàng sắc quang mang sở đè ép đi xuống. Tam xoa kích ở đoạn Cửu Long trong tay kịch liệt run rẩy, lại như cũng bị đoạn Cửu Long gắt gao niết ở trong tay. Cái gọi là chúng thần chi lực, bất quá là một đám sớm đã chết đi chi vật tàn lưu hạ lực lượng mà thôi, này lực lượng còn có thể phiên thiên không thành. Đoạn Cửu Long lại lần nữa bảo a một tiếng, ở hắn phía sau, một đạo anh linh bỗng nhiên hiện lên, này anh linh thẳng phá không bình, ở kia trên mặt biển, có nửa viên đầu hiện ra, nhưng lại thực mau biến mất, kia đầu thậm chí còn trên mặt biển thái dương trùng hợp thật lớn anh linh chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, lại lần nữa có rút lại như đoạn cửu long trong cơ thể. Đoạn cửu long trên người thổ hoàng sắc linh khí bao vây này tam xoa kích, theo sau lại mạn nhập tam xoa kích nội, kia ở đoạn cửu long trong tay không ngừng rung động tam xoa kích, dần dần bình tĩnh trở lại, ngay sau đó, xanh lam sắc quang mang, từ tam xoa kích thượng truyền ra, lúc này đây quang mang, có vẻ phi thường ngoan ngoãn, quấn quanh đến đoạn cửu long trên cổ tay, làm đoạn cửu long với này tam xoa kích liên tiếp tới rồi cùng nhau đoạn cửu long ánh mắt lộ ra một mạt khinh miệt cái gọi là thần lực cấm chế cũng bất quá như thế này lực lượng cũng không tính thực mỹ vị a à. đoạn cửu long liếm liếm môi như là ăn no nê trương huyền nhìn đoạn cửu long này lại là một cái dựa vào lực cắn nuốt liền trương huyền hiện tại sở tiếp xúc này đó nhân vật có thể từ cổ sống đến bây giờ hoặc là chính là giống lam vân tiêu cái loại này trên người tồn tại nào đó cấm hoặc là chính là dựa vào lực cắn nuốt, này hẳn là chính là bọn họ trường sinh phương thức. Nhìn trước mặt Đoạn Cửu Long, Trương Huyền hít sâu một hơi, bước chân chậm rãi lui về phía sau vài phần. Không đúng, Đoạn Cửu Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, này thần lực giữa có thiếu hụt ở người kia. Đoạn Cửu Long một đôi mắt, nháy mắt tỏa định ở Trương Huyền trên người. Cho ta. Đoạn Cửu Long một cái lắc mình, xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt một cánh tay nháy mắt véo thượng Trương Huyền cổ, đem Trương Huyền nhắc lên. Trương Huyền, đồ vật cho ta, niệm ở ngươi là lục diễn truyền nhân phân thượng, ta có thể không giết ngươi. Ngươi dám giết ta sao? Trương Huyền cười lạnh một tiếng, anh Linh lệnh ở đâu, chỉ có ta một người biết, giết ta, các ngươi đi đâu tìm anh Linh lệnh đâu. Đoạn cửu long dùng sức nắm Trương Huyền cổ, người thật cho rằng, ta như vậy yêu cầu anh Linh lệnh sao? Đối với anh Linh điện mà nói, ta đoạn cửu long, cũng không cần bất luận cái gì thân phận tượng trưng, ta đó là thân phận. Nếu ngươi không cần nói, kia." Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, một phen màu đỏ trường kiếm tự đoạn Cửu Long phía sau đâm vào, đem đoạn Cửu Long thân thể. Này đem màu đỏ trường kiếm chủ nhân, đúng là Trương Huyền hắc ám mặt anh linh. Đoạn Cửu Long cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngược chỗ đâm ra mũi kiếm, vừa muốn dùng sức, lại là sắc mặt biến đổi, ngươi âm ta. Bằng không đâu? Trương Huyền đỏ lên trên mặt hiện lên tươi cười, ngươi cho rằng, này hải thần tam xoa kích, là đặt ở này tặng cho ngươi sao. Ở Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, kia quấn quanh ở đoạn cửu long trên cổ tay màu lam khí mang chiều đoạn cửu long trên người lan tràn mà đi, giống như từng cây cứng cỏi sợi tơ, đem đoạn cửu long hoàn toàn quấn quanh lên. Trương Huyền vòng eo dùng sức, liền thoát ly đoạn cửu long khống chế, hắn thân hình liên tục lui về phía sau, màu đen anh linh biến mất tại chỗ. Trương Huyền từ phía sau trang bị hầu bao chung, lấy ra một viên màu lam nhạt minh châu, Trương Huyền ra tiếng nói, này hải thần trong cung hết thảy, bao gồm kia đem tam xoa kích, đều bất quá là bình thường khí cụ thôi, chân chính lực lượng tồn tại, là cái này. Có y tứ, bị trói buộc ở kia đoạn cửu long tựa hồ cũng không sốt ruột, người từ ta tiến vào khi, liền bắt đầu tính kế ta, thậm chí không tiếc hy sinh giống nhau hải vương thần lực tới làm ta hấp thu. Nói đúng ra, từ ta đi vào này phiến hải vực thời điểm, cũng đã biết ngươi tồn tại. Trương Huyền nhéo trong tay Minh Châu, lực lượng của ngươi đã sớm lan tràn tại đây phiến hải vực, tuy rằng ta trạng thái không tốt, nhưng này vẫn là có thể nhìn ra tới, bất quá làm ta không nghĩ tới chính là, cổ lực lượng này chủ nhân, là ngươi Đoạn Cửu Long, dù sao lấy ta hiện tại trạng thái, đón đánh đánh không lại, chạy cũng chạy không được, bỏ xe bảo xoái đạo lý, ta còn là có thể minh bạch. Trương Huyền trong tay Minh Châu Nhìn như không chấp mắt, kỳ thật, đây là này tòa cung điện giữa, lớn nhất bảo vật. Đoạn cửu long nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt mang theo dò hỏi chi sắc, ngươi cảm thấy, này ngoạn ý, có thể vây ta bao lâu, lấy ngươi hiện tại trạng thái, là có thể chân chính chạy trốn rất sao. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta biết chạy không thoát A, à, cho nên ta cũng không tính toán chạy, xem các ngươi đều cứ như vậy mê cắn nuốt lực lược, lược, làm ta cũng trong lòng ngứa, muốn thử xem này cắn nuốt, rốt cuộc có cái gì không bình thường. Trương Huyền đem trong tay này viên minh châu dùng sức ném trời cao, tại đây đồng thời, ở Trương Huyền đỉnh đầu, một đóa hai sắc hoa sen xuất hiện, xoay tròn, liền thấy hoa sen cánh hoa đột nhiên phóng đại, theo sau đem này minh châu bao vây tiến hoa sen bên trong, này minh châu phía trên quang mang, cùng hoa sen hòa hợp nhất thể, Trương Huyền nhắm hai mắt, mở ra hai tay, thật lớn hoa sen ở trên không trôi nổi. Liền tại đây một khắc, Kiều Uống Nguyệt Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở Trương Huyền phía sau uống nguyệt phía trên truyền lại cường đại hấp lực, cả tòa cung điện nội, màu lam nhạt quang mang, đều chiều uống nguyệt xuất hiện địa phương tụ tập lại đây, uống nguyệt giống như là một cái môi giới, đem này đó quang mang, hóa thành từng sợi khí mang, hồi quỹ đến trương huyền trong cơ thể. Trương huyền trong cơ thể thiếu thốn linh khí, được đến nhanh chóng bổ sung, thậm chí bao gồm trong thân thể hắn thần châu, cũng ở tham lam hấp thu này đó khổng lồ năng lượng. Cái này quá trình, ước chừng rằng có một phút, này một phút thời gian, làm cho cả cung điện nội tràn ngập quang mang, đều trở nên phi thường ảm đạm. Trương Huyền nhắm lại hai mắt, đột nhiên mở, ở Trương Huyền phía sau, một đạo xanh lam sắc thân ảnh dần dần hiện lên, thân ảnh ấy không cao, nhìn qua bất quá 3 mét tả hữu, thượng thân tràn ngập nổ mạnh tính cơ bắp, cầm trong tay một phen tam xoa kích, lưu có dâu dài. Hải Dương lực lượng sao? Trương Huyền nhìn chính mình đôi tay, cũng tại đây đồng thời, này xanh lam sắc thân ảnh bên cạnh, liên tục xuất hiện năm đạo thân ảnh màu đen thân ảnh cầm trong tay một phen hắc kiếm tuyệt thế cao ngạo màu trắng thân ảnh đồng dạng cầm trong tay thanh phong bạch y thắng tuyết giống như trích tiên màu đỏ thân ảnh kiếm trong tay phảng phất không gì chặn được khí phách phi phàng màu xanh lá thân ảnh đôi tay lưng đeo với phía sau thân ảnh ấy không có biểu hiện ra bất luận cái gì đặc thù khí chất nhưng chính là kia một phần đạm nhiên đã vậy là đủ rồi màu vàng thân ảnh cầm trong tay tấm chắn thân xuyên áo giáp, tuy rằng chỉ là một đạo thân ảnh, lại như là thời gian này nhất kiên cố một đạo hàng rào giống nhau. Mà trương huyền đỉnh đầu hoa sen, thì tại giờ khắc này thu nhỏ lại, hoa sen thượng chỉ còn cuối cùng một đạo nhan sắc. Trương huyền nhìn trước mắt đoạn cửu long, trong tay xuất hiện một phen màu tím thần kiếm, mà hắn sau lưng, lại phân ra một đạo màu đen thân ảnh, cầm trong tay mệnh liêm, tại đây, tính thượng trương huyền, tổng cộng 8 đạo thân ảnh, đối mặt đoạn cửu long một người. Ha ha, Lục Diễn sở gieo một gốc cây tiên liên, đây là muốn hoàn toàn viên mãn sao? Đoạn Cửu Long nhìn đến trường hợp như vậy, chút nào không hoảng hốt, bất quá, bằng vào này đó, muốn cùng ta đấu, còn hơi kém hơn một ít, Trương Huyền, ta thừa nhận, ngươi thực không tồi, ngươi có thiên phú, ngươi trong cơ thể cất giấu một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này, có thể làm ngươi ở tu hành trên đường, so người khác thiếu đi quá nhiều đường vòng, ngươi là cái thiên tài, tu luyện đến nay, cũng bất quá một năm thời gian liền đạt tới này phân thực lực, này phiên thành tựu, có thể nói, khắp thiên hạ không có bất luận cái gì một người thiên kiêu có thể làm được. Nhưng, thiên tài trước sau chỉ là tiềm lực một loại, thiên tài chỉ là đối về sau thành tựu một loại trước tiên tán thành, nhưng là, trước tiên chết non thiên tài, cùng phế vật, lại có cái gì thực chất thượng khác nhau đâu. Đoạn cửu long nói đến chỗ này, thân thể hơi hơi chấn động, kia quấn quanh ở trên người hắn xanh làm ánh sáng màu mang, tắc đứt từng khúc nứt đoạn cửu long cầm trong tay tam xoa kích, một bước tiến lên trước. Ngươi vì cho chính mình lưu có hấp thu lực lượng thời gian, không tiếc đem lúc này mới thức tỉnh hải thần chi lực phân ta một nửa, ta không biết, người đây là đối ta coi khinh, vẫn là đối chính mình quá mức tự tin, ta tưởng nói chính là. Đoạn cửu long phía sau, đồng dạng phân ra mấy cái hư ảnh tới, mỗi một cái hư ảnh ngưng thật lúc sau, đều là một cái khác đoạn cửu long. Đoạn cửu long mỗi đi một bước, liền có một đạo hư ảnh xuất hiện, đường hắn đi đến thứ bảy bước khi, phân ra bảy đạo thân ảnh, mỗi một đạo, đều ngưng vì thực chất, hình thành một cái khác đoạn cửu long, vô luận là tướng mạo, vẫn là thần thái, đều hoàn toàn nhất trí. Tám đoạn cửu long, phân biệt đối lập trương huyền mỗi một cái thuộc tính. Tám đoạn cửu long, đồng thời ra tiếng, thanh âm trọng điệp ở bên nhau, phảng phất hỗn loạn mê muội tính. Tám đối tám, cũng coi như công bằng. Mỗi một cái đoạn cửu long trong tay sở lấy binh khí, đều hoàn toàn bất đồng, phía trước ở cổ chiến trường chứng kiến chuôi này đại truy, cũng thình lình ở trong đó. Trương Huyền nhìn chăm chú vào trước mắt đoạn cửu long thân ảnh, này tuyệt đối là một cái đại địch, một cái hoàn toàn không kém gì ngọc hư đạo nhân đại địch, đoạn cửu long thực đáng sợ, hắn chia ra làm tám, mỗi một cái hắn, đều là như vậy dọa người, đều có thể trở thành đỉnh chiến lực, nhưng Trương Huyền trong lòng, hoàn toàn không có một tia sợ hãi, giờ phút này, Trương Huyền trong đầu đột nhiên hiện lên một câu. Chúng ta tu sĩ, gì sợ một trận chiến. Trương huyền động, không có bất luận cái gì thanh âm, hắn cầm trong tay màu tím thần kiếm, trực tiếp sát hướng đoạn cửu long. Trương huyền phía sau thân ảnh, cũng tại đây một khắc, hoàn toàn làm khó dễ. Kia mới nhất ngưng tụ mà ra xanh lam thân ảnh, trong tay tam xoa kích, có thể quấy muôn vàn dòng nước, dẫn cuồng bạo chi thủy nhập này đại điện bên trong, trong nước giang lãng, thổi quét đoạn cửu long. Hắc bạch kiếm mang lập lòe giao nhau, làm này cung điện, tại đây trong nháy mắt mất đi sắc thái, phảng phất thế gian này có được, chỉ có hắc bạch. Đoạn cửu long trong tay đại trùy nện xuống, lại bị một mặt tấm chắn sở ngăn cản, một đạo nặng nề thanh âm nổ vang, bởi vì thanh âm này, ở phía trên mặt biển thượng, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ tung, nước biển văng khắp nơi. Tấm chắn ngăn cản đại trùy một kích sau, lại ngược hướng đoạn cửu long ném tới, công thủ chiếu cố. Màu xanh lá thân ảnh, đôi tay huyễn hóa ra một cái roi chín đốt, cùng hắn sở đối chiến đoạn cửu long sử dụng đồng dạng binh khí nhưng cũng không cứng nhắc đương đoạn cửu long đánh tới khi do chín đốt lại đột nhiên biến ảo thành tấm chắn chặn lại một kích sau tấm chắn hóa thành thần kiếm kiếm mang bổ ra kiếm mang chưa đến này thần kiếm lại biến ảo trưởng thành tiên hướng đoạn cửu long quấn quanh mà đi này màu xanh lá thân ảnh tuy rằng không phải lực sát thương mạnh nhất nhưng tuyệt đối là khó nhất triển một cái đến nỗi kia màu đỏ kiếm mang từ trung tâm bắn ra bốn phía Thổi quét chung quanh, không gì chặn được, không có gì không phá. Này từ tím thủy tinh sở chế tạo cung điện nội, các loại năng lượng tràn ngập, mặt biển thượng, thật lớn xoáy nước xuất hiện, dẫn động chung quanh con thuyền, này xoáy nước sở bao trùm mặt biển càng lúc càng lớn. Mau, rút lui tam trong biển, cửu cục trên quân hạm, quan chỉ huy phát ra như vậy thanh âm. Nhưng này đó quân hạm mới rút khỏi tam trong biển, quan chỉ huy lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Rút khỏi 10 trong biển hai phút sau, rút khỏi 50 trong biển. Mặt biển trên không, thật lớn long cuốn từ thiên mà đến, cuốn vào mặt biển, cùng kia biển rộng liên tiếp nhất thể, tại đây long cuốn chung quanh, mặt biển, đã triệt triệt để để, hoàn toàn quay cuồng. Tới rồi trương huyền bọn họ bực này cảnh giới, mỗi một lần tranh đấu, chắc chắn sẽ đưa tới thiên địa dị tượng, lúc này cũng chính là ở biển sâu bên trong, nếu là ở khu náo nhiệt nội, chỉ là hai người chi gian đại chiến, liền đủ để cho một tòa thành trì hôi phi yên diệt, không chút nào khoa trương nói, đối với người thường tới giảng, Trương Huyền cùng đoạn cửu long hai người, chính là này đương thời tiên nhân. Đáy biển đại chiến kịch liệt, nước biển quay cuồng, du ngư tứ tán, này phạm vi mấy chục dặm hải vực, đừng nói con thuyền, trong nước phàm là có cảm thức sinh vật, đều đã nhanh chóng rời đi. Đáy biển cung điện giữa, các màu quang hoa lóng lánh. Đoạn cửu long là người nào? Anh Linh Điện Phó Điện Chủ, này anh Linh Điện, từng vì đương thời mạnh nhất vũ lực, thống ngự địa tâm mặt đất hai đại văn minh, môn hạ thiên kiêu dữ dội nhiều, mà đoạn cửu long có thể trở thành phó điện chủ, kỳ thật lực, tự nhiên không thể khinh thường. Mà Trương Huyền, chính là lục diễn sở gieo thế gian này duy nhất một gốc cây tiên liên, nãi điều hòa thế gian này âm dương sản vật, hơn nữa, Trương Huyền trong cơ thể, chứa có một viên thần châu, trưởng quản tổ binh chi chủ binh khí phổ, truyền thừa quỷ thần huyền thiên diệt thế ma kiếm, tuyệt đối có thể gọi là là này thiên hạ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuy rằng tu hành thời gian ngắn ngủi, nhưng thực lực đồng dạng đáng sợ. Hai người chi gian, tranh đấu lên, quấy trời đất này. Cửu cục những cái đó gọi lặn xuống thiết bị tiến đến cung điện người, toàn bộ bởi vì này dị tượng rút lui đi ra ngoài. Thật lớn long cuốn tiếp thiên liền mà, lan tràn mặt biển, lại mà xuống, thẳng đến này biển sâu cung điện bên trong. Trương Huyền, người nếu cũng chỉ có điểm này bản lĩnh nói, vẫn là sớm chút nuốt hận muốn hảo. Đoạn cửu long chủ thể cùng Trương Huyền đối đua một kích thời điểm, dừng lại động tác, người tu hành thực lực không tồi, nhưng thực lực, trung quy hữu hạn, thế gian này có nói, không cho phép một người thực lực, có thể lay động đại đạo, nhưng lại có thể dung nhập đại đạo, người nhưng hiểu, nói là cái gì. Đoạn cửu long hơi thở bình tĩnh, hắn nhìn Trương Huyền, đột nhiên vỗ bàn tay. Ở đoạn cửu long này đơn giản động tác dưới, này cung biện ở ngoài dòng nước, đều ở mỗ một thế gian, Yên Lặng một cái chớp mắt, lại lần nữa khôi phục lưu động. Mà liền tại đây Yên Lặng trong nháy mắt, Trương Huyền sở diễn sinh ra Lục Đạo Chiến Linh cùng một đạo Anh Linh, cũng đều lâm vào Yên Lặng trạng thái. Cao thủ giao chiến, khả năng ở kia một cái chớp mắt chi gian, là có thể quyết định sinh tử, này ngắn ngủi Yên Lặng, đối với người thường tới nói, khả năng chỉ biết cảm thấy là tinh thần hoảng hốt một chút, liền cái gì đều đi qua, nhưng đối này chiến cuộc mà nói. Bảy đạo đoạn Cửu Long thân ảnh phân biệt đánh ra thuộc về bọn họ một đòn chí mạng, ở một cái chớp mắt trực tiếp, Trương Huyền Lục đạo chiến linh hoàn toàn tiêu tán, kia màu đen bản thể anh linh cũng hóa thành lưu quang, chui vào Trương Huyền trong cơ thể. Đoạn Cửu Long tám đạo thân ảnh hợp hai làm một, vẻ mặt bình tĩnh nói, cái gọi là nói, có thể ở mỗi một thế gian, thay đổi mỗi một loại quy tắc, này đó là đạo của ta, người không hiểu nói, thực lực chung quy hữu hạn, lực lượng ở nói trước mặt, đơn giản là dệt hoa trên gấm đổ vật mà thôi đi ngươi sao đoạn cửu long, thiếu tại đây giả thần giả quỷ. Một tiếng giống to đột nhiên truyền đến. Trương Huyền không kịp xoay người, liền cảm nhận được một đạo thân ảnh từ chính mình bên cạnh xẹt qua, thẳng đến đoạn cửu long mà đi, đúng là triệu cực. Triệu cực cầm trong tay một phen kháng long giản, màu đen giản đang ở run rẩy đối đoạn cửu long đón đầu nện xuống. Đối một cái vãn bối giả thần giả quỷ, người đoạn cửu long, đảo cũng thực sự có vài phần cao nhân phong phạm A. Lam Vân Tiêu cũng xuất hiện, hắn trong miệng cao nhân phong phạm bốn chữ, nhiều có vài phần châm chọc hương vị ở bên trong. Triệu Cực cùng Lam Vân Tiêu đồng thời động thủ, Triệu Đoạn Cửu Long công tới. Đoạn Cửu Long trong mắt nở rộ ánh sao, hắn hét lớn một tiếng, tới chiến. Trương tiểu tử, xem ngươi muội đâu, cùng nhau đánh gãy răng hắn a, đôi ta tới ngươi là có thể xem diễn. Triệu Cực đánh nhau quá trình giữa, hét lớn một tiếng, kéo Trương Huyền nhập bọn. Trương Huyền một lần nữa ngưng tụ diệt thế ma kiếm, lại lần nữa khinh thân mà thường. Lúc này đây, đoạn cửu long lấy một địch tam, dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám ở thả ra phân thân, vô luận triệu cực vẫn là Lam Vân Tiêu, đều giống nhau khó chơi, đặc biệt là Lam Vân Tiêu, trong tay hắn thu thủy trường đao, đối đoạn cửu long tạo thành cực đại uy hiếp. Nghe nói ngươi làm phản, Trương Huyền ở đánh nhau quá trình giữa, hỏi ra vấn đề này. Ta dựa, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm đánh nhau a à. Triệu cực phun tàu một tiếng, này con mẹ nó chính liều mạng đâu. Lam Vân Tiêu, người tuổi so với hắn đại, người giáo huấn giáo huấn hắn, ta mới 18 tuổi, nói hắn không tốt. Ta cũng nghe nói ở cửu cục bên kia truyền đến tin tức, người làm phản. Lam Vân Tiêu ra tiếng, đồng thời bổ ra đao mang. Hành đi, ta đích xác bị liệt vào làm phản. Triệu cực nhận mệnh, bất quá Lam Vân Tiêu, người còn mẹ nó cũng hảo không đến nào đi người từ phản tổ minh lấy đi đồ vật hiện tại phản tổ minh muốn lập tân minh chủ hơn nữa hiện tại khai đại môn tội lỗi tất cả đều quái ở trên người của ngươi thần ẩn hội bên trong có chút lão đông tây khẳng định muốn tìm ngươi phiền toái thiết ta đi nào đều cùng ngươi một khối cùng lắm thì cùng chết bái làm vân tiêu bĩu môi người mẹ nó lời này nói đúng lý hợp tình a à. triệu cực mắt trợn trắng kia chìa khóa rốt cuộc là chuyện như thế nào hai người lại là sao lại thế này? Ngọc Hư rốt cuộc đã chết sao? Trương Huyền đem trong lòng vấn đề tất cả đều hỏi ra tới. Việc này như thế nào cho người giải thích đâu? Triệu cực trầm ngâm một chút, vừa muốn làm giải thích. Ba vị, lấy một địch tam đoạn cửu long đột nhiên mở miệng, các ngươi, hay không cũng quá không đem ta đoạn người nào đó để vào mắt. Ha ha ha, ngượng ngùng, ngượng ngùng, triệu cực đầy mặt xin lỗi, chủ yếu đi, người khác hỏi ta một chút ta biết mà hắn không biết vấn đề, ta liền nhịn không được trang một phen, Trương Huyền, kia chúng ta trước đánh xong rồi nói sau, hai người kéo hắn, ta khai đại chiêu. Triệu cực rút lời, thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau hơn 10 mét, theo sau dơ lên trong tay kháng long giản. Ngô nãi, được rồi, Lam Vân Tiêu đột nhiên đánh gãy triệu cực, không cần lại nói người chạy theo mạng sao tới lời kịch, ta biết đến, người này đại chiêu không cần thanh khống uy 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 triệu cực bất mãn phun tào ai mẹ nó khai đại phía trước không niệm hai câu a bằng không nào có khí thế a không lam vân tiêu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía triệu cực dùng sức gật đầu người khác khả năng không có nhưng ta tin tưởng ngươi tự mang khí thế a à, triệu cực rõ ràng sửng sốt một chút theo sau hắn vẻ mặt chính xác hơi hơi mỉm cười không thể tưởng được ta như vậy điệu thấp vẫn là bị ngươi xem thấu sao một khi đã như vậy nói long tới kia biển rộng trên không, mây đen cuồn cuộn bên trong, một cái hắc long, phá vân mà ra, thẳng vào mặt biển. Hắc long nhập hải, phong vân nổi lên bốn phía, phân phá mặt biển, hắc long mang theo giết gào, mở ra lợi trảo, thẳng đến này màu tím cung điện mà đến. Từ hôm nay trở đi, ta triệu cực, nhưng xưng long chi tử. Triệu cực cuối cùng không nhịn xuống, vẫn là xứng một câu lời kịch. Đương long chi tử ba chữ rơi xuống, kia hắc long tự này cung điện khung đỉnh xuất hiện mở ra bồn máu mồm to thẳng đến đoạn cửu long mà đi triệu cực tự tin tràn đầy đoạn cửu long người tên là đoạn cửu long nhưng lão tử liền một con rồng xem ngươi sao đoạn liền phải đánh ngươi một cái trở tay không kịp ha 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 triệu cực ở cuồng tiếu lam vân tiêu nhìn mắt đứng ở kia cười ha ha triệu cực nhìn mắt trương huyền nghi hoặc nói đây là ngươi bằng hữu trương huyền quyết đoán lắc lắc đầu người bằng hữu không quen biết ha này sợ là cái ngốc tử đi. Lam Vân Tiêu đầy mặt ghét bỏ. Liền ở hai người nói chuyện công phu, kia Hắc Long đã vào tới đoạn cửu Long trước người, trăm trượng cự Long, tựa như thần thú lâm thế. Ngọa Tào, hai người mau tránh ra, ta khống chế không được phạm vi. Triệu cực quỷ kêu một tiếng. Trương Huyền cùng Lam Vân Tiêu đồng thời sắc mặt biến đổi, người mẹ nó phóng đại chiêu còn phóng vô quân đội bản cơ chế AO. Này Hắc Long trên người sở mang theo uy thế, Hai người đều cảm thụ rõ ràng, bị này Hắc Long uy lực lan đến gần, chết không đến mức, nhưng tuyệt đối muốn trọng thương a. Cơ hồ ở cùng thời gian, Trương Huyền cùng Lam Vân Tiêu hai người phân biệt chiều hai cái bất đồng phương hướng nhảy khai, mà Hắc Long bồn máu mồm to, đã hoàn toàn đem đoạn Cửu Long cắn nuốt. Âm vang tiếng động vang lên. Cả tòa cung điện đều tại đây một khắc, điên cuồng rung động lên. Mặt biển thượng, thuộc về Cửu Cục quân hạm vừa mới rời khỏi 50 trong biển mau, thối lui đến 100, không, 200 trong biển ngoại. Quan chỉ huy thanh âm thông qua bộ đàm ở mỗi trên một chiếc quân hạm vang lên. Mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, long cuốn tiếp thiên, nước biển ở sôi trào. Đáy biển cung điện, quang mang bắn ra bốn phía, làm cho cả đáy biển chỗ sâu trong, đều tràn ngập một loại xanh lam sắc. Trăm trưởng hắc long, cắn nuốt đoạn cửu long, tạp hướng mặt đất, mỗi biến mất một trường, liền sẽ khiến cho cung điện chấn động mãnh liệt, khiến cho chung quanh trăm dặm nước biển quấy, đương trăm trưởng cự long hoàn toàn biến mất lúc sau, run rẩy cung điện dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng chung quanh nước biển như là đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo, còn ở cuồng bạo quấy giữa. Lại xem Triệu Cực, đã mồ hôi đầy đầu, người này tuy rằng ngoài miệng kêu hoan, nhưng không thể phủ nhận, này nhất chiêu đối hắn mang đến thật lớn tiêu hao. Triệu Cực chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, đánh xong, kết thúc công việc, chạy lấy người này liền đánh xong sao? Đoạn cửu long thanh âm đột nhiên vang lên, liền thấy hắn thân ảnh xuất hiện ở vừa mới hắc long sở tạp lạc vị trí. Lúc này đoạn cửu long khóe môi treo lên một vòi máu tươi, nhưng sắc mặt cũng không có quá mức khó coi. Này thuyết minh, triệu cực đại chiêu, đối đoạn cửu long cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ta dựa, người này ở tên thượng khắc chế ta, làm vân tiêu, người đánh. Triệu cực lui về phía sau vài bước. Làm Vân Tiêu đem thu thủy trường đao hoành trong người trước, màu lam quang mang quấn quanh quanh thân. Đoạn cửu long lau sạch khóe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng, các người thật sự cho rằng, có thể giết ta. Thiết, sát không xong, chúng ta ba cái ma cũng có thể ma chết ngươi. Triệu cực vẻ mặt khinh thường, trương huyền, đem người uống nguyệt thú nhận tới, cấp anh em bổ bổ năng lượng, từ từ ta lại cho hắn tới cái một con rồng phục vụ. Ma, đoạn cửu long trong mắt mang theo cười nhạo, các ngươi cho rằng, bao lâu có thể ma chết ta? Một ngày, một tháng, vẫn là một năm. Người quản chúng ta bao lâu đâu? Triệu cực đầy mặt khoe khoang, chúng ta ba tại đây nhàn còn có thể đấu cái địa chủ, người có thể làm gì? Chờ chịu đựng cô độc đi, một người ăn lẩu ngươi đều ăn không thành. Trương Huyền, bọn họ có thể ma, người cảm thấy, người có thời gian này ma ta sao? Đoạn cửu long nhìn Trương Huyền, ta nhớ rõ, người ái nhân ra, liền ở Ngân Châu đi, nếu bọn họ chết xong rồi, người còn có thể tại này an tâm cùng ta tốn thời gian sao? Trương Huyền sắc mặt biến hóa một chút, làm vân tiêu cùng triệu cực hai người, cũng tất cả đều chiều Trương Huyền nhìn thoáng qua. Đoạn cửu long trên mặt treo người thắng mỉm cười, Trương Huyền, tới làm chúng ta chơi cái giải đố trò chơi đi, người đoán chúng ta anh Linh Điện, lúc này đây có bao nhiêu đệ tử, tới rồi địa tâm đâu? Lại có bao nhiêu người, muốn tìm đến anh Linh lệnh? Ta nhưng đã nói với bọn họ, ai nếu tìm được anh linh lệnh, ai chính là anh linh điện tiếp theo vị người thừa kế, mà được đến anh linh lệnh thủ đoạn đâu, liền các bằng bản lĩnh lạc. Nhìn Trương Huyền càng ngày càng khó coi sắc mặt, đoạn cửu long trên mặt tươi cười càng ngày càng nùng, thế nào a à Trương Huyền, người còn cho rằng, người có thể cùng ta háo đến khởi sao. Lão Đông Tây, người hắn sao hảo âm hiểm a à? triệu cực mắng một tiếng. Như thế nào âm hiểm, đoạn cửu long đầy mặt kỳ quái, chúng ta những người này, vốn chính là không từ thủ đoạn, các ngươi cái nào, dám nói chính mình quang minh lỗi lạc. Triệu cực sờ sờ cái mũi, ta cảm thấy ta rất quang minh lỗi lạc a. À. Không nói nhiều lời, Lam Vân tiêu sách theo trường đao, nếu anh Linh điện người thật đi đối phó trương huyền người nhà, việc này, không thể lại kéo, nơi này giao cho ta, hai ngươi qua đi. Hảo, trương huyền gật đầu, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền chiều cung điện ngoại phóng đi. Chính ngươi cẩn thận, triệu cực nhìn mắt Lam Vân Tiêu, theo Trương Huyền, cùng chiều cung điện ngoại mà đi cung điện nội cầm trong tay tam xoa kích đoạn cửu long nhìn chăm chú vào trước mắt lam vân tiêu ra tiếng nói người thật muốn cùng ta đua cái người chết ta sống sao người ta đều biết sắp xuất hiện cơ duyên đối với ta chờ mà nói có bao nhiêu quan trọng thật cũng không phải a à. lam vân tiêu rũi người đua cái người chết ta sống đảo không đến mức chỉ là đại thế tiến đến tổng phải học được đứng thành hàng mới là nếu muốn đứng thành hàng, vậy đến làm điểm cái gì ra tới không phải sao? Đứng thành hàng, a à, đoạn cửu long hừ lạnh, người thật đúng là cho rằng, bọn họ có thể làm được không thành. Ai biết được, Lam Vân Tiêu lau chùi xuống tay trung trường đao, dù sao ta tổng cảm thấy, đại môn khai, đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt, con người của ta đi, là có dã tâm, nhưng cũng muốn thành lập ở có thực lực cơ sở thượng, vốn dĩ đâu, ta cho rằng cổ chiến trường có thể vây khốn bọn họ, cuối cùng phát hiện, căn bản không được, mà ta tín ngưỡng thần linh, cũng biến mất tung tích, giống như bị nhốt ở mỗi một chỗ, nếu sự tình đều phát triển trở thành như vậy, ta tổng phải học được xem xét thời thế không phải. Thực hiển nhiên, hiện tại thế giới này, hoặc là cùng trương huyền một đám, hoặc là đứng ở hắn mặt đối lập, ta còn là tương đối tin tưởng ta trực giác. Đây là ngươi vì hắn liều mạng lý do sao? Đoạn cửu long siết chặt trong tay tam xoa kích, vẫn là ngươi cho rằng, một trận chiến này, sẽ thực nhẹ nhàng đâu cũng không tính lý do đi. Lam Vân Tiêu lắc lắc đầu, phía trước hại quá hắn, dù sao cũng phải tìm điểm sự tình bồi thường một chút không phải, chuyện nhỏ lại có vẻ không đủ, quá khó ta còn phải bỏ mạng, không bằng, liền đánh với ngươi một hồi đi. Có ý tứ, đã lâu không bị người khinh thị như vậy qua. Đoạn cửu long một bước bước ra, trong tay tam xoa kích trước chỉ, trong nháy mắt, vô số cột nước hình thành trường thương, chiều Lam Vân Tiêu đâm tới. Biển rộng bên trong, dòng nước cuồng bạo, nguyên bản lẻn vào biển sâu tưởng đào đám người, lại lần nữa trở lại quân hạm phía trên, nhìn kia nơi xa ngập trời long cuốn, mỗi người trong mắt, đều tràn ngập chấn động. Này đó là bọn họ những người này đáng sợ sao? Lâm chân đứng ở tưởng đào bên cạnh, nghĩ đến ta thân thủ khảo thượng như vậy một người, ta đến bây giờ còn có vài phần nghĩ mà sợ. Nếu lại cho ngươi một lần lựa chọn đâu, tưởng đào nhìn Lâm chân ta còn sẽ khảo trụ hắn. Lâm chân không chút do dự nói, Sứ mệnh trước mặt, không sợ. Mỗi người đều có thuộc về chính mình tín ngưỡng, mà đối với cửu cục thành viên tới nói, hoàn thành sứ mệnh chính là bọn họ tín ngưỡng, ở chính mình tín ngưỡng trước mặt, sinh mệnh đều có vẻ không có như vậy quan trọng. Đây cũng là vì sao, lại cấp Lâm Chân một cái lựa chọn, nàng như cũ sẽ đem còng tay mang đến Trương Huyền trên cổ tay nguyên nhân, chẳng sợ, đối mặt lúc này mặt biển thượng cuồng phong long cuốn, Lâm Chân nhỏ yếu liền một diệp thuyền con đều không bằng tưởng đào cùng lâm chân hai người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt biển đột nhiên tại đây cuồng bạo mặt biển phía trên lưỡng đạo bóng người phá thủy mà ra là trương huyền lâm chân trước tiên liền nhận ra trong đó một bóng người một cái khác triệu đại nhân tưởng đào ánh mắt ngưng tụ lại đồng thời nhanh chóng cầm lấy bộ đàm hét lớn một tiếng mọi người chuẩn bị chiến tranh không trung bên trong kia vô số xoay quanh phi cơ trực thăng cơ hồ đồng thời vươn pháo quản Mặt biển thượng quân hạm, cũng là như thế, sở hữu vũ khí tại đây nhất thời khắc khởi động, nhắm ngay kia xuất hiện ở trên mặt biển phương lưỡng đạo bóng người. Hiện tại, chỉ cần tưởng đào ra lệnh một tiếng, sở hữu vũ khí, sẽ toàn bộ khai hỏa. Triệu cực cũng trước tiên liền nhìn đến này hải trống không thuyền cùng phi cơ trực thăng, này thượng cử cục tiêu chí, phá lệ thấy được. Ngọa tàu, ta tại vị thời điểm cũng không làm ra tới quá này phô trương A. Triệu cực phun tàu một tiếng. Triệu đại nhân, tưởng đào thanh âm, thông qua loa phát thanh, rõ ràng truyền bá ra tới, chúng ta tìm ngươi, thật lâu. Hắc hắc, cũng không bao lâu đi, triệu cực vươn tay, gãi gãi cái ót, kế tiếp nói như thế nào, đem ta khảo trở về. Triệu đại nhân, ngươi cầm không nên thuộc về tư nhân đồ vật, hy vọng ngươi còn trở về. Tưởng đào lại lần nữa ra tiếng, lúc này hắn đã đi tới ván kẹp thượng, thông qua trên tay thiết bị, hắn thanh âm từ trên một chiếc quân hạm truyền ra. Dựa, tưởng đào, ta nói người người này, liền con mẹ nó cổ hủ. Triệu cực vẻ mặt gian dậy người khác bộ dáng, người nói một chút kia đồ vật, phóng tới cửu cục, lại không có người dùng, cho ta dùng hạ sao. Ta lại không phải nói dùng xong không còn trở về đúng không, liền như vậy một chút việc nhỏ, các ngươi còn làm đến như vậy hương sư động chúng, cái này kêu cái gì? Cái này kêu hao tài tốn của, cái này kêu phô trương lãng phí, hiểu sao? Ở cửu cục thời điểm ta là như thế nào giáo của các ngươi? chuyện này a à, ta nhưng đến hảo hảo phê bình các ngươi triệu cực một mở miệng đó chính là đạo lý lớn một đống ngập trời không dứt triệu đại nhân hiện tại đã không phải đồ vật không đồ vật sự ngươi sở làm hết thảy đụng vào cửu cục quy củ hiện tại ngươi đã bị liệt vào làm phản căn cứ cửu cục luật pháp triệu đại nhân ngươi đến cùng chúng ta trở về một chuyến bao gồm trương tiên sinh cũng là như thế ở hải hạ sự tình chúng ta còn muốn một lời giải thích tưởng đào nói giải thích, loại sự tình này như thế nào cùng các ngươi giải thích. Triệu cực vẻ mặt vô ngữ, cho các ngươi nói thần lực thức tình. Vẫn là anh Linh Điện, này không phải các ngươi có thể trộn lẫn sự, huống hồ, hiện tại anh Linh Điện người, đã đi tìm trương huyền người nhà phiền toái, chúng ta có một số việc muốn xử lý. Triệu đại nhân, các ngươi sự, là các ngươi sự. Lâm chân đi vào tưởng đào bên cạnh, ngẩng đầu nhìn không chung, nhưng chúng ta sứ mệnh, lại là chúng ta sứ mệnh, Đến nỗi Trương Tiên sinh người nhà, tự nhiên có người bảo hộ, không cần lo lắng. Bảo hộ? Ha ha, Triệu Cực cười lạnh một tiếng, các ngươi cửu cục là thứ gì, có thể ở Anh Linh Điện trước hộ được người. Tuy là Trương Huyền, cũng không cấm nhiều xem Triệu Cực liếc mắt một cái, này thật là cửu cục trước nhất ca. Chẳng sợ hiện tại không làm, cũng không đến mức như vậy làm thấp đi đi. Triệu đại nhân, mặc cho ngươi nói như thế nào, sứ mệnh là sứ mệnh, chúng ta đều có bất đồng sứ mệnh mong rằng triệu đại nhân không cần khó xử chúng ta lâm chân dơ lên cánh tay sở hữu pháo quản phương hướng đều tập trung ở triệu cực cùng trương huyền trên người trương huyền hít sâu một hơi nhà ta người hiện tại có nguy hiểm các người thật sự nghe không hiểu sao đây cũng là chúng ta sứ mệnh lâm chân ra tiếng trương tiên sinh người nhà ngươi chúng ta cửu cục sẽ bảo đảm an toàn nếu an toàn ra vấn đề đâu ta tưởng đào lấy chết tạ tội tưởng đào như vậy nói. Ha ha, hảo một cái lấy chết tạ tội, bất quá, ta cũng không cho rằng, người chết, sẽ đối ta có cái gì bồi thường tác dụng, cho nên. Trương huyền trong tay màu tím thần kiếm ngưng tụ. Mọi người, một bậc chuẩn bị chiến đấu, tưởng đào hét lớn một tiếng. Trương huyền, đừng xúc động, triệu cực áp xuống trương huyền cầm kiếm cánh tay, người phải nghĩ kỹ, nếu một khi động thủ, đại biểu cho cái gì, không riêng gì ngươi, toàn bộ lâm ra, không, phải nói toàn bộ Lâm thị tập đoàn đều phải đi theo tao ương, bao gồm các người công ty công nhân cũng đều sẽ bị liên lụy thượng. Trương Huyền dùng sức nắm chuôi kiếm, trong tay hắn kiếm mang phun ra nuốt vào, nhưng trước sau không có phát ra, bởi vì hắn ở do dự. Mỗi người đều có thuộc về chính mình vướng bận, Trương Huyền đồng dạng có được, nếu hắn không có vướng bận, không có cố kỵ, kia hắn cũng không phải là hiện tại này phiên bộ dáng, giống như đoạn Cửu Long như vậy, người cô đơn, làm chuyện gì? đều không cần để ý hậu quả, nhưng một khi như vậy, Trương Huyền vẫn là hiện tại Trương Huyền sao? Hồng Trần Tâm là lục diễn hy vọng Trương Huyền tìm được đồ vật, đồng thời đây cũng là Trương Huyền nhược điểm. Trên đời không có hoàn mỹ nhất đồ vật, được đến cái gì, liền phải trả giá cái gì, một viên Hồng Trần Tâm làm Trương Huyền yêu cầu ở hiện tại sự tình thượng làm ra một cái lựa chọn. Trương Huyền hít sâu một hơi, ra tiếng nói, ta vô tình cùng cửu cục sinh ra xung đột, nhưng sự tình quan nhà ta người. Tưởng Đào trả lời, ra quốc trước mặt, mong rằng Trương Tiên Sinh có thể minh bạch cái nào nặng cái nào nhẹ. Nói như vậy, đạo lý giảng không thông đúng không? Trương Huyền tản mất trong tay thần kiếm. Tưởng Đào nói, chúng ta chỉ là hy vọng Trương Tiên Sinh có thể làm ra chính xác lựa chọn. Chính xác lựa chọn, Trương Huyền trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt ý cười, có một câu, là cái dạng này, nếu mọi chuyện đều phải phân rõ phải trái, như vậy ta hà tất muốn so người khác cường nhiều như vậy, ta tu luyện mục đích cũng không phải là vì phân rõ phải trái. Trương Huyền phía sau, lục đạo chiến linh, đồng thời xuất hiện. Trương Huyền, triệu cực hét lớn một tiếng. Ta có thể nhìn người nhà xảy ra chuyện sao, người cho rằng bọn họ dừng ở anh linh điện trong tay, sẽ như thế nào? Trương Huyền hỏi lại triệu cực. Triệu cực không có trả lời, bởi vì hắn vô pháp trả lời, hắn vô pháp thể hội Trương Huyền hiện tại cảm thụ. Tưởng đào dương tay, hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị. Lúc này, chỉ cần tưởng đào cánh tay buông nháy mắt, này hạm đội liền sẽ khai hỏa, mà Trương Huyền cùng cửu cục chi gian, sẽ hoàn toàn xé rách ra mặt. Từ đây lúc sau, vô luận là Trương Huyền, vẫn là người nhà của hắn, đều ở hè oi bức, lại vô nơi dừng chân, cho dù là lâm thị công nhân, đều phải đã chịu liên lụy. Nhưng hiện tại, Trương Huyền không có lựa chọn khác, hắn vô pháp ngồi xem lâm chính nam đám người xảy ra chuyện liên ở chiến hỏa sắp khai hỏa là lúc hắn sao cửu cục hải quân có phải hay không không đem ta hải thần để vào mắt a cho tao oanh một đạo giống to thanh từ mặt biển trên không vang lên ngay sau đó có lửa đạn dừng ở cửu cục hạm đội giữa một viên đạn pháo nổ vang ánh lửa tận trời tại đây phiến vùng biển quốc tế thượng vẫn luôn đều có một cái hải dương bá chủ này hải dương bá chủ không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia cũng từng có vô số quốc gia muốn mời chào nhưng đều thất bại tại đây phiến vùng biển quốc tế thượng này phiến hải dương bá chủ lãnh thụ có như vậy một cái cực kỳ bá đạo tên hải thần biển rộng chi thần hải thần đặc ngươi kia thuộc về thánh địa quang minh đảo hải dương quân đội kia đã từng tùy chỗ ngục quân vương chinh chiến hải vực bất bại chi sư hiện giờ lại lần nữa lộ ra hắn răng nanh khi nào này biển rộng từ người khác làm chủ phương xa Minh mông cuồn cuộn hạm đội sửa tới, mỗi một con thuyền thuyền phía trên, vũ khí hoàn mỹ, toàn bộ đều là đỉnh cấp thiết bị. Kia dẫn đầu thuyền ván kẹp thượng, một người đầu chọc đại hán đứng ở nơi đó, trần trụi thượng thân, ánh mắt nhìn ra xa phương xa. Chuyển đà 35 độ, nã pháo, cho ta tốc độ gió cùng không khí độ ẩm, chuyển đà 16 độ, đẩy đến bốn chắn, đi tới. Nã pháo, đầu chọc tráng hán đứng ở nơi đó, hạ đặt một cái lại một cái mệnh lệnh, chẳng sợ chỉ huy vô số điều chiến hạm cũng có vẻ thành thạo nhìn dáng vẻ người hảo các huynh đệ đều đã trở lại a à. triệu cực nhìn kia đứng ở ván kẹp thượng đầu chọc đại hán đúng là hải thần đặc ngươi trương huyền khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười trên bầu trời chiến linh toàn bộ biến mất hắn biết hiện tại đã không cần chính mình ra tay cửu cục thật là thật lớn quan uy a à. lại là một đạo thanh âm vang lên không chung giữa vô số chiến cơ xuất hiện nhưng này đó chiến cơ đều không phải là là cái loại này phi cơ trực thăng, mà là tiêu tiêu chuẩn chuẩn chiến đấu cơ, mỗi một con thuyền chiến đấu cơ, người điều khiển đều chỉ có một người, một cái cầm trong tay máy tính bảng nữ hài. Này đó chiến cơ kỹ thuật, toàn bộ đều đến từ chính địa tâm, chỉ bằng vào mặt đất khoa học kỹ thuật, còn không đủ để làm nhiều như vậy chiến cơ phiêu phù ở kia. Tương lai, vốn chính là nghiên cứu khoa học lĩnh vực thiên tài, từ địa tâm trở về lúc sau, nàng sở nắm giữ kỹ thuật đã viễn siêu mặt đất không biết nhiều ít, lấy nàng năng lực, chỉ cần cho nàng cũng đủ tài nguyên, nàng một người, hoàn toàn có thể địch nổi một chi quân đội. Lão đại, bên này liền giao cho chúng ta, tóc đỏ thân ảnh, cũng xuất hiện ở trương huyền mi mắt giữa, tương lai, ngươi liền cho ta đánh, đồ vật không đủ, nhà ta ra tiền, nhà ta nghèo, không còn có phí lôi tư gia tộc đâu sao. Tóc đỏ những người này, trên mặt đất phan minh, có được tuyệt đối thân phận địa vị. Tưởng đào cùng lâm chân hai người, nhìn đột nhiên xuất hiện đại quân sắc mặt trở nên có vài phần khó coi triệu cực đi trương huyền ra tiếng theo sau hóa thành một đạo lưu quang triệu cực gật gật đầu đi theo trương huyền mà đi anh linh điện người lẫn vào mặt đất chính là một viên bom hẹn giờ tùy thời đều khả năng nổ mạnh tạo thành thật lớn phiền toái ngân châu lâm ra nhà cửa có nói là một người đắc đạo gà chó lên trời bởi vì lâm thị nguyên nhân Ngân Châu thành phố này cũng được đến bay nhanh phát triển, phía chính phủ quan viên nhìn mỗi ngày bay lên các hạng báo cáo, mỗi ngày ngủ miệng đều khép không được, này sẽ trở thành hắn ngày sau bình bộ thanh vân quan trọng nhất cơ hội. Mà lâm Gia ở Ngân Châu cũng có được tuyệt đối địa vị, này địa vị là căn bản không có người có thể lay động. Lâm Gia đại viện chung quanh, đã không có còn lại hộ gia đình, này một mảnh khu vực, có thể nói đã biến thành lâm Gia tư hữu khu vực, tuy rằng lời nói không có nói đến bên ngoài thượng đương này trong đó đạo đạo, mỗi người trong lòng đều rõ ràng cùng gương sáng dường như, đây là ngân châu tòa thành này tiềm quy tắc. Lúc này đêm khuya, lâm gia đại viện bên trong, rơi vào vài đạo bóng người. Đây là cái gọi là lâm gia sao? Một cái phàm tục nơi mà thôi. Bắt được này đó phàm tục, uy hiếp trương huyền, làm hắn giao ra anh linh lệnh. Tưởng không rõ, loại chuyện này, vì sao phải đêm khuya tiến hành, chẳng sợ chúng ta nghênh ngang từ cửa chính đi vào, này đó phàm tục, lại có thể nại chúng ta gì. Đêm khuya rơi vào lâm ra đại viện bóng người, bọn họ trong miệng lời nói nội, lộ ra nồng đậm không ngừng chi ý. Hiện tại là nửa đêm 2 điểm, lâm ra nhà chính giữa, còn có ánh đèn sáng lên, một bóng người xuất hiện ở ánh đèn dưới. Động thủ đi, trong bóng đêm bóng người ra tiếng, thân hình nhất dược, liền chiều kia ánh đèn sở lượng phòng phóng đi. Bọn họ thân hình huyền chuyển nhẹ nhàng, giống như phi yến giống nhau, không có phát ra một chút tiếng vang, bọn họ phiên tiến cửa sổ, liền phải động thủ, đã có thể ở chuẩn bị động thủ kia trong nháy mắt, một phen màu đen trường đao, đứng ở bọn họ trước mặt. Mà ở này màu đen trường đao lúc sau, là một người thanh niên. Thanh niên đĩnh đạc ngồi ở một trương ghế thái sư, trong tay phủng một chén trà nhỏ ly, nhìn trước mặt, hắn thổi thổi chén trà thượng toát ra nhiệt khí, bình đạm ra tiếng, anh linh điện các vị, động tác có chút chậm a, à, làm đến ta tại đây đợi lâu như vậy tự giới thiệu một chút, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo chi nhất, Quang Minh Đảo Vương giới người sở hữu, Bạch Trì. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, người tới giữa, hiển nhiên có người nghe nói qua cái này danh hiệu, hắn đầu tiên là nghi hoặc, theo sau cười lạnh một tiếng, bất quá bảy cái sơn tặc ngươi, ngươi ở chỗ này có thể như thế nào? Có thể giết sạch các ngươi a. À, bóng ma giữa, một bóng người chợt lóe rồi biến mất. Một người lẻn vào lâm gia anh linh điện đệ tử Đầu cùng thân thể tách ra, lăn xuống đến mà. Vốn là tinh thông ám sát chi đạo nghi chát ngươi, từ địa tâm trở về lúc sau, càng thêm đáng sợ. Một người đồng bạn đột nhiên tử vong, làm còn lại ba người thần sắc cả kinh, bọn họ cơ hồ là theo bản năng liền muốn rời đi. Đi rất sao, màu đen thân hình xuất hiện ở ba người phía sau, Arick vươn đôi tay, trực tiếp niết bạo hai người đầu. Còn sót lại một người, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, hắn hét lên một tiếng nhảy ra cửa sổ, muốn chạy trốn. Mà ở phòng nội Bạch Trì, Arix, căn bản không đi quản người này, y chắt người từ bóng ma giữ hiện thân, trên mặt treo một mà tàn nhẫn tươi cười. Ngoài cửa sổ, một mảnh hắc ám, ánh trăng tươi xuống, kia quạnh quẽ dưới ánh trăng, một bóng người, tựa như giữa tháng đi ra tiên tử giống nhau, lẳng lặng nhìn chạy trốn ra tới thân ảnh. Nơi này, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nguyệt thần hơi hơi mỉm cười, tới, liền không cần đi rồi đi. Roi dài ném quá, này cuối cùng một bóng người, cũng ngã quỵ trên mặt đất. Đêm tối giữa, này hết thảy an tính tiến hành, lâm ra người, thậm chí còn không rõ ràng lắm, đã xảy ra cái gì. Người tới, đêm này đó xử lý một chút, bạch trì nhảy đến đây, đối với trong bóng đêm ra tiếng. Trong bóng đêm, vài đạo thân ảnh xuất hiện, thực mau, này bốn cổ thi thể, liền hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau cùng lão đại liên hệ một chút đi, nơi này đã không có việc gì, kế tiếp, đem lâm lão gia tử bọn họ trước tiếp đi, lão đại thân phận quá đặc thù, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ biết có vô số nguy hiểm. Phương xa hơn một ngàn km ngoại, Trương Huyền nhìn đến di động thượng phát tới tin tức, hiểu ý cười, này đó huynh đệ lúc này trở về, thật đúng là giúp chính mình đại ân A. À. Hiện tại, người có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi? Trương Huyền nhìn triệu cực, Triệu cực điểm thượng một cây thuốc lá, hít mây nhả khói chung, hắn hít mắt nhìn Trương Huyền. Đừng trang thâm trầm, mau nói. Nga, Triệu cực đem đôi mắt trợn to, kỳ thật ngươi hẳn là cũng biết một chút, Cửu cục tìm ngươi thời điểm cũng cùng ngươi đã nói đi, hiện tại thế giới các nơi xuất hiện dị năng giả sự. Trương Huyền gật gật đầu. Triệu cực nói, trên thực tế, thế giới này, vẫn luôn đều tràn ngập rất nhiều loại năng lượng, loại này năng lượng sẽ làm nhân thân thể phát sinh biến dị cụ thể biến dị trình độ đâu, cùng hấp thu năng lượng nhiều ít là có rất lớn quan hệ, mà này đó năng lượng, bổn bị người thu thập lên, nấp trong một chỗ, hoàn toàn phong ấn lên, mà Ngọc Hư Sơn giữa quyền trược, đó là phong ấn này đó năng lượng chìa khóa, kết quả ngươi thấy được, kia Ngọc Hư đạo nhân không nói võ đức, đánh nhau liền đánh nhau sao, không có việc gì rút chìa khóa làm gì. Hiện tại hảo, năng lượng chút xuống, đại gia tất cả đều di di. Vậy ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đi cử cục trộm đồ vật, Trương Huyền Trắng chịu cực liếc mắt một cái. Kia cũng không gọi trộm sao, rốt cuộc đã từng cũng là người một nhà, nương dùng dùng một chút, trời đất này năng lượng chút xuống, ta dù sao cũng phải làm điểm cái gì không phải, cử cục cũng có một phen chìa khóa, là đạt được lực lượng cơ hội, ngươi tưởng sao, dù sao này lực lượng sớm muộn gì bị người đạt được, còn không bằng cho ta đâu đối không. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. À. Trương Huyền bĩu môi, về kế tiếp sự, Người tưởng tính thế nào? Dược, còn tính toán cái màu A, à, mau chóng tìm được năng lượng, như bước lên A, à, bằng không nhưng thảm, hiện tại cửu cục đuổi giết ta, phản tổ minh đuổi giết Lam Vân Tiêu, người đừng nhìn ta là nhất ca, Lam Vân Tiêu thứ này là minh chủ, đôi ta liền lớn nhất, ở đôi ta mặt trên, còn có người đâu, bất quá đám lão giả đó phía trước đều tự mình phong ấn, hiện tại năng lượng một chút xuống, tất cả đều chạy ra, ta thật sự nếu không như bức sớm muộn gì bị bọn họ trảo trở về đòn hiểm. Triệu Cực nói đến này, không tự giác dùng mình một cái. Hiển nhiên, Triệu Cực đối kia cái gọi là lão gia hỏa còn là phi thường kiêng kỵ. Triệu Cực nói, nhìn mắt Trương Huyền, kỳ thật đi, ta còn hảo thuyết, hiện tại chủ yếu là ngươi, ngươi có biết hay không chính mình có bao nhiêu địch nhân a? À? Ta cho ngươi tính tính, phản tổ Minh lão Đông Tây, Cửu cục lão Đông Tây, thần ẩn hội lão Đông Tây, còn có cái gì anh linh điệt, Ngọc hư lão đạo cũng không chết thấu, hắn muốn ra tới, cũng đến tìm ngươi phiền toái thú nhân tộc hiện tại cũng không xác định, nghe nói cùng anh Linh Điện có hợp tác, đi tìm một cái cái gì xen lẫn trong mặt đất thú tộc nữ nhân. Cổ cơ sao, Trương Huyền nghi hoặc, nhưng cổ chiến trường có cấm chế, cổ cơ lại như thế nào đi vào mặt đất. Ai biết được, bọn người kia, bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Triệu cực bĩu môi, dù sao hiện tại đi, hết thảy đều lộn xộn, bất quá tạm thời sẽ không lan đến gần người bình thường sinh hoạt, đại gia đánh, cũng đều là ở không có người địa phương đánh, đến nỗi những cái đó dị năng giả sự, toàn thế giới thế lực, cũng đều ở tận khả năng khống chế, dù sao hiện tại phải làm, chính là nghĩ cách đem này đó năng lượng đều làm tới tay, làm chính mình như bức, bằng không, chờ đám kia người xuống dưới lúc sau, ai yếu ai chết trước. Những người đó, trương huyền trong lòng, hiện lên ma nữ thân ảnh, triệu cực nói là này đàn tự xưng thần tộc người sao. Bọn họ muốn tìm là chính mình trong cơ thể thần châu A. Triệu cực lấy ra một chương bản đồ, ở trương huyền trước mặt phô khai, nói, ngươi xem a, à, hiện tại là như vậy một cái thế cục, kia nói đại môn mở ra lúc sau, các loại năng lượng trút xuống, nhưng dị năng giả ra đời, bất quá là những cái đó ngoại tràn ra đi lực lượng mà thôi, chủ yếu lực lượng, vẫn là tập trung ở mấy cái địa phương, giống như là chúng ta đi kia tòa đáy biển cung điện, đó là phương Tây 12 chủ thần truyền thừa, dù sao sao nói đi, thần linh thần thoại có thể truyền xuống tới, cố tình vẫn là tên của bọn họ tự nhiên có nhất định đạo lý, vì sao bất truyền ta triệu cực chi danh đâu đối không, sau đó chúng ta phương đông truyền thừa đâu, cũng có một ít, bất quá ngươi cũng biết, phương tây chúng thần, thích làm điểm cái gì cung điện linh tinh ngoạn ý, tận lực hướng khi phái nháo, kia cũng hảo tìm, ta phương đông thần tiên, động bất động làm cái cái gì tiên ra động phủ gì, tìm đều không hảo tìm, cho nên hiện tại liền đem mục tiêu đặt ở này phương tây 12 chủ thần trên người, hải thần Poseidon năng lượng. Bị ngươi cùng đoạn cửu long cấp phân, chiến thần Ares năng lượng, bị Lam Vân Tiêu làm đi rồi, rượu thần Dionysus năng lượng, ở ta này, hiện tại còn thừa chín chủ thần, bất quá phản tổ minh lão Đông Tây, thần ẩn hội lão Đông Tây, còn có cửu cục cái kia lão Đông Tây, cũng đều động thủ, ngọc hư lão đạo không chết thấu, chỉ sợ cũng đi tìm kiếm cái chủ thần năng lượng, nghe nói còn có hai cái lão Đông Tây, cũng ra tay, hiện tại có thể xác định dư lại, chỉ có tam đại chủ thần năng lượng. Triệu cực vươn ba ngón tay, rớt, Apollo, còn có Athena, nghe nói qua đi. Vô nghĩa, Trương Huyền Phiên triệu cực liếc mắt một cái. Chúng thần chi vương rớt, thần lực mạnh nhất, Athena là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, thần lực so rớt cũng kém không đến nào đi, đến nỗi Apollo thần lực, thần mặt trời kia mập mạp hẳn là đã ở trên đường, hiện tại liền Athena cùng rớt, ngươi nói đi, chúng ta lộng cái nào. Triệu cực đem bản đồ hướng Trương Huyền trước mặt đẩy, một bộ Trương Huyền nói tính bộ dáng. Vậy Athena bái, Trương Huyền nhún vai, cạnh tranh điểm nhỏ sao không phải? hành vậy đem mục tiêu định ở kia, cổ lai hy quốc, athena thần miếu, làm vân tiêu kia hóa cũng đánh xong, ta trực tiếp làm hắn hướng cổ lai hy quốc đuổi. cổ lai hy quốc từng nhà cư dân đều ở vào một loại vui sướng bầu không khí giữa, mỗi năm một lần thần miếu đại điển sắp cử hành, tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ nhóm đi ở trên đường tế bái bọn họ đối thần linh lễ nghi, đồng thời lại đối chính mình sở thích ý người liếc mắt đưa tình cổ lai hy quốc công chủ anna ngồi ở một chiếc liễn xe phía trên nàng giống như sa đọa thế gian tinh linh mỹ lệ cao quý hưởng thụ chung quanh những cái đó tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đầu tới ái mộ ánh mắt trương huyền cùng triệu cực ngồi ở đường phố bên một chỗ tử lầu nội thông qua cửa sổ nhìn trên đường phố náo nhiệt cảnh tượng triệu cực điểm thượng một cây thuốc lá người nói này đó đám tiểu tử có thể nghĩ đến bọn họ anna công chúa sau lưng là cái cái dạng gì người sao ta tưởng các ngươi cửu cục cấp dưới, cũng không thể tưởng được ngươi sau lưng là cái người nào. Trương Huyền nhìn triệu cực một bên moi chân một bên ăn cơm bộ dáng. Thiết, ta cái này kêu không câu nệ tiểu tiết, triệu cực bĩu môi, nhìn xem này thỉnh thế, ta phỏng chừng lúc này, rất trong thần điện, kia giúp hóa đang ở đánh vỡ đầu chảy máu đâu, nhìn nhìn lại hai ta, một bên hưởng thụ sinh hoạt, một bên thu hoạch lực lượng, đây mới là nhân sinh A. À. Triệu cực vừa dứt lời, hắn đột nhiên lang ở nơi đó, ngoả tàu, rất thần điện lực lượng, bị người thu hoạch. Cùng lúc đó, tại đây đường phố phía trên, vài cổ kinh khủng lực lượng bộc phát ra tới. Ngoả tàu, triệu cực đột nhiên đứng dậy, này đó hóa cùng hai ta tưởng giống nhau, tất cả đều chạy tới tranh Athena thần lực. Rất thần điện bị nhặt của hơi ốc ngày. Có người đọc nói xem càng ngày càng loạn, ta cho đại gia loát một chút đi. Ghi chú rõ, này trương không cần tiền, không cần thiết lấy này trương đòi tiền tới hắc. Đầu tiên, khí xuất hiện, bao gồm khí thực lực hệ thống, các vị hẳn là rất rõ ràng, liền không nhiều lắm làm giải thích, khống linh lúc sau, trực tiếp nhất, này đây anh linh độ cao tới phân biệt sức chiến đấu, anh linh lúc sau, đó là huyết mạch, huyết mạch thiêu đốt viết cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc còn chưa tới huyết mạch quật khởi thời điểm. Quyền sách từ lúc bắt đầu chủ thể, lục diễn mất tích, lục diễn thăm dò, đều là ở giảng một ít chúng ta muốn thăm dò cùng suy đoán đồ vật. Ở phía trước phát sóng trực tiếp cùng thăm hỏi chúng ta cũng giảng quá, bao gồm hôn lễ khi có người đọc tới tìm ta, chúng ta cũng giáp mặt Liêu Quá, ta cho rằng chúng ta nơi thế giới có rất nhiều kỳ diệu đồ vật chờ chúng ta đi thăm dò, có quá nhiều không biết đồ vật tồn tại, mà ta muốn đem ta chính mình suy nghĩ, quán triệt đến thư nội, thậm chí kết hợp thần thoại chuyện xưa. Đây là ở lòng ta một cái hoàn chỉnh thế giới. Đến nỗi cái gọi là loạn, đơn giản chính là Trung Quốc và phương Tây phương thần linh mơ hồ, đối với phương Tây thần linh mà nói, chúng ta biết đến cũng không nhiều. Mọi người xem cũng sẽ mơ hồ, cho nên quyển sách cũng không sẽ nhiều viết cái gì, chủ yếu vẫn là sẽ ở chúng ta sở biết rõ phương đông chuyện xưa thượng làm văn. Mà cái gọi là hấp thu năng lượng, chính là làm chính mình anh linh càng cường đại hơn, trăm mét diệt thế ma kiếm cùng cây số diệt thế ma kiếm, đồng dạng linh khí ngưng tụ độ, uy lực khẳng định là bất đồng. Đến nỗi hiện tại thế lực, chủ yếu chia làm địa tâm cùng mặt đất, mà địa tâm đã bị thú nhân chiếm lĩnh, mặt đất đơn giản chính là Dĩ Vãng Tam Đại thế lực cộng thêm cửu cục cùng với Ngọc Hư Đạo Nhân cùng anh Linh Điện. Sau đó là kế tiếp cốt truyện đi hướng, khẳng định này đây điền hố là chủ, giai đoạn trước rất nhiều nghi hoặc, cũng sẽ dần dần vạch trần, cái gọi là kia một ngày, lục diễn mục tiêu, cùng với cái gọi là thần tộc, bao gồm lâm thanh hạm sau lưng sư phụ, toàn len canh anh Linh lai lịch, này đó từ từ. Trở lên chính là hiện tại quyển sách đại thể phương hướng lập, hai ngàn chương thư, quy kết nhiều thế này thế lực ra tới, hẳn là không tính loạn đi, đến nỗi đại gia nói cửu cục có vấn đề, muốn tìm trương huyền phiền toái, các vị phải biết rằng, cửu cục sau lưng là quốc, quốc hội sợ người sao. Đương quốc sợ người, kia vẫn là quốc sao, mình mông đại quốc A, nói cách khác, thật đánh lên tới, trương huyền là có thể đánh thắng được quốc. Trương huyền không có vướng bận, đây đều là muốn suy xét điểm A. Kế tiếp cốt truyện sẽ đem trước kia hố chậm rãi điền thượng, đổi mới cũng tận lực trước tiên. Trương huyền có thể cảm nhận được, này chung quanh xuất hiện vài cổ khổng lồ năng lượng. Lam Vân Tiêu tới, Trương Huyền xuất khẩu. Trương Huyền vừa dứt lời, Lam Vân Tiêu thân ảnh liền xuất hiện ở Trương Huyền cùng triệu cực trước mắt. Rất thần điện bị phá, Lam Vân Tiêu cau mày. Triệu cực vội vàng hỏi, các người phản tổ minh lão gia hỏa, chúng ta cửu cục lão gia hỏa, còn có thần ẩn hội cái kia lão gia hỏa, đều ở chỗ này, ai đi rất thần điện. Ngọc Hư, vẫn là mặt khác kia hai người. Làm Vân Tiêu lắc lắc đầu, không phải Ngọc Hư, hắn lần trước bị thương nghiêm trọng, hấp thu thần lực tốc độ sẽ không quá nhanh, hắn không kịp qua đi, dư lại kia hai người, hai người bọn họ không dám tới tranh, bắt được một cái, đối bọn họ mà nói, cũng đã vậy là đủ rồi, vừa lấy được tin tức, các thế lực lớn đều phái người đi trước rất thần điện, thực mau hẳn là liền có kết quả ra tới. Triệu Cực hít sâu một hơi, lúc này đây, Athena thần điện chi tranh, có điểm không bình tĩnh a. À đồng dạng ở ven đường một nhà khách sạn bên trong, một người toàn thân áo bảo trắng, đầu tóc hoa dâm, lưu có dâu dài, tròm dâu đồng dạng vì màu trắng, hắn nhìn qua sáu bảy chục tuổi, bộ mặt hiền từ lúc này trên mặt lộ ra tươi cười, hắn cầm lấy trong tay một cây gỗ đào quải trược, đứng dậy, đi ra khách sạn. Ven đường trong đám người, một hè oi bức trung niên nam nhân, ôm một người nhìn qua cũng liền nửa tuổi hài đồng, hắn đem hài đồng giao cho bên cạnh nữ nhân, ôn nhu nói, rất thần điện khai, ta muốn qua đi một chuyến. Ta không rõ, nữ nhân tiếp nhận hài tử, Triệu Cực đã đi, ngươi vì cái gì còn muốn đi? Hắn sao? Nam nhân nhìn về phía ven đường một nhà khách sạn, đúng là Triệu Cực ba người nơi địa phương, hắn lắc lắc đầu, có một số việc còn phải ta đi làm, Triệu Cực còn trẻ, hắn có khác sứ mệnh. Đừng quên, người về sớm hưu, cũng có gia cùng hài tử. Nữ nhân nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, yên tâm lại không phải vừa đi không trở về, này đại thế, ai đều tránh không được, ai đều trốn không thoát, huống hồ, thiên sập xuống, còn có cái cao đỉnh đâu. Trong hoàng cung, một gian mật thất giữa, một người cả người giấu ở áo đen trong vòng người đứng dậy, hắn có một mét tám thân cao. Athena thần điện A, nhiều người như vậy đều tụ tại đây, có ý tứ, có ý tứ lạc, Lam Vân Tiêu, nhiều năm như vậy không gặp, không biết, người trưởng thành thế nào, ha ha. Người này phát ra tiếng cười, đi ra mật thất. Cùng lúc đó, cổ lai hy quốc địa phương còn lại, cũng đều có người, chiều kia tòa tên là Athen thần sơn địa phương mà đi, thần lực xuất hiện, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái cơ hội, bọn họ muốn nắm chắc được lần này cơ hội. Cổ lai hy quốc chủ thành trên đường phố, như cũ náo nhiệt phi phàm, mọi người hoàn toàn không có ý thức được hiện tại đã xảy ra cái gì, bọn họ còn ở lễ mừng vui sướng bên trong. Mà ở phương xa Athen thần trên núi, một hồi đại chiến đã ở ấp ủ giữa. Có ba người, phân biệt với ba cái bất đồng phương hướng lên núi. Mà trương huyền ba người, tắc ở vào cái thứ tư phương hướng, ở lên núi trên đường, mọi người đều rất rõ ràng, đại chiến sắp xảy ra, Athen thần sơn, sở đại biểu, không riêng gì có thể được đến lực lượng, càng có rất nhiều, các thế lực lớn địa vị, nhưng đại gia cũng rất rõ ràng, này không phải là một lần sinh tử chi tranh, phương Tây 12 chủ thần truyền thừa thần lực, Chẳng qua là một cái bắt đầu, chân chính bữa tiệc lớn, ở phía sau đâu. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực, cũng ở chiều cái này phương hướng hội tụ. Còn chỉ là lên núi trên đường, này Athen thần trên núi phương, đã mây đen răng đầy, áp lực không khí, ở cả tòa trên núi lan tràn. Dược, Tổng cảm thấy lúc này, cắm một tay BGMA. Chiều cực lên núi trên đường phun tàu nói, hơn nữa ta cảm thấy, chúng ta ba cái, có phải hay không ít người A, có điểm không đủ dùng. Cuồng Si muốn ở thì tốt rồi, bất quá trận chiến ấy qua đi, hắn cũng đã biến mất. Lam Vân Tiêu ra tiếng, bọn họ cũng đều không phải là bền chắc như thép, chúng ta lúc này đây, lượng sức mà đi liền hảo, không cần cưỡng cầu. Trương Huyền nhìn đỉnh núi, ánh mắt kiên định, ta yêu cầu này đó lực lượng. Cùng Ngọc Hư đại chiến, cùng Đoạn Cửu Long chiến đấu, đều làm Trương Huyền rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình khiếm khuyết, tuy rằng cũng không sẽ thua, nhưng đánh lên tới Trước sau bị đè nặng một đầu, cùng những người này đánh, Trương Huyền kinh nghiệm chiến đấu ưu thế không còn sót lại chút gì. Vô luận là Ngọc Hư vẫn là Đoạn Cửu Long, bọn họ chiến đấu trải qua, kia đều là viễn siêu Trương Huyền, có thể tới bọn họ hiện tại tình trạng này, không có ai mà không ở sống hay chết giữa mài rũa ra tới. Hơn nữa Trương Huyền phát hiện, thần lực có thể trực tiếp bổ sung thần châu, hiện tại về thần châu công hiệu, Trương Huyền tuy rằng chỉ phát hiện một chút, nhưng điểm này cũng đủ mạnh trực tiếp đem thực lực tăng lên gấp đôi, nếu thần châu năng lượng lại bổ sung một ít, khả năng sẽ giải khóa còn lại năng lực cũng nói không chừng. Hơn nữa tiên liên cũng còn kém cuối cùng một đạo nhan sắc, Trương Huyền có dự cảm, nếu đem tiên liên bảy đạo chiến linh gom đủ, khả năng còn sẽ xuất hiện khác biến hóa, hiện tại tiên liên cùng thần châu, chính là Trương Huyền lớn nhất hậu thuẫn. Hết thảy đều giống như chỉ kém như vậy một bước, nhưng như vậy một bước, trong đó tranh lệch, khác nhau như trời với đất. Ba người một đường hướng về phía trước, mặt khác ba phương hướng, cũng đều có người, hướng đỉnh núi mà đi. Khoảng cách đỉnh núi trăm mét khoảng cách, lục đạo chiến linh, đã ở trương huyền phía sau hiện ra, khoảng cách đỉnh núi bảy mươi mét khoảng cách, trương huyền trong tay, ngưng tụ màu tím thần kiếm. Triệu cực lấy ra kháng long giản, không chung, mây đen quay cuồng. Lam vân tiêu cầm trong tay thu thủy trường đao, xanh lam quang mang ở sau người ngưng tụ. Khoảng cách đỉnh núi 50 mét khoảng cách, uống nguyệt lĩnh vực buông xuống, rượu nhật cũng đồng thời xuất hiện. Khoảng cách đỉnh núi 20 mét khoảng cách, không trung mây đen chung, mơ hồ có thể thấy được có kia một cái hắc long ở quay cuồng. Khoảng cách đỉnh núi 10 mét chỗ, trương huyền phía sau, màu đen anh linh xuất hiện, cầm trong tay một phen đen nhánh lưới hái, giống như tử thần giống nhau. Này 10 mét khoảng cách, mỗi bước ra 1 mét, trương huyền trên người khí thế, liền bạo trướng một phân, đương 10 mét đi ra, trương huyền trên người khí thế, đã bỏ lên tới rồi một cái cực điểm Mà liền ở cuối cùng một bước bước ra lúc sau Trương Huyền cũng nhìn đến còn lại ba đạo thân ảnh Này đỉnh núi phía trên Tổng cộng sáu người lẫn nhau đầu đi ánh mắt Làm vân tiêu trà lau trong tay thu thủy trường đao Ánh mắt sở nhìn chăm chú kia cả người giấu ở áo đen chung người Cái này giao cho ta Triệu cực tắc nhìn về phía tên kia hè oi bức trung niên nam nhân Cái này ta đến đây đi Triệu cực rứt lời, trong tay kháng long giản phát ra run rẩy triệu cực ngẩng lên đầu. Ta đi, cùng hắn cầu hòa. Triệu cực nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi đi. Mà Trương Huyền, còn lại là nhìn chăm chú kia một người áo bào trắng lão nhân, hắn không nói gì, ở đối phương trên người, Trương Huyền cái gì đều cảm thụ không đến, kia phảng phất chính là một người bình thường, nhưng như vậy cảm giác cấp Trương Huyền lại càng thêm khủng bố. Không chung bên trong, một đạo tia chấp xẹt qua, có mưa to tầm tã mà xuống. Chân núi, rất nhiều thế lực, đang ở phàn sơn, đột nhiên mưa to tầm tã mà xuống, khủng bố uy áp từ trên đỉnh núi truyền đến. Mặt trên, là thế gian này, cường đại nhất vài người đi. Một người thế lực lãnh tụ ngẩng đầu. Trương huyền thân hình lập lòe gian, đã đi vào này áo bảo trắng lão nhân trước người. Hai tử, sát ý quá nồng, không phải một chuyện tốt. Áo bào trắng lão nhân cầm trong tay quải trược, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Lôi tới. Đương áo bào trắng lão nhân giọng nói rơi xuống nháy mắt, không chung một đạo cuồng lôi, trực tiếp đánh xuống, hướng trương huyền mà đến. Này cuồng lôi uy lực, đủ để cho một người tôn chủ cảnh nháy mắt mất đi. Đây là đến từ chính thần ẩn hội tối cao chiến lực công kích. Hòa hoa lão nhân, một cái rất sớm phía trước liền tồn tại cường giả, hắn sở xuất hiện thời đại, thậm chí so lục diễn cùng huyền thiên, còn muốn sớm. Hòa hoa lão nhân lớn nhất một cái đặc thù, cũng là hắn mạnh nhất một chút. Nói là làm ngay. Nếu nói lôi tới, liền có thiên lôi xuất hiện. Phong tới. Kia thiên lôi lúc sau, cuồng phong nổi lên bốn phía, cuồng phong bên trong, hỗn loạn lưỡi dao gió, kia nham thạch tại đây lưỡi dao gió giữa, hóa thành bột mịn. Vũ tới. Trên bầu trời, mưa to tầm tã mà xuống, kia hạt mưa đánh vào trương huyền bên ngoài cơ thể linh khí vòng bảo hộ thược, ở linh khí vòng bảo hộ thượng kích khởi tảng lớn sóng gợn, có thể tưởng tượng, này nước mưa giữa, hỗn loạn như thế nào uy lực. Hoa hoa lão nhân liền đứng ở tại chỗ, từ đầu tới đuôi, đều không có động quá. Người chỉ có lực lượng, cũng không hiểu nói, trước sau rơi vào tiểu thừa. Hoa hoa lão nhân ngữ khí giống như thuyết giáo giống nhau. Trương huyền phía sau, màu đen anh linh tay để mệnh liêm, một đao chém tới. Hoa hoa lão nhân hai mắt trở nên đen nhánh, đây là lâm vào mệnh liêm ảo cảnh giữa biểu hiện, nhưng này cũng liền một cái nháy mắt mà thôi, đương này một cái chớp mắt qua đi, hòa hoa lão nhân hai tròng mắt, lại khôi phục thường lui tới bộ dáng, mệnh liêm căn bản không có đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ở hòa hoa lão nhân nội tâm giữa, đã không có gì quá làm hắn sợ hãi sự. Lục đạo chiến linh đồng thời giết đến, cuồng bạo năng lượng phát tiết mà ra, đây là có thể đem cả tòa Athen thần sơn đều hủy diệt năng lượng, lúc này tập trung đến một chút, Lực phá hoại cùng xuyên thấu lực đều đặc biệt đáng sợ, đã có thể loại này khổng lồ năng lượng, ở Hòa Hoa lão nhân trước mặt, lại đơn giản là một câu, liền triệt tiêu. Tán. Vô cùng đơn giản một chữ, hướng Hòa Hoa lão nhân phát tiết quá khứ lục đạo năng lượng, toàn bộ tiêu tán, hóa thành điểm điểm. Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm đâm ra, Hòa Hoa lão nhân, vươn hai ngón tay, kẹp lấy mũi kiếm, mặc cho Trương Huyền như thế nào dùng sức này màu tím thần kiếm, rốt cuộc vô pháp tồn tiến mảy may. Thiên địa năng lượng hình thành, yêu cầu quy tắc, ngươi cầm trong tay năng lượng, liền muốn tuân thủ loại này quy tắc. Hòa hoa lão nhân nhẹ giọng nói, hiện tại này năng lượng ở ta trong khống chế, ta có thể cho phép này đó năng lượng ngưng tụ, cũng có thể tùy thời làm này tiêu tán, ta có thể cho này đó năng lượng liền cố định tại đây. Ngươi không phải thứ bất động kiếm, mà là tại đây lúc sau không có năng lượng, có thể cho ngươi ngưng tụ trong tay vô kiếm người làm sao nói thư kiếm đâu. Hoa hoa lão nhân nói xong, hắn kẹp lấy mũi kiếm xong chỉ hơi hơi dùng sức, trương huyền trong tay màu tím thần kiếm, liền tất đứt từng khúc vỡ ra tới, có vẻ đặc biệt yếu ớt. Này đó là quy tắc lực lượng, không có nắm giữ quy tắc, mặc cho lực lượng lại cường, cũng không làm nên chuyện gì. Hoa hoa lão nhân lắc lắc đầu, hắn chống quải trượng, ngươi không phải đối thủ của ta, lui ra đi, lần này Athen thần miếu, cùng ngươi vô duyên. Tại đây đồng thời, một đạo ầm ầm tiếng động vang lên, Trương Huyền quay đầu, liền thấy Lam Vân Tiêu bị oanh trên mặt đất phía trên, hắn địch nhân, như cũ giấu ở áo đen bên trong, tẫn hiện thần bí. Lam Vân Tiêu, thực lực của ngươi, cũng liền dừng bước với cái này giai đoạn, chẳng sợ đem cuối cùng một tầng phong ấn giải trừ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Người áo đen thanh âm khàn khàn, cổ hầu ở đâu? Chủ nhân, thân xuyên hắc y cổ hầu xuất hiện ở người áo đen bên người, đầy mặt cung kính làm thịt Lam Vân Tiêu, đời kế tiếp phản tổ minh chủ, đó là ngươi. Cổ hầu nhìn về phía Lam Vân Tiêu, giờ khắc này, cổ hầu trong mắt sát khí phát ra. Một cái khác góc, triệu cực đi đến kia trung niên nam nhân trước người, đầu tiên là đệ yên, lại là một trận cúi đầu khom lưng, bồi một chương gương mặt tươi cười không biết ở kia lưu chút cái gì, dù sao cuối cùng chính là không đánh lên tới, so sánh với Lam Vân Tiêu bên này, triệu cực theo tới nghỉ phép dường như. Bất quá, đối với triệu cực mà nói, hiện tại tình hình, so làm hắn cùng người đánh một trận đều khó chịu, mỗi một câu nói, đều đến cẩn thận, miễn bàn nhiều dày vò. Sư huynh, người không đến mức như vậy nhằm vào ta đi, lúc ấy sư phụ đều nói, muốn cho người đối ta yêu thương có thêm, người như vậy, sư phụ dưới chín suối có biết, nhưng sẽ tức giận. Triệu cực vẻ mặt đưa đám, nói như thế nào ta đã từng cũng là đường đường cửu cục nhất ca, người hiện tại nháo đến cửu cục đuổi giết ta, này tính chuyện gì sao? thực lực không được, học người cường xuất đầu, không nên cho người điểm giáo huấn sao. Trung niên nam nhân nhìn triệu cực, như vậy nói, người biết rõ Ngọc Hư Sơn là địa phương nào, còn giết qua đi, người như vậy hành vi, đã xúc phạm quy củ. Cái gì kêu cường xuất đầu a à, kia huynh đệ bị đánh, ta tổng không có khả năng làm hãy chờ xem. Triệu cực khổ một khuôn mặt, người nói ta muốn làm nhìn, về sau đi ra ngoài còn sao hỗn a à. Kia Ngọc Hư Sơn đâu, trung niên nam nhân mở miệng, ở hắn phía sau có một tôn anh linh như ẩn như hiện ẩn với này không khí giữa truyền đến uy áp phảng phất vì thời đều có thể xuất hiện đánh ra hủy thiên diệt địa một kích triều cực bĩu môi sư huynh này ngọc hư sơn người cũng không thể trách ta a à, người biết những cái đó hóa ở cổ chiến trường đều làm gì sự sao dù sao người mới vừa nói cường suốt đầu ta nhận nhưng ngọc hư sơn việc này ta cảm thấy ta không có làm sai cho nên nói người hành vi vẫn là có chút quá mức hành động theo cảm tình trung niên nam nhân lắc lắc đầu, rời đi nơi này đi, hồi cửu cục đi, diện bích ba năm, người ra tới sau, vẫn là cửu cục nhất ca, nơi này sự, người lại không cần tham dự. Ta không tham dự, chẳng lẽ liền nhìn bọn họ bừa bãi a à? Sư huynh, người nên biết trương huyền. Câm miệng, trung niên nam nhân đột nhiên quát lớn một tiếng, hắn là hắn, ngươi là ngươi, ta chỉ biết quản ngươi, sẽ không quản hắn, hắn chết vào sinh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng sư huynh, Hắn đại biểu chính là. Nói, hắn chết cùng sinh, cùng ta có quan hệ gì đâu? Trung niên nam nhân nhìn cách đó không xa kia tòa với mưa gió trung Athena thần điện, chúng ta, bất quá là trên thế giới này chúng sinh muôn nghìn giữa một viên, người ta có từng người bất đồng sứ mệnh, nhàn sự loại sự tình này, vẫn là không cần lo cho hảo. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi liền nhìn athen thần lực rơi xuống còn lại nhân thủ? Triệu Cực nhìn chung quanh đại chiến, nôn nóng không thôi không có thực lực liền đừng tới đoạt trung niên nam nhân đứng ở tại chỗ không hề có muốn ra tay ý tứ triệu cực mắt thấy cổ hầu sát hướng lam vân tiêu hắn vừa muốn có điều động tác đi động thủ lại phát hiện chính mình toàn thân căn bản không thể động đậy đứng ở này không cần lo cho nhàn sự trung niên nam nhân khẽ quát một tiếng theo sau hắn nhích người chậm rãi chiều kia tòa thần miếu đi đến chiến trường mặt khác một bên trương huyền đối mặt này áo bào trắng lão nhân hét lớn một tiếng phía sau anh Linh một lần nữa ngưng tụ, nhật nguyệt vì mắt khổng lồ anh Linh ở trương huyền phía sau xuất hiện, lục đạo chiến Linh, toàn bộ hóa thành anh Linh chiến khải phía trên Linh Kiện. Audio điện tử võ tấn bền Màu đen hoa văn, trải rộng trương huyền toàn thân, màu tím thần kiếm một lần nữa ngưng tụ, phía trên có màu đen tử khí quanh quần. Trương huyền phía sau, thật lớn anh Linh cầm trong tay màu đỏ thần kiếm, một kiện hướng hỏa hoa lão nhân chém ra. Cái gọi là quy tắc, cũng có đã định năng lượng, nếu vượt qua cái này phạm vi, người cũng có thể nhẹ nhàng khống chế sao. Trương huyền trong tay thần kiếm, giống nhau chém ra. Lúc này đây, hòa hoa lão nhân sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn trong miệng như cũ nói ra một cái tán tự, nhưng lúc này đây lại bất đồng phía trước như vậy đứng ở tại chỗ bất động, mà là thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hòa hoa lão nhân vừa mới sở đứng thẳng địa phương, bị nhất kiếm chém xuống, liền đỉnh núi, đều bị tiêu diệt một đoạn. Tuy rằng ở Hòa Hoa lão nhân nói là làm ngay đem một bộ phận quy tắc hạn chế, nhưng liền giống như Trương Huyền theo như lời như vậy, đương năng lượng khổng lồ trình độ vượt qua Hòa Hoa lão nhân có khả năng khống chế quy tắc, giống nhau có thể chém ra thương tổn, rốt cuộc, nếu Hòa Hoa lão nhân quy tắc không có bất luận cái gì hạn chế, hắn đã sớm tại đây trên đời vô địch. Từ lần trước cùng Đoạn Cửu Long một trận chiến lúc sau, Trương Huyền liền suy xét quá cái gọi là nói cùng pháp tắc vấn đề, tuy rằng Đoạn Cửu Long ngoài miệng nói cuồng vọng nhưng trên thực tế, đoạn cửu long chỉ là đem sở hữu sự tình đều khuyết đại hóa. Vô luận là đoạn cửu long theo như lời nói, vẫn là hòa hoa lão nhân theo như lời quy tắc, đều là năng lượng tụ tập một loại, biết rõ loại này quy tắc tuy rằng quan trọng, nhưng càng quan trọng, vẫn là tự thân có khả năng khống chế năng lượng thể lượng, đương năng lượng thể lượng đạt tới nhất định trình độ, cái gọi là quy tắc, liền khởi không đến như vậy đại tác dụng, trừ phi người này sở nắm giữ quy tắc, cũng là cực kỳ khủng bố, nhưng người như vậy, thật sự có sao uống Nguyệt Hiện lên không chung, hấp thụ chung quanh năng lượng không ngừng thêm vào đến trương huyền trên người hòa hoa lão nhân đứng ở nơi đó nhìn trương huyền thở dài sát khí quá nặng hẳn là trấn áp đương trấn áp hai chữ vừa ra không trung bên trong một con bàn tay khổng lồ chụp được này bàn tay khổng lồ chừng trăm mét thật lớn phảng phất muốn đem ngọn núi này đều oanh sụp nói là làm ngay hòa hoa lão nhân mỗi một câu đều khả năng sẽ hóa thành công kích chỉ cần hắn nguyện ý, hắn sở nắm giữ quy tắc, là vô cùng đáng sợ, thậm chí đối với thực lực nhỏ yếu người mà nói, hòa hoa lão nhân nói, đều khả năng trở thành vận mệnh chỉ dẫn. Chân áp ta, trương huyền hừ lạnh một tiếng, trong tay thần kiếm hướng về phía trước một trọn, hắn phía sau anh Linh cũng làm ra đồng dạng động tác, thật lớn màu đỏ thần kiếm thẳng chém về phía không trung kia một con bàn tay khổng lồ. Ép xuống thật lớn trong tay bị màu đỏ thần kiếm nhất kiếm bổ ra. Trên sườn núi, những cái đó chuẩn bị lên núi các thế lực lớn thủ lĩnh, toàn nhìn đến như vậy một màn, mỗi người, đều há to miệng, đều bị vì một màn này cảm thấy chấn động. Lôi tới, phong tới, vũ tới, cuồng lôi bên trong, hỗn loạn lưỡi dao gió, kia cuồng lôi cùng nước mưa giao hòa, mỗi một giọt nước mưa giữa, đều mang theo lôi đình chi lực, hạt mưa rơi trên mặt đất, phát sinh mãnh liệt nổ mạnh. Này đó cuồng bạo công kích, đều hướng Trương Huyền một người mà đi. Trương Huyền trở tay, thần kiếm hoành trong người trước kiếm mang đột nhiên bạo trướng trong nháy mắt này một cổ lửa nóng bốc cháy lên hôm nay hàng không hạ nước mưa lại là ở nháy mắt bốc hơi quả nhiên trương huyền cầm kiếm lăng với không trung chỉ cần là năng lượng liền có thể ở nhất định thể lượng nội thay đổi thuộc tính nếu nói như vậy như vậy trương huyền trong tay thần kiếm đột nhiên tiêu tán hắn một tay nặn ra hổ hình một tay nặn ra hạc hình hổ hạc song hình thật lớn mãnh hổ ở trương huyền phía sau hình thành, bay thẳng đến hòa hoa lão nhân đánh tới, linh hạc dương cánh, từ không mà đến, mà trương huyền bản nhân, cũng một cái lắc mình, tới rồi hòa hoa lão nhân trước mặt, hắn tan đi trong tay thần kiếm năng lượng, bằng nguyên thủy phương thức, cùng hòa hoa lão nhân, gần người vật lộn. Hổ hạc song hình, là trương huyền ở mới vừa tiếp xúc khí khi, nhất thường dùng chiêu thức, vào lúc này, phát huy thật lớn uy lực. Đoạn cửu long cùng hòa hoa lão nhân nói, tương đương với hoàn toàn nhắc nhở Trương Huyền, cái gọi là quy tắc, đơn giản chính là thế giới này nhất cơ sở đồ vật, năng lượng tạo thành, đó là trong đó một loại. Trương Huyền tuy rằng không hiểu biết khống chế loại này năng lượng tạo thành, nhưng ở khác phương diện, hắn lại học tập quá sở hữu nhất cơ sở đồ vật. Lúc trước, Lục Diễn yêu cầu Trương Huyền học tập bách gia võ học, chờ Trương Huyền dần dần cường đại lúc sau, hắn sở dựa vào chiêu thức, chỉ có diệt thế ma kiếm, bách gia võ học, cơ hồ đã buông không hề sử dụng, nhưng có thể bị lão tổ tông truyền thừa mấy trăm hơn một ngàn năm đồ vật lại như thế nào thật sự vô dụng nếu nói thật vô dụng lục diễn lại như thế nào yêu cầu trương huyền đi học tập năng lượng là thế giới này cơ sở mà vạn vật đồng dạng là thế giới này cơ sở lúc này trương huyền lấy thân hóa vạn vật hổ hạc đều xuất hiện lại có đại bàng dương cánh mà đến có linh xà từ hòa hoa lão nhân phía sau phụt lên xà tin trong lúc nhất thời vô số hung vật biến ảo mà ra Ha ha, này xem như tìm được thuộc về con đường của mình sao." Cửu cục kia trung niên nam nhân quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền nơi vị trí, hơi hơi mỉm cười. Kia cả người giấu ở áo đen bên trong người, cũng không cấm đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, lẩm bẩm nói, có ý tứ, lại muốn ra một vị khống chế giả sao, chẳng qua, xuất hiện thời cơ cũng không giống như là rất đúng a. À. Trương Huyền trong tay quyền pháp không ngừng biến ảo, Bạo Ngựa Quyền, 12 đạn chân, Tượng hình, Hổ hình, hầu hình, bách ra quyền pháp, nước chảy mây trôi, từ Trương Huyền trong tay sở đánh ra, lúc này Trương Huyền, lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới, dĩ vãng sở học hết thảy, không ngừng ở hắn trong óc bên trong xuất hiện. Cái gọi là trăm hình, cũng là trăm ý. Lục diễn đã từng lời nói, đồng dạng hiện lên ở Trương Huyền trong óc bên trong. Cái gọi là trăm ý, là chúng sinh chỉ ý, người sinh nhi bất phàm, người sẽ so người khác càng cường, nhưng đồng dạng, cũng sẽ so người khác kháng hạ càng nhiều gánh nặng, giải chúng sinh trăm ý, cũng hóa thành trăm hình. Lục diễn này một phen lời nói, huyền diệu khó giải thích, nhưng giờ này khắc này, trương huyền phảng phất, có thể lý giải lục diễn theo như lời, rốt cuộc là cái gì. Đối mặt này vô số linh thú hư ảnh, hòa hoa lão nhân, không ngừng kêu ra pháp ngôn, ban cho đối kháng. Hòa hoa, cần phải muốn giết hắn, kia cả người giấu ở áo đen bên trong người, dùng linh khí đem thanh âm bức thành tuyến, truyền cho hỏa hoa. Người này sát ý quá nồng, cần thiết muốn chân áp. Hỏa hoa lão nhân dơ lên trong tay quải trượng, tại đây một khắc, trong tay hắn quải trượng nở rộ màu trắng quang mang, thần đình chấn vực. Liền thấy một tòa thật lớn thần cung ở trên hư không giữ hiện lên, thần cung ép xuống, chẳng sợ liền núi lớn, đều khiêng không được này thần cung chịu uy, đỉnh núi nháy mắt mất đi một nửa. Đối mặt này thần cung, một con cự vượn hư ảnh nhảy ra tới, lấy đôi tay nâng này thần cung, lại có đại bàng dương cánh nhảy vào kia thần cung giữa mấy giây lúc sau thần cung tiêu tán hòa hoa lão nhân thần sắc biến đổi hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thần cung lại là như vậy dễ dàng đã bị phá hòa hoa hắn hiện tại trạng thái thực huyền diệu người áp không được hắn người áo đen lại lần nữa truyền âm muốn hạ sát thủ hòa hoa lão nhân hừ lạnh một tiếng đem athen thần miếu đôi tay phụng đến ngươi trong tay sao athen thần miếu lực lượng cùng như vậy một cái tùy thời có thể trưởng thành lên đại địch, người hẳn là có thể làm ra lựa chọn. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, theo sau thân hình chiều Athen thần miếu phương hướng sở lao đi. Lúc này, tại đây mưa gió giao tạp bên trong, tại đây mây đen cuồn cuộn dưới, tượng trưng cho trí tuệ Athen thần miếu, lại mang cho người một loại rách nát thả tùy thời đều phải suy sụp cảm giác. Đối mặt này vô số linh thú hư ảnh, hòa hoa lão nhân đã có vẻ không giống phía trước như vậy tự nhiên, ngay cả thần cung đều bị linh thú phá tan, hắn dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Mà Trương Huyền cũng từ kia huyền diệu cảnh giới bên trong dần dần chuyển tỉnh, lúc này hắn, một lần nữa dung hợp trăm hình, hắn mỗi một động tác đều mang theo trăm hình chi ý, đơn giản một cái hoa tay, lại là tản mát ra hình rồng chi uy, đơn giản một cái hoa tay, mang theo một tiếng rồng ngâm, đồng thời, có kia cự long hư ảnh ẩn ẩn hiện lên. Đây là bản chất lực lượng sao? Trương Huyền cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, hiện tại hắn, cũng sẽ không bởi vì hòa hoa lão nhân một cái vô cùng đơn giản tán tự, liền đánh mất tuyệt đại bộ phận lực lượng. Hòa hoa lão nhân sở vận dụng chính là quy tắc lực lượng. Mà trương huyền vận dụng, cũng là bản chất lực lượng. Trương huyền loại này bản chất lực lượng, cùng diệt thế ma kiếm, là hoàn toàn bất đồng hai loại năng lượng hệ thống, diệt thế ma kiếm, lấy cường đại linh lực làm cơ sở, thậm chí có thể hấp thu địch nhân năng lượng vì chính mình sử dụng, từ lý luận đi lên giảng, chỉ cần thi triển chiêu này người đủ cường, là có thể làm được chân chính diệt thế. Mà bản chất lực lượng, vẫn là tại đây thế giới bên trong, bản chất lực lượng không thể diệt thế, nhưng tại đây quy tắc bên trong, lại là càng thêm tùy tâm sở dục, không chịu ảnh hưởng. Trăm hình, bách thú, vốn chính là thế giới này phía trên bách linh, trăm ý. Trương huyền phía sau anh linh dần dần đạm đi, theo sau biến mất, trương huyền liền đứng ở hòa hoa lão nhân trước mặt, hiện tại hắn, biểu hiện như hòa hoa lão nhân giống nhau bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, cho người ta cảm giác phá lệ bình đẳng, nhưng chỉ cần Trương Huyền hơi chút có điều động tác, hắn thân thể giữa, liền sẽ mang theo rồng ngâm hổ gầm tiếng động, phía sau có linh thú hư ảnh hiện lên. Hòa hoa lão nhân nhìn mắt Trương Huyền, lại nhìn nhìn kia cửu cục trung niên cùng người áo đen, ra tiếng nói, tiểu bối, hôm nay chúng ta đều là vì này thần miếu mà đến, cũng không vi sinh tử chi tranh, người ta tái chiến đi xuống, không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ bằng như vậy thu tay lại hảo. Trương huyền đồng dạng chiều Athen thần miếu phương hướng nhìn lại, có lưỡng đạo thân ảnh, đã đi hướng kia thần miếu phía trước, hắn gật gật đầu, xoay người, chiều kia thần miếu đi đến. Trương huyền mỗi đi một bước, phía sau đều sẽ có một con linh thú hư ảnh xuất hiện lại biến mất, phảng phất là kia thượng cổ trong rừng bách thú hiện lên, liền không ngừng xuất hiện biến hóa ở trương huyền phía sau. Lam Vân Tiêu, yêu cầu hỗ trợ sao? Trương Huyền nhìn mắt đang ở cùng cổ hầu đại chiến kia đạo thân ảnh. Không cần, Lam Vân Tiêu khẽ lắc đầu, ta chính mình liền có thể. Lam Vân Tiêu dứt lời, trực tiếp một đao chém ra, đao mang xuất hiện, mưa phùn kéo dài mà xuống, đây là Thu thủy trường đao sở mang đến đao ý. Này Thu thủy bên trong, chất chứa sát khí vô hạn, cổ hầu trên người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết đao. Lam Vân Tiêu thân ảnh, biến mất ở kéo dài mưa phùn giữa tái xuất hiện khi, đã tới rồi cổ hầu phía sau. Cho ngươi một cái lời khuyên. Thu thủy trường đao, từ cổ phía sau, vòng đến cổ hầu cổ trước, lưỡi đao kề sát cổ hầu cổ làn ra, làm vân tiêu thanh âm, cũng ở cổ hầu phía sau vang lên. Ngàn vạn, muốn nhận rõ chính mình, mù quáng tự đại, đây là ngươi vì cái gì, vẫn luôn đương không thượng minh chủ nguyên nhân, ngươi thật sự là, không biết chính mình có mấy cân mấy lượng A. Lam Vân Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt độ cung. Đường Lam Vân Tiêu thanh âm rơi xuống nháy mắt, trong tay hắn thu thủy trường đao nhẹ nhàng một hoa, từ cổ hầu cổ trước lao xuống. Cổ hầu hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt hắn, tràn ngập không thể tin tưởng chi sắc. Người vẫn luôn cho rằng, người đã cũng đủ cường đại, lại không biết, người trước sau đi ở người khác phía sau, người muốn tìm lý dung tài báo thù, chuyện này, là người tâm ma, người vẫn luôn lấy lý dung tài vì mục tiêu, muốn truy đuổi hắn, khá vậy chính là bởi vì chuyện này, làm ngươi trưởng thành tốc độ, đặc biệt thông thả. Làm vân tiêu đem trong tay thu thủy trường đao thu hồi. Lấy người khác vì mục tiêu đi tới, lại sao có thể làm chính mình cường đại lên đâu. Làm vân tiêu thở dài một hơi, thân hình lại lóe lên, đã xuất hiện ở trương huyền bên cạnh, mở miệng nói, đi thôi, thần miếu muốn mở ra. Mà ở không trung cổ hầu, đồng tử dần dần phóng đại, ở hắn cổ chỗ, có máu tươi tràn ra, hắn thân hình, cũng từ không trung tài lạc mà xuống. Lam Vân Tiêu cũng không có lại đi nhiều xem cổ hầu liếc mắt một cái, cùng Trương Huyền cùng, dắt tay nhau chiều Athen thần miếu phương hướng đi đến. Uy, uy, triệu cực đứng ở một góc, không ngừng hô to, nhưng hắn thanh âm, tại đây mây đen cuồn cuộn dưới, còn không có truyền lại đi ra ngoài đã bị bao phủ, hắn vẻ mặt u oán nhìn Trương Huyền cùng Lam Vân Tiêu bóng dáng. Có ý tứ gì a? À? ta không quan trọng sao, các ngươi không cần ta loại này đỉnh cấp chiến lược sao trương huyền cùng lam vân tiêu chưa cho ra trả lời nhưng bọn hắn xem nhẹ triệu cực cách làm đã là cấp ra triệu cực đáp án mấy phút đồng hồ sau các thế lực lớn bước lên đỉnh núi vừa lên núi đỉnh mọi người liền nhìn đến định ở nơi đó triệu cực tổng chỉ huy đại nhân thần miếu lập tức mở ra tổng chỉ huy đại nhân đứng ở chỗ này là ý gì các ngươi không hiểu tổng chỉ huy đại nhân đây là tâm hệ đại gia thần miếu đối tổng chỉ huy đại nhân đã không có gì lực hấp dẫn, tổng chỉ huy đại nhân là đứng ở chỗ này cho chúng ta áp trận. Không tôi, bằng không lấy vừa mới những cái đó thông thiên thủ đoạn, một khi dừng ở trên đầu chúng ta, chúng ta chắc chắn chết không có chỗ chôn tổng chỉ huy đại nhân đứng ở chỗ này, nhìn chung toàn cục, này mục đích chính là hộ chúng ta an toàn. Tổng chỉ huy đại nhân, ngài là một cái vĩ nhân A. Ngài không cần trận này cơ duyên, lựa chọn tặng cho chúng ta, đa tạ tổng chỉ huy đại nhân. Đa tạ tổng chỉ huy đại nhân. Rất nhiều thế lực, sôi nổi nói ra cảm tạ chi ngôn, vốn là vẻ mặt u oán triệu cực, giờ phút này lại là ngẩng lên đầu, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. A thần miếu, này thần miếu tồn tại nhiều năm, từ bề ngoài nhìn lại, đã có vẻ nhiều ít có vài phần rách nát. Thần miếu đại môn, vì dây nặng nham thạch bản sở phong, ở trước đại môn, phân biệt lập có hai tôn tượng đá, này hai tôn tượng đá, toàn vì sáu cánh thiên sứ tạo hình, một người trong tay cầm quyền trượng, một người trong tay cầm mâu cùng thuẫn. Cầm quyền trưởng tượng đá, tượng trưng cho trí tuệ. Mâu cùng thuẫn tượng đá, tác tượng trưng cho chiến tranh. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, Athena, phương Tây thần giữa tuyệt đối đại biểu nhân vật. Thậm chí Athena thanh danh, sau so chúng thần chi vương rớt, còn muốn vang dội. Ma hộp bị mở ra, thần lực dần dần sống lại, phương Tây 12 chủ thần chỉ là bắt đầu, lại không thể tưởng được, mọi người đều đem lực chú ý đặt ở nơi này. Cửu cục trung niên đôi tay lưng đeo phía sau. Ha ha, chủ thần năng lượng, không thể tùy ý tiết lộ. Hoa hoa lão nhân như vậy nói. Thôi đi, rốt cuộc là vì cái gì, chúng ta mỗi người, đều rất rõ ràng. Người áo đen cười lạnh. Cửu cục trung niên nhàn nhạt nói, cái gọi là năng lượng, bất quá là một loại cách nói mà thôi, chân chính muốn tranh đến, là ở ngày đó đã đến lúc sau, có khả năng được đến duy trì đi, trụ trời phá, phong thần đồng dạng phá, đại gia muốn, đơn giản là cái kia hư vô mờ mịt truyền thuyết thôi, chỉ là một kiện không biết thật giả sự tình, lại sẽ khiến cho nhiều như vậy sinh tử chi tranh, kỳ thật nói đến, chúng ta cũng coi như là buồn cười. Người áo đen nhìn mắt đi tới Trương Huyền cùng Lam Vân Tiêu, cái gọi là cơ duyên, kỳ thật cũng đủ phân, chỉ là luôn có như vậy chút không biết trời cao đất dày người, muốn tới cắm thượng một chân, chúng ta vì hôm nay, chuẩn bị bao lâu, chờ đợi bao lâu cơ duyên việc này mỗi người đều có tư cách tranh thủ hòa hoa lão nhân nói nhưng cần thiết tâm tính bình chính nếu trong lòng sát ý quá nồng như vậy cơ duyên chỉ biết làm hại như thế nói vẫn là không cần tranh đoạt này phân tài nguyên hảo nghe được hòa hoa lão nhân nói trương huyền không cấm bĩu môi loại này ra vẻ đạo mạo nói hắn không biết nghe xong có bao nhiêu người áo đen theo tiếng ta cũng như vậy cảm thấy bản thân cơ duyên liền thiếu hụt một ít nếu lại bị một ít muốn trộm cắp hạng người phân đi một bộ phận, chúng ta đây chờ đợi, chẳng phải là có vẻ quá khôi hài. Cửu cục trung niên nam nhân lắc đầu, đi đến một bên, các người theo như lời việc, ta không tham dự. Lam Vân Tiêu nhìn về phía này người áo đen, nói, lão minh chủ, này thiên hạ cơ duyên, cũng không phải là để lại cho mỗi một người. Lão minh chủ, Trương Huyền không cấm nhìn nhiều này người áo đen liếc mắt một cái, nguyên lai triệu cực trong miệng phản tổ minh lão gia hỏa là lão minh chủ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, làm vân tiêu, khi nào, người cũng xứng như vậy nói với ta lời nói. Năm đó ngươi, ở trước mặt ta, nhưng liền ngẩng đầu chi tư đều không có. Lam Vân Tiêu hơi hơi mỉm cười, chúng ta tu hành võ đạo, đạt giả vi sư, năm đó lão minh chủ, thật là ta Lam Vân Tiêu yêu cầu nhìn lên tồn tại, mà hiện tại, ta cho rằng ta có tư cách, đứng ở chỗ này kia chỉ là ngươi cho rằng có tư cách, người áo đen trên người, khí thế bỗng nhiên bạo trướng, thẳng áp hướng Lam Vân Tiêu. Đối mặt người áo đen uy áp, Lam Vân Tiêu đứng ở nơi đó, có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hoàn toàn không có bị người áo đen khí thế sợ ảnh hưởng đến. Lam Vân Tiêu, vừa rồi ta, không nghĩ giết ngươi, này không đại biểu, ta sát không xong ngươi. Người áo đen trong tay, ngưng tụ một đoàn màu đen khí mang. Ta cũng muốn thử xem, Lão Minh chủ chân chính thực lực. Lam Vân Tiêu siết chặt thu thủy trường đao, màu lam nhạt quang mang trong người trước hiện lên. Hai người chi gian, ngắn ngủn hai câu lời nói, cũng đã dương cung bạt kiếm, trên mặt đất có đá vụn trôi nổi dựng lên, theo sau ở hai người chi gian, trở nên dập nát. Người áo đen trong tay màu đen khí mang đột nhiên phát sinh mất máy. Mà Lam Vân Tiêu trong tay thu thủy trường đao, cũng có hàn mang chợt lóe rồi biến mất. Kia ở mây đen hạ, ở mưa gió chung có vẻ có chút rách nát athen thần miếu đột nhiên nở rộ ra một đạo quang hoa này quang hoa xuất hiện làm đang chuẩn bị động thủ hai người bỗng nhiên ngừng tay chung động tác toàn bộ chiều kia athen thần miếu nhìn lại kia nhắm chặt cửa thạch đại môn bỗng nhiên mở ra lóa mắt quang hoa từ này đại môn bên trong phát ra mà ra kia khoanh tay mà đứng cửu cục trung niên chỉ bước ra một bước liền bước vào này cửa đá trong vòng hoa hoa lão nhân trong miệng nhẹ thở ra một cái khởi tự, liền bị một cổ vô hình chi lực nâng, hướng thần điện nổi. Lam Vân Tiêu, chờ việc này sau khi chấm dứt, lại lấy mạng ngươi. Người áo đen cười lạnh một tiếng sau, mang theo một đoàn xương đen, biến mất tại chỗ. Chúng ta cũng đi, ngươi lấy đồ vật, ta cho ngươi lược trận. Lam Vân Tiêu nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, thân hình chấp động. Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn bán ra một bước, phía sau cự long hư ảnh thoáng hiện, trong cơ thể có rồng ngâm tiếng động phát ra, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy có kia một cái cự long chui vào này cửa đá giữa. Athen thần miếu nội quang hoa nở rộ ra tới những cái đó thế lực lãnh tụ nhóm tất cả đều ra tốc chiều bên này vào tới rất nhiều thân ảnh dũng mãnh vào này Athen thần miếu bên trong thần miếu nội nơi nơi tràn ngập màu sắc rực rỡ quang hoa thần miếu trên vách tường khắc đầy bích họa toàn bộ đều là đến từ chính phương tây thần thoại giữa truyền thuyết ở màu sắc rực rỡ quang hoa chiếu dọi dưới, này đó bích họa, sinh động như thật, phảng phất muốn sống lại giống nhau, mà khi một đoàn xương đen hiện lên, này đó bích họa, toàn bộ tan giã, là bị cố ý phá hủy. Theo càng đi chỗ sâu trong mà đi, thần miếu nội quang hoa, càng là lóa mắt phi thường. Cửu cục trung niên đi tuốt đàng trước mặt, hắn cảnh giới rất cao, mỗi một bước bước ra, đều sẽ đi tới mấy chục mét khoảng cách, rất có kia trong truyền thuyết xúc địa thành thốn hương vị. Mà hoa hoa lão nhân, chỉ là một chữ, liền có vô hình lực lượng nâng hắn đi tới, tốc độ cũng không so cửu cục trung niên muốn chậm nhiều ít. Động tĩnh lớn nhất, đó là người áo đen, hắn sở mang theo xương đen, che đậy mặt sau người tầm mắt, hắn nơi đi qua, liền những cái đó bích họa, đều không có còn sót lại. Lam Vân Tiêu cùng Trương Huyền hai người sóng vai mà đi. Một bên đi tới, Lam Vân Tiêu thanh âm ở Trương Huyền bên tai vang lên, này bích họa thượng sở ghi lại, đều là phương Tây thần thoại trung tân bí, người khác sở không biết, trong đó thậm chí khả năng có quan hệ với Athen thần lực truyền thừa đồ vật, hắn cố ý đem này đó sở phá hư. Trương huyền theo này màu quang đi trước, hắn đồng thời hỏi, bọn họ vừa mới trong miệng, cái gọi là cơ duyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lam Vân Tiêu trầm ngâm một phen, kỳ thật, hiện tại ngươi hẳn là phát hiện, chúng ta sở gặp được rất nhiều chuyện, là có thể cùng cổ thần thoại lẫn nhau chiếu dọi thượng từ cổ thần thoại trung người hẳn là biết được, từ khi nào bắt đầu, dần dần không có tiên thần xuất hiện. Trương Huyền khẽ cao mày, thương chu. Không tồi, Lam Vân Tiêu gật gật đầu, đúng là từ thương chu lúc sau, tiên thần chuyện xưa, dần dần biến mất, thần thoại giữa, Khương Tử Nha cầm trong tay phong thần bảng, vì thiên hạ anh hào, sách phong thần vị, mà kia lúc sau, thiên địa lực lượng xuất hiện nghiêm trọng khác biệt, xuất hiện tiên thần cùng phàm nhân vừa nói, bất quá, truyền thuyết là truyền thuyết, hiện thực là hiện thực, cái gọi là phong thần đều không phải là mỗi người trở thành tiên thần, mà là đem này đó không nên tồn tại cường đại năng lượng phong ấn lên. Ngọc hư sơn cái gọi là chìa khóa, kỳ thật cũng chính là mở ra phong thần bảng chìa khóa, phong ấn này đó cường đại năng lượng, mà cái gọi là cơ duyên chính là này đó năng lượng. Lam Vân Tiêu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cái gọi là phương tây chúng thần năng lượng, bất quá chỉ là một cái khai vị đồ ăn, chân chính bữa tiệc lớn, còn ở phía sau. Nhưng vừa lúc này khai vị đồ ăn rất quan trọng, giữa trời đất này tồn tại rất nhiều năng lượng, nhưng 90% năng lượng là tuyệt đại đa số người vô pháp phát hiện, cũng vô pháp nắm giữ, liền tỷ như khí, mà ở khí phía trên còn có còn lại năng lượng, chúng ta chỉ có ở hấp thu đến riêng năng lượng lúc sau mới có thể nhìn đến, mới có thể phát hiện còn lại năng lượng. Có thể nói, chúng ta hiện tại cướp chính là một khối nước cờ đầu, đương nhiên cũng không phải nói được không đến chúng thần năng lượng còn lại năng lượng liền nhất định vô pháp phát hiện nhưng này đó năng lượng khẳng định là chính mình nắm giữ càng nhiều liền càng có lợi cái gọi là phong thần bảng kỳ thật chỉ là đem không nên tồn tại năng lượng phong ấn lên phong thần chi ý đều không phải là là sách phong mà là phong ấn mà hiện giờ phong ấn chi lực mở ra cái gọi là chúng thần chi lực chính là những cái đó nguyên bản không nên tồn tại với trên thế giới này năng lượng này đó năng lượng, số lượng hữu hạn, có thể khống chế nhiều ít, toàn xem chính mình bản lĩnh. Khi nói chuyện, Athen thần miếu nội màu sắc rực rỡ quang hoa đã phát ra tới rồi một loại lóa mắt trình độ, một loại dị dạng cảm giác nháy mắt thổi quét trương huyền toàn thân, hắn có thể cảm nhận được, này quang mang bên trong, tràn ngập một cổ ôn hòa năng lượng, này năng lượng phúc hậu và vô hại, mỗi người đều nhưng hấp thu, hơn nữa, phá lệ bàng bạc. Đây là, tân năng lượng hệ thống. Lam Vân Tiêu bỗng nhiên ngừng thân hình, Athen thần miếu thần lực, đều không phải là vì một người chuẩn bị. Lam Vân Tiêu vừa dứt lời, ở Athen thần miếu chỗ sâu trong, ba cổ cực cường hấp lực xuất hiện, hiển nhiên, đây là ở cướp đoạt Athen thần lực. Này phát ra ở toàn bộ thần miếu nội màu sắc rực rỡ quang hoa, toàn bộ chiều kia ba cổ hấp lực truyền đến phương hướng mà đi. Trương Huyền, người tới đoạt, ta cho ngươi hộ pháp. Lam Vân Tiêu quanh thân màu lam nhạt quang mang lập lòe. Trương Huyền không nghi ngờ có hắn, lập tức khoanh chân mà ngồi, đồng thời điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Những cái đó vừa mới xông vào Athen thần miếu các thế lực lớn thành viên, cũng là như thế, một đám khoanh chân mà ngồi. Athen thần miếu trong vòng, màu sắc rực rỡ quang hoa bị chia làm 5 phân, hòa hoa lão nhân, cửu cục trung niên, người áo đen, các một phần, trương huyền một phần, các thế lực lớn phân ra một phần, trong đó, lấy hòa hoa lão nhân ba người sở phân quá khứ năng lượng nhất khổng lồ, Trương Huyền tiếp theo những cái đó các thế lực lớn tập thể tác nhỏ nhất. Mà nhưng vào lúc này ở thần miếu chỗ sâu trong kia ba cổ hấp lực đột nhiên gia tăng, nháy mắt đem thuộc về Trương Huyền bên này năng lượng cùng với các thế lực lớn năng lượng cướp đi hơn phân nửa. Trương Huyền năng lượng hữu hạn người đến tranh đoạt làm vân tiêu ra tiếng. Trương Huyền gật gật đầu ở Trương Huyền trên đỉnh đầu một đóa hoa sen đột nhiên xuất hiện không ngừng xoay tròn hấp thu màu sắc rực rỡ quang hoa mà Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen cũng đồng dạng biến thành màu sắc rực rỡ. Trương Huyền mới vừa bị bên trong ba người cướp đi năng lượng, hắn lại cướp về một chút. Thần miếu chỗ sâu trong, kia người áo đen đồng dạng khoanh chân mà ngồi, loại này dễ dàng nhất hấp thu năng lượng tư thái, hắn nhìn thần miếu nội quang hoa phân chia, hừ lạnh một tiếng, tiểu bối, cũng xứng tới nơi này tranh đoạt. Hoa hoa lão nhân kia đem nhìn như bình thường một trượng liền đứng ở bên cạnh, hắn trong miệng lẩm bẩm cơ duyên, cơ duyên, đầu tiên, phải có duyên, ta chờ vì này duyên, chờ đợi vô số tuế nguyệt, lại há là này đó tiểu bối, có khả năng tranh đoạt quá. Hiện tại, hòa hoa lão nhân ba người bên này màu sắc rực rỡ quang hoa, toàn bộ ngưng tụ, như có thực chất, lại xem các thế lực lớn bên kia màu sắc rực rỡ quang hoa, sớm đã trở nên đặc biệt ảm đạm trong đó tranh lệch, có gấp trăm lần không ngừng. Mà hòa hoa lão nhân ba người bên này, lại lấy hòa hoa lão nhân sở ngưng tụ quang hoa nhất cường thịnh hoa hoa lão nhân khóe miệng không cấm hiện lên một mặt mỉm cười. Nhìn dáng vẻ, lúc này đây cơ duyên, muốn thuộc về ta. Hoa hoa hít sâu một hơi, đang chuẩn bị phát cuối cùng một cổ lực, đã có thể trong nháy mắt này, Hòa hoa lão nhân quanh thân bên này như có thực chất màu sắc rực rỡ quang hoa, nháy mắt trở nên ảm đạm đi xuống, này ảm đạm quang hoa, thậm chí còn không bằng những cái đó các thế lực lớn nơi địa phương. Ngay sau đó, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, này ảm đạm quang hoa, Biến mất vô tung Hòa hoa lão nhân quanh thân bên Không còn có bất luận cái gì một chút quang hoa Cái này làm cho hòa hoa lão nhân sắc mặt tươi cười nháy mắt biến mất Không riêng gì hòa hoa lão nhân Cửu cục trung niên Cùng với người áo đen quanh thân màu quang Cũng hoàn toàn biến mất Như vậy biến hóa Làm ba người thống nhất đứng dậy Chiều kia quang hoa nhất ngưng tụ địa phương nhìn lại Giờ này khắc này Trường huyền cả người Đã bị này màu sắc rực rỡ quang hoa sở bao gồm này quang hoa hình thành một chương kén, đem trương huyền hoàn toàn bao vây lại. Lam Vân Tiêu nhìn trước mắt quang hoa, không cấm cảm khái, uống nguyệt, không hổ là sở tranh, này uống nguyệt lĩnh vực, thật sự cường hãn, ở uống nguyệt dưới, ai lại tranh đoạt quá đâu. Màu quang kén tầm nội, trương huyền hai mắt khép hờ, này màu sắc rực rỡ quang mang, không ngừng hướng hắn trong cơ thể tụ tập, trương huyền có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại này ôn hòa bàng bạc năng lượng đang ở chính mình trong cơ thể du tẩu, đồng thời bổ sung thần châu nội năng lượng, thần châu cho chính mình truyền đến phản hồi, cũng càng ngày càng rõ ràng, mà chính mình đỉnh đầu tiên liên, cũng ở phát sinh một loại vi diệu biến hóa. Thần miếu chỗ sâu trong, ba đạo cường đại năng lượng nháy mắt đánh úp lại, chỉ là hai giây thời gian, ba đạo nhân ảnh, liền xuất hiện ở Lam Vân Tiêu trước người. Ta chờ cơ duyên, không nên từ một cái tiểu bối tới đoạt, hắn trong lòng sát ý quá nồng, bắt được cơ duyên, không phải chuyện tốt hòa hoa lão nhân một thân áo bào trắng cầm trong tay quải trượng giống như thánh khiết thần phụ không thuộc về chính mình đồ vật cũng dám nhúng chàm này đó là tìm chết hành vi người áo đen trên người hắc khí ngưng tụ cửu cục trung niên lắc lắc đầu lúc này đây ta thu hoạch đã đủ cửu cục trung niên nói xong một bước bước ra xẹt qua trương huyền lại một bước bước ra đã ra thần miếu cửu cục trung niên thân hình ngừng ở triệu cực trước mặt Triệu cực ngạo nghế sắc mặt ở nhìn thấy cửu cục trung niên lúc sau, nháy mắt phá công, sư huynh, ngươi liền đem ta thả đi. Trương huyền hắn, có điểm ý tứ. Cửu cục trung niên duỗi tay ở triệu cực giữa mày một chút, triệu cực cảm giác đã cứng đờ tứ chi lại khôi phục sức sống, hắn liền cùng cái đa động chứng người bệnh giống nhau, điên cuồng ném động tứ chi. Được rồi, nơi này sự ta không tham dự, hiện tại sở thừa thần lực cũng đã không nhiều lắm, kia hai người, sẽ không làm ra liều mạng sự, người nếu muốn đi chơi, liền đi vào chơi chơi đi, nhưng nhớ rõ, mỗi người, đều có mỗi người nên đi lộ, người triệu cực, cũng có chính người lộ, nhưng ngàn vạn đừng chạy chật. Yên tâm đi sư huynh, triệu cực cảm nhận được trong thần miếu hai cổ cường đại khí thế, hắn lời nói vừa mới lạc, người liền vội vàng vội chiều kia chạy đến. Triệu cực, cửu cục trung niên thanh âm vang lên. Triệu cực thân hình đột nhiên ngừng, quay đầu nhìn về phía cửu cục trung niên. Chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Cửu cục trung niên lưu lại như vậy một câu sau, bước ra một bước, biến mất ở triệu cực trong mắt. Triệu cực hít sâu một hơi, kháng long giản xuất hiện ở trong tay, không chung quay cuồng mây đen bên trong, có màu đen long chảo lui tới. Triệu cực trong miệng lẩm bẩm, sư huynh, mỗi người, đều có mỗi người phải đi lộ, nhưng con đường của mình, không nhất định thị phi phải đi đi xuống, ở có một số việc trước mặt, vẫn là phải làm ra lựa chọn cùng từ bỏ. Thần miếu bên trong, ở hai cổ cường đại lực áp bách trước, Lam Vân Tiêu cầm trong tay thu thủy trường đao, che ở kia quang kén trước người. Lam Vân Tiêu, hồi lâu không thấy, người cũng học được, cho người ta đương cầu sao. Người áo đen thanh âm giữa, tràn ngập trào phúng trị ý. Lam Vân Tiêu nhún vai, không có biện pháp, thiếu hắn, dù sao cũng phải tìm mọi cách còn trở về. Giết hắn, liền không cần còn, người áo đen nhìn chằm chằm Lam Vân Tiêu, hắn thanh âm giữa, phảng phất có nào đó ma lực người áo đen nói như ma âm giống nhau rót vào lam vân tiêu trong tai nếu là người thường nhất định sẽ bị người áo đen thanh âm sở mê hoặc lam vân tiêu tâm thần ở như vậy trong nháy mắt xuất hiện hoảng hốt bất quá thực mau lại chấn định xuống dưới trong tay hắn đao niết thực khẩn chảm hắn lam vân tiêu cười cười loại này hậu quả ta nhưng không nghĩ dính nói đến cùng nhát như chuột người áo đen hừ lạnh một tiếng hắn là lục diễn đổ đệ lại như thế nào lục diễn, cũng bất qua sớm đã là cái người chết. Người nói với ta nhiều như vậy, không có ý nghĩa. Lam Vân Tiêu trong tay trường đao chỉ xéo mặt đất. Người cho rằng, bằng vào ngươi một người, có thể chống đỡ được đôi ta sao? Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Liền tại đây một khắc, một đạo rồng ngâm tiếng động vang vọng thần miếu trong vòng, một cái hắc long thân hình chợt lóe rồi biến mất, cầm trong tay kháng long giản triệu cực, đã là đứng ở Lam Vân Tiêu trước người, đối mặt người áo đen đã hòa hoa lão nhân một người các ngươi có phải hay không không đem ta triệu mỗi người để vào mắt triệu cực trong mắt có quang lập lòe người áo đen đánh giá liếc mắt một cái triệu cực cười lạnh một tiếng đích xác không đem ngươi để vào mắt triệu cực sửng sốt theo sau nói ta nói người con mẹ nó không ấn kịch bản ra bài sao cái gì kêu đích xác không đem ta để vào mắt người hôm nay đem nói rõ ràng bằng không tan học đừng đi a à, nhảy nhót vai hề Người áo đen nháy mắt hóa thành một đoàn màu đen sương mù, thẳng tắp hướng Lam Vân Tiêu phóng đi, đồng thời thanh âm vang lên, hòa hoa, cái này nhảy nhót vai hề, liền giao cho ngươi. Hòa hoa đối mặt triệu cực, vươn một lóng tay, nhẹ giọng nói, cấm. Nói là làm ngay. Ở hòa hoa này một chữ dưới, mấy đạo cột sáng, trống rỗng hình thành, lẫn nhau đan sen, kết thành một tòa nhà giam, đem triệu cực phong tỏa tại đây nhà giam bên trong. Triệu cực xoa động kháng long giản thượng viên châu, giản thân phát ra run rẩy cánh tay hắn dùng sức múa may dưới này cột sáng nhà giam tấp đứt từng khúc nứt thiết liên điểm này bản lĩnh sao triệu cực khẽ quát một tiếng long tới hắc long thân hình từ kia thần miếu nhập khẩu nhảy vào chiều hòa hoa lão nhân cắn xé mà đến chảm hòa hoa lão nhân lại là một chữ nói ra thật lớn đầu hổ chảm trống giống hình thành xuất hiện ở hắc long trên cổ không đầu hổ chảm rơi xuống trực tiếp đem này hắc long một phân thành hai ngoà tào triệu cực đôi mắt nay bức khai quải đều không xoa chiêu sao hòa hoa lão nhân dơ lên quải trượng chỉ hướng triệu cực lúc này đây nói ra hai chữ xuyên tim liền thấy vô số trường mâu từ màu trắng quang mang sở ngưng tụ hình thành từ triệu cực bốn phương tám hướng xuất hiện dục muốn đem triệu cực đâm thùng hắn sao quải bức triệu cực trong miệng phun tàu một tiếng hắn nhìn trong tay kháng long giản hít sâu một hơi nhắm hai mắt ngủ say ở ta trong máu hắc ám linh hồn A, nghe theo ta chỉ dẫn. Kia trường mâu đã ngừng tụ hoàn thành, trường mâu chung quanh không khí, đều xuất hiện dao động. Giấu ở trong bóng đêm cực hạn lực lượng A, nghe theo ta triệu hoán. Hòa hoa lão nhân, trong tay quải trượng nhẹ nhàng múa may. Sa đọa ban cho tự do. Trường mâu mang theo lưu quang, thứ hướng triệu cực, cơ hồ ở nháy mắt, liền đi vào triệu cực trước người. Tự do, đạt được vĩnh sinh triệu cực như cú hai mắt khép hờ, trong miệng lẩm bẩm Màu trắng trường mâu, đâm thủng triệu cực làn ra. Triệu cực khép hờ hai mắt, đột nhiên mở. Thiêu đốt đi, ta hắc ám huyết mạch chi lực. Tại đây nháy mắt, triệu cực toàn thân, bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, kia màu trắng trường mâu, ở bị ngọn lửa đụng vào nháy mắt, liền đốt thành cho tẫn. Triệu cực trên người, màu đen ngọn lửa phun ra nuốt vào, kia ngọn lửa ngưng tụ trở thành hình rồng, quấn quanh ở triệu cực quanh thân. Triệu cực khóe miệng, gợi lên một nụ cười, hòa hoa lão nhân, đến đây đi, làm chúng ta buông ra tay chân, đánh một hồi. Mà đang ở cùng người áo đen đại chiến Lam Vân Tiêu, nhíu mày chiều bên này xem ra, nhịn không được nói, này cái gì hắc ám huyết mạch chi lực, là chính người nói bừa loạn làm ra tới. Triệu cực cổ một hoành, người không cảm thấy như vậy có một loại manga anime vai chính thức tình cảm giác quen thuộc sao. Lam Vân Tiêu trở tay chém ra một đạo đao mang, cũng chỉ có chính ngươi sẽ như vậy cảm thấy làm vân tiêu cũng không nên phân tâm a màu đen sương khói với làm vân tiêu phía sau hình thành người áo đen một bàn tay tia chấp thăm hướng làm vân tiêu giữa lưng bị hắc long sở quay chung quanh triệu cực cũng cầm giản sát hướng hòa hoa lão nhân thân ở với màu sắc rực rỡ quang kén bên trong trương huyền chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp phá lệ thoải mái trương huyền đỉnh đầu tiên liên đang ở bay nhanh xoay tròn bên trong sớm đã biến thành màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ quang hoa cùng trương huyền chi gian, liên tiếp rậm rạp sợi tơ, thần châu nơi chỗ, cũng có màu sắc rực rỡ quang hoa phát ra mà ra. Theo này màu sắc rực rỡ năng lượng dần dần hấp thu, hoa sen phía trên, xuất hiện 6 cái mini thân ảnh, này lục đạo mini thân ảnh, đúng là trương huyền lục đạo chiến linh, này lục đạo chiến linh, phân biệt ngồi xếp bằng với hoa sen phía trên, lấy ngũ tâm triều thiên chi thế, tùy ý kia màu sắc rực rỡ quang hoa tới toàn thân, theo thời gian trôi qua, lại có một đạo mini thân ảnh xuất hiện, này mini thân ảnh là nữ tính, thấy không rõ diện mạo, dáng người tinh xảo, cùng còn lại lục đạo thân ảnh giống nhau. Cũng ngồi xếp bằng ở hoa sen phía trên. Hoa sen nở rộ mở ra, bảy đạo mini thân ảnh toàn bộ đều biến thành màu sắc rực rỡ quang mang, lại hóa thành bảy viên hạt sen, rơi vào này hoa sen bên trong. Tại đây một khắc, Trương Huyền triệt triệt để để cảm nhận được, chính mình đỉnh đầu này một đóa tiên liên, phát sinh biến hóa. Này tiên liên không hề ngăn với trương huyền đỉnh đầu phía trên, mà là xoay tròn, đi vào trương huyền dưới thân, đem trương huyền nâng lên. Hoa sen nở rộ lóa mắt quang hoa, tại đây một khắc, màu sắc rực rỡ quang kén, toàn bộ bị hoa sen hấp thu, hoàn toàn biến mất. Thân miếu trong vòng, sở hữu màu sắc rực rỡ quang hoa, trong nháy mắt này, toàn bộ biến mất. Mà đang ở đại chiến bốn người, cũng tại đây trong lúc nhất thời, tất cả đều dừng lại động tác, chiều trương huyền nhìn lại đương nhìn đến trương huyền dưới thân màu sắc rực rỡ hoa sen khi, triệu cực trừng lớn đôi mắt, hít sâu một hơi, ngỏa tàu, quan âm ngồi. Người cầm miệng cho ta, trương huyền hiển nhiên biết triệu cực muốn nói gì, trực tiếp đem triệu cực kế tiếp nói, bóp chết ở nôi bên trong. Lam Vân Tiêu ngạc nhiên đánh giá trương huyền dưới thân tiên liên, lẩm bẩm nói, đây là tiên liên đệ nhị hình thái sao. Như thế nào cảm giác, có điểm không thích hợp. Ai, trương huyền thở dài, đường đi chật a, bất quá hẳn là còn có thể viên trở về đi trương huyền dưới thân tiên liên biến mất hắn tổng cảm giác chính mình một đại nam nhân đạp lên này màu sắc rực rỡ hoa sen thượng quái quái này cũng cũng chỉ là triệu cực tại đây nếu hơn nữa toàn len khen ai biết có thể làm ra tới cái gì hổ lang chi từ trương huyền nhìn trước mắt hòa hoa lão nhân cùng người áo đen cười nói hai vị hiện tại athen thần lực đã không có còn muốn tiếp tục đấu đi xuống sao trương huyền dứt lời về phía trước một bước, giống hổ gầm tiếng động vang lên. trương huyền phía sau một phiên thật lớn đầu hổ hư ảnh xuất hiện, mở miệng lộ ra kia bén nhọn răng nanh. hoa hoa lão nhân cùng người áo đen liếc nhau. tiểu bối ngươi trong lòng lệ khí quá nặng, hòa hoa lão nhân dơ lên quải trưởng, nếu tiếp tục mặc kệ ngươi trưởng thành đi xuống, này thiên hạ cần phải đại loạn. hòa hoa lão nhân đứng ở một loại đạo đức điểm cao thượng, nhìn xuống trương huyền, luôn mồm lấy trương huyền trên người lệ khí cùng sát ý làm văn mà người áo đen tắc từ lúc bắt đầu liền đối trương huyền ôm có rất sâu địch ý hiện tại trương huyền cướp lấy đến athen thần lực người áo đen tự nhiên là bất mãn nhị đánh tam các ngươi xác định các ngươi là chúng ta đối thủ sao làm vân tiêu trường đao chỉ mà như vậy nói nhưng đều không phải là nhị đánh tam một đạo thổ hoàng sắc năng lượng thổi quét tiến này thần miếu giữa những cái đó lớn nhỏ thế lực thành viên tại đây một khắc đều bị này cổ thổ hoàng sắc năng lượng đẩy ra thần miếu đoạn cửu long thân ảnh xuất hiện ở trương huyền ba người trước mặt cùng hòa hoa lão nhân cùng người áo đen đứng chung một chỗ hiện tại là tam đánh tam người áo đen cười lạnh một tiếng này nhưng không ngừng đoạn cửu long khẽ lắc đầu còn có bữa tiệc lớn vì bọn họ chuẩn bị đâu lam vân tiêu các ngươi sống còn hảo à, a ha, ha 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 một đạo tiêm tế tiếng cười vang lên Tại đây tiếng cười vang lên nháy mắt, Trương Huyền ba người liền sắc mặt biến đổi, bọn họ đối này tiếng cười, lại quen thuộc bất quá. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, cầm trong tay quyền trược, xuất hiện ở Trương Huyền ba người trước mắt, hắn khóe miệng liệt đến bên tai, nhìn qua phá lệ dọa người, đúng là Ngọc Hư Đạo Nhân. Ở Ngọc Hư Đạo Nhân phía sau, còn nằm bò một khối bạch cốt, bạch cốt không có ra tiếng, có vẻ yên lặng, đúng là Ngọc Hư Đạo Nhân cởi ra kia phó cố cốt. Lúc này, Trương Huyền ba người địch nhân, từ hai người, biến thành bốn người, hơn nữa bốn người này, tất cả đều là đương thời đứng đầu cường giả. Bốn người này sở mang đến uy áp, phá lệ cường đại. Trương Huyền nhìn trước mắt, làm vân tiêu cùng triệu cực hai người, sắc mặt hiển nhiên khó coi rất nhiều, bọn họ một tròi một, còn miễn cưỡng có thể giao thủ, nhưng hiện tại người này số tranh lệch, hiển nhiên đã không phải bọn họ có khả năng đối phó mặt, thả hiện tại đánh lên tới tuyệt đối sẽ không nói là điểm đến mới thôi cái loại này, thật sự chính là sinh tử tương bác. Liên tiếp lui lộ cũng chưa. Hoa hoa lão nhân trên mặt, lộ ra người thắng tư thái. Đoạn cửu long cùng người áo đen, hai mắt bên trong, đều tràn ngập sát ý. Mà Ngọc Hư đạo nhân, tắc vẫn luôn đều ở nhếch miệng cười, hắn nhìn về phía trương huyền ba người ánh mắt, giống như là đang xem nào đó đồ ăn giống nhau. Liên ở như vậy tình huống dưới, trương huyền khóe miệng, lại là lộ ra tươi cười, hắn lại lần nữa về phía trước một bước, trong cơ thể vang lên một tiếng hạc lệ, phía sau cũng có một con linh hạc dương cánh, lại thực mau biến mất. Trương Huyền nâng lên cánh tay, lại phân biệt vươn hai ngón tay, chỉ vào đoạn cửu long cùng người áo đen, này hai cái, ta tới. Đoạn cửu long cùng người áo đen, sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt lộ ra tức giận, bọn họ đều là đương thời đứng đầu cường giả, trong lòng đều có thuộc về chính mình ngạo khí, nhưng hiện tại Trương Huyền như vậy tư thái, hiển nhiên không đem chính mình hai người đặt ở trong mắt ngoà tào triệu cực chừng lớn đôi mắt đại ca người mới vừa đột phá liền như vậy hào khí hướng vân sao khác không nói này ly ta trước làm chính ngươi phải cẩn thận làm vân tiêu chỉ nói mấy chữ này yên tâm trương huyền trong mắt lộ ra mãnh liệt tự tin lòng ta hiểu rõ Sóng sạc đồ vật người áo đen bước ra một bước hôm nay ta liền làm ngươi này tiểu bối biết cái gì kêu trời cao điểm hậu Trương Huyền, người thật là, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn a à. Đoạn cửu long phía sau, đột nhiên lại phân ra một cái phân thân tới, hắn cầm trong tay tam xoa kích, phân thân tác cầm trong tay một phen đại truy, từ ta tiếp xúc người bắt đầu, người liền vẫn luôn ở chạy, hôm nay ngươi, rốt cuộc không chạy à, hảo, thực hảo. Không bức bức, đánh, triệu cực hét lớn một tiếng, múa may trong tay kháng long giản, bay thẳng đến hòa hoa lão nhân phóng đi hắn vừa rồi liền ở cùng hòa hoa lão nhân đối chiêu, đối với hòa hoa lão nhân chiêu thức, cũng có nhất định hiểu biết. Hòa hoa lão nhân, như cũng chỉ là múa may trong tay quả trượng, nói là làm ngay, đánh ra từng đạo công kích, nhưng đối thượng thiêu đốt huyết mạch, cầm trong tay kháng long giản triệu cực, một chốc một lát cũng cũng không có cái gì tốt chiến thắng phương pháp. Mà Lam Vân Tiêu, phía trước hắn, cũng đã cùng Ngọc Hư Đạo Nhân từng có giao phong, cuối cùng bước cho Ngọc Hư Đạo Nhân lấy ra quyền trược. Mở ra kia đạo phong cấm lực lượng đại môn, lúc này tái kiến, làm vân tiêu một đôi mắt, xem càng nhiều, còn lại là ngọc hư đạo nhân trong tay chuôi này quyền trượng, nhìn qua thực bình thường, chỉ là ở quyền trượng đỉnh chóp, được khảm một khối đá quý. Này quyền trượng tuy rằng bình thường, nhưng làm vân tiêu rất rõ ràng, này đá quý đại biểu cho cái gì, chính là từ này khối đá quý làm cơ sở điểm, phong ấn kia nói đại môn, bởi vậy có thể thấy được, này đá quý giữa, ẩn chứa như thế nào năng lượng, tục truyền nói đây là một khối thiên ngoại thiên thạch, bị cổ nhân tinh luyện, bên trong chất chứa năng lượng vô số. Ngọc hư đạo nhân duỗi thân vòng eo, thân thể hắn, phát sinh quỷ dị vặn vẹo, làm vân tiêu, thượng một lần, người cầm trong tay thần binh, ta nhược ngươi nhất chiêu, ta lấy thần binh là lúc, tao ngộ thiên phạt, bất quá, ngày đó phạt cũng không có muốn ta mệnh, kế tiếp sự tình, đã có thể không phải ông trời nói tính, mà là ta nói tính. Ngọc hư đạo nhân tuấn giật khuôn mặt thượng, tràn ngập quỷ dị, hắn mỗi một động tác, đều như là yêu quái giống nhau, nhìn vặn vẹo vô cùng. Đến đây đi, làm vân tiêu, lúc này đây, làm chúng ta lại phân cái cao thấp, ha 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 ha. Ở một trận cười quái dị trong tiếng, Ngọc Hư đạo nhân đầu bỗng nhiên vươn, hắn cổ kéo lão trường, kiêm miệng mở ra tới rồi một cái khoa trương nông nỗi, trong miệng mọc đầy răng nanh, bất đồng chính là, lúc này đây, Ngọc Hư đạo nhân trong miệng, xuất hiện một cái quang điểm, này quang điểm tụ tập, bộc phát ra cực cường năng lượng, thành một đạo trùng tia sáng, chiều Lam Vân Tiêu bắn nhanh mà đi. Cường đại chiến đấu ý thức, làm Lam Vân Tiêu theo bản năng đem thu thủy trường đao hoành trong người trước, ngăn cản này nói trùng tia sáng, trùng tia sáng đập ở trường đao phía trên, sở mang đến lực đánh vào, trực tiếp đem Lam Vân Tiêu anh bay ra đi, ở thần miếu nội liên tục đánh vỡ vài đạo tường, lúc này mới ngừng lại. Lam Vân Tiêu lúc này mới vừa ổn định thân hình, Ngọc Hư đạo nhân kia trương đại miệng liền cắn lại đây, Lam Vân Tiêu trở tay một đao chém ra, xanh lam đao mang điên cuồng thổi quét hướng Ngọc Hư Đạo Nhân, đại chiến mở ra. Triệu cực cùng Lam Vân Tiêu hai người, đều lâm vào đại chiến cục diện bế tắc bên trong. Mà Trương Huyền, đoạn cửu long, người áo đen, tắc như cũng đứng ở tại chỗ. Đoạn cửu long tuy rằng ngoài miệng nói Trương Huyền sẽ trốn, nhưng hắn hiện tại có thể nhìn ra Trương Huyền là cỡ nào trạng thái, ở Trương Huyền trong cơ thể, hắn nhìn ra nào đó nói chứ, đối hắn mà nói, có vẻ thực thần bí, đồng thời cũng phá lệ cường đại. Người áo đen cũng đồng dạng có thể cảm nhận được trương huyền trong cơ thể kia minh mông lực lược, những cái đó linh thú hư ảnh, làm hắn cảm nhận được từng trận uy hiếp. Trương huyền nhìn hai người, ở hắn phía sau, một con rồng một hổ hư ảnh, trống rỗng xuất hiện, không có trực tiếp biến mất. Trương huyền đứng ở này một con rồng một hổ phía trước, hướng đoạn cửu long hai người, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng câu một câu, đến đây đi, làm ta nhìn xem, Đỉnh cấp chiến lực rốt cuộc là thế nào? Tiểu Bối, cuồng vọng, người áo đen trước hết nhịn không được, hắn hóa thành một đoàn sương mù, thân hình mơ hồ, sát hướng Trương Huyền. Mà Đoạn Cửu Long cùng với Phân Thân cũng phân biệt cầm trong tay tổ khí, đồng thời ra tay. Rồng ngâm hổ gầm tiếng động, đồng thời vang lên. Trương Huyền một bước bước ra, đôi tay phân biệt chụp vào người áo đen cùng Đoạn Cửu Long bản thể. Một con rồng một hổ gào thét mà ra, thẳng đến hai người mà đi mà đoạn cửu long cầm trong tay đại trùy phân thân, tác đi vào trương huyền phía sau, vung lên búa tạ, dùng sức nện xuống. Chết! Đoạn cửu long phân thân trong miệng bạo a một tiếng. Đã có thể ở phân thân trong tay búa tạ sắp rơi xuống hết sức, một đạo hạc lệ tiếng vang, linh hạc hư ảnh trực tiếp hướng đoạn cửu long phân thân đánh tới, phân thân trong tay thế công lập tức tạm dừng, vội vàng né tránh linh hạc đột khích, lại vẫn là trước người bị mang theo ba đạo vết máu. Mà đoạn cửu long bản thể cùng người áo đen, tắc bị long hổ hư ảnh đánh lui, tại đây hư ảnh phía trên, bọn họ cảm nhận được không thua chính mình bản thân cường hãn uy lực. Đoạn Cửu Long cùng người áo đen liếc nhau, trong mắt đều mang theo vài phần kinh hãi, bọn họ đã cảm nhận được Trương Huyền trong cơ thể kia cổ lực lượng, lại không có nghĩ đến, cổ lực lượng này có như vậy đáng sợ. Trương Huyền trong tay, trăm biến hình đổi mà ra, các loại linh thú thân ảnh chiều hai người phi phác mà đi. Mà Đoạn Cửu Long phân thân, chỉ là một đạo linh hạc hư ảnh là có thể hoàn toàn kiềm chế, từ điểm đó liền có thể nhìn ra, Trương Huyền thực lực, tương đối phía trước, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dĩ vãng Trương Huyền, đối mặt đoạn cửu long một đạo phân thân, liền có vẻ có chút chật vật, nhưng hiện tại, hắn chỉ là dư lực liền có thể làm được cùng đoạn cửu long phân thân lực lượng ngang nhau, bản thể càng là lấy một địch hai, không rơi hạ phong. Ở thần miếu ở ngoài, các thế lực lớn đều có thể cảm nhận được thần miếu nội truyền đến bàng bạc lực lượng, chỉ là kia dư uy, khiến cho các thế lực lớn cảm thấy có chút khủng bố. Này thật là thần tiên thủ đoạn. Bọn họ sở đạt tới cảnh giới là chúng ta kiếp này đều không thể xem minh bạch. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên, không biết khi nào mới có thể siêu việt. Từng đạo tán thưởng tiếng vang lên. Có lưỡng đạo thân ảnh, lại lặng yên tiến vào này thần miếu bên trong. Thần miếu nội tán giật ra minh mông lực lượng, cũng không có đối này hai người, sinh ra cái gì ảnh hưởng, mà này lưỡng đạo thân ảnh, tiến vào thần miếu lúc sau, cũng không có thâm nhập quá bên trong vị trí, mà là liền ở thần miếu nhập khẩu đại sảnh chỗ, như là chờ đợi cái gì. Thần miếu bên trong, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Làm Vân Tiêu trong tay thu thủy trường đao, quang mang đại thịnh, kia đao mang bên trong, uy lực khủng bố tuyệt luân. Ngọc Hư đạo nhân, mở ra bồn máu mồm to, hắn trong miệng, có một quang điểm, tụ tập cường đại năng lượng, mỗi một lần bắn nhanh mà ra, đều mang theo dọa người trùng tia sáng trong tay hắn sở cầm thần trược, không có lúc nào là không ở cung cấp cường đại năng lượng tiếp viện. Triệu cực cầm trong tay kháng long giản, quanh thân hắc long quấn quanh, là hắn sở thiêu đốt huyết mạch, hắn mỗi một giản chém ra, đều có thể bài trừ hết thảy cấm chế, có điều hướng đỗ chi thế. Hòa hoa lão nhân, nói là làm ngay, mỗi một chữ, đều là một loại thủ đoạn, một loại năng lượng siêu cường bày ra. Đoạn cửu long cầm trong tay tam xoa kích, đây là hải thần sở có được binh khí, không kém gì tổ binh mang theo cường đại hải dương chi lực đoạn cửu long phân thân cầm trong tay bố tạ giống nhau là tổ khí mỗi một chùy tạp ra đều đất rung núi chuyển người áo đen hóa thành xương mù hắn thân hình mờ mịt không có dấu vết để tìm xương đen tràn ngập ở chung quanh hắn nhưng từ xương đen bất luận cái gì một góc tùy thời xuất hiện cho trương huyền một đòn chí mạng phải biết rằng dấu ở âm thầm rắn độc vĩnh viễn là đáng sợ nhất càng đáng sợ chính là này rắn độc đã tới rồi thế gian mạnh nhất nông nỗi. Trương huyền một người, lấy một địch tam, hắn vô dụng tổ binh, bất động tiên liên, không tụ diệt thế ma kiếm, không ra anh linh, chỉ bằng bản thân chi lực, biến ảo thế gian này trăm hình, cũng đã chiến lực vô cùng. Đoạn cửu long cùng người áo đen, càng đánh càng là kinh hãi, bọn họ hai người, đều là thế gian này đỉnh cấp chiến lực, nhưng chỉ là đối phó một cái trương huyền, lại tại như vậy lâu thời gian, đều lấy trương huyền không có cách, thậm chí Trương Huyền còn vẫn luôn nắm giữ tiến công quyền chủ động, tuy rằng hai người bọn họ ai đều không có suất toàn lực, nhưng Trương Huyền tại đây đoạn thời gian nội trưởng thành tốc độ, đều làm hai người bọn họ cảm giác có chút nghĩ mà sợ, nếu lại mặc kệ Trương Huyền trưởng thành đi xuống. Không dùng được bao lâu, bọn họ liền thật lấy Trương Huyền không có cách nào. Đoạn cửu long, không cần lại tàng tư, như vậy đi xuống, trận chiến đấu này, sẽ không có kết quả. Người áo đen ra tiếng đoạn cửu long múa may trong tay tam xoa kích đánh tan một đạo linh hầu hư ảnh trả lời người cũng giống nhau hảo người ta hai người hợp lực đánh chết hắn người tổ binh mượn ta dùng một chút người áo đen khi nói chuyện cánh tay vung lên đoạn cửu long phân thân trong tay bố tạ liền xuất hiện ở trong tay hắn đưa người áo đen nắm lấy bố tạ nháy mắt trên người màu đen hơi thở lan tràn đến bố tạ phía trên này bố tạ ở nháy mắt toàn thân trở nên đen nhánh một mảnh. Tới rồi người áo đen loại thực lực này, trưởng binh thân phận đối hắn mà nói, đã không có như vậy quan trọng, bọn họ có thể tu luyện đến đây bước, mỗi người ở lúc trước kia đều là tuyệt đỉnh thiên tài giống nhau tồn tại. Đoạn Cửu Long phân thân biến mất, dung nhập hắn bản thể giữa, trên người hắn khí thế rất mạnh, trong tay tam xoa kích dùng sức múa may mà xuống, tại đây một khắc, xuất hiện sóng biển, thổi quét hướng Trương Huyền, này sóng biển đều không phải là đơn thuần nước biển mà thôi, tại đây sóng biển bên trong tràn ngập vô số loại sát khí, nếu là bình thường khống linh, tất nhiên sẽ bị trực tiếp giảo toái. Mà người áo đen trong tay bố tạ, ngừng tụ cường đại uy lực, dùng sức nện xuống, tại đây một khắc, toàn bộ Athen thần sơn, đều bắt đầu mãnh liệt chấn động lên, kia thần miếu ở ngoài các thế lực lớn, sôi nổi thoát đi, biết cái này địa phương, đều không phải là bọn họ có khả năng đãi. Mà cái này làm cho toàn bộ Athen trên người đều lâm vào chấn động giữa khủng bố uy lực, toàn bộ gây đến trương huyền trên người. Đối mặt đến từ chính đoạn cửu long cùng người áo đen thêm vào tổ khí khủng bố thế công, Trương Huyền hoàn toàn không có thác đại, hắn dưới thân màu sắc rực rỡ tiên liên xuất hiện, ngũ thải quang cháo xuất hiện tại bên người, kia búa tạ nện ở màn hào quang phía trên, phát ra sóng gợn, hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Khuếch tán mà ra sóng gợn, là tràn ngập hủy diệt chi lực năng lượng, A-then thần miếu nội hết thảy, ở chạm vào này sóng gợn nháy mắt, liền hóa thành bột mịn, thần miếu, bắt đầu sụp xuống ngập trời sóng biển trống rỗng xuất hiện cũng che giấu hướng trương huyền mà đã sớm đi vào đại sảnh trong vòng lưỡng đạo thân ảnh liếc nhau hai người bọn họ trên người phát ra ra quang mang này quang mang không có khởi đến bất cứ công sát tác dụng mà là hình thành phòng ngự lực lược làm nơi này đại chiến dư uy sẽ không phát ra đến chung quanh đi không chung mây đen quay cuồng mưa to như chút nước mà xuống hết thảy đều có vẻ là như vậy đáng sợ có tia chớp dày đặc tại đây athen thần sơn phía trên lồi điện đánh rát, thần sơn nổ vang giống như trời sụp đất nứt giống nhau ở xa xôi phương đông rất nhiều địa phương đều sinh ra dị biến cửu cục bên trong tưởng đào cùng lâm chân đồng thời nhận được tin tức phía trước những cái đó lâm vào hôn mê bên trong người đã bắt đầu rất nhiều thức tỉnh bọn họ mỗi người trên người đều nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân không riêng gì hè oi bức thế giới các nơi những cái đó phía trước bởi vì thiên địa dị tượng lâm vào hôn mê người đã bắt đầu rất nhiều thức tình. này thiên hạ muốn rối loạn a có người như vậy thở dài a then thần sơn phía trên có người nhất chiêu đoạn sơn có người nhất chiêu đất bằng loại này cường đại công kích đã không phải thế giới này có khả năng thừa nhận nếu là những người này không ở một chỗ tranh đấu bọn họ không ngừng biến hóa phương hướng không ngừng đi chém giết hủy diệt một tòa thành chỉ sợ cũng chỉ là quá ngắn thời gian trương huyền dưới thân hoa sen nở rộ chẳng sợ đối thượng đoạn cửu long cùng người áo đen hai người, cầm trong tay tổ khí, như cũ không rơi hạ phong. Đoạn cửu long cùng người áo đen từng người đánh ra một kích lúc sau, nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, có chút dao động, bọn họ cầm trong tay tổ khí, đã phát huy xuất hiện ở có khả năng phát huy cực hạn uy lực, còn là có vẻ không đủ dùng. Đoạn cửu long trên người, thổ hoàng sắc quang mang cùng trong tay tam xoa kích quang mang lẫn nhau giao hòa, vẫn luôn thật lớn bàn tay chiều trương huyền chộp tới. Chỉ có điểm này năng lực sao? Trương Huyền cánh tay quay cuồng, màu tím thần kiếm xuất hiện, hắn chỉ là làm một cái rất nhỏ phách chém tư thế. Màu tím kiếm mang chém ra, trực tiếp đem này thật lớn cánh tay một phân thành hai, đường tiên liên hóa thành đệ nhị hình thái lúc sau, Trương Huyền sở chém ra kiếm mang bên trong, đều ẩn chứa bảy loại bất đồng năng lượng, này trong đó bất đồng năng lượng lẫn nhau đan xen, hình thành cường đại phân giải lực, này chặt đứt đoạn cửu long đánh ra bàn tay khổng lồ kỳ thật chính là đem kia trong đó năng lượng phân giải. Trương Huyền cầm trong tay thần kiếm, đứng này màu sắc rực rỡ hoa sen phía trên, thần sắc ngạo nghế, hiện tại hắn, đích xác có kiêu ngạo tư bản. Một đoàn xương đen ở đoạn cửu long bên cạnh ngưng tụ, hắc y nhân thân hình xuất hiện ở đoạn cửu long bên cạnh, hắn nhìn mắt đoạn cửu long, nói, tiếp tục như vậy che giấu thực lực, nhưng lấy hắn không có gì biện pháp, chém hắn đi. Đoạn cửu long ngừ lạnh một tiếng, người nếu nhịn không được sát tâm, ngươi liền ra tay, này Athen thần miếu, bất quá là thần tàng giữa nhất cơ sở đồ vật thôi. Đoạn cửu long nói xong, thân hình chợt lóe biến mất ở chỗ này. Trương Huyền, lúc này đây, liền buông tha ngươi, người áo đen lưu lại như vậy một câu, hóa thành một đoàn xương đen, xông thẳng phía chân trời, ở nơi này biến mất. Đoạn cửu long cùng người áo đen vừa đi, hòa hoa lão nhân cùng ngọc hư đạo nhân, cũng đều có điều cảm ứng, hai người liếc nhau lúc sau, phân biệt đánh ra một kích, nương này khe hở biến mất tại đây tới rồi bọn họ bực này nông nỗi trừ phi nghĩ kỹ rồi muốn lấy chết tương đua nếu không muốn giết chết ai phi thường khó hoặc là trước tiên bày ra cấm chế hoặc là trước tiên làm tốt mai phục bằng không muốn bỏ chạy một cái lắc mình liền có thể biến mất đến trăm mét ở ngoài bằng không lúc trước anh linh điện đuổi giết trương huyền cũng sẽ không vẫn luôn không có kết quả cuối cùng bày ra thiên la địa võng mới đưa trương huyền ngăn lại nếu không có lạc thiên cơ ra tay Trương Huyền chỉ sợ thượng một lần liền táng ở anh Linh Điện trong tay. Bất quá, trên thế giới này không có nếu không có, một người có thể trưởng thành lên, có chính mình nỗ lực, cũng có vận khí, bao gồm bối cảnh, này đó, đều là thực lực một bộ phận. Đại chiến dừng lại, nhưng trên bầu trời mây đen vẫn là không có tan đi, như cũng có mưa to rơi xuống. Đây là chung quanh khí hậu đều bị nơi này đại chiến sở ảnh hưởng, mới có thể như thế. Kia lưỡng đạo phía trước bảo vệ năng lượng tiết ra ngoài thân ảnh, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Triệu cực rơi xuống đất, trên người hắc long quấn quanh, cầm trong tay kháng long giản hắn, phá lệ khí phách. Trương huyền thu hồi màu sắc rực rỡ hoa sen, đồng dạng rơi xuống đất, nhìn triệu cực, vẻ mặt tò mò, người đem huyết mạch ngưng tụ thành dáng vẻ này, không mệt sao. Nhan tức là chính nghĩa, triệu cực như vậy trả lời một câu, theo sau nhanh chóng đem bên người huyết mạch chi lực tản mất, đích xác như trương huyền theo như lời, như vậy rất mệt. Lam Vân Tiêu cũng hạ xuống, hắn thu hồi trường đao, nhìn chung quanh, Athen thần miếu, đã ở đại chiến bên trong hoàn toàn biến mất, mà này tòa Athen thần Sơn, cũng ước chừng bị tiêu diệt hơn phân nửa, nghĩ đến, từ nay về sau, này Athen thần Sơn, đều phải không còn nữa tồn tại, rốt cuộc, nơi này đã không có biện pháp lại bị xưng là Sơn. Lam Vân Tiêu thở dài, kế tiếp, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ, chờ này bình tĩnh kỳ qua đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ bình tĩnh a. À phương đông truyền thừa mở ra không biết đã có bao nhiêu người đang âm thầm nhìn chằm chằm giặc tới thì đánh nước lên nâng nền bái triệu cực nhún vai có bản lĩnh liền lộng chết ta ngươi đừng căng làm vân tiêu liếc liếc mắt một cái triệu cực triệu cực khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ giọng cười a à, bị ngươi xem thấu sao triệu cực lời nói mới nói xong một ngụm máu tươi phun ra thẳng trợn trắng mắt người hướng phía trước phương tải đi ở triệu cực ngã quỵ đồng thời trong miệng nhắc mãi ra tiếng giúp ta kêu xe cứu thương nói xong triệu cực một đầu tài đến trên mặt đất làm vân tiêu lắc lắc đầu thiêu đốt huyết mạch còn đốt lâu như vậy cũng không phải là kêu xe cứu thương là có thể giải quyết thứ này nói như thế nào trương huyền hỏi lam vân tiêu người giải quyết ta giải quyết ta đến đây đi lam vân tiêu khiêng lên đã hôn mê triệu cực người hẳn là còn có khác sự muốn xử lý đúng rồi Ta nhận được tin tức, tử vong chi hải bên kia có cường đại năng lượng dao động, chỉ sợ cùng cuồng si có quan hệ, hắn đến bây giờ cũng chưa tin tức, ngươi có thể đi kia nhìn xem. Ân, trương huyền gật gật đầu, kia này liền giao cho ngươi. trương huyền nói xong, chuẩn bị nhích người. đúng rồi, lam vân tiêu lại một lần gọi lại trương huyền. trương huyền quay người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lam vân tiêu. lam vân tiêu hít sâu một hơi, tà thần đại nhân hắn lạc đường đi trương huyền nhún vai cụ thể hành tung ta cũng không biết hắn bị hút đến anh linh lệnh bên trong đi anh linh lệnh ném này lam vân tiều muốn nói lại thôi gật gật đầu hành đi nếu có thể tốt nhất có thể tìm về anh linh lệnh tà thần đại nhân tồn tại quan trọng nhất có cơ hội đi trương huyền lưu lại như vậy một câu theo sau phóng lên cao hắn đến đi trước tranh đô thành xác định lâm thanh hạm an nguy trương huyền di động đã ở đại chiến trung hư hao hắn mới vừa thay tân di động, liền thu được Lâm Thanh Hạm phát tới tin nhắn. Lúc này Lâm Thanh Hạm đã trở lại Ngân Châu, nói cho Trương Huyền không cần lo lắng. Nhìn đến này tin nhắn sau, Trương Huyền mới yên lòng, hắn trực tiếp đi trước tử vong chi hải phạm vi. Giờ này khắc này, địa tâm bên trong, một khối màu trắng lệnh bài, phát ra mỏng manh màu đỏ quang mang, trên mặt đất mấp máy. Nếu là có người nhìn đến này lệnh bài, nhất định sẽ kinh ngạc, cũng không chỉ cần là này lệnh bài sẽ mấp máy nguyên nhân, đồng thời cũng bởi vì này lệnh bài bên trong truyền ra thanh âm trương tiểu tử người rốt cuộc ở đâu a à, mau phóng ta đi ra ngoài a à, nơi này một chút đều không hảo chơi thanh âm này giữa tràn ngập u oán nếu trương huyền tại đây nhất định có thể nghe ra tới đây đúng là tà thần thanh âm tà thần bị hút vào lệnh bài lúc sau vẫn luôn không có động tính, đương hắn có thể cùng ngoại giới câu thông lúc sau lại phát hiện trương huyền đã tìm không thấy mà chính mình nơi này khối lệnh bài cùng rác rưởi giống nhau, bị ném vào một chỗ phế thảo đôi thượng, lệnh bài thượng còn có động vật phân, tà thần lại tiêu phí thật lớn công phu, mới miễn cưỡng có thể khống chế lệnh bài hành động, đương nhiên, cũng chỉ là mất máy mà thôi. Bất quá, hắn cũng không có lang thang không có mục tiêu khống chế này khối lệnh bài, hắn có thể cảm nhận được, có lực lượng nào đó, ở chỉ dẫn này khối lệnh bài. Mấy ngày sau, địa tâm, một tòa ngầm cung điện trong vòng, tụ tập rất nhiều người, bọn họ toàn bộ đều thuộc về anh Linh Điện tụ tập tại đây, là chờ đợi ai? Một đạo quang hoa hiện lên, đoạn cửu long thân ảnh, xuất hiện tại đây chính giữa đại sảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người tầm mắt. Gặp qua phó điện chủ. Mọi người, đồng thời ôm quyền, ra tiếng vân an. Đoạn cửu long gật gật đầu. Phó điện chủ, lúc này đây mặt đất hành trình, nhưng chém giết trương huyền. Có người hỏi. Đoạn cửu long lắc lắc đầu. Đoạn cửu long này một động tác, làm trong đại điện người đều là cả kinh. Đoạn Cửu Long là người nào? Anh linh điện phó điện chủ, bao nhiêu năm trước đó là đứng đầu cường giả. Mà kia Trương Huyền đâu? Tuy rằng là lục diễn truyền nhân, nhưng bất quá hơn 20 tuổi tuổi, liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đều không vội Đoạn Cửu Long số lẻ. Nhưng hiện tại, Đoạn Cửu Long bản thể ra tay, thế nhưng cũng chưa có thể đem Trương Huyền bắt lấy, này Trương Huyền, thật sự chỉ là một người tuổi trẻ người sao? Đoạn Cửu Long hít sâu một hơi, ra tiếng, hắn thanh âm rõ ràng vang vọng ở đại điện bên trong. Từ giờ trở đi, mở ra anh linh điện, mọi người tiến vào anh linh điện chung, tìm kiếm chính mình cơ duyên, đương phương đông truyền thừa mở ra khi, mọi người, cộng đồng tranh đoạt truyền thừa. Đoạn cửu long lời này vừa ra, mọi người đều là sửng sốt. Anh linh điện, nơi đó tồn tại vô số chiến linh, chính là anh linh điện cường đại cơ bản. Mà đương trăm năm trước diệt thế một trận chiến qua đi, anh linh điện phong tỏa, ai còn không thể nào vào được, bởi vì kia cần thiết phải có anh linh lệnh mở ra mới được. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi thật sự tiến vào anh linh điện, kia sẽ cho chính mình tu hành, mang đến bao lớn chỗ tốt, thực lực của chính mình sẽ lấy một cái thẳng tắp ra tốc phương thức, bay nhanh bay lên. Bởi vì đoạn Cửu Long một câu, trong đại sảnh người đều lâm vào hưng phấn giữa. Chỉ có vài tên tuổi hơi đại một người, đi đến đoạn Cửu Long bên cạnh, thấp giọng nói: chúng ta hiện tại còn không có tìm được anh Linh lệnh. Không tôi, tuy rằng đem anh Linh điện lệch vị trí, nhưng không có anh Linh lệnh, vẫn là vào không được, vô pháp được đến anh Linh tán thành. Này nên làm cái gì bây giờ? Đoạn cửu long hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra bốn chữ, mạnh mẽ giải phong. Mạnh mẽ giải phong, một người rõ ràng sửng sốt, bởi vì hắn minh bạch, những lời này chung sở đại biểu hàm nghĩa. Ngươi là nói, bắt đầu dùng 30 năm trước được đến cái kia phương pháp. Này không thể thực hiện. Làm như vậy, sẽ thương đến căn cơ. Phòng ấn năng lượng rất mạnh, chúng ta yêu cầu bố trí chuẩn bị hồi lâu, này sẽ tiêu hao chúng ta nhiều năm như vậy, sở tích góp hết thảy. Đúng vậy, như vậy mất nhiều hơn được. Đoạn cửu long ánh mắt tại đây mấy người trên người đảo qua, lúc này đây, chẳng sợ vứt bỏ hết thảy, cũng muốn mở ra anh linh điện, các người phải biết rằng, lúc này đây, Lực lượng đại môn bị hoàn toàn mở ra, này đại biểu cho chính là cái gì? Này có thể là các người cả đời này có khả năng gặp được lớn nhất cơ duyên. Nếu có thể được đến cơ duyên, chẳng sợ vứt bỏ toàn bộ anh linh điện lại như thế nào. Hiện tại đi làm chuẩn bị, 10 ngày sau, phá anh linh điện cấm chế. Đoạn Cửu Long thực lực cường đại, làm phó điện chủ, hắn ở chỗ này có được tuyệt đối lời nói quyền, mấy người nhìn thấy Đoạn Cửu Long như vậy quyết tâm sôi nổi ngậm miệng không nói, lui ra chuẩn bị đi. Mà trong đại sảnh người, còn đều vẻ mặt hưng phấn. Đoạn cửu long trên mặt lộ ra cười lạnh, trương huyền, người yên tâm, ta tuyệt đối, sẽ không làm ngươi hảo quá. Đoạn cửu long giọng nói rơi xuống, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, xuất hiện ở một chỗ chân núi, ở chỗ này, đúng là anh linh điện nơi, kia anh linh điện, bị đoạn cửu long khuân vác tới rồi nơi này. Đoạn cửu long nhìn trước mắt thường thường vô kỳ núi lớn, trong miệng nói, anh linh biện vô số tuế nguyệt tích góp, đều ở cái này bên trong, lục diễn, ngươi cho rằng, không có anh linh lệnh, ta thật liền phá không khai nơi này sao. Hãy chờ xem, ta sẽ đem ngươi sở lưu lại hy vọng bóp chết, thế giới này, trước nay đều là cường giả tối thượng, người cái gọi là muôn đời thái bình, căn bản là không tồn tại. Đoạn cửu long sau khi nói xong, phất tay áo rời đi. Đoạn cửu long hoàn toàn không có chú ý tới, ở một bên cỏ dại đôi chung, một đạo lây dính động vật phân, phiếm mỏng manh hồng quang lệnh bài, chính dần dần tiếp cận này tòa núi lớn. Tới rồi, đây là vẫn luôn hấp dẫn ta địa phương sao. Tà thần mỏng manh thanh âm, ở lệnh bài thượng vang lên. Ngay sau đó, một trận quang mang lập lòe, lệnh bài biến mất ở sơn bên ngoài cơ thể. Đương mùa bài tái xuất hiện khi, đã tới rồi anh linh điện bên trong. Tà thần nếu lúc này nếu hữu hình thể, nhất định ngây ra như phóng, lại thực mau lâm vào điên cuồng. Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Tà thần tiếng cười ở lệnh bài thượng điên cuồng vang lên, hắn nhìn trước mắt hết thảy, này vô số vô chủ chiến linh, tất cả đều an tĩnh phiêu phù ở nơi đó, đối với người khác tới nói, này đó chiến linh, là cơ duyên, có thể được đến trong đó một cái tán thành, là có thể bước vào khống linh, hơn nữa, sở khống chi linh, vẫn là đương thời cực cường tồn tại. Nhưng ở tà thần trong mắt, này đó chiến linh, vô pháp khống chế, nhưng là, lại có thể hấp thu. Đây là năng lượng, vô số năng lượng A. À. Đây là đưa đến ta trước mặt tới năng lượng. Ha 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 ha, ta ái chết nơi này, ta ái chết nơi này. Trương tiểu tử, ta trách oan người A, à, người không có vứt bỏ ta, người đây là ở khảo nghiệm ta, khảo nghiệm ta nghị lực đúng không? Yên tâm, ta đục mố, không có khác, chính là có thể cầu, ha 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 ha. Ta thần thanh âm rơi xuống, anh linh lệnh nội, truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực, nháy mắt liền đem một đạo chiến linh hút vào này anh linh lệnh nội, đương chiến linh tiến vào lúc sau, anh linh lệnh bình tĩnh trở lại, qua nửa giờ, lại là một cổ mãnh liệt hấp lực truyền ra, lúc này đây, trực tiếp hấp thu lưỡng đạo chiến linh, quá nửa giờ, bốn đạo, lại nửa giờ, tám đạo. Anh linh lệnh thượng truyền lại tới hấp lực càng ngày càng cường, mà anh linh lệnh thượng sở tràn ngập hồng quang, cũng càng ngày càng thịnh. Anh linh điện nội chiến linh số lượng đang ở dần dần giảm bớt, lại đa số lượng chiến linh, cũng kinh không được loại trình độ này tiêu hao. Mà đối mặt như vậy hết thảy, Đoạn Cửu Long chút nào không biết, hắn không có năng lực cảm ứng được anh linh điện nội phát sinh cái gì, hắn đang ở an bài người, chuẩn bị bài trừ anh linh điện cấm chế tài liệu. Mặt đất, Tử Vong chi Hải. Trương Huyền trôi nổi với mặt biển trên không, cảm thụ được nơi này năng lượng dao động, ở trên mặt biển, có một cổ bàng bạc năng lượng tràn ngập, nhưng cũng tìm không thấy ngọn nguồn này cổ bàng bạc năng lượng sẽ làm đến hướng nơi này con thuyền mất đi tín hiệu đánh mất động lực đột nhiên một cổ cường đại năng lượng bộc phát ra tới trương huyền thần sắc hơi hơi vừa động theo sau cả người như mũi tên nhọn giống nhau chui vào trong nước truy đuổi luồng năng lượng này ngọn nguồn thẳng đến đáy biển mà đi lấy luồng năng lượng này vì chỉ dẫn trương huyền ở đáy biển thấy được cuồng si thân hình lúc này cuồng si an tĩnh nằm ở đáy biển bên trong có một cổ năng lượng bảo hộ hắn không có bị những cái đó đại hình loại cá sở công kích. Trương Huyền nhìn đến cuồng si trạng thái, mày nhân lại, ở cuồng si trên người, hắn thậm chí đều cảm thụ không đến cái gì sinh mệnh đặc thù. Trương Huyền khiêng lên cuồng si, muốn trước mang về lại xem, đã có thể ở nâng lên cuồng si này trong nháy mắt, một cổ càng thêm khổng lồ năng lượng, từ cuồng si thân thể hạ bùng nổ, luồng năng lượng này xuất hiện, làm Trương Huyền nháy mắt minh bạch, kia tràn ngập ở trên mặt biển năng lượng, cũng không thuộc về cuồng si. Cuồng si dưới thân, quang mang đại thịnh, nơi này có một đạo chỗ hồng, sở hữu năng lượng, đều là từ này truyền đến. Trương huyền ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn này đáy biển chỗ hồng. Đây là biển sâu đáy biển, chẳng sợ nơi này không có năng lượng truyền ra, cũng đủ kinh người. Biển rộng, vẫn luôn là trên thế giới này nhất thần bí mảnh đất, đáy biển, là mọi người đã biết chỗ sâu nhất, mà đáy biển bên trong, lại là khai cái lỗ thủng này đại biểu cho cái gì? ở kia thần bí nhất mảnh đất dưới, lại là cái gì? Trương Huyền đem cuồng si kháng trên vai, chỉ là hơi chút do dự một chút, liền thả người nhảy, nhảy vào này hố động bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Huyền thân ảnh, lại từ này chỗ hổng chỗ một lần nữa xuất hiện, tại đây chỗ hổng phía dưới, có một cổ cực cường năng lượng, căn cứ Lam Vân Tiêu cùng triệu cực phía trước truyền lại tới tin tức, Trương Huyền có rất lớn nắm chắc, nơi này, tuyệt đối là một chỗ truyền thừa năng lượng nơi chỗ nhưng bên trong có một cổ bài xích lực, chỉ cho phép một người tiến vào. Trương Huyền đứng ở chỗ hồng trước, hít sâu một hơi, đem cuồng si, ném vào này chỗ hồng bên trong. Đương cuồng si tiến vào chỗ hồng nháy mắt, chỗ hồng quang mang, hoàn toàn biến mất, mà này chỗ hồng, cũng ở nháy mắt khép kín. Đối với này phân truyền thừa, nói thật, Trương Huyền có động tâm, nhưng từ tình huống hiện tại mà nói, càng thích hợp cuồng si, lúc này cuồng si, đã chịu bị thương nặng, trên người không hề sinh cơ, có lẽ cái này truyền thừa, có thể mang đến hy vọng, huống hồ, này truyền thừa xuất hiện ở cuồng si dưới thân, đối cuồng si mà nói, cũng coi như có duyên. Tuy rằng mới gặp cuồng si, đại gia thuộc về mặt đối lập, nhưng sau lại, mọi người đều ở cùng cái chiến tuyến, liều mạng thời điểm cũng đều không thiếu xuất lực. Hơn nữa trương huyền bản nhân, mới hấp thu Athen thần lực, tiên liên được đến tiến hóa, hắn yêu cầu củng cố một chút tự thân, lại tiếp thu một cái truyền thừa, không thấy được là chuyện tốt. Làm xong hết thảy, Trương Huyền thả người nhảy, thẳng nhảy ra mặt biển, biến mất tại đây. Tử vong chi trên biển, kia lan tràn bàng bạc năng lượng cũng hoàn toàn biến mất. Ngân Châu, Lâm thị tập đoàn. Hiện giờ, xã hội đại biến, võ giả địa vị ở xã hội giữa trở nên càng ngày càng siêu nhiên. Cái gì tiểu thịt tươi lưu lượng minh tinh đã không có phía trước như vậy cường hình ảnh lực, tương phản, đánh tinh ở giới giải trí địa vị càng ngày càng cao, cường đại võ giả cũng càng ngày càng chịu truy phùng làm toàn bộ hè oi bước lòng đầu xí nghiệp, Lâm Thị cũng ở đối kỳ hạ sản nghiệp, làm ra thay đổi, thỉnh rất nhiều cường đại võ giả tiến đến. Ngân Châu làm Lâm Thị nơi khởi nguyên, cũng là Lâm Thị tổng công ty nơi, nơi này tụ tập rất nhiều võ giả, đều là Lâm Thị hoa số tiền lớn mời đến, này đó võ giả nhóm ngồi ở phòng tiếp khách chung, một đám trên mặt thần sắc kiêu căng, Lâm Thị công nhân cũng không dám đắc tội, những người này đánh lại đánh không lại, địa vị cũng pha cao. Lâm Thị tầng cao nhất văn phòng chung, lâm thanh hạm nhìn trên mặt bàn báo cáo tất cả đều là một ít võ giả tư liệu này đó võ giả tư liệu đặt tới địa phương khác nhất định sẽ khiến cho những cái đó công ty người phụ trách coi trọng đi vào lâm thị võ giả kia nhưng đều có được tuyệt đối tự tin bao nhiêu người tưởng thỉnh đều thỉnh không đến nhưng hiện tại này đó tư liệu đặt ở lâm thanh hạm trước mặt lâm thanh hạm xem đều không xem một cái lâm thanh hạm là lâm thị tổng tài nhưng nàng bản thân cũng là nữ chiến thần quang nàng ở cổ chiến trường thủ hạ mang binh, từ võ giả góc độ tới nói, đều so những người này muốn lợi hại nhiều, mà hắn nam nhân, càng là toàn bộ cổ chiến trường linh hồn nhân vật, hơn nữa lâm thanh hạm tham gia quá cổ chiến trường, nàng rõ ràng hơn, một cái võ giả, quan trọng nhất đều không phải là là giá trị thương mại, nhưng nàng cũng không phản đối cấp này đó võ giả mang đến giá trị thương mại, rốt cuộc, nguy nan vào đầu. Những người này, là muốn đi ra ngoài liều mạng, đang ở cúi đầu nhìn còn lại văn kiện Lâm Thanh Hạm mày đột nhiên vừa nhíu trên người bộc phát ra một cổ hơi thở quát lạnh một tiếng ai hiện giờ Lâm Thanh Hạm thực lực cường đại khứ giác cũng trở nên phá lệ nhạy bén lão bà vẫn luôn như vậy cảnh giác sẽ rất mệt trương Huyền Thanh Âm từ Lâm Thanh Hạm bên tai vang lên tại đây đồng thời Lâm Thanh Hạm cảm nhận được một đôi cường hữu lực cánh tay từ phía sau quấn quanh đi lên lâm thanh hạm mới căng chặt thần kinh hoàn toàn thả lỏng lại nàng rúc vào trương huyền trong lòng ngực nhắm hai mắt từ trương huyền rời đi đi tìm tổ khí đến bây giờ nàng cũng chưa nhìn thấy trương huyền lâm thanh hạm chỉ nhớ rõ chính mình bị một cái thiếu nữ tóc bạc cứu chờ chính mình tỉnh lại khi đã ở cửu cục căn cứ bên trong cửu cục người nói cho chính mình cổ chiến trường chiến tranh đã kết thúc cổ chiến trường chiến tranh kết thúc lâm thanh hạm từ biết tin tức này bắt đầu nội tâm giữa liền có điểm không chân thật cảm giác, nàng sở hôn mê phía trước, là chiến tranh mấu chốt nhất điểm, cái này làm cho nàng vẫn luôn đều cảm thấy bất an, nàng không biết này bất an nơi phát ra. Mà khi Trương Huyền trở về lúc sau, Lâm Thanh Hạm đột nhiên phát hiện, chính mình một lòng, hoàn toàn bình tĩnh trở lại, loại này bất an, chỉ là nguyên tự với, Trương Huyền không ở bên người đi. Trương Huyền duỗi tay, giúp Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng xoa động huyệt thái dương. Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy một trận thoải mái lão bà ân chúng ta kết hôn đi a à, ngươi cùng ta chỉ có một chương giấy hôn thú ta không có cho ngươi một cái hoàn chỉnh hôn lễ chúng ta kết hôn đi cho ngươi một cái hoàn chỉnh hôn lễ nói cho mọi người ta muốn cùng ngươi ở bên nhau trương huyền thanh âm thực nhu lâm thanh hạm như cũng nhắm mắt dựa vào trương huyền trong lòng ngực thân thể của nàng ở rất nhỏ run rẩy một cái hoàn chỉnh hôn lễ lâm thanh hạm là cái nữ cường nhân nhưng nàng trước sau là một nữ nhân. Không có cái nào nữ nhân, chưa từng ảo tưởng quá thuộc về chính mình hôn lễ, chưa từng ảo tưởng quá chính mình mặc vào kia xa hoa lộng lẫy váy cưới, chưa từng ảo tưởng quá chính mình ở đèn tụ quang hạ, nghênh đón chính mình ái nhân. Lâm Thanh Hạ muốn cái này hôn lễ sao? Không hề nghi ngờ, nàng muốn. Nhưng Lâm Thanh Hạ, trước nay không nghĩ tới Trương Huyền sẽ cho chính mình một cái hoàn chỉnh hôn lễ. Ở Lâm Thanh Hạ biết Trương Huyền thân phận trước, Nàng không có như vậy nghĩ tới. Ở Lâm Thanh Hạm biết Trương Huyền thân phận lúc sau, nàng càng không có như vậy nghĩ tới. Lão bà, người ta tuy rằng có phu thê chi danh, nhưng cho tới nay, cũng không phu thê chi thật, cho nên, ta tưởng nghiêm túc hỏi ngươi, cũng muốn nghe ngươi nghiêm túc trả lời. Trương Huyền đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, hắn ngón tay nhẹ nhàng hoa động, Lâm Thanh Hạm trước mặt bàn làm việc, liền hoa đến một bên đi. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm, theo sau quỳ một gối xuống đất nắm lên lâm thanh hạm tay phải liền như vậy nhìn chăm chú vào lâm thanh hạm lâm thanh hạm đồng thời cũng trợn mắt nhìn quỳ một gối ở chính mình trước mặt nam nhân ở nàng hốc mắt giữa có một đoàn trong suốt ở đảo quanh lâm thanh hạm nữ sĩ trương huyền khóe miệng treo lên một mặt mỉm cười người nguyện ý gả cho ta sao lâm thanh hạm trong mắt trong suốt tràn mi mà ra nàng vươn tay phải che miệng lại lâm thanh hạm nữ sĩ trương huyền thu hồi trên mặt tươi cười thay vẻ mặt chính xác, người nguyện ý gả cho Trương Huyền, hơn nữa nhất sinh nhất thế, làm hắn ái nhân sao. Lâm Thanh Hạm gật đầu, nàng gật đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta, ta, ta nguyện, oanh, một trận mãnh liệt chấn động, đem Lâm Thanh Hạm sắp xuất khẩu nói đánh gãy. Muốn khảo thí huynh đệ tỉ muội nhóm, cố lên Nga. Này oanh một tiếng, hiển nhiên là từ Lâm Thị bên trong truyền ra tới. Cùng lúc đó, lâm thị cao ốc nổi tiếng cảnh báo vang lên trương huyền đứng dậy mày nhân lại sao lại thế này văn phòng cửa phòng bị gõ vang bí thư lý xuất hiện ở văn phòng trước cửa nhìn đến trương huyền sau bí thư lý đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng thực mau phản ứng lại đây hội báo nói lâm tổng phía dưới những cái đó võ giả đánh nhau rồi đánh lên tới lâm thanh hạm mày liếu hơi nhíu đối với võ giả chi gian lâm thanh hạm đảo cũng hiểu biết một ít những người này tập võ cũng đều rất có tính tình, lần này lớn như vậy quy mô hội tụ ở bên nhau, lẫn nhau chi gian nếu nhìn không thuận mắt, luận bàn một chút, cũng bình thường, nhưng làm đến lâm thị cảnh báo đều vang, này liền không bình thường. Này động tính, làm đến có điểm quá lớn đi, lâm thanh hạm đứng dậy, đi, đi xem một chút. Lâm thị lầu bốn phòng khách, ở chỗ này, có một gian thật lớn phòng tiếp khách, bên trong tiếp đãi đến từ các nơi võ giả. Nhưng lúc này, phòng tiếp khách nội, hiển nhiên chia làm hai bên người, này hai bên người đứng ở mặt đối lập, hùng hổ. Mà ở này hai bên người trung gian, đã có vài đạo thân ảnh, nằm trên mặt đất, vừa rồi Lâm Thị đã phát sinh chấn động, chính là những người này vung tay đánh nhau kết quả. Trương Huyền ba người đi trước phòng tiếp khách, trên đường, Trương Huyền điện thoại vang lên, điện báo người, là triệu cực. Tỉnh, thiết, còn không có lão tử say rượu thời gian trường đâu. Triệu cực ở trong điện thoại thanh âm tràn ngập khinh thường, nói hai kiện chính sự, đệ nhất kiện, thú nhân bên kia, cái kia cổ lực đan muốn gặp ngươi, cái thứ hai, về những cái đó dị năng giả sự, liền chúng ta hiện tại đoạt được đến tin tức, hẹ oi bức đã có rất nhiều dị năng giả cũng không ở chúng ta khống chế trong phạm vi, nghe nói lão bà ngươi kia chính tụ tập võ giả, có ba cái dị năng giả sen lẫn trong bên trong, ba người kia có chút mất khống chế, gần nhất mấy ngày làm rất nhiều không thích hợp sự. Giúp ta tìm ra, nhưng sự tình đừng nháo quá lớn, hiện tại dị năng giả bản thân liền quá nhạy cảm. người phục trước, hảo, trương huyền lên tiếng, loại này thuận tay tiểu vội, tự nhiên có thể giúp, liền giúp. cái gì phục không còn nữa trước, người có hay không nghe nói qua một câu, kêu vì yêu sinh hận, cửu cục đối ta, đó chính là như vậy. triệu cực không biết xấu hổ nói, ân, ta biết, người nhất định rất quan trọng. trương huyền phối hợp triệu cực nói một câu, sau cắt đứt điện thoại, đi vào lầu bốn phòng tiếp khách mở ra đại môn, Lâm Thanh Hạm khi trước đi đến. Đường Lâm Thanh Hạm vào cửa nháy mắt, cơ hồ mọi người đều đem ánh mắt xem ra, đối với cái này Lâm Thị Mỹ nữ tổng tài, bọn họ đã sớm nghe nói, lúc này đây nhìn thấy chân nhân, đích xác có kinh diễm cảm giác, bọn họ ánh mắt ở Lâm Thanh Hạm trên người đánh giá. Dĩ vãng, tiền tài tối thượng thời đại, này đó võ giả cũng đều rõ ràng, bọn họ cùng Lâm Thanh Hạm chi gian, có rất lớn tranh lệch, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng hiện tại bất đồng, võ giả địa vị được đến cải thiện, đối với cái này mỹ nữ tổng tài, bọn họ nhưng không giống phía trước cái loại này chỉ nhưng xa xem tâm lý, ở nhìn thấy lâm thanh hạm lúc sau, mỗi người tâm tư, đều bắt đầu lung lay lên. Đối với này đó võ giả trong lòng như thế nào tưởng, lâm thanh hạm cũng không biết, cũng sẽ không đi để ý, nàng quét mắt trên mặt đất nằm mấy người, hướng bí thư lý phân phó nói, kêu vài người lại đây, đưa bệnh viện đi. Bí thư lý gật gật đầu, vất phất, phất tay sau thực nhanh có vài tên bảo an tiến vào, đem những người này kéo đi ra ngoài. Lâm Thanh Hạm ánh mắt nhìn quét một vòng, ra tiếng nói, các vị, chúng ta Lâm Thị Thỉnh đại gia tới, cũng không phải làm đại gia tại đây so đấu, nếu muốn phân cái cao thấp, chung quanh đều có võ trưởng cung cấp cho đại gia, ở Lâm Thị, còn hy vọng đại gia thu liếm một chút. Xin lỗi A Lâm Tổng, một người diện mạo anh Tuấn Thanh Niên đứng ra, cười ra tiếng, thật sự ngượng ngùng, người cũng biết, chúng ta người tập võ, có đôi khi xuống tay, nắm giữ không được nặng nhẹ, liền tạo thành như vậy kết quả, thật sự xin lỗi, đúng rồi Lâm Tổng, tự giới thiệu một chút, ta kêu hạ đào. Hạ đào diện mạo xoái khí, bởi vì luyện võ, trên người cơ bắp cân xứng, thực lực cường đại, hiện tại lại có võ giả cái này thân phận, làm hắn trong lòng phá lệ tự tin, hắn nhìn Lâm Thanh Hạm, tinh tế đánh giá nữ nhân này. Mà Lâm Thanh Hạm chỉ là quét hạ đào liếc mắt một cái, đối mặt hạ đào duỗi tới tay, nàng căn bản không đi phản ứng, chỉ là lạnh lùng nói, liền tự thân lực lượng đều khống chế không tốt, liền không cần tùy tiện ra tay, nói ra, cũng mất mặt. Hạ đào sắc mặt biến đổi, hướng lâm thanh hạm nói, lâm tổng, người lời này nói, ta nhưng không ủng hộ, chúng ta ngày thường luyện võ, đều ở riêng trường hợp, đến nỗi loại này phàm phu địa phương, chúng ta không thân, khống chế không tốt, cũng thuộc bình thường. Hạ đào khi nói chuyện, đưa ra phàm phu hai chữ, hiển nhiên, hiện tại xã hội không khí đã đối này đó võ giả nội tâm, tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bình thường sao, không thấy được đi, Trương Huyền một bước đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay, nhìn Hạ Đào. Hạ Đào thấy Trương Huyền giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, mày nhân lại, lạnh lùng nói, ngươi lại là thứ gì? Trương Huyền ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, cái gọi là dị năng giả, cùng người thường không có gì khác nhau, chỉ là ở bọn họ ra tay thời điểm, mới có thể bày ra ra bất đồng năng lượng dao động tới, Trương Huyền muốn tìm được này ba gã dị năng giả, lại không làm đại động tính, cũng chỉ có thể tưởng chút biện pháp khác, tuy rằng quá trình sẽ hơi hiện phiền toái một chút. Mà trước mặt Hạ Đào, đối với Trương Huyền mà nói, chính là một cái đột phá khẩu. Đối mặt Hạ Đào không khách khí quát hỏi, Trương Huyền đầy mặt tò mò, người loại này cũng coi như là võ giả. Nếu nói như vậy, kia chẳng phải là mỗi người đều là võ giả. Ngươi nói cái gì? hạ đào sắc mặt biến đổi, tiểu tử, ngươi nếu nói thêm nữa một câu, chớ có trách ta cho ngươi giáo huấn. Hiện tại tuy rằng võ giả địa vị tăng lên, nhưng đối võ giả hạn chế cũng càng ngày càng nhiều, điểm thứ nhất chính là, võ giả tuyệt đối không thể tùy tiện đối người thường động thủ, một khi động thủ, kia đến liền phía sau võ quán đều liên lụy thường. Ta lời nói đã nói đến này, đến nỗi ngươi nói cho ta giáo huấn. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là tưởng nói, đang ngồi các vị, đều là rác rưởi. Cuồng vọng, hạ đào niết quyền, người dám không dám, cùng ta lập giấy sinh tử. Trương huyền khẽ lắc đầu. Thấy trương huyền này lắc đầu động tác, hạ đào cười lạnh một tiếng, không có bản lĩnh, liền không cần giả ngu. Giấy sinh tử liền không lập đi, trương huyền ra tiếng, có thời gian này, đã đủ bãi ngươi số trở về, huống hồ, người cũng tội không đến chết, muốn đánh, liền trực tiếp đến đây đi, Hạ đào đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, trên mặt tức giận, tiểu tử, đánh. Đến đây đi, Trương Huyền gật gật đầu. Hạ đào phía sau những cái đó võ giả, đều một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn Trương Huyền. Hạ đào tuy rằng không phải nơi này người mạnh nhất, nhưng ở trẻ tuổi giữa, cũng coi như thượng là đứng đầu. Người này khiêu chiến hạ đào không nói, cãi lại ra cuồng ngôn, hắn cho rằng hắn là ai. Những cái đó cổ chiến trường trên dưới tới anh hào sao. Hạ Đào nhìn đứng ở chính mình trước mặt Trương Huyền, đột nhiên cười, hắn cười rất lớn thanh. Ha 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 ha, tiểu tử, ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng có đôi khi, quang có dũng khí, chính là không đủ. Hạ Đào nhéo nắm tay, hơi hơi lui về phía sau một bước, đây chính là chính ngươi tìm chết, chớ có trách ta. Trương Huyền nhún vai, hướng Hạ Đào ngoắc ngón tay. Hạ Đào hai tay chấn động, một quyền chiều Trương Huyền oanh đi. Ở Hạ Đào oanh ra này một quyền đồng thời, có mang theo từng trận quyền phong. Hạ Đào xuống tay, có chút tàn nhẫn, có người như vậy ra tiếng. Tàn nhẫn sao, ta cảm thấy không tàn nhẫn, người này quá cuồng vọng, hẳn là làm Hạ Đào cho hắn điểm giáo huấn. Cũng có người như vậy nói. Ở Hạ Đào nắm tay trước mặt, tất cả mọi người phảng phất thấy được Trương Huyền ngã xuống đất bộ dáng. Làm ngươi cùng ta giả ngu." Hạ Đào trong lòng cười lạnh. Tốc độ hảo chậm, liên loại trình độ này cũng kêu võ giả sao? Trương Huyền thanh âm vang lên, hắn công kích sau phát tới. Đối mặt hạ đào, Trương Huyền cũng không có niết quyền, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy ra một trường, một trường này ấn ở hạ đào ngực, nhìn qua mềm mại vô lực, nhưng hạ đào cả người, lại ở phía sau trong nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, nện ở trên vách tường. Như vậy một màn, xem mọi người trong lòng kinh hãi. Đây là đã xảy ra cái gì? Chính là đơn giản như vậy một trường, trực tiếp đem hạ đào oanh bay ra đi quang ngã ở trên tường hạ đào che lại chính mình ngực hắn cũng không có cảm giác được nơi này có cái gì đau đớn chỉ là vừa rồi kia của cự lực là chuyện như thế nào như thế nào khiến cho chính mình như vậy bay ngược ra tới ta nói các ngươi loại này không tính võ giả trương huyền đôi tay rũ xuống nhìn chung quanh nếu còn có ai tưởng chứng minh chính mình liền tới nếu chính mình không dám vậy cùng nhau tốt nhất cuồng vọng một người võ giả hét lớn một tiếng nhưng hắn cũng không dám đi lên tới, bởi vì vừa mới đánh lui hạ đào kia một chút, hắn cũng không có xem minh bạch. Tiểu tử, người quá bừa bãi. Người đây là khinh thường chúng ta mọi người. Một người danh võ giả trong miệng kêu to. Trương huyền ánh mắt ở mỗi người trên người nhìn quét, nhưng như cũng không có phát hiện kia ba gã dị năng giả năng lượng dao động. Hắn mở ra hai tay, nói, vậy các ngươi liền cùng nhau tốt nhất. Trương huyền lần này hành vi, chính là cố ý chọc giận những người này. Nhìn này đó võ giả mỗi một cái trên mặt đều lộ ra tức giận thần sắc, đây là hắn sở muốn đạt thành mục đích. Nhìn dáng vẻ, thật là một đám phế vật nha, trương huyền thở dài. Tiểu tử, đừng cuồng vọng, đây là chính ngươi yêu cầu, cũng đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Hôm nay, muốn cho ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Hai người võ giả nhịn không được, bay thẳng đến trương huyền vào tới, có hai người vùng đầu, những cái đó đã sớm tức giận không được võ giả, cũng tất cả đều vọt lại đây. Đứng ở trương huyền phía sau Lâm Thanh Hạm thấy như vậy một màn, hơi hơi lắc lắc đầu, đi thôi bí thư lý, đi xử lý chuyện khác, đúng rồi, đợi lát nữa nhiều kêu mấy chiếc xe cứu thương tới. Bí thư lý gật gật đầu, trương huyền hình tượng, ở bí thư lý trong lòng, đã sớm trở nên không gì làm không được, lúc này chẳng sợ đối mặt nhiều như vậy võ giả, bí thư lý cũng không cảm thấy trương huyền sẽ có hại, cứ việc hắn cũng không rõ ràng trương huyền chân chính thân phận. Lâm Thanh Hạm vừa ly khai phòng khách, liền nhìn đến một bóng hình xuất hiện ở trước mặt, cái này thân ảnh xuất hiện, khiến cho Lâm Thị không ít công nhân chú ý, vô luận nam nữ, bởi vì nàng quá mỹ, một đầu màu bạc tóc dài khoác đến vòng eo, tuyệt mỹ ngũ quan chọn không ra bất luận cái gì tỉ vết, quyến rũ dáng người, là mỗi một người nam nhân đều trong ảo tưởng bộ dáng. Mọi người không cấm lấy nữ nhân này cùng Lâm Thanh Hạm so sánh, lại là phân không ra cao thấp tới, này tóc bạc, đúng là Chelsea lại gặp mặt, lần trước sự, còn không có tới kịp tạ ngươi. Lâm Thanh hàm hướng trước mặt này đạo thân ảnh, hơi hơi mỉm cười. Tìm một chỗ, lưu một chút đi, không cần quấy rầy hắn. Chessia vươn ngón tay ngọc, chỉ hướng phòng khách phương hướng. Lâm Thanh hàm gật gật đầu, ta biết có ra không tồi tiệm cà phê, liền tuyển kia đi. Hảo A, Chessia gật gật đầu. Lâm Thanh hàm về phía trước đi đến, cùng Chessia sóng vai, này hai nữ nhân đứng ở một khối, giống như thế gian này tốt đẹp nhất phong cảnh tuyến, làm người ánh mắt vô pháp tự kiềm chế. Phòng tiếp khách nội, Trương Huyền một người, đối mặt rất nhiều võ giả, nhưng vô luận này đó võ giả như thế nào cường công, đều không thể dính vào Trương Huyền góc áo, ngược lại là bọn họ, đối mặt Trương Huyền, nhất chiêu liền phải bị thua. Tốc độ quá chậm, sơ hở quá lớn, không hề kết cấu. Trương Huyền cảm thụ được này đó võ giả thực lực, trong giây lát một cổ kỳ dị năng lượng truyền đến, cái này làm cho Trương Huyền trong lòng nhảy dựng, này hẳn là chính là cái gọi là dị năng giả. Trương Huyền theo này năng lượng truyền đến địa phương nhìn lại, một người nữ nhân trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước người, Trương Huyền cơ hồ đồng thời duỗi tay chiều đối phương tìm kiếm. Mắt thấy Trương Huyền công tới, này nữ nhân trẻ tuổi trong tay lại là xuất hiện một đoàn ánh lửa, thiêu hướng Trương Huyền. Cho ta diệt, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, này nữ tính trong tay ánh lửa nháy mắt tắt, tình huống như vậy, hiển nhiên làm tên này nữ nhân trẻ tuổi cảm thấy ngoài ý muốn, nàng lập tức đem ánh mắt đầu hướng mặt khác hai gã nam tính, tại đây đồng thời, này hai gã nam tính trên người, cũng bộc phát ra bất đồng năng lượng. Ba gã dị năng giả, xuất hiện, đã đạt tới mục đích trương huyền, không hề che giấu, hắn thân thể chấn động, trực tiếp đem chung quanh võ giả chấn khai, tùy tay chiêu thức liền ra. Ba gã dị năng giả đối với người thường cùng bình thường võ giả tới nói, có lẽ cường đại không thể địch nổi, nhưng ở Trương Huyền trước mặt, vẫn là không đủ xem, trong vòng nhất chiêu, đều bị chế phục. Đường Trương Huyền dừng lại động tác, hắn chung quanh, đã không có người còn có thể đứng lại, tất cả đều nằm đảo một mảnh, mỗi người trong mắt, đều mang theo kinh hãi. Chư vị, các người còn không có cường đại đến có thể làm lơ hết thảy nông nỗi, cho nên làm việc, vẫn là thu liếm điểm đi. Trương Huyền lưu lại như vậy một câu sau, đi hướng kia ba gã dị năng giả. Này hai nam một nữ, đều hoảng sợ nhìn Trương Huyền, hiển nhiên rõ ràng, chính mình dị năng mất đi hiệu lực, là cùng người này có quan hệ. Từ thức tỉnh dị năng lúc sau, này ba người dã tâm liền phá lệ bành trướng lên, dựa vào thực lực, cũng làm không ít chuyện khác người, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị cửu cục theo dõi. Bọn họ thậm chí cho rằng, chính mình nhân sinh, từ giờ khắc này bắt đầu, đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí đều đã ảo giác quá chính mình ngồi ở vô thượng bảo tỏa khi bộ dáng, nhưng hiện tại, bọn họ sở hữu tự tin, đều bị trước mặt người nam nhân này, toàn bộ phá hủy. Ba vị, Trương Huyền cúi đầu nhìn ba người, các người hẳn là biết, chính mình đều làm chút cái gì đi, phía dưới hẳn là có người chờ các ngươi. Trương Huyền đi đến cửa sổ sát đất biên, đã nhìn đến, hai chiếc thuộc về cửu cục xe, đã ngừng ở dưới lầu, mà triệu cực kia hóa, tắc ngậm một cây thuốc lá, dựa vào xe đầu, hít mây nhả khói. Đương Trương Huyền đứng ở bên cửa sổ khi, triệu cực ánh mắt cũng nhìn lại đây, hướng Trương Huyền phất phất tay. Đường Trương Huyền sau cái thủ thế lúc sau, vài tên cửu cục thành viên, nhanh chóng chạy đi lên. Lâm thị đại lâu bên, một gian lịch sử tao nhã trong quán cà phê, nơi này phóng nhu hoãn âm nhạc, mau đến giữa chưa tan tầm thời gian, này trong quán cà phê người không ít. Ngày thường gian, ngồi ở trong quán cà phê người, đều vội vàng từng người sự, nhưng hôm nay bất đồng, ngồi ở bên trong người, tuy rằng nhìn chơi di động chơi di động, làm công tác làm công tác, nhưng bọn hắn ánh mắt lại không có lúc nào là chiều quán cà phê góc nhìn lại. Ở quán cà phê trong một góc, ngồi hai nữ nhân, này hai cái mỗi một cái, đều có thể nói nhân gian tuyệt sắc, lâm thanh hạm trên người cao lãnh khí chất, làm nam nhân trong lòng không khỏi sinh ra chinh phục chờ mong, mà Chessia kia một đầu màu bạc tóc dài, càng là thỏa mãn nam tính trong lòng ảo tưởng. Lâm thanh hạm quấy trong tay cà phê, nhìn về phía Chessia, ra tiếng nói, lần trước sự thật là đa tạ ngươi. Kỳ thật không cần cảm tạ ta, nếu không phải ngươi cùng hắn quan hệ, ta khẳng định sẽ không cứu ngươi. Chessia như vậy trả lời nói. Nghe thấy cái này trả lời, Lâm Thanh Hạm cũng không có gì ngoài ý muốn, nàng cũng biết là nguyên nhân này. Nói đến, ta nghe qua ngươi tên rất nhiều lần, Chessia nhìn Lâm Thanh Hạm, bất quá cũng vẫn luôn cũng chưa cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Lâm Thanh Hạm nhấp khẩu trong tay cà phê, về trương huyền sự sao ân chessia gật gật đầu kỳ thật ta tới phía trước cũng nghĩ tới nên như thế nào cùng ngươi nói nhưng lại phát hiện như thế nào đều không tiện mở miệng ta đây liền có chuyện nói thẳng ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ trương huyền lâm thanh hạm thân thể hơi hơi chấn động nàng ly chung cà phê khuynh ra một ít lại ngưng ở không trung chessia ngón tay hơi hơi nhoáng lên ngưng ở không trung cà phê rơi xuống một bên giấy ăn thượng chessia hơi hơi mỉm cười người hôm nay quần áo rất đẹp, nháo ô uế, đáng tiếc. Lâm Thanh Hàm hít sâu một hơi, hỏi ngược lại, làm ta rời đi hắn, vì cái gì, bởi vì ngươi sao? Chessia khẽ lắc đầu, nếu là như thế này, ta liền sẽ không cứu ngươi, là, ta là thực thích trương huyền ca ca, thử hỏi, hắn như vậy ưu tú người, cùng hắn tiếp xúc quá nữ nhân, có mấy cái có thể đối hắn không động tâm, nhưng hắn, không thuộc về người ta người như vậy, ta cùng với trương huyền ca ca rất sớm phía trước liền nhận thức, phía trước ta cũng ở quang minh đảo, bất quá sau lại, ta rời đi nơi đó. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, ta nghe nói qua một ít, có người nói ngươi làm phản. Làm phản, có lẽ đi, Chessia à, cười cười, ta hành động, thật là ở làm phản, ta cũng không tán đồng trương huyền ca ca ngay lúc đó làm việc phương thức, sự thật chứng minh, ta là đúng, quang minh đảo, ở người khác trong mắt, kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, liền giống như một trương mỏng giấy, một xúc tức phá, mà hiện giờ Trương Huyền ca ca đã đứng ở thế giới này đỉnh núi, nhưng này, như cũng không đủ, chân chính địch nhân còn không có xuất hiện, mà ngươi cũng rõ ràng, kỳ thật, ngươi tồn tại. Đối với Trương Huyền ca ca mà nói, vẫn luôn là một gánh nặng. Lâm Thanh hạm há mồm, chuẩn bị ra tiếng. Ta biết ngươi muốn nói gì, Chetsia trước tiên ra tiếng, đánh gãy Lâm Thanh hạm, ngươi vẫn luôn đều ở nỗ lực làm chính mình biến cường, ngươi đi trước tô ra tổ địa, thức tỉnh huyết mạch, Thậm chí người thức tỉnh huyết mạch khi làm ra động tính, làm sở hữu thị tộc đều đi theo tao ương, người đi trước địa tâm, rèn luyện chính mình, người gặp người kia, trở thành người lão sư, hắn ở trợ giúp người cường đại, hắn muốn cho ngươi không đi liên lụy trương huyền ca ca, nhưng trương huyền ca ca trưởng thành tốc độ, thật sự là quá nhanh, mau đến ngay cả người kia đều tưởng tượng không đến. Người không có khả năng đem hết thảy đều tính tấn, bởi vì Ngọc Hư Sơn một chuyện, rất nhiều đồ vật tiến trình đều đã nhanh hơn nếu ngươi tiếp tục cùng hắn đãi ở bên nhau, ngươi sẽ trở thành hắn uy hiếp. Chetsia nói, giống như một chi mũi tên nhọn, đâm thẳng Lâm Thanh Hạm nội tâm. Cho tới nay, Lâm Thanh Hạm đều tận lực làm chính mình không đi liên lụy Trương Huyền, vì thế, nàng làm ra rất nhiều nỗ lực, nhưng hiện tại, Chetsia nói nói cho nàng, vô luận nàng như thế nào làm ra nỗ lực, đều là tuyệt đối không đủ. Chetsia gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm đôi mắt, tiếp tục ra tiếng, vô luận là ngươi, hoặc là ai, bao gồm ta, cùng hắn ở bên nhau, đều chỉ biết trở thành nhược điểm của hắn. Người muốn rõ ràng, hắn tương lai sở gặp được địch nhân, sẽ có bao nhiêu khủng bố, đây là không cho phép hắn xuất hiện nhược điểm, chẳng sợ người có thể tự bảo vệ mình, người nhà của ngươi đâu. Ngày đó nếu không có bạch chỉ bọn họ trở về kịp thời, chỉ sợ, nhà của ngươi người, đã dừng ở anh Linh Điện trong tay, bọn họ sẽ coi đây là áp chế, người cảm thấy, này chỉ là bình thường bắt cóc đòi tiền đơn giản như vậy sao? bọn họ muốn chính là mệnh, hoặc là là nhà ngươi người, người mệnh, hoặc là là trương huyền ca ca mệnh, ngươi có thể từ bỏ cái nào. Trương huyền ca ca có thể từ bỏ cái nào, ngươi cùng hắn ở bên nhau, đối hắn mà nói, không phải cái gì chuyện tốt, ngươi là ở hại hắn. Lâm thanh hạc, ánh mắt lỗ trống nhìn phía trước, Chessia nói, không ngừng ở nàng bên tai quanh quần. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, đối hắn mà nói, không phải cái gì chuyện tốt, ngươi là ở hại hắn. Hại hắn sao, Lâm thị dưới lầu, một chiếc rôn roi nội, triệu cực yêu nhã ngồi ở điều khiển vị thượng, trong miệng ngậm một cây thuốc lá. Đa tạ lạc, triệu cực thổi tiếng huyết sáo. Việc nhỏ, ta không ra tay, người cũng ra tay. Trương Huyền cười cười. Loại sự tình này, ta nhưng ra không được tay. Triệu cực lắc lắc đầu, gần nhất tình huống tương đối mẫn cảm, bởi vì dị năng giả sự, hiện tại có người chuyên môn làm cái cái gì dị năng giả liên minh, chính là dùng để đối kháng chúng ta. Một khi ta động thủ, những người này đã có thể có chuyện muốn nói, đến lúc đó, phiền toái cũng không phải là quang động thủ là có thể giải quyết. Trương Huyền nhún vai, cho nên nói, các ngươi những việc này, phiền toái nhất, ta lười đến trộn lẫn, đúng rồi, kia cổ lực đan tìm ta, có chuyện gì? Điểm này, người cùng ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm tán gẫu một chút đi, đầu tiên, người không hiếu kỳ, thú nhân, rốt cuộc là cái gì sản vật sao? Chẳng lẽ thật là dị thế giới tới? Triệu cực cười cười, đi thôi, lục hà khách sạn trương huyền phiên triệu cực liếc mắt một cái ngươi là tưởng hỗn ăn hỗn uống đi ngươi nhìn xem ngươi hai ta này quan hệ như thế nào có thể kêu hỗn ăn hỗn uống đâu triệu cực đánh cái ha ha đi đi lục hà khách sạn nội bạch trì đám người đã ngồi ở ghế lô nội nhìn thấy trương huyền sau mỗi người đều đi lên cho trương huyền một cái ôm lão đại nghe nói sự tích của ngươi cũng quá xoái đi cổ chiến trường huề trăm binh trở về Đại bại thú nhân, trường hợp này, ngẫm lại ta đều nhiệt huyết sôi trào A. À. Bạch Trì cười lớn một tiếng, trong mắt toàn là hâm mộ. Đừng bần, Trương Huyền ngồi xuống. Mọi người thôi bôi hoán chản, vài chén rượu xuống bụng, lưu khởi chính sự. Lão đại, chúng ta lưu tại địa tâm, đại khái làm minh bạch về thú nhân sự. Cái gọi là vực sâu, cái gọi là thú nhân, đều không phải là tự nhiên hình thành, đều là có người, ở chuyên môn thúc đẩy này hết thảy. Bạch Trì uống lên khẩu rượu cụ thể kỹ thuật vấn đề, khiến cho Khương Nhi cho người nói đi. Tương lai lấy ra một cái máy tính bảng ném cho Trương Huyền. Trương Huyền duỗi tay ở trên màn hình cắt một chút, có rậm rạp tư liệu, xuất hiện ở Trương Huyền mi mắt giữa. Tương lai đầu tiên là chờ Trương Huyền nhìn trong chốc lát, theo sau mới ra tiếng nói, lão đại, chúng ta nghiên cứu cái gọi là thú nhân, từ bọn họ sinh lý cấu tạo tới giảng, kỳ thật cùng nhân loại chi gian, cũng không kém bao nhiêu, mà từ gen hệ thống phân tích, bọn họ trong cơ thể tiếp cận nhân loại gen, ít nhất chiếm 80%. 80, Trương Huyền mày nhân lại, ý của ngươi là. Đúng vậy, tương lai gật gật đầu, cái gọi là thú nhân, bất quá là từ nhân loại cải tạo mà thành, nhưng cái này cải tạo, là từ mẫu thai thời kỳ, liền bắt đầu. Trương Huyền trên người, đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại khí cơ, trước mặt hắn ly nước, tức khắc tạc vỡ ra tới. Thu khí, đang ở buồn đầu mãnh ăn triệu cực đột nhiên ngẩng đầu, Đồng thời ra tay, ức chế ở Trương Huyền trên người khí cơ phát ra, "Trương Huyền, có một số việc ta phải nói nói ngươi, tới rồi ngươi hiện tại cái này thân phận cùng thực lực, vô luận gặp được chuyện gì, đều phải gặp biến bất kinh, làm được Thái Sơn sập trước mặt mà không biến sắc, ngươi hiện tại cảnh giới còn kém quá nhiều a." À. Triệu Cực nói xong, thở dài một tiếng, uống lên khẩu rượu, lắc đầu, một bộ trang tất đến mức tận cùng bộ dáng. Tương Lai nhìn mắt Triệu Cực, mở miệng nói, "Triệu đại quan nhân người lần đầu tiên nghe việc này thời điểm thiếu chút nữa đem phòng ở hủy đi đi triệu cực ho khan hai tiếng cái kia khương nhi nay đã khác xưa sao được rồi cái này để tài nhảy qua trương huyền thanh âm vang lên ta cũng tưởng hủy đi phòng ở mẫu thai gen đào tạo ở hai tử còn ở mẫu thai dựng dục thời điểm liền tiêm vào dược vật loại này cách làm ta không biết nên hình dung như thế nào tương lai gật gật đầu lúc trước được đến cái này đáp án thời điểm ta đích xác cũng sừng suốt hồi lâu, sở hữu thú nhân, đời trước, đều chỉ là nhân loại, bọn họ trong cơ thể thú cùng người gen qua lại giao hòa, sinh ra biến dị, bởi vì mẫu thai đào tạo nguyên nhân, làm cho bọn họ thân hình so nhân loại bình thường cao thật lớn mấy lần, thậm chí mấy chục lần, làm cho bọn họ từ sinh ra liền có được cắn nuốt bản năng, từ tư tưởng thượng bọn họ cho rằng chính mình sinh ra ở một cái gọi là vực sâu địa phương. Những người này, cho bọn hắn chế định quy tắc, bọn họ sáng tạo thú nhân, nô dịch thú nhân, Trương Huyền hít sâu một hơi, cái kia vực sâu, rốt cuộc ở địa phương nào? Một cái phòng thí nghiệm, tương lai đáp, cái kia phòng thí nghiệm thực thần bí, sẽ không ngừng biến hóa phương vị, chúng ta suy đoán là có trận pháp bảo hộ, nhưng lấy ta hiện tại năng lực, còn không thể phân tích trận pháp nội sở tồn tại năng lực, cho nên ta không dám xác định điểm này, hiện giờ cái kia phòng thí nghiệm đã hủy diệt hơn phân nửa, cũng chính là cái gọi là vực sâu biến mất, thú nhân toàn bộ dũng mãnh vào đến địa tâm, hiện tại địa tâm hoàn toàn trở thành thú nhân thế giới. Bạch Trì lúc này đứng dậy ra tiếng, lão đại, bọn họ không để bụng cái kia phòng thí nghiệm, này cũng đã nói lên một vấn đề. Bọn họ sáng tạo thú nhân mục đích đã đạt tới, hoặc là nói, thú nhân đã cụ bị tự mình sinh sôi nảy nở năng lực, nếu nói là cái thứ nhất, còn hảo. Trương Huyền mở miệng, ánh mắt giữa tràn ngập ngưng trọng, nếu là đệ nhị loại nói. Triệu cực đột nhiên chen vào nói, bọn họ, sáng tạo một cái tân giống loài đây là sáng thế thần mới nên có năng lực, nếu bọn họ đạt tới như vậy thủ đoạn, những người này sẽ tiếp tục làm như vậy sự, bọn họ sẽ không chỉ thỏa mãn với thú nhân này một loại sản vật, bọn họ chỉ sợ muốn thay đổi toàn bộ thế giới. Toàn bộ ghế lô nội, tất cả mọi người lâm vào một trận trầm mặc giữa. Trương Huyền dẫn đầu ra tiếng, này nhóm người, cái gì lai lịch? Không biết, Bạch Trì lắc lắc đầu, chúng ta trên mặt đất tâm tìm quá bọn họ tung tích, nhưng bọn họ quá thần bí cũng đừng nhìn ta, triệu cực đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, lúc này đây, ta là thật sự không biết. Trương Huyền hít sâu một hơi, nói, triệu cực, cho ta an bài một chút đi, ta muốn cùng cổ lực đan thấy cái mặt. Hảo, triệu cực thật mạnh gật đầu. Giờ này khắc này, địa tâm giữa. Phía trước địa tâm văn minh, đã hoàn toàn hủy trong một sớm, địa tâm giữa, đã không có cho nhân loại lưu ra cái gì sinh tồn không gian, tứ đại khu vực người, sớm đã rút lui, còn có người trộm lưu hướng cổ chiến trường phương hướng, muốn đi mặt đất văn minh. Địa tâm giữa, thú nhân thân ảnh hoành hành, có một nhân loại không có che giấu hảo, lộ ra thân hình, lập tức bị thú nhân sở theo dõi, bắt đầu săn giết. Ở mỗi một cái thú nhân lãnh địa giữa, đều có mấy cái nhân loại thôn trang, những nhân loại này thôn trang cũng không có bị phá hủy, thú nhân cũng không có đem này tàn sát hầu như không còn, bọn họ lưu lại này đó thôn trang, làm nam nữ mỗi ngày quậy với nhau, bọn họ đem này trở thành quyển dưỡng. Mà sống ở chỗ này mỗi người loại đều rất rõ ràng như vậy sự, nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể tuyệt vọng, chờ đợi tử vong buông xuống, ở chết phía trước có thể sống một ngày, là một ngày. Một cái thú nhân lãnh địa ở ngoài, có người bước chậm ở chỗ này, hắn người bình thường thân hình, trong tay cầm một cái vở, nhìn thú nhân lãnh địa phương hướng, không ngừng ký lục cái gì, hồi lâu lúc sau, người này thu hồi trong tay vở, lẩm bẩm nói, tiến hóa đạt tới tiêu chuẩn sinh dục đạt tới tiêu chuẩn, đại não khai phá đạt tới tiêu chuẩn, này một đám, đủ tư cách. Cơ hồ, ở mỗi một cái thú nhân lãnh địa ở ngoài, đều sẽ có người như vậy xuất hiện, bọn họ ký lục thú nhân hết thảy, làm thành nào đó số liệu. Anh Linh Điện nơi sơn bên ngoài cơ thể, đoạn cửu long cùng vài tên Anh Linh Điện cao tầng, đang ở bố trí phá giải Anh Linh Điện trận pháp cấm chế, bọn họ sở lấy tới 7 trận tài liệu, toàn bộ đều là khả ngộ bất khả cầu bảo bối, nhưng lúc này, đoạn cửu long đã quyết định khuynh tấn vốn gốc. Muốn mau, đoạn cửu long thúc giục, hiện tại thuộc về phương đông truyền thừa tùy thời khả năng mở ra, đó là một cái lại một cái hoàn toàn bất đồng năng lượng hệ thống. Một khi đem chuyện này làm thành, phương đông truyền thừa, chúng ta có thể tranh thủ, anh Linh Điện, bản thân chính là một cái bảo khố, mà cái này bảo khố, chính là chúng ta mở ra lớn hơn nữa bảo khố chìa khóa. Đoạn cửu long rứt lời, một đôi mắt gắt cao nhìn chầm chầm trước mặt sơn thể, trong mắt hắn, phảng phất đã thấy được tương lai kế hoạch lớn. Anh Linh Điện Nội, nguyên bản rậm rạp chiến Linh, đã biến mất một phần mười, mà kia một đoàn màu đỏ quang mang, đã càng thêm cường thịnh lên. Ha ha ha, lực lượng của ta, ở khôi phục, loại cảm giác này, loại cảm giác này, ta ái chết loại cảm giác này. Lập tức, ta là có thể khôi phục đỉnh thời kỳ. Trương Tiểu Tử, người không phải thường xuyên chào phúng ta nhược sao, thực mau ta liền sẽ làm người biết, thuộc về ta tà thần đại nhân chân chính năng lực, cho tà thần đại nhân khôi phục thực lực, liền mang ngươi đi thống nhất thế giới, yên tâm, ngươi cấp tà thần đại nhân mang đến này phân cơ duyên, tà thần đại nhân là không có khả năng quên. Ha 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 ha, mọi người, phục phục đi, run rẩy đi, cho tà thần đại nhân trở về đi. Anh Linh điện ngoại, đoạn cửu long khóe môi treo lên cười lạnh. Chờ đợi đi, ta sẽ làm người biết, ai mới là thế giới này chúa tể gần nhất thời tiết biến hóa mãnh liệt, các vị chú ý giữ ấm. Ngân Châu Thị Lâm gia đại viện, từ Lâm Thị khống chế hẻ oi bức thương nghiệp long đầu lúc sau, nơi này mỗi một ngày, đều có vô số người tới cửa, muốn tìm Lâm gia giao hảo. Vì thế, ở Lâm gia đại viện nội, còn chuyên môn có một cái phòng tiếp khách, tới tiếp đái từ bất đồng địa phương sở tới rồi khách nhân. Hôm nay, đồng dạng có người tới Lâm gia đại viện bái phỏng, nhưng gõ cửa hồi lâu, Lâm gia giữa, một chút phản ứng đều không có, này đó tiến đến bái phỏng người cũng không vội, liền ở chỗ này chờ đợi, thẳng đến trạng vạng, chờ đợi ở lâm gia đại viện trước người càng ngày càng nhiều, nhưng lâm gia đại viện đại môn, như cũ trói chặt, không ai mở ra. Như vậy một màn, làm rất nhiều người, tâm sinh nghi hoặc, lâm gia chẳng sợ hôm nay đóng cửa không thấy, cũng sẽ không một cái thông chi đều không có đi, này tuyệt đối không phải lâm gia tác phong. Đang lúc mọi người tò mò khi, một chiếc Rolls Royce ngừng ở lâm gia đại viện trước cửa, cửa xe mở ra, triệu cực cùng Trương Huyền từ trên xe đi xuống tới. Ta liền đưa người đến này, cổ chiến trường bên kia ta đi trước an bài, chính người mau chóng qua đi. Triệu cực lưu lại như vậy một câu, lái xe chạy lấy người. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn đến lâm gia đại viện trước nhiều người như vậy, lâm gia lại đại môn chói chặt, cảm thấy kỳ quái, hắn đi ra phía trước, đẩy cửa, khóa cửa, như vậy một màn, làm Trương Huyền cảm giác càng cổ quái. Trương Huyền cánh tay dùng sức, đại môn theo tiếng mà khai, Trương Huyền đi vào, lại phát hiện, toàn bộ lâm gia đại viện, một người đều không có. Sao lại thế này, Trương Huyền mày nhân lại, quay người đóng cửa lại, theo sau thân hình hóa thành ảo ảnh, ở ngắn nhất thực tế nội, liền tìm biến lâm gia mỗi một góc, như cũ không ai. Ra ngoài ý muốn, không có khả năng, không có đánh nhau dấu vết, trương huyền đi đến trong viện vỗ vỗ tay có lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trương huyền trước người đại nhân hai người quỳ một gối xuống đất ngữ khí cung kính có việc phát sinh sao trương huyền hỏi hai người đồng thời lắc đầu đại nhân hết thảy bình thường hành trương huyền gật gật đầu xoay người vào nhà mà này lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa biến mất trương huyền tìm khắp phòng trong không có người hắn gọi điện thoại không người tiếp nghe nhưng điện thoại trước sau thông trương huyền trực tiếp đi vào lâm thị cao ốc do hỏi bí thư lý bí thư lý nhìn thấy trương huyền còn có vẻ rất là ngoài ý muốn trương tiên sinh ngươi không đi ra ngoài du lịch sao du lịch đúng vậy lâm tổng lưu lại lời nói nói bọn họ đi ra ngoài du lịch trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về trương tiên sinh ta còn tưởng rằng ngươi cùng đi đâu sao có thể đột nhiên đi du lịch trương huyền đi đến tầng cao nhất văn phòng Lâm Thanh Hạm đồ vật tất cả đều sửa sang lại hảo đặt ở kia, thuyết minh ở văn phòng nội, cũng không có gì dị thường trạng huống phát sinh. Trương Huyền lại lần nữa gọi điện thoại, lại biểu hiện đã tắt máy. Đang lúc lúc này, văn phòng đại môn bị người đẩy ra, một cái ăn mặc tây trang, mang tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân đi đến, Trương Tiên Sinh đúng không, tự giới thiệu một chút, ta họ giả, lầm nữ sĩ thỉnh luật sư. Luật sư, Trương Tiên Sinh, người xem hạ này phân hiệp ước, là lúc trước người cùng lâm nữ sĩ ký kết. Giả luật sư đem một phần hiệp ước đặt lên bàn. Trương Huyền nhìn lướt qua, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, một cổ dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng, này hiệp ước, là hắn lúc ấy ở rể đến lâm ra khi sở ký kết. Hiệp ước nội dung đại khái thể hiện chính là một cái ý tứ, Trương Huyền vì ở rể đến lâm ra, cho nên, lâm thanh hạm vì thời có thể đơn phương cùng Trương Huyền giải trừ hôn ước, Trương Huyền căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Trương Tiên Sinh, Ta tưởng hiệp ước nội dung ngươi hẳn là rõ ràng, đây là Lâm nữ sĩ rời đi trước ủy thác ta làm sự, đúng rồi, nơi này còn có một phần Lâm nữ sĩ để lại cho ngươi video." Giả luật sư đem một cái phong tốt phong thư đặt ở Trương Huyền trước mặt trên bàn, theo sau xoay người rời đi. Trương Huyền cầm lấy phong thư, phong thư chưa từng có bị mở ra quá, bên trong một bộ di động, Trương Huyền mới vừa thắp sáng màn hình, liền có một cái video truyền phát tin. Trong video người, đúng là Lâm Thanh Hạ, lâm thanh hạm ngồi ngay ngắn ở nơi đó thân sắc hờ hững ngữ khí bình đạm trương huyền ta suy nghĩ một chút ta cùng với ngươi tri gian ở bên nhau khi bản thân liền không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở đối với ta mà nói từ nhỏ sinh hoạt tại gia đình bên trong ta không có cảm thụ quá cái gọi là tình yêu khả năng ngươi cho ta như vậy cảm giác nhưng này cũng không thể làm ta hạ quyết tâm cuộc đời này vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau hiện giờ ngươi ta thân phận sáng tỏ cũng nên là thời điểm tách ra Người buổi sáng hỏi ta, rốt của có nguyện ý hay không gả cho ngươi, hiện tại ta có thể cho ngươi đáp án, ta cũng không phải thực nguyện ý, ta tưởng, người ta đều hẳn là có càng tốt lựa chọn, ngươi cũng nhìn thấy giả luật sư, hắn sẽ cùng ngươi nối tiếp hết thảy thủ tục, đương nhiên, ngươi cũng có thể mặc kệ mặc kệ, bởi vì sở hữu hiệp nghị, đều là đơn phương, ngươi không có lựa chọn quyền, ta cũng thông chi giả luật sư, yêu cầu ngươi ở trong vòng 3 ngày dọn ly lâm ra, cứ như vậy đi. Video đến này, đột nhiên im bặt. Trương Huyền biểu tình có chút dại ra đứng ở chỗ này. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, giả luật sư lại lần nữa đẩy cửa mà vào. Trương Tiên Sinh, ngươi nên cùng ta đi làm thủ tục. Làm không được, Trương Huyền lưu lại như vậy một câu, chiều văn phòng ngoại đi đến, ở Trương Huyền cất bước nháy mắt, trên bàn kia phân đã từng ký tên văn kiệt, hóa thành bột mịn, cố tình phiêu tán. Một trận rời đi hè oi bức tư nhân trên phi cơ. Lâm Kiến vỗ tò mò nhìn Lâm Thanh Hạc, này tiểu Trương điện thoại. Các ngươi không cần phải xen vào, Lâm Thanh Hạm ra tiếng đánh gãy Lâm Kiến Vũ nói. "Tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu a?" À? Từ Uyển đi vào Lâm Thanh Hạm trước mặt. Lâm Thanh Hạm giữa trưa về nhà, đột nhiên quyết định nói muốn cả nhà rời đi, hơn nữa bằng mau tốc độ, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút phát ngốc, nhưng Lâm Thanh Hạm căn bản không đáng giải thích, chỉ là thúc giục. Đối mặt Từ Uyển đặt câu hỏi, Lâm Thanh Hạm quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tầng mây thổi qua, lâm thanh hạm khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, tuy là cười, nhưng nàng lúc này đây cười, lại có vẻ rất khó xem, đi một cái, ai đều tìm không thấy chúng ta địa phương. Ngân Châu, Trương Huyền vừa ly khai lâm thì cao ốc, liền nhận được triệu cực điện thoại. Cổ lực đan bên kia đã liên hệ hảo, cổ lực đan có vẻ thực sốt ruột, gấp không chờ nổi muốn gặp ngươi, ngươi đến nắm chặt thời gian, theo hắn nói, tình huống hiện tại trở nên có chút mất khống chế mất khống chế, Trương Huyền nghi hoặc. Đúng vậy, Triệu Cực trả lời, dù sao theo hắn nói, hẳn là bọn họ thú nhân trong tộc bộ ra chút chuyện gì, có người muốn lại một lần nhắc lên chiến tranh, chẳng sợ hắn làm thú nhân tộc vương, cũng khó có thể khống chế, hắn muốn cùng ngươi gặp mặt. Trương Huyền hít sâu một hơi, hảo, ta lập tức xuất phát. Chúng ta sân bay thấy đi, Triệu Cực lưu lại như vậy một câu, cắt đứt điện thoại. Trương Huyền quay đầu lại nhìn mắt Lâm Thị Cao Ốc, về lâm thanh hạm chuyển biến, Trương Huyền căn bản không biết nơi này nguyên nhân, tuy rằng hắn rất muốn đi tìm được lâm thanh hạm, giáp mặt hỏi thanh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại, hiển nhiên có càng quan trọng sự, chờ hắn đi xử lý. Trương Huyền không phải có cái gì đại từ bi cứu thế chi tâm, chỉ là hắn có phát hiện, rất nhiều sự, đều là quay chung quanh chính mình phát ra triển, chính mình trốn không thoát quan hệ. Audio điện tử võ tấn bền Châu Nam Cực, cổ chiến trường, nơi này đồn trú các thế lực lớn quân coi giữ, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có người tiến vào cổ chiến trường nội tuần tra. Mà đương đại chiến qua đi, châu Nam Cực cũng thành lập một tòa pháo đài, này tòa pháo đài, tên là Biên Quan Tắc. Xem tên đoán nghĩa, này pháo đài tác dụng, chính là chấn thủ toàn bộ văn minh Biên Quan. Ở Biên Quan Tắc trước, có hai tòa pho tượng, đệ nhất tòa, chính là cổ chiến trường một trận chiến tổng chỉ huy, triệu cực lúc trước triệu cực ở cổ chiến trường phát huy tầm quan trọng mỗi người đều xem ở trong mắt mà mặt khác một tòa tắc chính là trương huyền cùng triệu cực bất đồng triệu cực pho tưởng chính là một cái vĩ ngạn lãnh tụ mà trương huyền còn lại là thân bối số đem thần binh lúc trước trương huyền huề trăm binh trở về cầm trong tay binh khí phổ đứng không trung phía trên ban cho trăm binh đại bại thú nhân một màn chẳng sợ hiện tại nhắc tới tới như cũ làm người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào có rất nhiều gia tộc con cháu, đều sẽ bị gia tộc người an bài đến bên này điểm mấu chốt tới rèn luyện Mọi người, ở đi vào lúc sau, đều sẽ trước tiên thấy này hai tòa pho tượng, sau đó bị người báo cho này hai tòa pho tượng chuyện xưa. Có người hướng tới triệu cực như vậy tổng chỉ huy, hắn nhìn chung toàn cục, ra lệnh một tiếng, vạn quân tề phát. Cũng có người hướng tới trương huyền như vậy tồn tại, giống như một cái hiệp khách, quay lại vô tung, ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện. Trương huyền cùng triệu cực, đã ở cổ chiến trường nơi này bị dần dần thần thoại. Phàm là đi vào cổ chiến trường rèn luyện người đều sẽ ở nhất định thích ứng qua đi bị mang nhập cổ chiến trường nội. Tuy rằng hiện tại cổ chiến trường bên trong đã không có tranh đấu nhưng lại không phải tuyệt đối an toàn. Các vị, tuy rằng nơi này đã không có thú nhân thân ảnh nhưng các người muốn rõ ràng này độc chiến quy tắc sẽ phát sinh thay đổi mà muốn ở cổ chiến trường nội sinh tồn liền phải nắm giữ một cái pháp tắc cái này pháp tắc cũng là chúng ta sống ở trên thế giới này, nhất cơ sở muốn nắm giữ, người thích ứng được thì sống sót. Chiến tranh kết thúc, nhưng cổ chiến trường nội lại dựng dục không ít kỳ quái giống loài, này đó giống loài, là hiện tại sở không có thu nhận sử dụng, một khi gặp được, các vị nhất định phải ghi nhớ phía trước dạy học, ở chỗ này, không ai sẽ vì các người thất bại mua đơn, minh bạch sao. Đi ở cổ chiến trường giữa, vài tên học viên, nghe đến từ chính huấn luyện viên khuyên bảo, Hiện giờ cổ chiến trường nội, cây cối san sát, nơi này vốn chính là một cái kỳ dị địa phương, có người gặp qua đại thụ mỗi ngày sinh trưởng 2 mét, cũng có người gặp qua một chỗ đất bằng, trong một đêm, hóa thành một tòa tiểu sơn, địa mạo tùy thời khả năng phát sinh thay đổi. Đây là cổ chiến trường, đối với mọi người tới nói, đều sẽ vĩnh viễn xa lạ cổ chiến trường. Đi vào biên quan tắc rèn luyện, chính là nơi này học viên, mà huấn luyện viên, nhiều là trải qua quá đương sơ đại chiến lão binh, lưu lại nơi này. Nơi này học viên, tuổi đều ở hơn 20 tuổi, có vẻ non nớt. Nhưng lão binh tuổi, trên thực tế, rất nhiều cũng chỉ có hơn 20 tuổi, lại là thành thục, đanh đá chua ngoa. Đây là một cái có được người một người tiểu đội, từ một người lão binh mang theo tiến vào cổ chiến trường, toàn bộ đều là hẻ oi bức người. Bọn họ này một đội người, một đường đi tới, đã chém giết rất nhiều con mồi, tuy rằng đều thân thể mỏi mệt, nhưng một đám, lại rất hưng phấn, cái này làm cho bọn họ cảm giác thấy được tân thế giới đại môn, đồng thời, chém giết này đó con mồi, cũng coi như đối bọn họ thực lực một loại tán thành. Một đầu cùng loại với cọp răng kiếm sinh vật, bị hai cái tuổi trẻ nam nhân hợp lực chém giết, đương chém giết lúc sau, này hai cái nam tính học viên ngồi dưới đất, mồm to thở hổn hển mà còn lại tám gã học viên, năm nam tam nữ, tắc tất cả đều vẻ mặt hâm mộ nhìn hai người, này cọp răng kiếm giống nhau tồn tại, coi như là tương đối cường đại giống loài, thế nhưng bị hai người bọn họ liên thủ là có thể chảm rớt. Lão binh huấn luyện viên cũng lộ ra vừa lòng bộ dáng, khen một tiếng, không tồi, biểu hiện thực không tồi, này kiếm hổ, cho dù là làm ta thượng, cũng đến hao chút thời gian, hai người đã có thể tiến vào dự bị quân. Huấn luyện viên, mới vừa kết thúc chiến đấu này hai gã thanh niên ra tiếng dò hỏi, này kiếm hổ thực lực, so với thú nhân mà nói, hẳn là không kém bao nhiêu đi, Ngươi cho rằng đôi ta nếu tham chiến nói, có thể sát nhiều ít thú nhân a. À. Sát thú nhân, huấn luyện viên cười một chút, lấy các ngươi thực lực, tạm thời liền không cần nghĩ sát thú nhân, trước không nói này kiếm hổ ở lực lượng cùng tốc độ thượng cùng thú nhân kém nhiều ít, chỉ là thân hình, thú nhân một bàn tay là có thể bóp chết kiếm hổ, hơn nữa, thú nhân có được không thua chúng ta trí tuệ, có thể so này kiếm hổ hiếu thắng nhiều. Nghe được huấn luyện viên nói như vậy, kia tám gã học viên đều một bộ kinh ngạc bộ dáng chỉ có vừa mới chém giết cọp răng kiếm hai người, không cấm bĩu môi, không nói gì. Vài phút sau, huấn luyện viên vỗ vỗ tay, hảo các vị, đều đừng nghỉ ngơi, tiếp tục đi tới đi. Một hàng người một người, tiếp tục đi tới. Huấn luyện viên ở phía trước dẫn đường, 10 tên học viên đi ở phía sau, cho nhau giao lưu. Nghe huấn luyện viên nói, kia thú nhân so kiếm hổ còn lợi hại, này đến lợi hại tới trình độ nào a. À? Nghe nói lúc trước thú nhân đại quân đó là mấy chục vạn số lượng, này như thế nào mới có thể chiến thắng A? Người thuyết giáo quan bọn họ, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Còn có triệu cực đại nhân cùng trương huyền đại nhân, triệu cực đại nhân vẫn luôn sung phong liều chết ở tiền tuyến, đối mặt thú nhân mạnh nhất lực lượng, mà trương huyền đại nhân càng là khó lường, một người huề trăm binh trở về, đại bại thú nhân, làm thú nhân tuyệt vọng, bọn họ đến rất mạnh A. Ta cho các ngươi nói, chém giết kiếm hổ trong đó một người mở miệng, Huấn luyện viên lời nói có thập phần, chúng ta tin một phần là được. Các người động động đầu óc, nếu thật giống bọn họ nói như vậy lợi hại, kia chàng chiến đấu sao có thể thắng? Chính là nói, một cái khác chém giết kiếm hổ thanh niên ra tiếng, lịch sử vĩnh viễn đều là người thắng đi viết. Về những việc này chúng ta nghe một chút thì tốt rồi, ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Huấn luyện viên vừa mới như vậy nói, chẳng qua muốn đánh áp chúng ta, bọn họ là tình huống như thế nào, ta sớm xem thấu hắn liền so với ta đại cái một tuổi mà thôi coi như ta huấn luyện viên nếu ta thực lực lại đuổi qua hắn hắn cũng đừng tưởng đạt được chúng ta tôn kính không tồi hai gã chém giết kiếm hổ thanh niên nói như vậy nói phá lệ tự tin được rồi một người nữ tính học viên ra tiếng đừng nói nữa phải bị huấn luyện viên nghe thấy đã có thể muốn bị phạt các ngươi xem huấn luyện viên đang làm gì đâu ở phía trước tên này lão binh huấn luyện viên cau mày cẩn thận quan sát đến bốn phía, ở hắn đáy lòng, đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, hắn nhìn cổ chiến trường chỗ sâu trong, tổng cảm thấy, có một cổ áp lực, từ kia mà đến, hướng bên này cuồn cuộn áp bách, làm nhân tâm khẩu đều không thoải mái. Đột nhiên, huấn luyện viên trong miệng hét lớn một tiếng. Trốn, liền thấy một con thành niên kiếm hổ, chiều bên này bay tới, nện ở một thân cây làm thược, nửa cái thân thể, đều bị tạp thành thịt nát. 10 tên học viên ở huấn luyện viên nhắc nhở hạ né tránh qua đi, chừng lớn đôi mắt nhìn này chỉ thành niên kiếm hổ, tưởng không rõ, rốt cuộc là thứ gì, mới có thể đem một con thành niên kiếm hổ thương thành như vậy. Một tôn thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thật lớn thân ảnh, cao tới hơn 10 mét, mang đến như núi giống nhau lực áp bách. 10 tên học viên nhìn này đạo thân ảnh, đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Huấn luyện viên, đây là 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 cái gì a? À? Các học viên nhìn đến, này thật lớn thân ảnh, có bén nhọn răng nanh, nhìn về phía bọn họ ánh mắt giữa, chính là nhìn con mồi. Như vậy một tôn cự thú, làm này đó học viên, sợ tới mức nói chuyện đều phát run. Huấn luyện viên hung hăng nuốt khẩu nước bọt, hắn rốt cuộc biết, vừa mới đáy lòng kia cổ bất an là từ đâu mà đến, thú nhân, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở cổ chiến trường. Huấn luyện viên di động một bước, đem vài tên học viên che ở phía sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía thú nhân nói thú nhân tộc bằng hữu ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chúng ta chi gian chiến tranh đã kết thúc các ngươi lựa chọn lui binh vì sao lại xuất hiện ở chỗ này thú nhân huấn luyện viên nói nghe vào này đó học viên trong tai này đó học viên tất cả đều mở to hai mắt chừng lớn miệng đây là thú nhân sao đây là thú nhân huấn luyện viên không có gạt chúng ta mấy chục vạn thú nhân đại quân tất cả đều là như vậy quái vật khổng lồ kia chàng chiến đấu, rốt cuộc là như thế nào mạnh. Này đó học viên, đều không thể tưởng tượng, chính mình đối mặt mấy chục vạn như vậy thú nhân khi, sẽ là bộ dáng gì, sẽ sợ tới mức hai chân nhũn ra đi. Càng không cần đề cầm lấy vũ khí đi chiến đấu. Này chỉ thú nhân, nhìn trước mặt huấn luyện viên, đột nhiên, muốn may cánh tay, một quyền oanh tới. Thú nhân tốc độ thực mau, mau đến này 10 tên học viên xem đều thấy không rõ. Sao có thể tránh thoát? một người học viên hét lên một tiếng. Liền ở bọn họ cho rằng huấn luyện viên tất bị này một quyền đánh chúng khi, liền chỉ bảo quan chỉ là đơn giản đè thấp thân thể, liền tránh thoát thú nhân này một quyền, đồng thời rút ra bên hông cương đao, bay thẳng đến thú nhân sát đi. Lại sát đi trong quá trình, huấn luyện viên thanh âm vang lên ở vài tên học viên bên tai. Chú ý, thú nhân tốc độ tuy rằng mau, nhưng chúng ta muốn đua, không phải tốc độ, các người muốn rõ ràng, chính mình ưu thế ở đâu, Đối địch quá trình giữa, không cần dùng quá hoa lệ phương pháp, đơn giản nhất trực tiếp nhất, cũng là nhất hữu hiệu. Đang nói chuyện trong quá trình, huấn luyện viên trong tay cương đao, trực tiếp cắt qua thú nhân chân lỏa. Muốn đánh bại thú nhân, đầu tiên người yêu cầu có thể đánh trúng nhược điểm của hắn. Thú nhân nhược điểm đồng dạng là trái tim thực đầu, người chặn đánh chung hắn trái tim cùng đầu, phải trước làm hắn, quỷ gối người trước mặt mới được. Huấn luyện viên tốc độ thực mau, hắn một cái xoay người lại lần nữa cắt qua thú nhân chân lỏa. Thú nhân phát ra gầm lên giận dữ. Huấn luyện viên lại nhảy dựng lên, liên tục hai đao chém ra, trực tiếp làm này chỉ thú nhân, quỳ trên mặt đất. Coi như sau này hết thảy, là có thể cấp một đòn chí mạng. Huấn luyện viên mũi chân ở thú nhân trên người liền điểm, thân hình mạnh mẽ, mấy cái khởi nhảy, đi vào thú nhân đỉnh đầu, theo sau trong tay cương đao dùng sức múa may, trực tiếp tua nhỏ thú nhân yết hầu máu tươi tảng lớn phun vãi ra mà này chỉ thú nhân mặt lộ vẻ thống khổ ngã quỵ trên mặt đất huấn luyện viên rơi xuống đất đem trong tay cương đao thu hồi bên hông này nước chảy mây trôi động tác xem mười tên học viên đôi mắt chừng đến tròn xoe cho dù là vừa mới kia hai gã không phục huấn luyện viên học viên lúc này cũng đều dáng vẻ này hảo lúc này đây dừng ở đây thú nhân đột nhiên xuất hiện ở cổ chiến trường chuyện này yêu cầu kịp thời hội báo huấn luyện viên ra tiếng. Nhưng huấn luyện viên thanh âm vừa mới lạc, một trận mãnh liệt chấn động vang lên. Huấn luyện viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt, chạy mau. Đường huấn luyện viên trong miệng chạy tự rơi xuống nháy mắt, rậm rạp, thật lớn thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trong mắt, toàn bộ đều là thú nhân, này đó thú nhân, cầm trong tay vũ khí, phá lệ khủng bố, mỗi một cái, đều đằng đằng sát khí. Xong rồi, nhiều như vậy thú nhân chúng ta chạy không thoát. Mười tên học viên, nội tâm giữa, đều tràn ngập tuyệt vọng. Huấn luyện viên nhanh chóng quyết định, không có do dự, các người chạy mau, đem chuyện này hội báo sẽ đi, ta cho các người kéo dài thời gian, mau. Huấn luyện viên nói, rút ra cương đao, chiều những cái đó thú nhân phóng đi. Nhưng huấn luyện viên liền tính tưởng kéo dài thời gian, bằng hắn một người, lại có thể kéo dài bao lâu, một giây, hai giây. Hiển nhiên, này một hai giây thời gian cũng không đủ để cho này đó học viên chạy ra sinh thiên mắt thấy hai gã thú nhân trong tay vũ khí múa may mà đến huấn luyện viên biết chính mình không có bất luận cái gì hy vọng đối phó một con thú nhân còn hảo nhưng hai chỉ không có hy vọng là quy tắc lại sửa lại sao này đó thú nhân hình thể vì cái gì không có bị áp chế một đường tới này gặp được nhiều ít lưỡng đạo bất đồng thanh âm vang lên ở nghe được này lưỡng đạo thanh âm nháy mắt huấn luyện viên trong lòng bỗng nhiên chấn động, đây là Người tả ta hiếu, lưỡng đạo thân ảnh, xuất hiện ở huấn luyện viên bên cạnh, đúng là Trương Huyền cùng Triệu Cực. Đối mặt thú nhân múa may mà đến thật lớn cương đao, Triệu Cực một chân tiến lên trước, theo sau một quyền đánh ra, oanh ở thú nhân thủ đoạn phía trên, thú nhân thật lớn thân thể, toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Mà Trương Huyền, còn lại là duỗi tay, lấy hai tay chỉ, nhẹ nhàng kẹp lấy múa may mà đến cương đao, theo sau ngón tay dùng sức, cương đao tắc đứt từng khúc nứt, chiều chung quanh tản ra. sở hữu bị này cương đao sở thổi quét quá thú nhân, toàn bộ ngã quỵ trên mặt đất. như vậy một màn, lại lần nữa xem ngây người này đó học viên, hai người kia, rốt cuộc là cái gì tồn tại a à? thế nhưng cường đại đến loại tình trạng này. gặp qua tổng chỉ huy, gặp qua trương đại nhân, huấn luyện viên trước tiên cúi chào. triệu cực nhìn huấn luyện viên, gật gật đầu, người làm không tồi, dẫn người trở về đi gần nhất một đoạn thời gian, trước không cần tiến cổ chiến trường. Minh Bạch, huấn luyện viên lĩnh mệnh sau, lập tức mang theo người rời đi. Mà 10 tên học viên, nghe được tổng chỉ huy vấn an thanh, cũng đều Minh Bạch, này hai người, chính là kia pháo đài nội pho tượng chủ nhân, bọn họ chú ý tới trương huyền, bản nhân, so pho tượng còn muốn xoái. Này thật sự chỉ là hơn 20 tuổi. Trương Huyền nhìn trước mặt vô số thú nhân thân ảnh, nhìn về phía triệu cực. Triều cực nhún vai, nói như thế nào, trực tiếp giết qua đi. Miễn, gọi người tới hỏi một chút đi. Trương Huyền trả lời, hắn nói xong lúc sau, hít sâu một hơi, theo sau một đạo thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, thanh âm này, giống như chuông lớn giống nhau sáng ngời, ở toàn bộ cổ chiến trường nội, đều truyền lại rành mạch. Thú nhân vương cổ lực đan, ta nãi Trương Huyền, tới cổ chiến trường thấy ta. Trương Huyền thanh âm này truyền lại đi ra ngoài, rất nhiều người nghe vào trong tai, tâm thần minh mông, làm thú nhân vương cổ lực đan tới gặp, đây là kiểu gì khí phách. Trương Huyền, tên này, tại đây một khắc, lại một lần, ấn nhập mọi người trong tai. Một trận cuồng phong thổi quét mà đến, là một con thật lớn hắc hổ, trực tiếp dừng ở Trương Huyền trước mặt, mà ở hắc hổ trên người, tác chính là cổ lực đan. So với bình thường thú nhân, cổ lực đan thân hình càng thêm cao lớn, càng thêm cường tráng, càng thêm cụ bị áp bách tính. Nhưng đối mặt cổ lực đan, Trương Huyền cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trương Huyền quét mắt nhóm người này thú nhân thân ảnh, chất vấn cổ lực đan, ta yêu cầu một lời giải thích, đây là có chuyện gì? Không cần nói cho ta, người đối này hết thảy, không biết gì, ngươi là muốn, khai chiến sao? Trương Huyền thanh âm, len keng hữu lực. Kia 10 tên học viên, nhìn Trương Huyền bóng dáng, trong lòng đã cảm khái, lại minh mông. Bọn họ cảm khái, đồng dạng hơn 20 tuổi tuổi tác, mà trước mặt người này, đối mặt vô số thú nhân, đối mặt kia chỉ là nhìn đến đều làm người thở dốc khó khăn thú nhân vương giả, hắn lại là ra tiếng chất vấn. Mà mênh mông, còn lại là trong lòng ảo giác, chính mình cũng có thể có như vậy một ngày, chỉ là một người đứng ở nơi đó, liền đủ để kinh sợ một chủng tộc. Cổ lực đan nhìn trước mắt Trương Huyền, hít sâu một hơi, việc này ta biết, nhưng ta không có biện pháp khống chế. Trương Huyền cười cười, nhìn về phía cổ lực đan phía sau này đó thú nhân, người nếu khống chế không được, ta cũng chỉ có thể sử dụng thuộc về ta chính mình phương pháp. có một số việc nói với ngươi. cổ lực đan trở về trương huyền một câu, theo sau quay đầu lại hướng kia dậm dạp thú nhân đại quân hét lớn một tiếng, đều cho ta trở về. ở cổ lực đan này một tiếng giống hạ này đó thú nhân đại quân, thế nhưng một chút phản ứng đều không có, như cũ đứng ở nơi đó. cổ lực đan trên người cuồng bạo khí thế áp hướng kia thú nhân đại quân, lại lần nữa ra tiếng, như thế nào ở các ngươi trong mắt? đã không có ta cái này thú nhân vương sao ta cho các ngươi trở về cổ lực đan lần này ra tiếng thú nhân đại quân hơi hơi có một ít xôn xao ta lấy thú nhân vương thân phận mệnh lệnh các ngươi cho ta trở về trở về cổ lực đan liền nói mấy cái trở về đồng thời trên người khí thế càng ngày càng cường áp hướng đông đảo thú nhân ở cổ lực đan khí thế hạ này đó thú nhân rốt cuộc quay đầu lại hướng địa tâm phương hướng đi đến Trương Huyền cùng Triệu Cực thấy như vậy một màn, lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn đến cổ quái, này thú nhân chiến sĩ cùng cổ lực đan chi gian quan hệ, quá quái, hiển nhiên, cổ lực đan ở thú nhân bên trong địa vị, đã không bằng từ trước. Đợi cho thú nhân thối lui, cổ lực đan nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói, ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ, hết thảy đã thay đổi, đi thôi, chúng ta ra nơi này, lại chậm rãi nói, nơi này hết thảy, làm ta thực biệt nữ, Trương Huyền gật gật đầu, hắn cùng triệu cực cùng, cùng cổ lực đan, chiều địa tâm phương hướng mà đi. Ra cổ chiến trường, đi vào địa tâm, lúc này nơi này đã biến thành thú nhân văn minh, thật lớn phòng ốc giống như tiểu sơn giống nhau, đối với hình thể thật lớn thú nhân mà nói, này chỉ là bình thường nơi ở thôi. Dĩ vãng thú nhân, nhìn thấy cổ lực đan, tất cung tất kính, nhưng hiện tại, Trương Huyền hai người phát hiện, thú nhân nhìn đến cổ lực đan, cùng cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, chỉ là ngẫu nhiên có như vậy mấy cái, còn sẽ nhiều ít lộ ra một chút cung kính thần sắc. Bất quá cổ lực đan chỗ ở, như cũ ở thú nhân lớn nhất doanh địa giữa, đó là một tòa nhìn qua rộng lớn núi lớn, bị cải tạo thành cổ lực đan nơi, là một cái thật lớn cung điện. Kia gì, cổ lực đan, ta hỏi cái vấn đề A. À. Triệu cực nhìn trước mặt này núi lớn cải tạo mà thành nơi, người rửa chân bồn, có mấy chục cái bình. Cổ lực đan đầy mặt nghi hoặc nhìn triệu cực. Triệu Cực tác vẻ mặt ham học hỏi, có thể nhìn ra tới, hắn là thật sự muốn biết đáp án. Này cung điện có một cái nhập khẩu, tới rồi nhập khẩu trước, cổ lực đan thân hình biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, cung điện nội đồ vật cũng đều là nhân loại bình thường sử dụng giống nhau, cái này làm cho Triệu Cực lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Cổ Lực Đan mang theo Trương Huyền cùng Triệu Cực tiến vào cung điện sau, cũng không có đi vào cái gì phòng tiếp khách một loại địa phương, mà là mang theo hai người ở bên trong tha rất lớn một vòng cuối cùng mở ra một gian mật thất, đi vào. Này gian mật thất không lớn, ở trong mật thất, Trương Huyền cùng triệu cực, nhìn thấy một đạo thân ảnh, là một người nhân loại bình thường, vì nam tính, tuổi ở hơn 30 tuổi tả hiếu, giờ này khắc này, người này bị xiềng xích khảo trụ tứ chi, hai thanh thật lớn móc sắt xuyên thấu người này xương tì bà, người này trên người, toàn là vết máu, một khuôn mặt, đã bị tra tấn không có người dạng. Đây là ta phía trước ở doanh địa bên ngoài bắt được người. Cổ lực đan giải thích một tiếng, theo sau từ bên cạnh cầm lấy một cái tiểu vở, ném cho Trương Huyền, đây là hắn sở ghi lại đồ vật, ngươi xem một chút. Trương Huyền mở ra vở, kia mặt trên, đệ nhất hành viết có. Thiên nguyên một năm, thú nhân chủng tộc ra đời thành công, sức sinh sản đủ tư cách, đại não khai phá trình độ đủ tư cách, gen ổn định tính đủ tư cách. Tại đây đệ nhất hành phía dưới, viết cũng đều là cùng loại đồ vật, ghi lại thú nhân cái này tộc đàn, Trương Huyền ở nhìn đến cái này vừa nội dung đồng thời, lại nghĩ đến phía trước tương lai cùng chính mình theo như lời, hắn trong lòng đột nhiên cả kinh, người này, ở ghi lại này đó, hay là, bọn họ chính là tránh ở sau lưng kia một đám người. Trương Huyền không cấm lại lần nữa chiều người nọ nhìn lại, người này bị khóa lại xương tỳ bà, cũng bị tra tấn không ra hình người, nhưng kia một đôi mắt, như cũng nhìn chầm chầm cổ lực đan đi xem, giống như là đang xem một bộ vừa lòng tác phẩm giống nhau. Trương Huyền một bước vượt qua đi, nắm lên người này đầu tóc, gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, nói, các ngươi là người nào, các ngươi mục đích là cái gì? Ha ha, Trương Huyền A, à. đối phương trực tiếp kêu ra Trương Huyền tên, người rất muốn biết sao. Trương Huyền thân thể chấn động, người nói hay là không? Không nói, người này khóe miệng treo lên một mặt cười. Mấy đạo màu tím quang mang hiện lên, người này mười căn ngón tay, toàn bộ bị tước đoạn. Tay đứt ruột sót, xuyên tim đau đớn, làm người này mặt bộ trở nên phá lệ vặn vẹo, mà khi đau đớn qua đi, người này lại là treo lên một bộ tươi cười. trương huyền người càng là như vậy, ta liền càng hưng phấn, ha 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 ha, người yên tâm, người sẽ có biết chân tướng kia một ngày, ta thật muốn nhìn đến kia một ngày đã đến a, à. ha ha ha. người này ở cất tiếng cười to, đừng hỏi, hỏi không ra tới, cổ lực đan đi lên tới, ta thử qua sở hữu có thể thí phương pháp đi tra tấn hắn. Hắn miệng thực cứng, "Trương Huyền, hiện tại chúng ta thú nhân bên trong ra vấn đề." Cổ Lực Đan hít sâu một hơi, "Chúng ta thú nhân tộc đến từ vực sâu, chúng ta cùng các ngươi bất đồng, chúng ta là hai cái bất đồng chủng tộc, chúng ta có bất đồng cách sống, bất quá, chúng ta lại đột nhiên biết, chúng ta cùng các ngươi là đồng loại, hoặc là nói, chúng ta là dị loại." Cổ Lực Đan giơ tay chỉ vào bị xích sát khóa lên người này, tiếp tục nói, "Người như vậy cơ hồ mỗi một cái doanh địa ngoại, đều có bọn họ thân ảnh, bọn họ ký lục chúng ta sinh hoạt, đem chúng ta trở thành vật thí nghiệm, không, nói đúng ra, chúng ta chính là vật thí nghiệm, không phải sao, cái gọi là vực sâu, bất quá là một cái âm mưu, cái gọi là thú nhân tộc vương, ha ha, bất quá là lúc sớm nhất vật thí nghiệm mà thôi, hiện tại, đây là một cái toàn bộ chủng tộc đều biết đến bí mật, người nói, hẳn là làm chúng ta như thế nào đi đối mặt. Đem chính mình coi như chủng tộc mới vẫn là nhân tộc giữa dị loại. Trương Huyền nhìn trước mặt cổ lực đan, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Triệu cực đột nhiên ra tiếng, ta cảm thấy, các người tưởng đem chính mình, biến thành nhân tộc, nói đúng ra, các người muốn trở thành chính thống, đúng không? Triệu cực đang nói chuyện thời điểm, một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cổ lực đan, tại đây đồng thời, kháng long giản cũng xuất hiện ở triệu cực trong tay. Hiển nhiên, triệu cực đây là làm tốt tùy thời đều phải động thủ chuẩn bị. Cổ lực đan cũng chú ý tới triệu cực trên người sở tản mát ra khí thế, hắn lắc lắc đầu, nói, ta không biết, ta không có làm ra lựa chọn, nhưng trong tộc người, đã làm ra lựa chọn, ta tuy rằng là thú nhân tộc vương, nhưng cái này cái gọi là vương, cũng chỉ bất quá là bị người đẩy đến vị trí này đi lên, thú nhân trong tộc, không ngừng ta một cái vương tộc, huống chi, đương đại gia biết này hết thảy sau, vương tộc đối bọn họ, cơ hồ đã không có gì uy hiếp lực. Triệu Cực nói, cho nên, hiện tại ngươi còn lại tộc nhân, là muốn giết đến mặt đất đi, hoặc là tiêu diệt nhân loại, cho các người thú nhân trở thành một cái hoàn toàn mới chủng tộc, lau sạch các người cái gọi là vật thí nghiệm danh hào, hoặc là liền toàn tộc cùng nhau biến mất sao? Cổ Lực Đan đứng ở kia, cũng không có nói thêm cái gì. Quả nhiên, Triệu Cực cười lạnh một tiếng, đây là muốn bất chấp tất cả sao? Không, là ta không có cách nào. Cổ Lực Đan mở miệng không có cách nào, triều cực sách theo kháng long giản, này địa tâm, đã là các người thú nhân địa bàn, các người ở chỗ này phát triển, sáng tạo tân văn minh, chúng ta vĩnh thế ngăn cách cổ chiến trường, thời gian sẽ làm người phai nhạt hết thảy ta tin tưởng, lấy các người trí tuệ phát triển trình độ, trồng rau không có khả năng học không được đi. Cổ lực đan hít sâu một hơi, có người ở sau lưng chủ đạo này hết thảy ta lại làm sao không nghĩ giống người theo như lời như vậy, ta tưởng tượng các người nhân loại giống nhau sinh hoạt, nhưng có người lại sẽ chuyên môn đi làm nô dịch sự ta thử qua giải phóng